Tác phẩm Ba người lính ngự lâm. Tác giả Alexander Dumas. Người đọc Bá Trung. Lời giới thiệu. Khi Dumas cho xuất bản cuốn Ba người lính ngự lâm, có thể ông tin rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ đem lại sự thành công rực rỡ, nhưng chắc chắn là ông không thể ngờ được là thế kỷ thứ 20 này của chúng ta, độc giả ở mọi lứa tuổi và ở mọi tầng lớp vẫn say sưa đọc những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bốn vị anh hùng của ông. Toàn thế giới đều biết đến những phóng tác lên sân khấu và lên phim ảnh, cũng như biết đến tên tuổi vẻ vang của Athos, Porthos, Aramis và D'Artagnan. Dumas không phải người đầu tiên viết tiểu thuyết lịch sử. Ông đã theo dõi thấy các độc giả thời bấy giờ đều ham thích loại tiểu thuyết dựa vào lịch sử xuất phát từ bên nước Anh. Walter Scott trong suốt đời mình đã viết rất nhiều tiểu thuyết dựa vào lịch sử và đã có được những thành công rực rỡ. Ivanhoe, Quentin Royet, Roger tiếng vang đến tận nước Nga xa xôi và Pushkin đã viết lên sự say mê khi đọc Scott như sau. Cái thú vị trong khi đọc những tiểu thuyết của Walter Scott là chúng ta thấy được thời kỳ quá khứ không phải qua những thể văn dài dòng kiểu cách của những bi kịch pháp cũng không phải qua những câu văn đạo mạo của lịch sử mà lại là qua những sinh hoạt thường ngày phương thức làm sống lại cả một thời kỳ xa xưa bằng cách tạo ra cho một hoàn cảnh ngay cả đến những văn sĩ nghiêm chỉnh như augustin thierry michelet guizot cũng đã cố gắng điều hòa với sự đảm bảo của sự kiện lịch sử đó là quan điểm tiểu thuyết hóa lịch sử. Chính trong cảm hứng đó mà Alexander Dumas đã có được những thành công ban đầu và danh tiếng của ông rất vững vàng. Lúc đó, ông mới 42 tuổi. Alexander Dumas sinh trưởng ở Villecotret, trao xuất thân ở Saint-Domingue và đã từ chối tước hiệu hầu tước David de la Petrie để lấy tên họ mẹ là Cécile Dumas một cô gái nô lệ được ông chủ lấy làm vợ. Cha Alexandre Dumas tổng quân như một người lính thường trong những đạo quân Cộng Hòa và đã trở thành một người bạn chiến đấu trung thành của Napoleon Bonaparte ở bên Ý. Vì trung thành với những tôn chỉ Cộng Hòa, ông không chịu công nhận một đế chế và rơi vào tình trạng bị bỏ lửng. Ông mất trong cảnh nghèo nàn nhưng danh giá. Alexander Dumas lớn lên như một cái mầm hoang dại và hiểu biết rất ít. Ông đến Paris vào năm 1822 và nhờ được sự bảo trợ của tướng Foy, ông được vào làm như một tham tá trong ban tư ký của quận công Orléans với số lương 1.200 franc. Những thời gian rỗi rãi, ông say mê đọc kinh của Shakespeare, Goethe và Sile. Lịch sử hấp dẫn ông và ông lao vào nghiên cứu lịch sử. Tới năm 1832, ông đã cho xuất bản trên các tờ nhật báo những tấn kịch lịch sử Isabelle de Bavie, nhà trưởng gia de Gang, nữ ba tước de Salibuari, những bài về tiểu sử của Napoleon mà ông rất thán phục, không tỏ vẻ gì là thù hẳn cá nhân. Đến năm 1844, ông cho xuất bản liền một lúc hai tác phẩm, Louis thứ 14 với thế kỷ của chúng ta và cuốn Ba người lính ngự lâm. Cuốn ba người lính ngự lâm đem lại thành công to lớn và khuyến khích ông viết tiếp theo những cuốn 20 năm sau và tự tước Brazilont. Cuốn ba người lính ngự lâm in thành tiểu thuyết trên tờ báo hàng ngày thế kỷ từ 14 tháng 3 đến 14 tháng 7 năm 1844. Sau đó lập tức được xuất bản thành 8 cuốn. Do thuật in sách kéo dài tối đa vì được trả công mỗi dòng 3 franc, giá cao hồi đó. Cho nên ta thấy có những câu nói chuyện chỉ có một chữ trên một dòng và có một đoạn hai dòng chỉ là một câu. Trước thắng lợi đạt được về cuốn tiểu thuyết đó, tác giả nảy ra ý kiến tận dụng nó bằng cách rút ra một vở kịch năm hồi 12 cảnh ở xanh Mắc Tanh, lấy tên là Thời Thanh Niên của những người lính ngự lâm vào năm 1849. Danh từ lính ngự lâm đã đem lại cho ông nhiều may mắn, cho nên đến năm 1853, ông cho xuất bản một tờ báo hàng ngày lấy tên là Lính Ngự Lâm nhưng chỉ tồn tại được có 4 năm. Ngày nay, chỉ có cuốn tiểu thuyết là còn tồn tại, nhưng cũng đủ mang lại thanh danh quốc tế cho Dumas, mặc dù có đoạn ông còn viết tồi hoặc có những câu sai văn phạm nữa. Dumas đã tạo nên được những nhân vật bất tử, chứa danh vì những đức tính cao đẹp và đã trở thành tượng trưng cho lòng can đảm và sự khoa trương những nét độc đáo của người lính Pháp. Ông đã tạo nên được những anh hùng trong lịch sử hiện thực hơn cả bản chất Ông tưởng tượng phong phú của ông đã biến chuyện lịch sử thành sự thật đẹp đẽ và sinh động người ta tìm thấy trong câu chuyện sức mạnh đặc biệt của một thận đồng misle đã viết cho ông một sự náo nhiệt hấp dẫn khích động toàn bộ cuốn chuyện bố cuộc chặt chẽ lôi cuốn độc giả vào trong cơn lốc của những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và giữ cho độc giả hồi hộp đến phút chót những nhân vật anh hùng của ông cũng lực lưỡng như ông có một nghị lực hoang dã và một sự can đảm trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là sự đóng góp lớn lao và độc nhất của Duma. Một Ba món quà của Ngài Đắc Ta Nhân Chả. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4 năm 1625, thị trấn Mưng nơi quê hương của tác giả cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng bị náo động cứ như là bị bọn tân giáo đến làm một cuộc cách mạng thứ hai ở La Rochelle. Nhiều người thường dân thấy phụ nữ chạy trốn từ phố đường cái lớn, thấy trẻ con kêu oai oái ở trên các bậc cửa, vội quá khoác áo giáp vào lưng, vớ vội lấy hoặc khẩu súng hỏa mai, hoặc một cái giáo dài rồi chạy đến quán người thợ say. chiếc cửa quán, dần dần đã tập trung đông đặc một đám người huyên áo và tò mò. Vào thời kỳ đó, những cuộc huyên áo là thường xuyên, và rất ít ngày mà tỉnh này hoặc tỉnh nọ không ghi lại những sự kiện đại loại như vậy. Các vị chúa đất gây gỗ lẫn nhau, hoặc đức vua gây chiến với đức giáo chủ, hoặc Tây Ban Nha gây chiến với đức vua. Thế rồi, ngoài các cuộc chiến tranh ấy, ẩm ý hay công khai, bí mật hay độ liễu, lại còn những tên trộm cắp, ăn mày, những người tân giáo, những con chó sói và những người đầy tớ, chúng gây chiến với tất cả mọi người. Những người dân chúng luôn luôn phải vũ trang để chống lại những tên ăn trộm, những con chó sói, những người đầy tớ, nhiều khi cũng chống lại các vị chúa đất và những người tân giáo, đôi khi chống lại đức vua, nhưng không bao giờ chống lại đức giáo chủ và người Tây Ban Nha cả. Do thói quen đó cho nên, như đã nói ở trên, hôm thứ hai đầu tháng tư năm 1625, công chúng nghe thấy tiếng ồn ào đều đổ xô về phía quán người thợ say. Tới đây, mọi người thấy rõ nguyên nhân của sự huyên áo đó một chàng thanh niên. Ta hãy tả chân thành một mạch. Ta tưởng tượng một đông kia sốt mới 18 tuổi. Một đông cây sốt không áo giáp dài, không la chán đùi. Mình mặc một áo chén bằng len màu xanh nhưng đã biến thành một màu khó tả. Màu rượu chát xanh ra trời. Mắt dài, nước da nâu, đôi gò má cao, dấu hiệu của một con người có mánh lưới. Bắp thịt hai bên quay hàm nổi lên đổ sổ, làm cho người ta nhận ra ngay anh là người xứ gắt công, không cần có chiếc mũ nổi. Hướng hồ chàng thanh niên của chúng ta lại có đội một chiếc mũ nổi trang điểm một cái lông chim. Cặp mắt mở to, nếu là một người lớn thì hơi nhỏ quá, nếu là một thiếu niên thì lại hơi lớn quá. Một con mắt tinh đời sẽ cho cậu ta là con trai một người chủ trại. Nếu cậu ta không đeo một thanh gươm dài lụng lẳng ở cái bao da bên cạnh sườn, nó đập vào chân khi cậu ta xuống ngựa. Vì cậu ta cưỡi một con ngựa, và con ngựa đó lại càng làm cho người ta phải chú ý đến. Đó là một con ngựa nhỏ, giống Berkner, tuổi độ 12 đến 14, lông da màu vàng, không có lông ở đuôi nhưng không phải là không có bướu ở cẳng chân. Con ngựa bước đi đầu cúi thấp hơn đầu gối, và như vậy mỗi ngày còn có thể đi được tám dặm. Khốn thay, những đức tính của con ngựa lại được giấu kín dưới bộ lông lạ lùng, và cái dáng đi bất lịch sự đó trong cái thời đại mà người ta rất am hiểu về ngựa, làm cho mọi người có ác cảm với nó, mặc dù nó chỉ mới bước chân đến cái xứ sợ này, mới chừng được 15 phút. Từ ác cảm với ngựa, người ta ác cảm lây đến cả chủ nó. Và chính cái ác cảm đó lại càng nặng nề hơn khi cậu thanh niên Đắc Ta Nhăng tiếp nhận con ngựa đó từ tay người cha thân yêu. Vì cậu là một kỹ sư có tài, và cậu cũng chẳng lạ gì con ngựa đó, không đáng giá 20 livre. Sự thật là món quà đó được đưa ra với những lời lẽ quý báu của vị cha già. Con ơi, con ngựa chính tông béc nơ này, ngay cả vua Hungry đệ tứ cũng không dám đem bán nó đi. Nó đã được sinh trưởng 13 năm dòng ở trong nhà của bố con, chỉ điều đó cũng đủ làm cho con phải yêu mến nó. Đừng có bao giờ bán nó đi, con hãy để cho nó được chết già một cách yên tĩnh, và nếu con có đem theo nó ra trận, con nên gượng nhẹ nó như đối với người đầy tớ già ấy nhé đến triều đình. Ông bố già nói tiếp, nếu như con có vinh dự được đến triều đình, cái vinh dự đó con có quyền được hưởng vì dòng dõi quý tộc lâu đời của nhà ta. Con phải phục vụ triều đình sao cho xứng đáng, vì dòng họ nhà ta đã từng phục vụ xứng đáng từ hơn 500 năm nay. Các con, con và bạn con chỉ được phục vụ có đức giáo chủ và đức vua. Ngày nay, một người quý tộc xây dựng được sự nghiệp của mình chỉ độc nhất bằng một con đường, đó là lòng dũng cảm con đã nghe rõ chưa? kẻ nào chỉ run tay trong một giây là có thể bỏ lỡ mất cái mồi sự nghiệp. vì lẽ ra chính trong cái giây phút đó sự nghiệp đã đến với mình rồi. con còn trẻ, con phải dũng cảm. vì hai lý do: cái thứ nhất, con là người xứ gắt công; cái thứ hai, con là con của bố. con không được sợ những thở cực thời cơ và phải đi tìm những cuộc mạo hiểm. ta đã dạy con sử dụng thanh gươm. con nó có một cặp chân sắt, một cổ tay thép con phải chiến đấu trong bất kỳ trường hợp nào. Hãy chiến đấu đi con. Những cuộc đọ gươm bây giờ bị cấm, như vậy là càng cần phải đọ gươm, vì như thế chứng tỏ hai lần can đảm. Con ơi, bố chỉ có thể cho con 15 đồng EQ, quy, con ngựa của bố, và những lời khuyên nhủ đó thôi. Mẹ con sẽ cho thêm con một thứ cao dán của người Bohemian, có đặc tính làm lành mọi vết thương nếu không bị vò tim. Con hãy tận dụng tất cả các cái đó và chúc con được mọi sự may mắn. À, bố còn thêm điều này nữa. Bố muốn nói về ông The Vi một người láng giềng xưa kia của nhà Tăng, đã có vinh dự hồi còn thơ ấu, được đùa nghịch với đức vua Louis thứ 13. Nhiều khi hai người còn đánh nhau, và trong những trận đánh nhau đó không phải đức vua lúc nào cũng là kẻ mạnh. Những đòn dáng nhận được của ông Vi làm cho đức vua có cảm tình sâu sắc với ông ta. Sau này ông Vi còn chiến đấu 5 lần với những người khác trong chuyến đi đầu tiên đến Paris của ông. 7 lần, không kể những cuộc chiến tranh, kể từ khi Đức Vua mất đi đến nay có thể là hàng trăm lần. Vì thế, mặc dù những sắc lệnh, những chiếu chỉ, những cuộc bắt bớ, ngày nay ông là đại úy ngự lâm quân, nghĩa là thủ trưởng của một đoàn vệ binh mà Đức Vua phải coi trọng, Đức Giáo Chủ phải coi gần. Con người đó không hề có gờm ai bao giờ. Hơn nữa, ông tê vi lĩnh lương hàng năm một vạn đồng ế quy vậy là một vị chúa công rất có thế lực ông ta lúc bắt đầu cũng chỉ như con thôi con hãy đến thăm ông cùng với bức thư này con hãy noi gương ông để rồi sau này sẽ có thể được như thế nói xong ngài đã tay nhăng cha tự tay buộc vào thắt lưng con thanh gươm của mình rồi ôm hôn con thấm thiết đến hai mã ra khỏi buồng cha Chàng thanh niên bước vào phòng mẹ, bà đang buồn chồn đợi con trai. Cuộc từ biệt ở đây lâu và thắm thiết hơn ở buồng bên kia. Không phải vì ông già không thương cậu con trai độc nhất của ông, mà vì ông là đàn ông, ông không muốn bị xúc động, lôi cuốn theo kiểu nhi nữ thường tình. Còn bà mẹ là một phụ nữ, hơn nữa lại là một người mẹ. Bà ta khóc sướt mướt. Cậu con trai dù có cố gắng cứng rắn như một chàng ngự lâm tương lai, cũng bị bản chất phần nào lôi cuốn, cho nên cũng đã để rơi mất nửa phần nước mắt đáng lẽ phải trẻ. Cũng trong ngày hôm đó cậu thanh niên tử giã gia đình lên đường, mang theo ba món quà quý của cha mẹ như chúng tôi đã kể, 15 đồng EQ, con ngựa và bức thư cho ông Trevi. Ấy là không nói đến những lời dặn dò quý báu. Với tình trạng trang bị như vậy, anh thanh niên đã ta nhăng về tinh thần cũng như vật chất giống y như người anh hùng của Cervantes mà chúng tôi đã so sánh phát họa chân dung ở trên. Đồng kỳ sốt đã coi những chiếc cối say gió như những gã khổng lồ và những con cừu như những đạo quân, thì đa tài nhăng coi mỗi một nụ cười như một lời lăng nhục, mỗi một cái nhìn như một sự khiêu khích. Kết quả là bàn tay chàng luôn luôn nắm chặt lại và đã đến quá 10 lần mó vào chuôi gươm. Tuy nhiên, nắm tay của anh cũng chưa tống vào quay hàm ai cả và gươm cũng chưa tuốt ra khỏi vỏ lần nào. Không phải là tình trạng con ngựa lông vàng đó không làm cho khách qua đường nở nụ cười, mà là trên con ngựa đó còn có một thanh gươm dài đáng gờm, và phía trên thanh gươm đó còn long lanh, một cặp mắt dữ tợn hơn là ánh diện, làm cho ai muốn cười cũng phải mím môi lại, chỉ dám cười nửa miệng phía bên kia. Do đó, đặt tay nhăn vẫn được đường hoàng và vô sự đến tận thành mừng. Nhưng tới đây anh xuống ngựa trước cửa quán người thợ say không thấy một ai. Chủ quán hay chú bé giữ ngựa chẳng thấy ra giữ ngựa cho mình. Đà Tài Nhăng liếc mắt nhìn qua một cái cửa sổ hé mở ở tầng dưới cùng. Thấy một người quý tộc, dáng điệu đẹp đẽ đang nói chuyện với hai người, nghe có vẻ thích thú lắm. Theo thói quen Đà Tài Nhăng cho là họ đang nói về mình, nên anh lắng nghe. Lần này Đà Tài Nhăng chỉ lầm có một nửa, người ta không nói đến anh, anh, mà là nói đến con ngựa của anh. Người quý tộc có vẻ đang nêu lên từng đặc tính của con ngựa. Còn hai người kia vừa chăm chú nghe, vừa cười rũ rượi từng cơn một. Một cái mỉm cười cũng đủ làm chàng thanh niên phẫn nộ, huống chi những chuỗi cười ẩm ý ấy. Ta đoán được ngay tác động đối với anh thanh niên đó như thế nào. Tuy nhiên, Đà Tà Nhăng còn muốn nhìn thấy nét mặt của cái tên láo xược dám chế giễu mình đã. anh nhìn chằm chằm một cách ngạo nghễ người lạ mặt, thì thấy đó là một người đàn ông cũng quáng 40, đến 45 tuổi, cặp mắt đen và sắc, nước da tái, cây mũi rất lõ, chồng dâu quay nón đen và được tỉa rất gọn gàng. Y mặc một cái áo chẽn, đi đôi ủng cao cùng một màu tím. Cái áo chẽn và đôi ủng ấy mặc dầu còn rất mới, đã bị nhậu nát như đã bị bỏ lâu trong hòm quần áo. Đạt tài nhang nhận xét như vậy rất nhanh nhỉ? nhưng tỉ mỉ như là một linh tính báo trước người đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của anh vừa lúc đã ta nhăng nhìn chằm chặp vào người quý tộc thì cũng là lúc y đang diễn tả con ngựa đến đoạn rất hài hước làm cho hai tên kia cười rộ lên và bản thân y cũng để phớt qua một nụ cười trên bộ mặt tái xanh trái với thói quen của y lần này thì đúng là Đa ta nhăng bị nhục mạ rồi lập tức đầy lòng tự tin anh kéo sập chiếc mũ nổi xuống mắt và cố bắt chiếc dáng điệu của một vị chúa tể anh tiến lên một tay để lên đốc hương một tay để lên háng cuốn thay khi anh dần dần tiến lên thì lòng tức giận làm anh quên mất mấy câu diễn văn hùng tráng mà anh đã có chuẩn bị để khiêu khích anh chỉ còn nói được mấy câu tục tĩu kèm theo một cử chỉ thô lỗ này ông kia cái ông nấp sau cánh cửa sổ ấy phải ông ông hãy nói cho tôi biết ông cười cái gì để rồi đôi ta cùng cười với nhau một thể nào người quý tộc chậm rãi đưa mắt từ con ngựa đến trụ nó như để có đủ thì giờ hiểu được rằng những lời trách móc ấy là cho y rồi đến khi y nhận thấy đúng là như vậy thì cặp lông mày y nhíu lại và bằng một giọng vừa châm biếm vừa hỗn xược khó tả y trả lời đã ta nhằng tôi không nói với ông đâu ông ạ à. nhưng tôi tôi nói với ông đấy và tài nhằng thét lên như vậy với một giọng vừa châm biếm vừa hỗn xược vừa khinh bỉ gã quý tộc lại nhìn anh một lần nữa với nụ cười nửa miệng. Từ từ cửa sổ y chậm rãi bước ra ngoài quán, đến cách đã tay nhang hai bước, y dừng lại chiếc con ngựa. Nét mặt bình tĩnh và thái độ ngạo nghễ của hắn làm tăng sự buồn cười của hai tên y nói chuyện ban nãy vẫn còn đứng ở cửa sổ. Thấy y đến, đa tài nhăng rút gươm, một gang tay ra khỏi vỏ. Y tiếp tục nhận định về con ngựa với những tên ở cửa sổ, mà chẳng thèm để ý đến sự cáu giận của đắt tay nhanh con ngựa này thời trẻ của nó chắc là quý giá lắm đấy màu sắc của nó rất là phổ biến trong giới thực vật nhưng lại rất hiếm trong loài ngựa kẻ nào cười con ngựa là không dám cười chủ nó đắt tay nhanh cau tiết thét lên ông ạ à, tôi không hay cười như ông thấy ở nét mặt tôi đấy như tôi có đặc quyền cười khi mà tôi muốn còn tôi đắt tay nhanh lại thét lên Tôi không muốn người ta cười khi mà tôi không thích. Thực tế là thế nào hả ông? Ừ, thực tế là đúng như vậy đấy. Nói xong, hắn quay gót đi để chuẩn bị bước vào trong quán qua một cái cổng lớn mà có đó ta nhang thấy đã có một con ngựa yên cương sẵn sàng. Nhưng đã ta nhang không phải là hạng người dễ dàng bỏ qua hành động hốn láo với mình như vậy. Anh liền rút gươm hẳn ra khỏi vỏ, đuổi theo y và thét lên. Hãy quay lại! quay lại con người họ ngạo mạn kia. Ta không muốn tấn công đằng sau lưng đâu. Tấn công ta ấy à? Y quay gót lại vẻ khinh bỉ nhìn anh thanh niên và nói. Này anh bạn ơi, anh điên đấy à? Rồi Y lẩm bẩm như nói một mình. Bức thật, đúng là vớ được một món bờ cho nhỏ vua đang đi mộ lính ngự lâm. Y vừa nói xong thì đa ta nhăng đã đâm cho Y một nhát dữ dội. Nếu không kịp nhảy lùi lại đằng sau thì có thể đây là lần đùa cợt cuối cùng của Y. Y thấy không còn là chuyện đùa nữa, liền cũng rút cơm ra, chào đối thủ, rồi đứng vào tư thế. Nhưng ngay lúc đó, hai tên thính giả của Y ban nấy cùng với chủ quán vác gậy xẻng và đinh ba xông ra tấn công đã ta nhầm. Thế là địch, địch thủ của anh được giành tay, Y ung dung tra kiếm vào vỏ và trở thành khán giả của cuộc đấu, rồi Y lầu bầu. Đồ gát công khốn kiếp, ném nó lên con ngựa da vàng, để nó xéo đi phải giết được mi đã đồ hèn kia đa tay nhang thét lên như vậy vừa dũng cảm đương đầu với ba tên đang vụt anh tối bụi cái loại gắt công này thực là bất trị tên quý tộc lẩm bẩm cứ làm cho nó phải múa quay cuồng đến khi mệt lử qua bờ xem có phải van xin không nào nhưng y chưa biết y đã gặp phải một cái đầu bướng bỉnh như thế nào đa tay nhang không thuộc loại người biết van xin cuộc chiến đấu tiếp tục thêm vài phút nữa cuối cùng đa tay nhang mỏi mệt bị một gậy, dáng gãy đôi thanh gươm. Một đòn nữa dáng trúng vào chán làm anh ngã ngửa, máu té ra và anh ngất đi. Chính vào lúc đó, mọi người từ các phía đổ xô đến, chủ quán sợ tai tiếng vội vàng cùng hai gã hầu quán khiêng anh thanh niên vào trong bếp. Còn tên quý tộc kia lại trở lại chỗ cửa sổ ban ấy và có vẻ suốt ruột nhìn đám đông dân chúng đang ồn ào trước cửa. Cánh cửa mở, y quay lại thấy chủ quán đang xun xe bước vào hỏi thăm sức khỏe của y. Y liền hỏi. Thế nào? Cái tên ngông cuồng ấy ra sao rồi? Thưa Đức Ngài được bình yên, không sao cả chứ? Phải, hoàn toàn không sao cả. Ta muốn hỏi ngươi, thằng thanh niên của chúng ta ra sao rồi? Bẩm khá rồi ạ, à, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Thật vậy à? Nhưng trước khi ngất đi, hắn đã tập trung sức lực lại để gọi ngài và thách thức ngài đấy ạ. À. Hắn là một con quỷ hay sao vậy? Thưa không ạ, à? hắn không phải là con quỷ đâu, vì trong khi hắn ngất chúng tôi có lục loại đồ đạc của hắn, chỉ thấy có cái áo sơ mi và một túi tiền trong đó có 12 e quy Khi hắn ngất, hắn còn nói được là nếu sự việc này xảy ra ở Paris thì lập tức Đức Ngài sẽ phải hối hận, nhưng lại xảy ra ở đây thì sau này Đức Ngài sẽ phải hối hận. Vậy thì tên quý tộc lạnh lùng nói, một hoàng thân nào cải trang chăng? Tôi muốn nói với ngài như vậy để ngài đề phòng trong lúc tức giận hắn có thốt ra tên người nào không có đấy ạ à. hắn có vỗ vào túi và nói rồi sẽ biết ngài trevi trừng trị bọn lão xược dám làm nhục người nhà của ngài như thế nào ngài trevi à đêm cưới tổng à, vẻ chú ý nói này lão chủ quán khi người thanh niên ấy ngất đi tôi tin chắc là lão cũng có nhìn vào cái túi đó lão thấy gì nào một bức thư gửi cho ngài trevi đại úy ngự lâm quân có đúng như vậy không? Xin thề danh dự. Chủ quán chưa đủ sắc sảo để nhận thấy câu nói của lão đã làm cho thái độ của tên quý tộc phải thay đổi như thế nào. Hắn rời bỏ khung cửa sổ mà hắn đang tỉ tay lên, nhíu đôi lông mày lại, vẻ lo lắng. Quỷ thật! Y thị thảo giữa hai kẽ răng. Thư vi cho tên gắt công này do thám ta. Hắn còn trẻ quá, nhưng dù sao nhát gươm cũng là nhát gươm. Mặc cho kẻ thù đâm ta ở độ tuổi nào, trẻ con cũng phải đề phòng như mọi người lớn khác chỉ cần một chướng ngại nhỏ cũng làm hỏng một sự nghiệp lớn y suy nghĩ lâu chừng vài phút rồi nói này chủ quán lão không tống cổ nó đi được cho ta à? lương tâm ta không muốn giết hại nó tuy nhiên y nói vẻ lạnh lùng đe dọa tuy nhiên nó làm ta khó chịu lắm bây giờ nó ở đâu trong buồng vợ tôi trên các một đang băng bó cho nó túi đồ đạc và áo chẽn ngoài của nó cũng ở trên gác với nó à không ạ à, tất cả những thứ đó đều để lại dưới bếp thôi lão đi lên đi tính thiền cho và báo cho người hầu của ta biết sao ngài từ biệt chúng tôi à như lão biết đấy ta đã bảo người hầu đóng yên cương vào ngựa của ta rồi mà hắn chưa thi hành à rồi đấy ạ à? đức ngài nhìn xuống dưới cổng mà xem ngựa đã sẵn sàng lên đường rồi thế thì tốt lắm lão hãy thực hiện điều ta vừa báo. chủ quán liền lẩm bẩm một mình ôi chào lại sợ thằng bé con chứ gì. Nhưng một cái nhìn của tên quý tộc làm lão cụt hứng và vội lụi đi ngay. Không nên để cho Milady thấy tên khốn kiếp này, tên quý tộc tiếp tục nói thầm. Cô ta cũng sắp đến rồi đấy, thế cũng đã là chậm rồi, có lẽ cứ lên ngựa và đến trước cô ta thì hơn. Chỉ có cái là ta muốn biết bức thư đó nói gì với Trevi. Vừa lầm nhầm, y vừa tiến vào trong bếp, trong lúc đó, lão chủ quán với quan niệm là sự có mặt của anh thanh niên đã đuổi mất khách sộp của lão. Lão đi lên gác vào buồng vợ, thấy anh thanh niên đó đã tỉnh lại. Thế là lão liền dọa rằng anh đã động chạm đến một vị chúa tẻ có oai quyền, có thể có cảnh sát sắp đến bắt anh ta, cho nên anh phải đi ngay. Thế là đã thay nhằn, mình không áo chén, đầu quấn đầy băng, cũng hơi kinh hoàng, lão đạo đứng lên vịn vào chủ quán lần bước xuống cầu thang. Xuống tới dưới bếp, cái mà đã thay nhanh trông thấy đầu tiên là địch thủ của anh đang bình tĩnh đứng nói chuyện ở bậc lên xuống của một cỗ xe ngựa rất lớn với hai con ngựa kéo. Đối thoại với y là một phụ nữ đầu thò ra ngoài cửa xe. Quan sát nhanh như trước, đã thay nhanh thấy chị phụ nữ đó trẻ và rất đẹp vào khoảng hơn 20 tuổi. Sắc đẹp đó làm đã thay nhanh phải sững sờ vì anh chưa hề được thấy một người nào như vậy ở tất cả các xứ miền Nam mà anh đã ở. Nước da trắng xanh, tóc hung và dài rủ xuống vai thành từng cuộn, cặp mắt to xanh, mệt mỏi, cặp môi đỏ hồng, đôi cánh tay như ngọc ngà. Chị ta đang nói chuyện hăng hái với người quý tộc. Vậy là Đức Ngài ra lệnh cho tôi, chị ta nói. Phải quay lại nước Anh ngay lập tức và phải báo cho Đức Ngài biết ngay khi nào quận công rời khỏi London. Thế còn những chỉ thị khác cho tôi, cô gái xinh đẹp nói, đều ở trong cái hộp này cả chỉ chỉ được mở nó ra khi đã mang đến bên kia bờ biển Mons. Thế còn ông, ông làm gì bây giờ? Tôi, tôi sẽ quay trở về Paris. Không chừng trị thằng nhóc hỗn xược kia. Tên quý tộc toan trả lời, nhưng khi vừa mở mồm ra thì đa tay đã nghe thấy tiếng thấy hết, đang lao đến và hét lên. Chính thằng nhóc này sẽ trừng trị tên kia thì có. Ta mong rằng lần này kẻ mà ta muốn trừng trị sẽ không thoát được như trước. Không thoát được à? tên quý tộc trao mày nói. Không, trước mắt một phụ nữ, mi không dám trốn đâu. Chị phụ nữ thấy người quý tộc để tay lên đốc gươm, vội nói. Ông nên nghĩ rằng mọi sự chậm chế sẽ làm hỏng hết việc. Chị nói có lý đấy. Tên quý tộc nói, vậy chị hãy đi đi, tôi cũng đi đây. Nói xong y gật đầu chào chị phụ nữ, rồi lao mình lên ngựa. Và người đánh xe cũng dơ roi lên quất vào lưng hai con ngựa. Thế là cả hai người nói chuyện vừa qua đều lao đi theo hướng ngược chiều nhau. Thế còn tiền trọ phải trả đấy chứ. Nó chủ quán gào lên và thay đổi hẳn thái độ từ kính trọng sang khinh bị người khách hàng quý tộc. Từ khách hàng vừa phóng ngựa, vừa ném xuống mấy hào bạc vừa quát. Này đây tiền quán, đồ khốn kiếp. À, đồ hèn nhát, đồ khốn nạn, đồ quý tộc giả danh. Bà ta nhằng thét lên và lao theo, nhưng vết thương của anh không cho phép vận động quá mạnh. Sau đó, vừa chạy được mấy bước, anh thấy đỏ óc choáng váng, mặt mũi xa sầm rồi anh ngã lăn ra giữa phố, mồm còn gào, đồ hèn nhát, đồ hèn nhát. Đúng là đồ hèn nhát, lão chủ quán lại gần đặt thanh nhăng, rồi đậm bẩm như vậy, lão tìm cách làm lành. Phải rất hèn nhát, đặt thanh nhăng lậm bẩm, nhưng cô ta rất đẹp. Cô ta, cô nào, lão chủ quán hỏi, mình là đi ấy. Đặt thanh nhăng thì thảo xong, lại ngất đi lần nữa. Cũng thế thôi, tên chủ quán thầm thì một mình. Ta vừa mất đi hai người, nhưng còn lại tên này mà ta có thể giữ lại ở được vài ba ngày, vẫn cứ là thu được 11 đồng EQ. Ta nhớ là 11 e quý đúng là số tiền còn lại trong túi đã ta nhân Chủ quán đã tính rằng 11 ngày ốm, mỗi ngày một EQ, nhưng lão ta đã không tính đến con người. 5 giờ sáng hôm sau, Đa Thần Nhăng đã trở dậy và đi xuống bếp một mình Mở gói cao me ra Đắp lên vết thương Không cần cầu cứu đến một vị thầy thuốc nào cả Nhờ có sự công hiệu của thuốc cao bôi miêng Và cũng là nhờ không cần đến thầy thuốc Mà đến hôm sau nữa đã Tài Nhăng đã gần như bình phục hẳn Khi mở túi ra để lấy tiền Ra trả quán trò Đa Tài Nhăng thấy chỉ có túi tiền Với 11 EQ Còn bức thư gửi ông Thuê Vi đã biến mất Anh thanh niên bắt đầu tìm Một cách kiên nhẫn lộn ra lộn vào mấy chục lần túi áo và túi đồ. Nhưng đến khi thấy là không có hy vọng gì tìm được, anh bèn nổi nóng lên, cứ như là muốn đập tan. Các đồ đạc của quán trò, làm cho lão chủ quán phải vội vớ lấy cái giáo. Vợ chủ quán lấy cái cán trổi, bọn hầu quán lấy mấy cái gậy. Bức thư giới thiệu của tao đâu? Đã thả nhằng gầm lên. Bức thư giới thiệu của tao ấy, mẹ kiếp. Nếu không tao sẽ chọc tiết chúng mày như những con gà giò đấy. Khốn thầy, một cảnh ngộ ngăn cản thực hiện những lời đe dọa ấy. Như chúng ta đã biết, thanh gươm đã bị gãy làm đôi trong trận giao tranh đầu tiên. Anh ta quên mất một điều này, cho nên khi anh rút gươm ra chỉ thấy còn có một nửa mẫu mà lão chủ quán đã cẩn thận cắm trả vào bao, bao. Tuy nhiên, điều thất vọng đó cũng sẽ không thể làm giảm được sự phẫn nộ của anh thanh niên nếu như lão chủ quán không nhận ra yêu sách của anh là có căn cứ. Lão hạ chiếc giáo xuống và nói, Ơ ừ nhỉ, bức thư ấy đâu nhỉ? Phải, bức thư đó đâu rồi? Đã thành nhằng hét lên. Ta báo trước cho các ngươi biết bức thư đó gửi cho ngài Trevi. Phải tìm nó bằng được, nếu không đức ngài sẽ có cách tìm đấy. Câu dọa đó mới thực sự đem lại lo âu cho chủ quán. Ai cũng biết rằng sau đức vua và đức giáo chủ, cái tên Trevi ai cũng biết đến. Do đó, lão chủ quán vội ném cái giáo ra xa, rồi ra lệnh cho mụ vợ và những người hậu cũng phải làm như vậy đối với cán trội và gậy gọc. Rồi lão dẫn đầu mọi người tìm tòi lục lọi trong mọi nơi. Sau một hồi không kết quả, lão hỏi. Chắc là bức thư đó chứa đựng cái gì quý lắm. Tất nhiên rồi, cả gia tài của tôi đấy. Những phiếu gửi tiền tiết kiệm à? Những phiếu lĩnh tiền ở kho bạc đặc biệt của Đức Vua? Đa Tài Nhăng trả lời như vậy, mà coi là mình không nói dối, vì anh đã cho là bức thư đó sẽ giới thiệu anh và làm việc phục vụ Đức Vua. Cha mẹ ơi! Lão chủ quán thất vọng thốt lên. Nhưng thôi, đã tài nhằng tiếc nói, tiền không nghĩa lý gì cả, mất bạc vạn ta không tiếc bằng mất bức thư đó. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong óc lão chủ quán, lão dao lên, bức thư không mất đâu. À, đã tài nhằng dao lên, lão thấy rồi à? Không, bức thư đó đã bị người ta lấy đi rồi. Lấy đi rồi, ai lấy? Tên quý tộc hôm xưa ấy, hắn ta đã xuống nhà bếp lúc có bộ đồ của cậu để ở đấy, hắn ta lại ở đấy một mình tôi cam đoan rằng chính hắn đã lấy vậy là ông nghi tên quý tộc láo xược ấy ạ à? tôi chắc chắn là như vậy khi tôi nói với hắn rằng cậu là người nhà của ông thơ vi và cậu lại có cả bức thư đề tên người nữa thế là hắn tỏ vẻ lo ngại hỏi tôi cái thư đó ở đâu rồi lập tức đi xuống bếp nơi để bộ đồ của cậu vậy là hắn đã lấy trộm của ta và ta nhàng nói tôi sẽ kêu lên ngài thơ vi ngài sẽ tâu lên đức vua Nói xong, y thanh niên oai vệ rút ra hai đồng ê quy trả cho chủ quán. Lão kính cận nhận tiền rồi tiễn đưa cậu khách quý ra tận ngoài tường, chỗ cậu lên ngựa. Đa ta nhăng bình yên đi đến Paris, tới cửa ô xanh an toàn. Anh bán con ngựa được ba đồng ê quy, anh biết là giá thế cũng đã là lời lắm rồi. Người ta mua chỉ vì bộ lông kỳ dị của nó. Vậy là Đa ta Nhăng đi bộ vào Paris, tay sách túi đồ, anh tìm thuê được một cái buồng hợp với túi tiền của mình ở phố Người Đào Huyệt, gần Luxembourg. Một khi đã có nhà ở rồi, đã thành nhăng ở lì trong buồng suốt cả ngày hôm đó để khâu vào áo chẽn ngoài những miếng vải viền mà mẹ anh đã tháo ở áo của bố anh cho anh. Xong rồi, anh đến phố Lò Rèn đặt làm lại thanh gươm. Sau đó, anh đi đến Louvre tìm một người lính ngự lâm hỏi về tình hình lâu đài của ông Trevi ở phố Chuồng Bồ Câu Giả nghĩa là ở ngay cạnh phố anh ở. Điều đó, anh cho là một điểm may mắn cho bước đầu tiên của anh. Sau cùng, hài lòng về thái độ của mình ở Mông không ân hận gì về quá khứ, đầy tin tưởng ở tương lai, đã tay nhăng đi nằm và ngủ được một giấc ngon lành cho mãi đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy và vội vã mặc quần áo để đến thăm ngài Trevi, mà theo cha anh đánh giá là người thứ ba trong vương quốc hai phòng ngoài của ngài đờ thê vi ngài thê vi cũng có bước đầu giống như data nhăng đồng xu dính túi không có nhưng đầy lòng dũng cảm và thừa trí thông minh điều đó đã làm cho một thanh niên xứ các công nghèo khổ nhất hơn hẳn một anh quý tộc giàu có nhất lòng dũng cảm đến hỗn xược của ngài đã đưa ngài lên tận đỉnh cái thang khó khăn nhất mà người ta gọi là đặc ân của triều đình mà ngài đã leo được nó từng bốn bậc một ngài là, là bạn thân của đức vua điều đó như ai cũng biết làm vẻ vang cho hương hồn đức vua cha angri đệ tứ cha ngài vi đã phục vụ angri đệ tứ rất trung thành trong những cuộc chiến tranh chống liên minh đức vua không bao giờ có tiền mặt để trả nợ chỉ toàn trả bằng tinh thần cho nên sau khi thành phố paris đầu hàng cho phép ông vi lấy phù hiệu là con sư tử vàng miệng ngậm khẩu hiệu trung thành và dũng cảm điều đó là rất nhiều cho vinh dự nhưng quá là ít cho đời sống do đó khi người bạn vĩ đại đó của Andri đệ tứ mất đi nhờ thanh danh đó ngài trevi được tuyển vào phục vụ cho thiếu đế lòng trung thành và đường gươm hay của ngài làm cho louis thứ mười ba một tay gươm danh tiếng của vương quốc phải phát biểu rằng nếu người có bạn thân nào đi đấu gươm thì nên mang theo ông Trevi. Do đó, vua Louis thứ 13 rất có tình cảm với ngài Trevi, một tình cảm đế vương, một tình cảm ích kỷ, đúng như thế, nhưng vẫn cứ là một tình cảm. Bởi vì trong cái thời buổi không vui vẻ gì ấy, người ta cứ muốn tập hợp quanh mình nhiều người như cỡ Trevi. Võ nghệ thì có thể có nhiều người đạt được, nhưng lòng trung thành thì rất hiếm người được như Trevi. Vì vậy, Louis thứ 13 mới đặt Trevi vào chức đại úy ngự lâm quân. Về phần Đức Giáo Chủ cũng không chịu kém vua, thấy vua có tinh thần tập hợp hậu cận, vị vua thứ hai ấy, hay nói cho đúng hơn, vị vua thứ nhất nước Pháp ấy cũng muốn có những đội quân cận vệ. Vậy là Đức Ngài Giáo Chủ cũng có lính cận vệ như Đức Vua có lính ngự lâm. Người ta thấy hai thế lực đối địch ấy thi nhau lùng kiếm khắp trong nước, cả nước ngoài nữa, những người có tay gươm xuất chúng về để phù tá mình. Do thế, Richelieu và Louis thứ 13 tranh chấp nhau luôn về tài nghệ của quân mình. Mỗi bên đều muốn khoe khoang về tư cách và lòng dũng cảm của các bè tôi của mình. Hai bên đều lớn tiếng rêu rao lệnh cấm những cuộc đấu gươm và ẩu đả, nhưng lại nhỏ tiếng khuyến khích. Hai ngài đều cảm thấy đau buồn hoặc sung sướng về sự thất bại hay thắng lợi của quân mình. Thôi vì nắm được yếu điểm của vua, nhờ có sự khéo léo đó ông được sự tín nhiệm vững bền của vua. Ông cho quân của ông giữ binh một cách ngạo nề ngay trước mặt giáo chủ, làm cho bộ dê mép màu xám của đức ngài cứ vậy lên một cách tức giận. Trời vì hiểu rất rõ chiến tranh trong thời kỳ đó, nếu không sống nhờ vào địch quân thì phải sống nhờ vào đồng bào. Quân lính của ông là một binh đoàn quỷ sứ, vô kỷ luật với tất cả mọi người. Những người lính ngự lâm hay nói cho đúng hơn quân của ông Trevi, áo quần lôi thôi lếch thích, chuyến choáng hơi men, gieo họ trói tai ở khoác các quán ăn, các lối đi, các nơi công cộng. Họ hát hò, họ, họ xoắn rô mép, vua vang các thanh gươm, đụng chạm một cách khoái chí với những người lính cận vệ của giáo chủ mỗi khi gặp họ. Rồi họ tuốt gươm ra ở giữa phố để đua nghịch, hoặc để giết nhau cũng có. Vì có chết cũng chắc chắn là sẽ được trả thù và được thương khóc. Thường là giết nhau và không sợ chết mục trong tù vì đã có Ngài Trevi xin cho. Vì thế mà Ngài Trevi được họ yêu mến và tán tụng trên đủ các giọng hát hò. Tuy vậy, họ phục và rất sợ ngài Vi như học trò trước thầy giáo, sẵn sàng thi hành tốt bất cứ một mệnh lệnh nào của ngài và sẵn sàng đổ máu để rửa bất cứ quả trách nào của ngài. Ngài Vi đã sử dụng lực lượng đó trước hết là để phục vụ vua và các bạn thân của vua, sau đó cho bản thân và cho các bạn thân của ngài. Với một tài trí mưu mẹo hiếm có, đã nâng ngài lên hạng ngũ những người có thế lực nhất nhưng Ngài vẫn là con người trung thực. Cái sân của tòa lâu đài của Ngài ở phố trường Bồ Câu Già giống như là một trại lính. Buổi sáng từ 6 giờ về mùa hè và từ 8 giờ về mùa đông, có từ 50 đến 60 lính ngự lâm, thì như thay nhau có mặt ở đấy để phô trương một lực lượng đồ sộ. Họ vũ trang như ra trận, đi đi lại lại và sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Ở một trong những cầu thang lớn lên nhà, ta thấy lên xuống nhiều người dân thành phố Paris họ đến để cầu xin việc gì hoặc là những người trưởng giả ở các tỉnh đến để xin nhập ngũ hoặc là những người liên lạc viên mang thư từ công văn của chủ đến trong phòng đợi trên các ghế dài là những người được triệu tập đến tiếng gì rầm nổi lên ở đấy suốt từ sáng đến chiều trong khi đó ngài Thê vi tiếp khách ở buồng trong nghe những lời thiếu tố hoặc ban hành những mệnh lệnh và cứ như là đức vua ở trên bao lơn cung điện louvre ngài chỉ cần đứng ra ngoài cửa sổ là có thể duyệt binh được Hôm đã ta nhang đến đấy, anh đã thấy tập trung một số quân, thật là khiếp đảm đối với một thanh niên mới từ tỉnh lỵ tới. Khi vừa bước qua cánh cổng đổ sổ nẹp toàn đinh sắt, dài đầu vuông, anh rơi vào một đám đông người mang gươm chen chúc nhau trong sân, gọi nhau ý ới, hoặc chơi trò ẩu đả nhau nữa. Muốn mở được một con đường qua cái đám cuồng sóng ấy, thì phải là sĩ quan, là chúa công, hoặc là một phụ nữ đẹp. Đã ta nhăng phải đi qua cái đám hỗn độn ấy, lòng hồi hộp anh phải thu thanh gươm dài sát theo cặp giỏ của anh một tay để lên rìa cái mũ giả miệng luôn sẵn sàng mở một nụ cười kiểu một anh nhà quê muốn tỏ ra có thái độ hòa nhã khi đi qua được một đám anh thấy thở được tự do hơn nhưng anh hiểu rằng người ta quay lại để nhìn anh và là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình lố bịch khi đến cầu thang lại còn gay go hơn trên những bậc đầu tiên có bốn người lính ngự lâm đang chơi trò lần lượt, đến lượt mình lên thay thế. Một trong bọn họ đứng ở bậc trên, tay cầm gương trần, ngăn cản không cho ba người kia leo lên. Ba người kia đấu gươm với người đó khéo léo tuyệt vời. Ban đầu đã tha nhang cho là họ tập luyện, mũi gươm có bịt dầu, nhưng ở một vài chỗ sức ra, anh đã nhận ra điều ngược lại. Mũi gươm vẫn sắc nguyên vì có chảy máu, và mỗi lần có máu như thế các đấu thủ và các khán giả nữa đều cười rộ lên như điên. Người án ngữ bậc thang trên cản được một cách tuyệt diệu, không để ba người kia bước lên. Mọi người xuống quanh họ. Điều kiện chơi là hễ người nào bị mũi gươm chạm phải là phải ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Trong năm phút, ba người đã bị chạm. Một ở cổ tay, một ở cằm, một ở tai. Có đều là ba người tấn công, còn người án ngữ chỉ có một mình mà chưa hề việc gì Trò chơi đó đã làm cho anh chàng thanh niên của chúng ta phải ngạc nhiên. Anh đã từng thấy ở xứ sở anh là nơi mà đó con người ta dễ bốc đồng, có nhiều điều khoản về đấu kiếm. Cuộc biểu diễn của bốn người này anh chưa từng thấy bao giờ. Ở trên thềm người ta không đọ gươm nữa, người ta kể những câu chuyện về đàn bà, còn ở phòng ngoài toàn những chuyện về triều đình. Ở trên thềm thì đã ta nhăng, phải đỏ mặt, còn ở phòng ngoài thì anh phải dùng mình. trí tưởng tượng linh hoạt và viển vông của anh ở quê hương anh đã làm anh ghê gớm với những cô thiếu nữ, ngay cả với những ả à tình nhân trẻ của anh. Anh chưa hề mơ tưởng đến một nửa, hơn nữa đến một phần tư thôi, những kiểu chuyện yêu đương lãng mạn như người ta kệ công khai và trắng trợn ở đây. Lòng kính trọng đức giáo chủ của anh làm anh phẫn nộ trong buồng ngoài. Ở đây người ta lớn tiếng đả kích cái chính sách đã làm dung chuyển cả châu Âu và cả đời tư của giáo chủ. Mà ngay đến cả một vị chúa tể uy quyền nhất cũng không dám động đến cái chân lông. Con người vĩ đại đó mà vị cha già đã tay Nhăng đã nêu lên đang bị làm trò cười cho những người lính ngự lâm ở đây. Họ chế nhạo cặp chân vòng kiểng. cái lưng gù của người. Một số thì ngâm những bài vẻ về bà Egyong tình nhân của người và về bà Công Ba Lê, cháu gái người. Một số khác thì liên hệ đến những mẫu chuyện về những người hầu và những lính cận vệ của người mà cậu thanh niên Đa tay Nhăng. không thể nào tin được là sự thật. Thế nhưng, khi tên tuổi của Đức Vua Bất Thình Lình được nêu lên, thì lập tức như có một cái rẻ bị tất cả các mồm ngoa ngoắt đó lại. Họ len lén nhìn xung quanh và họ lo sợ cái vách buồn ngày thuê vị. Đã tài nhăng sợ hãi nghĩ thầm. Cái bọn này chẳng chóng thì trời rồi cũng sẽ bị tống ngục và bị treo cổ thôi. Còn ta, ta đã nghe họ nói khéo léo. Khéo không thì rồi cũng sẽ bị coi là đồng lõa mất. Cha ta đã dặn ta phải kính trọng đức giáo chủ nếu cha ta được nghe những câu chuyện này thì ngài sẽ nghĩ thế nào? Do đó, anh chàng không dám tham gia vào câu chuyện rôm giả ấy, chỉ có cái là anh mở to mắt mà nhìn, vảnh cả hai tay lên mà nghe, anh sử dụng triệt để tất cả các ngũ quan để không rơi vãi bất cứ gì. Mặc cho những lời dặn dò của vị cha già, anh cảm thấy thú vị và bị lôi cuốn bởi linh tính, anh tán thành, chứ không chê bai những câu chuyện quái đản đó. Thấy anh lạ mặt, có người hỏi anh muốn gì. Anh rất khiêm tốn xưng danh và nhấn mạnh là người đồng hương muốn được xin gặp ngài vị. Một lát sau người lính hầu ra báo tin ngài chấp thuận và bảo chờ. Đã thanh nhăng bây giờ mới yên tâm và trong khi chờ đợi anh để ý quan sát những người xung quanh. Ở giữa cái đám náo nhiệt nhất là một người lính ngự lâm cao lớn, vẻ mặt oai vệ và quần áo có vẻ kỳ dị là mọi người phải chú ý đến. Lúc này anh ta không mặc bộ đồ đồng phục thời kỳ đó chưa triệt để bắt buộc vì tự do thì ít nhưng độc lập thì nhiều anh ta mặc một chiếc áo chén màu xanh da trời đã ít nhiều phai màu trên áo chén là một cái đai gươm hoa mỹ bằng đồ thiêu vàng lóng lánh như đồi mồi phủ nước dưới ánh mặt trời một cái áo choàng bằng nhung màu đỏ trói duyên dáng rũ xuống hai vai chỉ để hở phía trước cái đai gươm hào nhoáng và lủng lẳng một thanh kiếm vĩ đại người lính người lâm đó vừa đuổi gác về anh phàn nàn bị cảm và thỉnh thoảng có ho nên phải mặc áo choàng anh vừa nói vừa vân vê bộ diêm mép một cách nhạo đời mọi người trầm trồ khen ngợi cái đai gươm thêu kim tuyến của anh Đa thân nhăng là người khen nhất làm thế nào được người lính ngự lâm đó nói đó là cái mốt của thời đại và lại người ta phải biết sử dụng hợp lý đồng tiền của người ta chứ này portos một người đứng ngoài nói chứ có tin bố mẹ cậu cho cậu. Nó đã được một người đàn bà đeo mạng tặng cậu chứ gì. Tớ đã gặp bà ta hôm chủ nhật vừa rồi ở cửa thánh đây. Không, không phải thế đâu. Xin thề danh dự, chính bản thân tớ mua đấy, bằng chính đồng tiền của tớ mà. Phải, à, cũng như tớ ấy mà. Người kia lại nói, tớ đã mua cái túi mới này bằng tiền của cô tình nhân tớ đấy. Thật đấy mà, Poctos nói. Chính cớ là tớ đã trả một số tiền là 12 đồng pít Sự khâm phục được tăng lên mặc dù vẫn còn nghi ngờ. Có đúng thế không, Arami? Portos quay lại một người lính ngự lâm khác và nói. Arami trái ngược hẳn về Portos. Anh là một thanh niên chặt 22-23, nét mặt ngây thơ và dịu hiền, cặp mắt đen và dịu dàng, cặp mắt đỏ hồng, có lông tơ như quả đào về mùa thu. Cặp dây mép nhỏ vẽ lên trên môi trên một đường thật thẳng. Cặp bàn tay của anh như không muốn hạ xuống sợ các mạch máu căng phồng lên. Anh có thói quen nói ít và thông thả. Anh chào nhiều và cười nhiều nhưng không ra tiếng. Phu hai hàm răng rất đẹp mà anh giữ gìn thận trọng nhất. Anh trả lời bằng cái gật đầu đồng ý khi bạn Portos hỏi. Sự trả lời đó làm tiêu tan mọi nghi ngờ về cái đai gươm. Người ta tiếp tục ngắm nghía nó nhưng không bàn tán nữa Câu chuyện bỗng nhiên quay ngoắt sang một vấn đề khác. Các anh nghĩ thế nào về câu chuyện của kỵ sĩ Sule? Một người lính ngựa lâm khác hỏi bâng quơ. Anh ta nói thế nào? hoặc tốt hỏi. Anh ta kể rằng ở Bruxelles, anh ta gặp Orosofo, một linh hồn quỷ quyệt của giáo chủ Richelieu, cải trang thành một tu sĩ. Cái tên Orosofo, đáng nguyện rủa ấy, nhờ có trò cải trang, đã chơi cho lão Liger một vố như đối với một thằng ngốc ấy. Có đúng như là một thằng ngốc không? Portos hỏi. Tôi nghe được từ anh Arami đấy. Người lính ngự lâm đáp. Có đúng thế không? Thì anh Portos cũng đã biết rồi còn gì. Arami nói. Tôi đã nói chuyện với anh từ hôm qua rồi. Thôi, không nên nói đến chuyện đó nữa. Không nói đến nữa. Portos nhại lại. Sao mà anh kết luận nhanh thế? Đạo giáo chủ cho do thám một nhà quý tộc cho một tên phản động, một tên vô lại ăn trộm thư tín, rồi nhờ đó cắt cổ Sa Lê với một chiến cớ lạ lùng là ông ta muốn giết vua để rồi lấy hoàng hậu. Không một ai có thể hiểu được một tí tẹo gì về điều bí ẩn này. Anh mới cho chúng tôi biết hôm qua và chúng tôi còn đang sừng sốt về cái tin đó, thì hôm nay anh lại bảo chúng tôi đừng nói đến nữa. Vậy thì chúng ta cứ việc mà nói đến nếu anh muốn. Arami nhẫn nại lắm. Cái thằng uh, Rousseau Tốt kêu lên, phải tôi là kỵ sĩ của Sale thì nó sẽ biết tay tôi. Còn anh, đáp anh vừa trải qua 15 phút đồng hồ thật buồn thảm với ngài quận công áo đỏ đấy. À, ngài quận công áo đỏ, hoan hô, hoan hô quận công áo đỏ." Tốt vừa nói vừa vỗ tay và gật đầu tán thưởng. "Quận công áo đỏ, lý thú thật. Tôi phải phổ biến cái danh từ ấy mới được. Anh bạn thân mến ạ, à, anh cứ yên chí cái anh chàng Arami sao mà hóm hình thế? Đáng tiếc là anh không thực hiện được điều khát vọng là trở thành cha cố. Ồ, chỉ là một sự chậm trễ nhất thời thôi. Một ngày kia tôi sẽ đạt được. Như anh Portos biết đấy, tôi đang tiếp tục học lý luận về vấn đề đó. Anh sẽ thực hiện điều anh nói, chỉ sớm hay muộn thôi. Sớm chứ, Arami nói. Anh ta chỉ còn đợi có một điều để hoàn tất quyết định khoác áo tu hành. Cái áo ấy đang treo lơ lửng đằng sau bộ quân phục của anh. Một lính ngựa lâm nói. Anh đang đợi điều gì vậy? Một lính khác hỏi. Đang đợi hoàng hậu cho ra đời kẻ sẽ nối dõi ngai vàng nước Pháp. Chúng ta không nên đùa về vấn đề này, các bạn ạ. À? Bartos nói. Nhờ trời, hoàng hậu còn đang ở đùa tuổi ấy. Người ta nói rằng ngài Buckingham hiện đang còn ở nước Pháp đấy. Arami nói bằng một giọng tinh quái, mang đến cho câu nói đó một ý nghĩa tai tiếng. Anh Arami, nói tiếp, lần này thì anh lầm rồi đó. Và sự tinh quái của anh lúc nào cũng dẫn anh đến chỗ quá mức. Ngài Trevi mà nghe thấy thế là có sự lôi thôi đấy. Anh định cho tôi một bài học đấy à? Aramid kêu lên và người ta nhận thấy trong cặp mắt anh như có tia chớp. Anh bạn thân mến à, hãy hoặc làm lính ngự lâm hoặc tra cố, chứ đừng nên vừa tra cố vừa lính ngự lâm. Pockets nói tiếp, chúng ta trở nên sửng cổ với nhau. Đó là điều đã được thỏa thuận giữa ba cha, anh Atos anh và tôi. Anh đến nhà bà Aegion và thán tỉnh bà ta. Anh đến nhà bà Batrachi là cháu gái bà de Sauvry, và anh thu được cảm tình của bà ấy. Tội, anh không cần phải thú nhận hạnh phúc của anh. Người ta không đòi biết điều bí mật ấy của anh đâu. Người ta đã biết quá đủ rồi. Nếu anh đã có đức tính ấy, nên ứng dụng cả trong trường hợp của hoàng đế nữa. Nói đến ai thì nói, đến đức vua, đến giáo chủ, còn hoàng hậu thì là thiêng liêng, chỉ cần nên thận trọng. Anh Portos, anh tự phụ như Narcisse, tôi chúa ghét nói đạo đức, trừ phi do miệng Atos nói ra. Còn về anh, anh bạn thân mến ạ, à, anh có một cái gươm đai tuyệt đẹp, như thế đối với anh là vĩ đại rồi. Tôi sẽ là cha cố khi nào thuận tiện, trong khi chờ đợi tôi là người lính ngự lâm. Arami, Portos, Hai ông ơi, hai ông ơi, mọi người xung quanh gọi. Vừa lúc đó, người lính hầu mở cửa ra kêu lên. Ngài De Trevi chờ tiếp ông đã Ta Nhăng. Tiếp theo lời tuyên bố đó, cánh cửa phòng tiếp tục để ngỏ. Mọi người đều im bặt và trong sự im lặng toàn bộ đó, anh thanh niên sứ gắt công của chúng ta tiến lên qua phòng ngoài và bước vào buồng làm việc của vị đại úy ngự lâm quân. Trong lòng mừng thầm, vừa thoát khỏi một cuộc tranh cãi kỳ dị. ba cuộc tiếp kiến ngài Trevi lúc này đang ở trong trạng thái rất là cáu kỉnh tuy nhiên khi người thanh niên đồng hương bước vào cúi đầu chào dạp xuống tận đất và nhất là được nghe giọng nói quê hương của mình ông cũng mỉm cười tiếp lễ nhưng rồi lập tức ông ra hiệu cho Data nhăng hãy chờ một lát đã để ông còn giải quyết một việc khác cần hơn đồng thời ông tiến ra phòng ngoài gọi to ba tiền Atos à Arami. Hai người lính ngự lâm mà chúng ta mới quen biết lập tức bước vào. Khi họ bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa đóng sập lại. Thái độ của họ tuy không được bình tĩnh lắm, nhưng dáng đi của họ đầy tự hào, làm cho đã tài nhân phải thán phục, coi họ như những vị bán thiên thần của thủ trưởng của họ, như thần Jupiter, vũ trang đầy sấm sét. Khi hai người lính ngự lâm đã bước vào trong buồng, khi cánh cửa đã đóng sập lại, khi tiếng gì dầm lại nổi lên ở phòng ngoài, chắc chắn là người ta bàn tán về việc triệu tập vừa rồi. cuối cùng, khi mà ngài Trevi đã đi đi lại lại ba bốn lượt chiều dài của cái phòng, mỗi lần đều qua trước mặt Portos và Arami đang đứng thẳng đờ và cầm như hến. bỗng nhiên, ngài dừng lại trước mặt họ và nhìn họ từ đầu đến chân bằng cặp mắt tức giận, rồi kêu lên: các anh có biết tối qua đức vua đã nói gì với tôi không? thưa ngài không ạ. À, Portos một lúc sau mới trả lời. Chúng tôi hoàn toàn không biết được ạ. À? Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ được ngài cho biết. Rami nói một cách rất lễ phép. Người nói với tôi rằng từ nay trở đi, người sẽ mộ lính ngựa lâm trong đám quân cận vệ của giáo chủ. Trong quân cận vệ của giáo chủ? Thế tại sao ạ? À? Portus vội vàng hỏi. Tại vì người thấy rằng quân của người cần phải được củng cố lại bằng cách đưa những người lính tốt thêm vào chứ còn sao nữa hai người lính ngự lâm đỏ mặt lên đến tận lòng trắng mắt, còn đa Tà nhăng thì không biết chui vào cái hố nào để mà trốn. Phải phải, ngài Thê Vi nói mỗi lúc một hăng, Đức vua nói có lý lắm đấy chứ, vì lính ngự lâm số mặt cả triều đình. Tối hôm qua trong khi đánh bài với Đức vua, Đức giáo chủ có kể chuyện bằng một cái giọng chia buồn làm ta rất khó chịu. Rằng hôm kia, bốn tên khốn kiếp lính ngự lâm Ông ta nhấn mạnh vào mấy chữ ấy bằng một giọng nói châm biếm càng làm ta khó chịu thêm. Mấy tên khoác lác ấy ở lại khuya trong một quán rượu phố Peru và một đội tuần tra của lính cận vệ phải bắt giữ lại mấy tên phiến loạn ấy. Mẹ kiếp, các anh cần phải hiểu chứ, bắt giữ lính ngự lâm chính là các anh bị bắt mà không kháng cự. Ước giáo chủ đã nêu đích danh các anh, đó chính là tại ta thôi, tại ta đã tuyển mộ người của ta, Arami, Tại sao anh lại xin khoác áo quân nhân trong khi áo thể tu thích hợp với anh hơn? Còn anh, Porthos, anh có một cái đai gươm đẹp như thế kia mà chỉ để treo thanh gươm gỗ thôi à? Và anh, Athos. Athos đâu, sao không thấy? Thưa ngài, Porthos sợ buồn rầu đáp lại anh ấy bị ốm và ốm nặng nữa. Ốm, ốm nặng, các anh bảo thế phải không, bệnh gì? Thưa ngài, chúng tôi e rằng đó là bệnh đậu mùa. Chỉ sợ nó làm hỏng mất bộ mặt của anh ấy thôi. Bệnh đậu mùa, đây lại còn là cái câu chuyện vẻ vang mà các anh kể cho tôi nghe đây. Bệnh đậu mùa và cái tuổi của anh ta ư. Hay bị thương, bị giết, cũng chưa biết chừng. Ôi, giá mà ta có thể biết được. Hỡi các người lính ngự lâm, ta không muốn các anh la cả những nơi bẩn thỉu kiếm chuyện với nhau trong các phố xá, đọ gươm với nhau ở các ngã tư đường. Ta không muốn các anh làm trò cười cho các lính cận vệ của giáo trụ, là những người can đảm, bình tĩnh và khéo léo. Họ không bao giờ để cho bị bắt. Ta chắc chắn như vậy, họ thả chết tại chỗ chứ không bao giờ chịu lùi một bước. Chạy trốn, cút lùi, tẩu thoát. Chỉ có bọn lính ngựa lâm của Đức Vua là tài vậy thôi. Bortos và Arami tức run lên. Họ sẵn sàng bóp cổ chết ông Trevi nếu họ không nhận thấy từ đáy sâu của các câu nói ấy có một tình thương nồng thắm. Họ dậm chân lên tấm thảm, họ cắn môi, đến chảy máu, họ dùng hết sức lực nắm chặt lấy chuôi gươm ở phòng ngoài khi người ta nghe thấy gọi đến các tên Atos, Portos và Aramis và qua tiếng gọi đó mọi người đã đoán ra là ông Trevi đang bực tức. Mười cái đầu tò mò đã áp tay vào cánh cửa buồng, miệng truyền lại những câu nói bên trong cho các bạn hữu nghe. Ai nấy tức giận đến tái mặt. Chỉ một lát sau suốt từ cánh cửa buồng ông Trevi ra đến cánh cửa ngoài phố tất cả đầu sụp sôi. Ôi lính ngự lâm của đức vua tự để cho lính cận vệ của đức giáo chủ bắt trói. Ông Trevi tiếp tục, cũng tức giận như quân lính của ông, nhưng ông dằn từng câu một như những mũi dao găm đâm thẳng vào ngực những người nghe. Ôi, sáu lính cận vệ của giáo chủ bắt giữ sáu lính ngự lâm của đức vua. Thôi, ta đã quyết định rồi, cứ thế này ta đi thẳng đến cung điện Bouvre. Ta đệ đơn xin từ chức đại úy ngự lâm để xin làm trung úy cận vệ, đi làm cha cố. Tới câu nói ấy, tiếng di dầm bên ngoài trở thành tiếng nổ, đâu đâu cũng nổi lên những tiếng chửi rùa, những lời thoá mã đặt ta nhăn lận vào sau một tấm rèn anh lại còn muốn chui cả xuống gầm bàn thưa đại úy bọc tốt thất sắc nói là thế này à sự thật là chúng tôi sáu trọi sáu nhưng chúng tôi bị phục kích bất ngờ và trước khi chúng tôi có đủ thời giờ để rút được gươm ra khỏi vỏ thì hai người đã bị giết nằm thẳng cẳng và tốt thì bị thương nặng cũng không hơn gì hai cái thây ma kia vì ngài đại úy cũng biết rõ Atos đấy, hai lần anh ta định trỗi dậy thì hai lần lại bị ngã xuống. Tuy thế, chúng tôi đâu có chịu đầu hàng, người ta đã dùng lực để bắt ép chúng tôi đi đến giữa phố chúng tôi chạy thoát. Còn về Atos, để ta tưởng anh ta đã chết, mang đi cũng chẳng có lợi gì nên để nằm yên tại trận địa. Câu chuyện là như thế. Thưa ngài đại úy, trong chiến đấu người ta không thể thắng được tất cả mọi trận. Pompey vĩ đại cũng thất trận phác san, François đại nhất cũng thua trận Bavi và tôi xin báo cáo để ngài biết. Arami nói tiếp, tôi đã dùng gươm của địch thủ giết được nó vì gươm của tôi vừa lâm trận đã bị gãy làm đôi. Những điều đó tôi đều không được biết. Ông Trevi nói giọng đã dịu lại. Vậy thì Đức Giáo Chủ đã thổi phồng lên rồi. Thấy thủ trưởng đã bắt đầu dịu, Arami liền liều đề nghị. Thưa ngài, xin ngài đừng nói là Atos bị thương, anh ấy sẽ thất vọng nếu tin ấy đến tai Đức Vua. Anh ấy bị thương trầm trọng, mũi gươm sau khi xuyên qua vai đã vào đến ngực, chỉ ngại rằng... Vừa lúc đó, một cánh cửa mở ra và một cái đầu rất đẹp, rất quý phái, cũng rất xanh xao ló vào. Atos! Hai người lính ngựa lâm reo lên. Atos! Ông Trevi cũng nhắc lại. Thưa ngài, Atos nói với ông Trevi, ngài cho gọi tôi. Các bạn tôi đã cho biết vậy nên tôi vội vàng đến để nhận lệnh ngài. Xin ngài cứ chuyển. Nói xong, Atos trong quân phục chỉnh tề mạnh mẽ bước vào buồng ông trevi xúc động đến tận tâm can trước lòng can đảm ấy vội chạy lại đón atros và nói tôi đang bảo các anh này là tôi đã cấm lính ngựa lâm của tôi không được phí phạm tính mạng của mình khi không cần thiết vì những người can đảm được đức vua rất quý trọng và đức vua biết rằng lính ngựa lâm của người là những người dũng cảm nhất trên, trên trái đất này hãy đưa tay đây atos không đợi để Atos đáp lời, ông Trevi đã vội nắm lấy bàn tay phải của Atos, lắc thật mạnh. Ông không nhận thấy là mặc dù cố gắng hết sức mình, anh cũng để lộ ra một cử chỉ đau đớn và càng tái hơn nữa. Cánh cửa buồng vẫn để ngỏ từ khi Atos bước vào, do đó, mặc dù muốn giữ bí mật, mọi người đều biết đến vết thương và đều phẫn nộ. Một tiếng ồn ào hệ hạ đón tiếp những câu nói cuối cùng của ông Trevi và do quá nhiệt tình đã có ba cái đầu ló vào cánh cửa. Có lẽ ông Trevi cũng muốn nói vài câu mạnh mẽ để chấn chỉnh sự vi phạm ấy, thì bỗng nhiên, ông thấy bàn tay Atos cứng đờ trong bàn tay ông. Ông nhìn lên anh, thấy anh sắp ngất. Cùng lúc đó, Atos không còn sức để cưỡng lại nữa, anh đành chịu ngã lan cành, nằm chết ngất dưới sàn. Ông Trevi vội kêu lên, Thầy thuốc! Thầy thuốc của tôi hay của Đức Vua, ai là người giỏi nhất đấy? Nhanh lên nếu không thì Atos can đảm của ta đến hy sinh mất thấy tiếng kêu của ông Trevi mọi người đổ xô vào trong buồng, rối rít xung quanh người bị thương. Chỉ một lát sau, một bác sĩ đã rẽ đám đông đến chỗ người thương binh vẫn còn nằm ngất lịm. Ông thấy ở đây ồn ào bất lợi nên đề nghị cho khiêng Atos vào ngay phòng bên. Lập tức ông Trevi mở cửa phòng hướng dẫn cho Potos và Arami khiêng bạn đi. Đằng sau đám ấy là bác sĩ, và đằng sau bác sĩ cánh cửa đóng lại thế là cái buồng của ông Trevi xưa nay rất được tôn trọng bỗng trở nên một phòng đợi phụ mọi người xì xào bàn tán thoá mạ văng tục nói đức giáo chủ và lính cận vệ chẳng ra sao một lát sau tốt và Arami trở vào chỉ còn có bác sĩ và ông Trevi ở lại với thương binh khi ông Trevi trở lại phòng mình thì thương binh đã tỉnh bác sĩ tuyên bố vết thương không có gì đáng ngại nạn nhân bị ngất vì mất nhiều máu sau đó ông Trevi giơ tay ra hiểu mọi người ở liền lặng lẽ rút lui, chỉ trừ có Đạt Ta Nhăng vẫn đứng nguyên tại chỗ vì nhớ rằng mình chưa được tiếp. khi mọi người đã ra cả và cánh cửa đã đóng, ông vi quay lại thấy trước mặt là một chàng thanh niên. sự việc vừa xảy ra làm ông quên hết. ông bèn hỏi mục đích của anh. Đạt Ta Nhăng xưng danh. thế là ông vi một mạch nhớ lại những kỷ niệm xưa cũng như hiện tại và ông nắm lại được tình hình. ông mình cười nói. Xin lỗi xin lỗi anh bạn đồng hương thân mến Vì tôi quên mất anh Anh bảo làm thế nào được Một viên đại úy chỉ là một người cha trong gia đình bình thường Binh sĩ là những đứa con lớn Nhưng vì phải tuân lệnh đức vua Nhất là tuân lệnh đức giáo chủ Đà ta nhăng không thể nén được một cái mỉm cười Thế cái mỉm cười ấy Ông Trevi biết ngay anh thanh niên này Không phải là một chàng ngốc Cho nên ông thay đổi lại câu nói Và đi thẳng vào vấn đề Trước đây tôi rất quý mến cha anh Ngày nay tôi giúp gì được cho người con trai của ông ấy nào anh nói nhanh lên tôi không có nhiều thì giờ đâu. thưa ngài khi từ giã quê hương đi đến đây tôi mong muốn sẽ được đề nghị với ngài nếu ngài chưa quên tình xưa nghĩa cũ với cha tôi được mặc bộ binh phục ngự lâm quân nhưng sau tất cả những gì mà tôi đã thấy trong hai giờ vừa qua tôi hiểu rằng điều ấy là một đặc ân to lớn quá tôi e không xứng đáng phải đúng là một đặc ân đấy anh bạn trẻ ạ à nhưng cũng không đến nỗi ghê gớm lắm, quá sức tưởng tượng đâu. Tuy nhiên, một quyết định của nhà vua đã thấy trước trường hợp đó, và tôi lấy làm tiếc mà phải tuyên bố với anh một người chưa qua một chiến dịch nào, chưa có một thành tích nào vang dội, hoặc chưa tại ngũ hai năm trong một đạo quân nào khác. Đặt thành nhân cúi đầu không đáp câu nào, anh lại càng ham muốn được khoác áo ngự lâm quân sau khi phải qua biết bao khó khăn lớn như vậy. Cả mắt sắc sảo của ông Trevi nhìn chằm chặp như muốn hiểu tận đáy lòng anh thanh niên. Ông nói tiếp. Nhưng vì tình nghĩa với cha anh, một người bạn chiến đấu cũ của tôi, tôi muốn giúp anh à, một việc gì. Tôi biết rằng dân địa phương chúng ta đều nghèo cả. Tôi chắc là từ khi tôi ra đi đến nay tình hình đó vẫn chưa thay đổi. Nếu có thêm vào số tiền của anh mạng theo cũng không là thừa. Đặt thầy nhăng đứng thẳng lên với một thái độ kiêu kỳ để tỏ ra rằng anh không phải là hạng người đi ăn xin của bố thí. Tốt thôi, tốt thôi anh bạn trẻ tôi hiểu cái thái độ đó. Tôi đã đến Paris với 4 đồng EQ trong túi và tôi sẵn sàng đọ kiếm với kẻ nào dám bảo tôi rằng tôi không có đủ tiền để tậu cả cái cung điện Louvre. Đã thầy nhăng tính nhầm, sau khi bán con ngựa, anh còn có nhiều hơn ông Trevi 4 đồng EQ để lập sự nghiệp của mình. Ông Trevi nói tiếp tôi nghĩ rằng anh cần phải giữ số tiền đó lại dù nó lớn là bao nhiêu đi nữa nhưng anh cũng cần phải thành thạo những công việc của một người thượng lưu tôi sẽ viết một bức thư cho ông giám đốc viện hàn lâm hoàng gia để ông nhận anh vào làm việc anh đừng nên từ chối cái việc nhẹ nhàng ấy nhiều nhà quý tộc giàu có và danh tiếng muốn xin vào mà không được đấy anh sẽ học tập cưỡi ngựa đấu gươm và khiêu vũ anh sẽ làm quen được với nhiều người danh giá và thỉnh thoảng anh lại đến thăm tôi để cho tôi biết tình hình của anh và còn cần gì ở tôi Đạt tay nhang mặc dù còn ấu trí trong phương thức ngoại giao của triều đình cũng nhận thấy sự đón tiếp này là nhạt nhẽo anh nói thưa ngài thật là đen đủi cho tôi để mất bức thư giới thiệu của cha tôi với ngài đúng đấy tôi cũng lấy làm lạ rằng một hành trình xa xôi như vậy mà không có là một chữ làm tin thưa ngài có đấy chứ nhưng người ta đã lấy trộm mất của tôi một cách hèn hạ và anh thuật lại câu chuyện xảy ra ở mừng Đã tỉ mỉ chân dung tên quý tộc tất cả với một sự nồng nhiệt làm ông trevi lấy làm thích thú ông vừa trầm ngâm vừa nói thế thì lạ thật vậy là anh có nêu to tên tôi lên à thưa vâng ạ à, có lẽ tôi đã phạm phải một điều sơ suất nhưng tôi biết làm thế nào hơn thân cô thế cô thì cũng phải biết dùng đến cái đại danh của ngài để mà làm bùa hộ mệnh trong khi đi đường chứ lời nói tán tụng ấy rất là đúng chỗ ông Trevi hay một ông vua hay một đức giáo chủ đều ưa phỉnh cả. Ông không nén được một nụ cười hài lòng ra mặt. Khi nụ cười đó tắt, sự kiện thành mừng trở lại. Anh cho tôi biết, người quý tộc đó có một cái sẹo nhẹ ở Thái Dương. Vâng, như vết sượt của một viên đạn ạ. À. Ông ta giá người đẹp có phải không? Vâng. Cao lớn? Vâng. Nước da tái, nhưng dâu tóc màu hung. Vâng vâng, đúng như thế làm sao mà ngài biết đến con người ấy? ôi, nếu như tôi tìm được hắn và tôi sẽ tìm được thôi. Xin thề với ngài như vậy, dù có phải xuống đến địa ngục. Ông ta chờ một người phụ nữ. Television tiếp tục hỏi. Trước khi đi, hắn đã nói chuyện với chị phụ nữ mà hắn chờ. Anh có biết nội dung câu chuyện không? Hắn giao cho chị ta một cái hộp và nói rằng bên trong có chỉ thị và dặn chỉ được mở ra khi tới London. Cô ta là người nước Anh à? hắn gọi chị ta là milady đúng hắn rồi ông Trevi bị lập bẩm thế mà ta cứ tưởng hắn vẫn còn ở bruxelles ôi nếu ngài biết được con người đó đã tan nhăng reo lên xin ngài cho tôi biết hắn ở đâu đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi trên cả lời hứa của ngài cho tôi gia nhập lính ngự lâm vì tôi muốn báo thủ ngài anh hãy liệu hồn đấy anh thanh niên à nếu anh trông thấy anh ta trái lại anh phải lận trốn tranh Đừng có mà chạm vào hòn đá tảng ấy, nó sẽ bóp vụn anh ra như cám. Cái đó không ngăn cản được tôi nếu tôi gặp hắn. Nếu tôi có lời khuyên anh, đó sẽ là đừng có tìm đến hắn. Bỗng nhiên ông Trevi ngừng lại, một nét hoài nghi thoáng qua. Mối căm thù biểu hiện lớn tiếng của anh thanh niên đối với người ấy chỉ vì một bức thư thì thật là khó tin quá. Cho mối căm thù ấy có ẩn núp một sự xảo quyệt nào chăng? người thanh niên này phải chăng là do giáo chủ phái đến? anh ta đến để đặt bẫy ông chăng? cái tên gọi là Đạt Thanh Nhăng này phải chăng là đặc phái viên của giáo chủ lén vào nhà ông do thám ông để rồi hại ông sau này như đã à, có hàng nghìn lần xảy ra. ông lại càng chăm chú nhìn Đạt Thanh Nhanh hơn ban đầu. ta biết đúng hắn là người xứ gác công nhưng gắt công cũng có thể là người của giáo chủ chứ sao? ông nghĩ thầm như vậy rồi tìm cách thử anh thanh niên. ông chậm rãi hỏi anh bạn trẻ, tôi tin việc đánh mất thư là có thật, và đối với con trai một ông bạn thân cũ của tôi, tôi muốn thay đổi lại sự đón tiếp lạnh nhạc của tôi ban đầu mà anh đã nhận thấy bằng cách phát hiện cho anh biết đường lối chính trị bí mật của chúng ta. Hoàng thượng và đất giáo chủ là hai người bạn chí thân. Những biểu hiện bên ngoài chỉ là trò lừa bịp những kẻ ngu ngốc. Tôi không tin rằng một người đồng hương của tôi, đẹp trai, kỵ mã giỏi, đầy hứa hẹn, lại bị mắc lừa bởi những cái bề ngoài giả tạo. Anh nên nhớ rằng tôi rất trung thành với hai bậc thầy đầy thế lực ấy. Tất cả tâm lực của tôi chỉ hướng vào phục vụ Đức Vua và Đức Giáo Chủ, một trong những thiên tài trói lọi của nước Pháp. Bây giờ thì anh bạn trẻ hãy cứ như thế mà tiến hành. Còn như nếu vì lý do gia đình, vì lý do quan hệ hoặc bởi những lời dạy bảo đi chăng nữa mà mối ác cảm với Đức Giáo Chủ, thì chúng ta hãy từ biệt nhau thôi. Tôi mong rằng sự thành khẩn của tôi sẽ làm cho chúng ta trở nên bạn thân của nhau vì anh là người đầu tiên mà tôi tâm sự như vậy. Nói xong ông Trevi nghĩ thầm, nếu giáo chủ phái đến cho ta con cáo non này thì chắc cũng đã dạy cho nó biện pháp tốt nhất để được lòng ta là nói xấu giáo chủ. Hắn sắp sửa nói lên những sự ghê tởm của hắn đối với giáo chủ cho mà xem. Trái với sự chờ đợi của ông Trevi, đã tài nhanh trả lời một cách rất đơn giản. Thưa ngài, tôi đến Paris với những ý định tương tự như vậy Cha tôi dặn tôi chỉ được thờ phụng của Đức Vua, Đức Giáo Chủ và Ngài, mà cha tôi cho rằng là ba người đứng đầu nước Pháp. Vậy là Đà Thạch Nhăng đã thêm tên ông Trevi vào sau hai tên trước. Anh nghĩ rằng cũng chẳng hại gì. Anh nói tiếp. Vậy là tôi có một lòng sùng bái lớn đối với Đức Giáo Chủ và một sự tôn kính đối với những hành động của Ngài. Ngài tâm sự với tôi thẳng thắn như vậy càng hay cho Ngài. Nếu như Ngài có một mối ác cảm nào đó thì thật là nguy hại cho tôi đã nói lên sự thật, nhưng chẳng hề gì, ngài chỉ làm cho tôi tăng thêm lòng tín nhiệm. Ông Trevi ngạc nhiên hết sức, thâm thúy biết bao, thành thật biết bao những lời nói đó, làm cho ông phải thán phục, nhưng ông cũng chưa biết hết, chế biến hết hẳn nghi ngờ. Anh thiên niên này càng cao siêu hơn những thanh niên khác bao nhiêu, lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Tuy nhiên, ông cũng bắt tay anh và nói với anh. Anh là một thanh niên trung thực, nhưng trong giai đoạn này tôi chưa thể giúp được gì hơn ngoài cái tôi đã nói với anh. Lâu đài của tôi luôn luôn rộng cửa đối với anh. Sau này, anh có thể yêu cầu tôi bất cứ và giờ nào. Và như vậy là nắm được mọi trường hợp. Chắc chắn anh sẽ đạt được nguyện vọng. Thưa ngài, Đã Tài Nhân nói, như thế có nghĩa là ngài chờ đến lúc tôi xứng đáng. Vâng, xin ngài yên trí, ngài sẽ không phải chờ lâu đâu. Nói xong, anh chào xin rút lui như thể từ nay trở đi là do anh định đoạt hết ông trevi ngăn anh lại và nói nhưng anh hãy đợi một lát đã tôi đã hứa với anh một bức thư cho ngài giám đốc viện hàn lâm anh tự hào quá mà không nhận chăng thưa không ạ à, xin hứa với ông là lần này sẽ không như lần trước bức thư này sẽ đến tận nơi kẻ nào giáp tâm chiếm đoạt nó thì cứ liệu hồn ông trevi mỉm cười trước lời nói huênh hoang đó và để người đồng hương trẻ tuổi đứng ở trước khung cửa sổ để ông đi viết thư giới thiệu. Trong lúc đó, đa Tạ Nhăng không biết làm gì hơn nữa, anh gõ ngón tay vào cửa kính, theo dõi qua đó những người lính ngự lâm lần lượt ra đi, tận đến khi họ mất hút ở cuối phố. Ông Tân Vi sau khi viết xong, đánh dấu, đóng dấu vào bức thư, rồi lại gần anh thanh niên để trao. Nhưng ngay lúc đa Tạ Nhăng giơ tay ra đón lấy, Ông Trevi rất đỗi ngạc nhiên thấy anh thanh niên rất mình đánh thoát một cái, đỏ mặt lên giận dữ, vừa lao ra khỏi buồng vừa kêu. Mẹ kiếp, lần này thì mày đừng có hỏng thoát khỏi tay tao. Nói ai thế? Ông Tư Vi hỏi. Hắn, tên kẻ trộm của tôi. À, thằng đệu. Nói xong anh biến mất. Ông Tư Vi lẩm bẩm. Thằng điên. Dù sao ta mong rằng đây không phải là một cách chuồn khéo sau khi biết thất bại không lừa nổi ta. 4. Cái vai của Atos, cái đai gươm của Porthos, chiếc khăn mùi xoa của Aramis. Đã thành nhăng, bừng bừng tức giận chỉ ba bước đã phóng qua phòng ngoài và lao xuống cầu thang từng bốn bậc một. Trong đà đang lao, đầu anh cúi xuống thì đâm sầm ngay vào vai một người lính ngựa lâm vừa ở trong phòng ông Trevi bước ra qua cửa hành lang, làm cho người đó kêu lên một tiếng, gầm lên thì đúng hơn. Xin lỗi xin lỗi tôi bận quá Nói xong đã tại nhằng Lại toan lao đi Thì một bàn tay cứng như thép Đã nắm lấy cái đai vải của anh Lôi anh lại Anh bạn à Người lính ngựa lâm tái xanh Như một xác chết kêu lên Với lý do đó anh đâm sầm vào tôi Và chỉ nói được mỗi một câu xin lỗi Anh chọn thế là đủ à Không đủ đâu Chàng thanh niên của tôi à Anh tưởng rằng anh đã được nghe Ngài Trevi hôm nay nói Chúng tôi hơi xuồng xá Mà anh có thể đối với tôi như vậy được ạ à? Anh nhầm rồi. Anh không phải là ngài Trevi đâu. đã nhận ra người đó là Atos sau khi được bác sĩ băng bó đã ra về. Anh nói, thành thực là tôi không muốn như vậy. Tôi đã nói xin lỗi và tôi cho thế là đủ rồi. Lần này tôi xin nhắc lại câu đó và cho như thế là quá đủ rồi. Tôi rất bận rất bận. Anh hãy buông tôi ra. Tôi đề nghị đấy để tôi đi có việc. Anh không lịch sự chút nào. Atos nói và buông tay ra. Người ta thấy ngay rằng anh từ xa đến. Đà Tài Nhăng đã lao đi được ba bốn bậc cầu thang, nghe thấy câu nhận xét đó liền dừng lại nói. Mẹ kiếp, dù đến từ xa đến đâu đi nữa cũng không cần đến cái thứ anh cho tôi bài học về phép lịch sự, tôi báo trước để anh biết vậy. Có thể, Atostap, à, nếu tôi không quá vội, Đà Tài Nhăng kêu lên, và nếu tôi không bận đuổi theo người khác. Thư con người vội vã, anh có thể tìm thấy tôi mà không cần phải chạy như thế, nghe thấy chưa? Vậy ở đâu nào? Cạnh uh, các mươi đề xô. Mấy giờ? Đúng chưa? Được rồi, đúng buổi trưa tôi sẽ đến đấy. Liệu đừng để tôi phải đợi đấy nhé, vì đến trưa quá 15 phút, tôi báo trước để anh biết chính tôi sẽ chạy theo anh để cắt tay anh đấy. Được, đặt tài nhàng kêu lên, kém 10 phút tôi sẽ có mặt ở đây. Rồi anh lại tiếp tục chạy như bị ma đuổi, hy vọng là sẽ tìm được người của anh, vì hắn đi ung dung lắm, chưa xa được nhưng ở cửa ra ngoài đường, Porthos đang đứng nói chuyện với người lính khác. giữa hai người có một khoảng trống vừa cho một người. D'Artagnan cho rằng khoảng trống đó vừa đủ cho anh nên anh lao qua như một mũi tên. nhưng anh đã không tính đến gió. khi anh sắp sửa lao qua thì một làn gió làm phồng chiếc áo khoác của Porthos và D'Artagnan lao thẳng vào đó. tất nhiên là Porthos không đời nào lại chịu để cho cuốn đi cái phần chính đó của chiếc áo, cho nên anh ta lôi mạnh một cái đến nỗi cuốn đắt tai nhăng ở bên trong. Đắt tai nhăng nghe thấy tiếng rủa của người lính ngự lâm, muốn chui ra khỏi cái áo đang làm anh không trông thấy gì. Anh tìm đường, tìm đường ra lần qua các nếp áo. Anh sợ nhất là làm hư mất vẻ tươi tắn của cái đai gươm mà ta đã biết. Nhưng khi mở mắt ra anh thấy mũi mình dán vào giữa hai cái bọc tốt, tức là vào chính cái đai gươm. than ôi cũng như đại bộ phận trên đời này chỉ hào nhoáng bề ngoài, cái đai gươm phía trước là vàng, phía sau chỉ là miếng da trâu. Vọc tốt tuy thực sự là vinh quang cũng không thể có cái đai gươm toàn bằng vàng, mà chỉ được một nửa thôi. Bây giờ thì ta hiểu sự cần thiết của vấn đề bị cảm phải khoác cái áo choàng. Vọc tốt dùng hết sức để thoát khỏi đa tay nhanh, đang lục đục trong lưng, dù kêu lên. Mẹ kiếp, anh ảnh điên hay sao mà lại lao vào người ta như thế? Đa tay nhanh đã xuất hiện dưới vai của con người khổng lồ ấy anh đáp xin lỗi ông tôi vội quá mải đuổi theo một người và thế trong khi chạy ông lại bỏ quên mất mắt à không đã thành nhân bị chạm tự ái trả lời không đâu và nhờ có đôi mắt tôi đã trông thấy cái mà mọi người không trông thấy đấy August hiểu hay không hiểu câu nói sỏi chỉ biết rằng anh rất dễ nổi nóng này ông bạn tôi báo để ông biết là ông sẽ làm cho người ta phải hành hạ ông nếu ông cứ va chạm như vậy với lính ngự lâm đấy anh hạ câu nói ấy nặng quá đấy ông bạn ạ nó thích hợp với người thích nhìn thẳng vào mặt quân thủ à tôi biết rằng ông không thích quay lưng lại cho mọi người xem nói xong đã thanh nhằng thấy khoái chí về câu nói tinh quái ấy vừa đi vừa cười oang oang Bọc tốt cáu đến sùi bọt mép Toàn lao thẳng vào được thanh nhang đã thanh nhang vội kêu lên hãy khoan đã ông bạn ơi để chờ đến khi nào ông không cần khoác áo choàng đã vào lúc một giờ trưa nhé. Vườn sau lúc xong bua. Một giờ trưa, được lắm. Đa Thanh Nhăn đáp xong liền đi khuất vào góc phố. Nhưng trong cái phố anh vừa đi qua, cả trong cái phố mà anh đưa mắt nhìn dọc theo, cũng không thấy một người nào cả. Dù địch thủ của anh có đi thong thả, hắn cũng lợi được đường đi, cũng có thể hắn đã vào trong một cái nhà nào đó. Đa Thanh Nhăn hỏi thăm tất cả mọi người, đi xuống đến tận bến đò, rồi lại đi ngược lên phố sông Sen vào phố chữ thập đỏ hoàn toàn chẳng thấy gì tuy nhiên cuộc chạy đuổi ấy cũng có tác dụng làm mồ hôi càng đầm đìa trên trán bao nhiêu càng làm cho tim anh nguội lạnh đi bấy nhiêu thế là anh suy nghĩ đến những sự kiện vừa mới xảy ra sự kiện thì nhiều và rủi ro bây giờ mới có mười một giờ sáng thế mà có thể đã làm phật lòng ngài Tri Vi vì cuộc bỏ đi kỳ dị vừa rồi thêm nữa anh lại đã vớ được hai cuộc thách đấu gươm với hai người mà mỗi người có thể đâm chết được ba tên đã thay nhăng, nghĩa là với hai người, ngài đánh giá rất cao. cả tâm trí anh đều đặt họ lên trên tất cả mọi người khác. Sự phỏng đoán thật là buồn thảm, chắc chắn là sẽ bị Atos đâm chết. Anh thanh niên không có lo ngại gì đến Poptos cả. Tuy nhiên, hy vọng vẫn có điều còn lại cuối cùng trong thâm tâm con người ta. Anh hy vọng rằng anh còn sống sót được sau hai cuộc đấu ghê gớm ấy tất nhiên là với những vết thương chậm chạp. Trường hợp còn sống sót được, anh chuẩn bị sẵn những lời trách móc như sau. Mình thật là đồ ngu đần và lỗ mãng, anh chàng Atos đáng thương và can đảm ấy bị thương đúng ở cái vai mà ta hút đầu vào như một con cừu đực. Ta chỉ lạ có một điều là tại sao anh ta lại không giết chết mình ngay. Anh ta có quyền như vậy và ta đã làm cho anh ta bị đau đớn dữ dội. Còn Pogtos, ôi Pogtos thì ngộ nghĩ thật và đa ta Nhăng mỉm cười anh vội nhìn ra xung quanh xem cái cười đó có làm phật lòng người qua đường nào không còn về porthos thì ngộ nghĩ thật nhưng không phải vì thế mà ta kém phần giải rột ai lại không báo trước mà cứ lao bừa vào con người ta ai lại tò mò nhìn vào phía trong cái áo khoác của người ta có thể anh ta sẽ tha thứ cho mình nếu ta không trắng trợn nói toạc móng heo về cái đai gươm của anh ôi ta thật làm tên gác không đáng nguyền rủa nếu lần này ta sống sót được thì trong tương lai ta sẽ phải sống sao, cho có lễ độ hơn. Từ nay trở đi phải để cho mọi người thán phục mình, phải nêu mình làm gương, niêm nở và lễ phép. Không phải là hèn. Ta hãy nhìn Arami mà xem. Arami thật là dịu dàng và duyên dáng. Thế có anh dám nói rằng Arami là đồ hèn không? Không, tất nhiên là không rồi. Và từ nay trở đi, về tất cả mọi phương diện, thì phải nói gương Arami. À, đúng anh ta đây rồi. Đa Tà Nhăng vừa đi vừa tự nhủ thầm. Đã đi đến gần lâu đài Aegon, và trước mặt lâu đài anh thấy Arami đang đứng nói chuyện một cách vui vẻ với ba người lính ngự lâm nữa. Về phần mình, Arami cũng nhận ra Đa Tà Nhăng. Nhưng anh không quên là trước mặt anh thiếu niên này, ông Trevi đã nổi nóng và nhếch móc những người lính ngự lâm. Anh không thích và lờ đi làm như không trông thấy. Về phần Đa Ta Nhăng, đang hăng say thực hiện chương trình làm lành và lịch sử anh bèn lại gần nhóm bốn người đó, chào họ rất lễ phép và mỉm cười rất duyên dáng. Arami khẽ nghiêng đầu nhưng không mỉm cười. Cả bốn người lập tức ngưng câu chuyện. Đà tài nhăng không đến nỗi ngốc để không nhận thấy mình là một người thừa, nhưng chẳng lẽ lại rút lui ngay? Anh tự tìm thấy một biện pháp để rút lui sao cho khéo léo không ngượng ngùng. Thì may thay, anh thấy Arami đánh rơi một chiếc khăn mùi xoa và có lẽ do vô ý đã lấy chân dẫm lên. Thời cơ đây rồi để thay đổi tình thế. Đa tay nhăng vội cú xuống, và với một vẻ hết sức duyên dáng, anh lôi chiếc khăn ở dưới chân người lính lên, trao trả và nói. Thưa ông, đây là chiếc khăn mùi xoay, nếu để mất thì tiếc lắm đây. Quả thật, chiếc khăn thêu rất đẹp. Ở một góc, có thêu phù hiệu. Arami mặt đỏ tía giặt lấy chiếc khăn chứ không phải đỡ lấy từ tay đa tay nhăng đưa cho. Một người lính reo lên. À, Arami bí hiểm kia còn nói nữa thôi là đã giận dỗi với bà Boatrexy trong khi bà nàng xinh đẹp đó tặng cho chiếc khăn kìa. Arami à, ném cho Nhăng một cái nhìn làm cho người ta hiểu ngay là anh vừa mới lượm được một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng rồi anh lại trở lại cái giọng ngọt ngào nói. Các anh lầm rồi, cái khăn này không phải của tôi. Và tôi không hiểu tại sao ông đây lại đưa nó cho tôi mà lại không đưa cho người khác. Chứng cứ là cái của tôi còn trong túi đây. Nói xong Arami rút trong túi ra chiếc khăn của anh, một chiếc khăn rất lịch sự bằng vải mịn. Vải mịn thời đó rất hiếm, nhưng không có theo thùa và phù hiệu gì cả, nó chỉ có một chữ số của chủ nó. Lần này, Đa Tân Nhăng không dám thở ra một câu nào nữa, anh nhận thấy mình đã bị hố quá. Nhưng các bạn của Arami, nào đâu đã chịu thôi, một người trong bọn giả làm bộ đứng đắn, nói với Arami. Nếu quả như vậy thì tôi bắt buộc phải xin lại anh cái khăn ấy. Vì các bạn đều biết tôi là bạn thân của ông Watashi. Tôi không muốn đồ dùng của vợ ông ta trở thành chiến lợi phẩm. Anh yêu cầu thế không được đâu, Arami đáp. Về hình thức thì đòi hỏi của anh có vẻ chấp nhận được. Còn về nội dung thì tôi phải từ chối. Đã thành nhằng rụt xè nói bừa. Thực tế là tôi không trông thấy chiếc khăn rơi từ túi ông Arami. Nhưng tôi thấy bàn chân của ông đẻ lên trên Nên tôi cho rằng nó là của ông Và ông đã nhầm đấy Arami lạnh lùng nói Rồi anh quay lại người lính đã xưng là bạn của ông Watashi nói tiếp Theo anh nói thì hai ta cùng là bạn thân của Watashi Cả Vì thế tôi nghĩ rằng chiếc khăn này có thể rơi từ túi của anh xuống Không đâu Người lính đó kêu lên Xin thề như vậy Anh thề tôi cũng thề Arami nói Vậy tất nhiên là có một trong hai đứa chúng ta nói dối. Thôi thế này nhé, xé đôi, mỗi đứa một nửa. Hoàn toàn đúng. Mấy người lính khác gieo lên, xử như vậy đúng như vua Salomon. Anh Arami khôn khéo thật. Bọn quân nhân phá lên cười. Một lát sau câu chuyện chấm dứt, mọi người chào nhau và chia tay nhau. Đã ta nhang nghĩ thầm, đây là thời cơ thuận tiện để ta làm quen với con người lịch sự này. Nghĩ xong, anh lại gần Arami, đang rời xa mà không thèm đói hoài gì đến Đã ta nhang rồi nói. Thưa ông, tôi mong rằng ông sẽ tha lỗi cho tôi. Ông đấy à? Tôi có nhận xét về ông như sau. Trong trường hợp đó, ông đã không xử sự, sự như một con người lịch sự. Thưa ông, đã tài nhàng kêu lên, ông nói sao kia? Tôi nói rằng ông không đến nỗi ngu ngốc, mặc dù từ gắt công đến, để không biết rằng khi người ta đã phải dẫm chân lên chiếc khăn là phải có duyên cớ chứ. Hè phố Paris có phải là lót bằng khăn mùi xoa cả đâu. Thế là đá tay Nhăng bị máu nóng bốc lên đầu, làm tan mất cả thiện chí hòa bình. Nói bốc chát. Này ông, tôi là người gắt công thật đấy. Ông đã biết như vậy, nên tôi chẳng cần phải nói rằng người xứ chúng tôi không chịu đựng được lâu đâu. Cho nên, một khi họ đã xin lỗi, họ cho như thế là đã quá rồi. Điều tôi nói với ông không phải là để gây sự đâu. Arami đáp, tôi không phải là một tay kiếm khách. Vào lính ngự lâm chỉ là tạm thời. Tôi có đấu gươm, là điều bắt buộc nhưng bao giờ cũng rất kiên cường. Nhưng lần này sự việc đã trở nên trầm trọng. Một bà đã bị ông làm mất thể diện rồi đấy. Bị chúng ta thì đúng hơn. Ngài thật nhạc cái. Tại sao ông lại ngốc nghếch trả lại tôi chiếc khăn? Tại sao ông cũng lại ngốc nghếch để rơi nó từ túi ông xuống? Tôi đã nói và tôi xin nhắc lại rằng chiếc khăn đó không rơi từ túi tôi xuống. Vậy là ông đã hai lần nói dối. Rõ ràng mắt tôi đã trông thấy thế. thế này người xứ gắt công nếu ông còn nói kiểu ấy nữa tôi sẽ dạy cho ông cách sống và tôi sẽ tống của ông về với nhà thờ nào rút cơm ra ngay lập tức bây giờ không đâu ông bà nà thấy ra cũng không ở đây đâu ông không thấy rằng chúng ta đang đứng trước lâu đài ông trong đó đầy những người của giáo chủ à ai dám nói rằng ông không phải là người mà đức giáo chủ phải đến đây để lấy đầu tôi Tôi tiếc cái đầu của tôi lắm vì nó ngự trị khá đào mạo trên đôi vai tôi. Vậy là tôi muốn giết ông và giết ông một cách êm ái trong một nơi vắng vẻ. Ở đấy ông sẽ không thể khoe khoang cái chết của ông với ai được cả. Tôi cũng mong thế lắm. Nhưng ông đừng quên. Đừng nên quá tin vào điều ấy. Này, ông cầm lấy chiếc khăn này dù nó có phải là của ông hay không. Có thể một ngày kia ông sẽ cần dùng đến nó. Ông là người gắt không? Arami hỏi. Phải vì thận trọng mà ông xin khất cuộc đấu chăng sự thận trọng là một đức tính không cần thiết đối với người lính ngự lâm nhưng lại cần thiết đối với người nhà thờ tôi là lính ngự lâm chỉ tạm thời thôi do đó tôi muốn thận trọng hai giờ trưa nay tôi sẽ đợi ông tại sân lâu đài ngài trevi đến đó tôi sẽ chỉ chỗ đấu cho ông hai người chào từ biệt nhau và đi ngược chiều nhau arami đi theo con đường dẫn đến luxembourg còn đata nhăng thấy đã là buổi trưa rồi liền đi về phía casmodeso vừa đi vừa nghĩ thầm tất nhiên là ta sẽ không thể trở lại đấy được nhưng ít ra nếu ta có bị giết chết cũng là do bàn tay một người lính ngự lâm năm lính ngự lâm của vua và lính cận vệ của giáo chủ đata nhăng không quên ai ở paris cả anh đi thẳng đến nơi hẹn với Atos không đem theo người phụ tá nào và dự định sẽ chấp thuận tất cả với đối thủ. Và lại, ý định của anh là sẽ xin lỗi một cách đúng mức với người ngựa lâm can đảm ấy, nhưng không được yếu hèn, vì anh ngại rằng kết quả của trận đấu dù thế nào cũng đem lại sự bực mình. Một anh thanh niên trai tráng đối với một người bị trọng thương, thua, anh bị nhục gấp bội thắng. Anh sẽ bị kết tội mưu sát. Như chúng tôi đã nói, Đa tay Nhăng không phải là một thanh niên tầm thường, do đó mặc dù anh có nhắc đi nhắc lại là anh sẽ phải chết nhưng anh không chịu chết một cách dễ dàng anh suy nghĩ đến những đặc tính khác nhau của các địch thủ của anh và bắt đầu thấy tình hình sáng sủa anh hy vọng là do những lời xin lỗi chân thành của anh đối với Atos anh sẽ trở nên một người bạn thân của Atos mà anh rất mến cái phong cách cao cả và nghiêm nghị anh dọa Portus là nếu anh không bị giết chết ngay tại chỗ anh sẽ về kể hết cho mọi người nghe câu chuyện về cái đai gươm và sẽ làm cho bọc tốt trở nên trò cười. Sau cùng đến cái anh chàng Arami quỷ quyệt ấy, không sợ lắm, nếu anh lọt được tới cuộc đấu này, anh sẽ cố gắng chích một mũi gươm vào bộ mặt con người đó như Caesar đã chỉ thị đánh dấu vào mặt quân lính. Như vậy là vĩnh viễn làm tổn thất đến cái bộ mặt đẹp ấy mà Arami rất kiêu hãnh. Trong đầu óc Nhăng lại còn văng vẳng những câu nói cơ bản và sâu sắc của vị cha già. Chỉ được đổ máu vì đức vua Đức Giáo Chủ và Ngài Trevi. Thế là Đa Nhăng bay đến nơi hẹn chứ không phải là đi đến. Nơi đó là cái tu viện Deso, một loài dinh thự không có cửa sổ, chung quanh là những cánh đồng khô cằn. Khi Đa Nhăng tới nơi đã thấy Atos đợi ở đó được đến 5 phút rồi. Vết thương của Atos đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng vẫn làm cho anh đau dữ dội. Anh ngồi trên một cái mốc chờ đợi đối thủ với một thái độ bình thản sẵn có của anh. Khi thấy đa Tài nhăng, anh đứng lên và bước mấy bước một cách lịch sự đến trước mặt anh ta. Về phần đa Tài nhăng cũng lại gần, mũ cầm tay, lông mũ sát xuống tận đất. Atos nói trước: "Thưa ông, tôi báo cho hai người bạn thân của tôi đến để phủ tá nhưng chưa thấy họ đến. Sự chậm trễ của họ làm tôi rất lạ lùng." Thưa ông, đa Tài nhăng nói, tôi không có người phủ tá nào cả vì tôi vừa mới đến Paris hôm qua tôi chỉ biết có ngài trevi mà cha tôi đã giới thiệu đến. Atos suy nghĩ một lát rồi hỏi ông chỉ biết có ngài trevi thôi à? thưa ông vâng. ai chả? nhưng Atos uh, như nửa nói với mình nửa nói với Nhăng. ai chả? nhưng nếu tôi giết ông tôi sẽ mang tiếng là ăn thịt trẻ con mất. không quá như vậy đâu thưa ông. Nhăng nghiêng đầu đáp nhưng vẫn giữ được tư thế vì ông đối với tôi trong người có một vết thương làm cho ông rất khó chịu thú thật là khó chịu lắm và ông đã làm cho tôi bị đau chết điếng đi ấy. nhưng tôi sẽ đấu bằng tay trái đó là thói quen của tôi trong những trường hợp tương tự như vậy xin ông chớ tưởng là tôi ân giảm cho ông đâu tôi đấu gươm hai tay như một có khi lại còn bất lợi cho ông nữa đấy một người tay trái bao giờ cũng làm trở ngại cho những người không được báo trước tôi rất lấy làm tiếc đã là không kịp báo trước cho ông điều ấy thưa ông đắt tay nhăng lại cúi đầu xuống nói ông rất lịch sử Tôi không thể không hàm ơn ông. Ông làm cho tôi mắc cỡ đấy ông ạ." À, Atos nói với vẻ đàng hoàng của anh, "Đề nghị chúng ta sẽ nói sang chuyện khác nếu ông vui lòng. Ôi mẹ ơi, ông làm tôi đau quá, vai tôi cứ như bị lửa đốt ấy." "Nếu ông cho phép," Đạt Thành Nhằng bẽn lẽn nói, "Gì thế ông? Tôi có một thứ cao tuyệt diệu cho những vết thương, một món quà của mẹ tôi và tôi đã thí nghiệm cho chính bản thân tôi rồi. Vâng sao nữa?" tôi tin chắc rằng dán lá cao đó vào vết thương của ông chỉ ba ngày sẽ khỏi hẳn ba ngày sau khi ông đã khỏi chúng ta sẽ quyết đấu cũng vừa đã cho nhau nói những câu đó với một sự giản dị làm tăng sự lịch sử của anh mà không hề làm giảm lòng dũng cảm thưa ông tốt đáp tôi rất thích lời đề nghị ấy vì nó rất cao thượng đó là những câu nói và việc làm của những hiệp sĩ thời salamanha nhưng khốn thay chúng ta lại đang ở thời đại của giáo chủ từ nay đến ba ngày nữa, người ta sẽ biết chúng ta sắp đấu gươm với nhau. Mặc dù chúng ta giấu rất kín, thế là người ta sẽ ngăn cản. Ôi, bọn chúng nó là cả ở đâu mà mãi chưa đến thế? Thưa ông, Đạt Tạ nói với Atos cùng với sự giản dị như anh đã đề nghị. Hoãn ba ngày, nếu ông vội vã muốn tống khứ tôi đi thì xin đừng có ngại ngùng. Đây là một câu nói làm tôi thích thú, Atos nói, và gật đầu một cách duyên dáng với Đạt Tạ nó là của một người vừa có đầu óc vừa có trái tim, thưa ông, tôi rất thích những người cỡ như ông và tôi thấy rằng nếu chúng ta không giết lẫn nhau thì sau này tôi sẽ rất sung sướng được làm quen với ông. Chúng ta hãy đợi các ông kia đến cho nó phải phép hơn. Chúng ta còn đủ thì giờ. À, tôi thấy một người đã đến kia rồi thì phải. Quả nhiên, từ đầu phố, Vô Gira đã thấy xuất hiện bóng dáng hộ pháp của Portos. Sao? đã tài nhang kêu lên người phù tá của ông là ông Portos à vâng ông không hài lòng sao ông sao cả đâu ạ à? và kia là người thứ hai đã ta nhăng quay về phía Atos chị và nhận ngay ra arami anh kêu lên một tiếng ngạc nhiên hơn tiếng trước. sao người làm chứng thứ hai của ông là ông arami à tất nhiên rồi ông không biết rằng không bao giờ người ta thấy chúng tôi xa nhau cả và trong triều đình cũng như trong thành phố trong ngự lâm cũng như trong cận vệ người ta đều gọi chúng tôi là ba người không thể xa rời nhau à? trong thời gian đó porthos đã lại gần giơ tay chào athos rồi quay lại đặt tay nhanh anh cũng quá đỗi ngạc nhiên cần phải nói anh đã thay cái đai gươm và bỏ cái áo khoác khác anh nói ơ kìa thế này là thế nào tôi đấu với ông này mà athos vừa nói vừa giơ tay chào lại và chỉ vào đặt tay nhanh tôi cũng đấu với ông ấy porthos nói vừa lúc đó arami cũng đi tới và nói luôn tôi cũng đấu với ông này đấy nhưng đến hai giờ chiều kia bà bình tĩnh nói nhưng anh đấu về vấn đề gì hả porthos aramis hỏi ông ta làm tôi đau vai thế còn anh porthos tôi đấu vì tôi đấu porthos đỏ mặt đáp athos chẳng để lọt cái gì bao giờ anh trông thấy một nụ cười thoáng nở trên môi anh thanh niên xứ gác công chúng tôi tranh cãi nhau về vấn đề thời trang đã nói thế còn anh aramis athos hỏi Chúng tôi đấu nhau vì vấn đề thần học. Arami vừa đáp vừa ra hiệu cho Đà Nhân đề nghị giữ bí mật lý do. Atos lại thấy nợ nụ cười thứ hai trên môi Đà nhìn. Thật hả? Atos hỏi. Vâng. Đà đáp. Một điểm về thánh Augustine mà chúng tôi không thống nhất với nhau. Atos nghĩ thầm. Thằng cha này lau cá thật. Thưa các ông. Đà Nhân nói. Bây giờ chúng ta đã tập trung đủ cả ở đây. Xin phép cho tôi được ngỏ mấy lời xin lỗi. Thế nói đến xin lỗi, một đám mây mờ phủ lên trán Atos một nụ cười kiêu ngạo thoáng nở trên môi Portos và một cái lắc đầu là câu trả lời của Arami. Các ông chưa hiểu tôi đâu, bà tài nhang ngẩng đầu lên nói tiếp. Với lúc đó, một tia nắng mặt trời chiếu sáng những nét thanh tao và dũng cảm trên bộ mặt của anh. Tôi xin lỗi các ông trong trường hợp tôi không trả được nợ cho cả ba ông vì ông Athos có quyền được đâm chết tôi trước tiên. Như vậy là nợ của các ông Porthos và Aramis bị quỵt. Tôi xin lỗi hai ông trong trường hợp đó. Chỉ trong trường hợp đó thôi. Và bây giờ, xin mời các ông chuẩn bị. Nói xong, Đa rút Nhăng tốt gươm ra một cách hùng súng Lúc bây giờ là 12 giờ 15 phút. Mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu sáng khắp cả bãi đấu. Atos vừa rút gươm ra vừa nói. Trời nóng lắm, nhưng tôi không thể cởi bỏ áo chén ngoài được. Vì vừa mới rồi, Tôi thấy vết thương còn chảy máu Và tôi e rằng như thế sẽ làm cho ông đây phải khó chịu Vì trông thấy máu không phải là do mình chảy làm chảy Thưa ông, đúng như vậy đấy bà ta nhàng đáp Do kẻ khác um, hay do tôi Tôi xin đảm bảo với ông rằng tôi rất tiếc máu của một người dũng cảm như ông Và tôi cũng xin mặc áo chén để đấu Thôi nào, tốt nói Xã giao với nhau vừa vừa thôi Nên nghĩ rằng chúng tôi đang suốt ruột trở đến lượt đây tốt Arami nói, anh nói thế là riêng cho phần anh thôi, còn tôi, tôi thấy lời lẽ của hai người rất xứng đáng với lòng, với lòng cao thượng. Tôi xin mời ông phòng bị, Arthos nói và dơ gươm lên. Tôi xin sẵn sàng đợi lệnh ông. Đã Tân nói và chạm thanh gươm vào gươm của Arthos. Nhưng khi hai thanh gươm vừa giao nhau thì một tốp lính cận vệ của giáo chủ do quý sắc chỉ huy đã xuất hiện ở góc tu viện. Atos và Arami cùng kêu lên lính cận vệ đấy, tra gươm vào vỏ mau lên. Nhưng chậm quá rồi, hai đối thủ ở tư thế không thể giấu được nữa. Duy sắc vừa tiến lên vừa ra lệnh cho quân của hắn tiến theo, vừa hô lên. Này các ông ngự lâm, đánh nhau ở đây à, lệnh cấm chỉ thế nào? Này các ông cận vệ, Atos nói giọng đầy căm hờn. Vì Duy sắc chính là kẻ đã tấn công anh hôm qua, xin các ông rộng lượng một chút. Nếu chúng tôi thấy các ông đánh nhau thì đảm bảo với các ông là chúng tôi không ngăn cản đâu vậy đề nghị các ông để mặc chúng tôi và mời các ông chứng kiến thú vị lắm chẳng khó nhọc gì đâu thưa các ông duyết sắc nói chúng tôi rất lấy làm tiếc buộc lòng phải tuyên bố với các ông rằng điều đó không thể được nhiệm vụ của chúng tôi là trên hết xin mời các ông tra gươm vào và đi theo chúng tôi thưa ông arami nhại lại duyết sắc chúng tôi rất lấy làm sung sướng được tiếp nhận lời mời quý báu của ông nếu chúng tôi có được quyền tự quyết nhưng tiếc thay điều đó không thể được vì ngài Trevi đã cấm làm như vậy, vậy xin mời các ông về đi cho là hơn cả. Cầu diễu cắt đó làm duyết sắc cáo tiết, hắn nói nếu các ông không tuân theo chúng tôi buộc phải dùng vũ lực. Atos nói nhỏ với các bạn bọn chúng năm chúng ta chỉ có ba chúng ta lại thua mất thôi và chúng ta phải chết tại đây. Tôi xin tuyên bố như thế vì tôi không muốn trình diện bại trận trước mặt đại úy. Thế là ba người lính Ngự lâm đứng sát vào nhau trong khi đó duy sắc dàn quân thành hàng ngang. Chỉ trong khoảnh khắc đó cũng đủ để cho Đa Tài Nhang xác định lập trường của mình. Đó là một trong những sự kiện quyết định vận mệnh con người. Đó là một sự lựa chọn giữa vua hay giáo chủ. Lựa chọn xong là phải kiên quyết giữ vững. Đánh nhau, tức là chống lại luật pháp, nghĩa là liều mạng, nghĩa là chỉ một loáng đã trở thành kẻ thù của một vị thủ tướng mạnh hơn cả hoàng đế. Đó là điều mà anh bạn trẻ của ta thấy hết và thật đáng khen anh không do dự một giây nào lập tức anh quay lại ba người lính ngự lâm và nói thưa các ông xin phép cho tôi được đính chính câu nói của các ông vừa rồi chúng ta bốn chứ không phải là ba nhưng ông không phải là người của chúng tôi Phạc Tốt nói đúng thế ta đáp tôi không có quân phục nhưng tôi có linh hồn trái tim tôi là ngự lâm tôi thấy đúng như vậy và nó lôi kéo tôi duy sắc hô lên đã đoán được ý định của đa Tài nhàng. Này anh bạn trẻ, tránh xa ra, anh có thể rút lui được đấy. Chúng tôi đồng ý, hãy thoát lấy thân nhanh lên. Đa trạng nhận không hề nhúc nhích. Atos nắm lấy tay anh và nói, anh đúng là một thanh niên tuyệt vời. Thế nào, dưới sắc lại dục Thế nào, quyết định đi chứ. Nhưng ba người lính ngự lâm nghĩ đến tuổi còn trẻ của Đại nhân và ngại rằng anh chưa có kinh nghiệm. Chúng ta chỉ có ba người, Atos nói, trong đó một bị thương, cộng với một thiếu niên, vậy chưa có thể nói là bốn người được. Phải, ta lui bước vậy chứ? Portos nói. Khó lắm rồi, Atos đáp. Đã hiểu sự lưỡng lự của họ, anh bèn nói. Xin các ông cứ thử thách tôi xem. Tôi xin thề với các ông là tôi không muốn rời khỏi nơi này nếu chúng ta bại trận. Ông bạn trẻ can đảm lắm, Atos nói. Tên ông là gì? Nhăng. Vậy nào, Atos, Portos, Arami và Nhăng, chúng ta hãy tiến lên thế nào? Duy sắc hô lớn lần thứ ba, các ông đã quyết định chưa đấy? Rồi, Atos đáp. Ra sao nào? Duy sắc hỏi. Arami một tay cầm mũ dơ lên cao, một tay tuyết gươm miệng đáp. Chiến đấu. Các ông chống cự thật à? Duy sắc kêu lên. Các ông ngạc nhiên sao? Thế là chín chiến đấu viên lao vào nhau một cách điên cuồng, nhưng không phải là không theo một chiến thuật nào đó. Atos, đối với tên Cao Ít Sắc, một con cưng của giáo chủ, Portos với Bitkarat và Rami đối diện với hai kẻ thù. Còn đã tài nhanh, anh với được đúng tên Duy Sắc. Trái tim anh thanh niên các công đập như muốn vỡ lồng ngực, không phải do sợ hãi, anh không hề sợ một tí nào, còn hăng say là đẳng khác. Anh chiến đấu như một con mãnh hổ, mười lần xoay quanh địch thủ, hai mươi lần thay đổi vị trí. Duy Sắc là một tay gươm lão luyện đầy kinh nghiệm, về mà phải khó nhọc lắm mới chống đỡ được với một địch thủ nhanh nhẹn, nhảy nhót như con choi choi, luôn luôn vượt ra ngoài đấu pháp, tấn công cùng một lúc nhiều mặt và tự vệ rất thận trọng. Về sau, cuộc chiến đấu kiểu ấy làm cho duyết sắc suốt ruột. Hắn bực mình vì một đứa trẻ con mà chị mãi không xong, hắn hăng tiết lên và đấu pháp bắt đầu rối loạn. Còn đã ta nhăng, tuy ít thực hành, nhưng thấm nhuần lý thuyết càng trở nên nhanh nhẹn. Duy sắc suốt ruột muốn kết thúc, liều nhảy sổ vào dáng một đòn trí tử nhưng địch thủ tránh được làm hắn lỡ đà vừa quay lại thì đã bị một nhát gươm xuyên qua người đã tạ nhăng liếc con mắt lo lắng lên khắp bãi chiến trường arami đã hạ được một địch thủ còn tên kia đang dồn anh tình hình này tốt arami còn chiến đấu được Vortos và Bicara ngang tài ngang sức nhau mỗi người đều đã đâm được chúng nhau một nhát Vortos bị một cánh tay Bicara bị vào đùi nhưng vết thương đều nhẹ cả nên họ tiếp tục quần nhau dữ dội. Atos lại bị một vết thương nữa, mặt tái đi trông thấy, nhưng anh không chịu lùi một bước, anh chỉ đổi tay sang dùng gươm tay trái. Theo luật đấu gươm thời bấy giờ có thể trợ giúp, đã thành nhăng liếc mắt nhìn xem ai cần sự hỗ trợ của mình thì bắt gặp một ánh mắt của Atos. Atos thà chết chứ không chịu kêu cứu, nhưng anh có thể nhìn, và qua cái nhìn, một đề nghị trợ lực. Đã thành nhăng hiểu ngay liền nhảy trồm đến bên sườn cao ít sắc và hét lên hãy coi chừng ta giết đây cái sắc quay lại vừa kịp tiếp chiến athos chỉ còn có lòng can đảm làm anh đứng vững được tới lúc này anh khuỵ đầu gối xuống nhưng còn kêu gọi đã ta nhăng trời đất ơi anh bạn trẻ ơi tôi van anh đừng có giết nó tôi còn có vấn đề phải thanh toán với nó đợi tôi lấy lại sức đã anh chỉ nên tước vũ khí của nó thôi cuốn lấy thanh gươm của nó đúng thế đấy tốt lắm tốt lắm Athos gieo lên như vậy vì thanh gươm của hắn vừa bị văng đi xa đến 20 bước. Đã tay nhăng và khối sắc cùng lao đến, người để lấy gươm, người để tước nó. Nhưng đã nhăng nhanh nhẹn hơn tới trước và chặn chân lên. Cái sắc liền chạy đến chỗ tiên lính đã bị Arami giết chết. Chiếm lấy thanh gươm rồi chạy lại chỗ đã Nhưng giữa đường hắn gặp Athos. Lúc bây giờ Athos đã lấy lại được sức. Anh sợ Đa giết chết mất kẻ thù của anh nên anh lại tiếp tục chiến đấu với hắn. Rataynang hiểu rằng không để Atos làm như vậy sẽ gây oán với anh. Quả nhiên, mấy giây sau, ít Sắc đã đổ xuống, cổ họng bị một nhát gươm xuyên qua. Cùng lúc đó, Arami dí thanh gươm vào ngực kẻ thù bắt phải đầu hàng. Chỉ còn có Porthos và Bicara. Porthos đã dùng đủ mọi ngón mà chẳng ăn thua gì. Bicara là một con người sắt chỉ ngã xuống khi bị chết. Nhưng phải kết thúc ngay vì đội tuần tra có thể đến bắt tất cả. Atos, Arami và Rataynang liền xúm lại quần Bikara và bắt hắn hàng. Mặc dù một mình địch với bốn và một vết thương trên đùi, Bikara vẫn còn muốn chống cự, nhưng duyết sắc đã nhìn thấy vội nhỏm lên khử tay, kêu gọi hắn đầu hàng. Bikara cũng người gắt công như ra ta nhăn, hắn giả điếc lại còn mỉm cười. Và giữa hai đòn đỡ được, hắn nhảy tránh sang một bên dùng mũi gươm chỉ vào mảnh đất và nhại một câu trong kinh thánh. Tại nơi đây, Bikra sẽ chết một mình. Tuyết sắc kêu to lên một lần nữa ra lệnh. Bọn chúng bốn, anh chỉ có một, hàng đi, ta ra lệnh mà. À, nếu anh ra lệnh thì lại là chuyện khác, tôi phải tuân theo. Nói xong, Bikara nhảy lùi lại một bước, dùng đầu gối bẻ gãy thanh gươm để khỏi phải nộp, ném hai mảnh gươm qua tường tu viện, rồi khoanh hai tay lại miệng huyết sắc. Sự can đảm bao giờ cũng được kính trọng ngay cả đối với quân thủ. Những người lính người lâm dơ gươm chào Bikara rồi tra chúng vào vỏ. Đã thay nhăng cũng làm như vậy rồi với sự giúp đỡ của Bikra người lính cận vệ duy nhất còn đứng được, họ khiêng vào cửa tu viện. Duy sắc, sắc và địch thủ của Anami chỉ bị thương, còn tiên thứ tư đã bị chết như ta đã biết. Xong đâu đó, họ rung chuông và mang đi bốn thanh gươm trong số năm cái của quân cận vệ. Lòng tràn ngập sung sướng, họ tiến về dinh ông Tevi. Họ bá chặt vai nhau, chiếm suốt chiều rộng của mặt đường phố. Trên dọc đường đi lại kèm thêm bất cứ lính Ngự lâm nào gặp được cuối cùng trở thành cả một đoàn quân chiến thắng rầm rộ trở về tâm hồn của đa như bơi lặn trong cơn say xưa anh đi giữa Atos và portos và ôm chặt lấy hai người khi bước qua cổng sinh trivi anh nói với những người bạn mới tôi tuy chưa phải là lính ngựa lâm nhưng ít ra cũng sẽ được công nhận như tập sự chứ 6. Hoàng đế Louis thứ 13 Sự việc trở nên rầm rộ. Ông Trevi lớn tiếng quả mắng những người lính ngự lâm, nhưng ông lại nhỏ tiếng biểu dương họ. Vì không được chậm chế báo tin cho đức vua hay, ông Trevi vội vàng đến cung điện Louvre. Thế mà cũng đã quá chậm rồi. Đức vua đang cùng với đức giáo chủ thảo luận trong buồng cửa đóng kín và người hầu cận nói với Trevi rằng đức vua đang làm việc không tiếp ai. đến tối ông Trevi lại đến câu lạc bộ của đức vua. vua đang đánh bài và đang được bạc. vì là người hà tiện nên người rất vui. do đó khi nhìn thấy Trevi từ đằng xa đã gọi ngài đại úy. xin mời ngài lại đây để tôi khiển trách. ngài có biết rằng đức giáo chủ đã đến tôi để kiện cáo những người lính ngự lâm của ngài và người bị xúc động đến nỗi tối nay đã phát ốm không? ai chả bọn ngự lâm của ngài là những con quỷ đáng đem cho cổ. Tâu Hoàng Thượng, ông Tư đã đoán ngay được sự việc đã đi đến đâu, nên vội đáp. Tâu Hoàng Thượng, không phải thế đâu ạ. À. Trái lại họ là những người hiền lành như những con cừu non, và chỉ có một nguyện vọng. Hạ thần xin đảm bảo với Hoàng Thượng, gươm của họ tuốt ra chỉ để phục vụ Hoàng Thượng mà thôi. Nhưng biết làm sao được, những người lính cận vệ của giáo chủ cứ luôn luôn tìm cách khiêu khích họ, mà vì danh dự mà họ phải ra tay tự vệ. Ngài Tư Hãy nghe đây này, tôi muốn tước cái bằng đại úy của ngài để trao cho cô Semeron, là người tôi đã hứa ban cho một cái tu viện. Ngài đừng tưởng tôi tin ngay vào lời nói của ngài đâu đấy nhé. Chúng ta gọi, người ta gọi tôi là Louis Công Minh đấy, ngài Trivia. Lát nữa chúng ta sẽ biết. Tâu Hoàng thượng, tôi trông cậy vào sự công minh đó của Hoàng thượng, cho nên tôi đã kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi tới khi Hoàng thượng vui vẻ. Ngài hãy cứ chờ đấy, không lâu nữa đâu. Quả nhiên may thay, hoàng thượng đã thua gần hết số bạc mà người đã được, nên người lấy cớ đó để rút lui. Người đứng lên, bốc số tiền trước mặt bỏ vào túi mà phần lớn là được bạc, rồi nói. Này, này Viên, vào thay chỗ của tôi, tôi có việc quan trọng cần gặp ngài Trevi. Tôi có 80 đồng lui trước mặt, hãy đặt một số tiền tương đương như vậy vào đấy để những người đang bị thua khỏi thắc mắc. Phải công minh trước hết đã, rồi đức vua quay lại cùng với ông Trevi đi ra khung cửa sổ vua tiếp tục nói ngài vừa nói rằng lính cận vệ của gió chủ khiêu khích lính ngựa lâm mà tôi hoàng thượng vâng nhưng vẫn thường xảy ra thế sự việc xảy ra như thế nào quan tòa cần phải nghe cả hai bên chứ tôi hoàng thượng thật là đơn giản và bình thường thôi à. ba người trong số những lính ngựa lâm ưu tú của tôi mà hoàng thượng đã biết tên và đã có dịp hoàng thượng biết đến lòng trung thành của họ là Atos Porthos và Aramis họ có dịp đi chơi với một cậu thanh niên người xứ gắt công mà tôi vừa giới thiệu với họ buổi sáng họ định đi chơi xanh giấc manh và hẹn nhau đợi ở casmer đến đấy thì họ bị năm ông lính cận vệ quấy rối đó là các ông juissac ca bicara và hai người lính nữa những người này đến đây làm gì mà đông vậy chắc không ngoài việc có những ý định xấu à người làm cho tôi nghĩ rằng có lẽ họ đến đấy để đánh nhau cũng chưa biết chừng. Tôi không kết tội họ, xin để Hoàng thượng xét xử việc năm người vũ trang đầy đủ đến một nơi vắng vẻ như vậy để làm gì. Ngài nói đúng đấy, Thế Vì ạ. Thế là khi họ non thấy những người lính ngự lâm của tôi, họ đã thay đổi ý định, họ đã bỏ hận thù riêng để chuốc lấy hận thù chung. Vì Hoàng thượng cũng chẳng lạ gì việc những người lính ngự lâm của Đức Vua, chỉ riêng của Đức Vua, là những kẻ thù tất nhiên của lính cận vệ của Đức Giáo Chủ. Nói như thế đấy, Vua buồn rầu nói, Thật là tiếc, có hai bè phái trên đất nước Pháp này, hai người cầm đầu một vương quốc, nhưng tất cả cái đó tôi sẽ hết thôi. Thế vì à, vậy là ngài đã nói rằng lính cận vệ khiêu khích lính ngự lâm. Tôi nói rằng có thể sự việc đã diễn ra như vậy, nhưng tôi không dám bảo đảo. Hoàng thượng cũng biết rằng, chân lý rất là khó tìm, trừ phi có đầu óc sáng suốt của người được mệnh danh là vua Louis thứ 13 trí công minh. Ngài Trevi nói đúng đấy, nhưng họ không đi một mình. Những người lính ngự lâm ấy còn có một em thiếu niên. Tâu Hoàng Thượng vâng, và một người bị thương. Thành ra có ba người lính ngự lâm của Đức Vua, trong đó một bị thương và một em thiếu niên. Không những đã đương đầu được với năm người lính cận vệ chứ danh của Đức Giáo Chủ, mà còn hạ bốn nằm xuống đất. Nhưng đó là một chiến thắng. Vua sung sướng reo lên, một chiến thắng huy hoàng. Tâu Hoàng Thượng vâng ạ. À, cũng huy hoàng như chiến thắng cầu C. Ngài nói bốn người trong đó có một bị thương và một thiếu niên có phải không? Gần là một thánh niên, trong trường hợp đó cậu ta tỏ ra rất dũng cảm, làm cho tôi phải nghĩ đến việc giới thiệu với hoàng thượng. Tên cậu ta là gì? Đa Tha Nhăng ạ, à? cậu ta là con trai một người bạn cũ của tôi, một người đã từng phục vụ trung thành đức vua cha. Và ngài nói rằng cậu ta dũng cảm lắm phải không? Hãy kể cho ta nghe đi, ngài cũng biết rằng ta rất thích những chuyện chiến đấu dũng cảm nói xong, vua lui thứ 13 đưa tay lên vút diêm mép vảnh lên một cách tự hào. tâu hoàng thượng, như tôi đã trình bày, cậu đã ta nhăng gần như một thiếu niên, cậu ta mặc áo thường dân vì làm gì đã quá hân hạnh được mặc áo ngự lâm quân. lính cận vệ thấy cậu ta còn trẻ quá và không phải là người lính nên có bảo cậu rút lui trước khi họ tấn công. đó thấy chưa ngài trevi, chính bọn họ đã tấn công. tâu hoàng thượng đúng như vậy, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa họ buộc cậu ta phải đi nơi khác nhưng cậu ta đã trả lời tâm hồn cậu là lính ngự lâm và tất cả vì hoàng thượng do đó cậu ở lại với lính ngự lâm thằng bé can đảm quá vua lẩm bẩm quả vậy cậu ta nhập bọn với lính ngự lâm và thế là hoàng thượng có thêm được một tay anh hùng vì chính cậu đã dáng cho Duyết sắc một mũi gươm làm điên tiết đức giáo chủ đấy chính cậu ta đã hạ Duyết sắc à vua reo lên một thằng nhóc con đấy điều này không thể được trivia thưa, tôi đã được hân hạnh tâu với hoàng thượng như vậy. Duy sách, một trong những tay gươm bậc nhất vương quốc. Tâu hoàng thượng, hắn đã gặp được bậc thầy của hắn. Ta muốn gặp chàng thanh niên ấy, xem có giúp được gì cho hắn vui lòng không. Vậy bao giờ hoàng thượng đói hoài đến? Chưa mai, Trevia. Tôi đưa một mình cậu ta đến thôi à? Không, đưa cả bốn đến đây cho ta. Ta muốn cảm ơn họ một thẻ. Những người trung thành hiếm lắm, Trevia ta phải ban thưởng cho họ. Tâu Hoàng thượng, đúng chưa mai chúng tôi sẽ có mặt ở cung điện Louvre. Này, lên bằng cái cầu thang nhỏ ấy nhé, đừng để cho giáo chủ biết. Xin tuân lệnh. Ngài Tê Vi cũng biết đấy, một chiếu chỉ là một chiếu chỉ, dù sao cũng đã nghiêm cấm các cuộc đấu gươm. Tâu Hoàng thượng, các cuộc giao tranh ấy ra, ngoài khuôn khổ một cuộc đấu gươm thông thường, đó là một cuộc ẩu đả, chứng cứ là năm người cận vệ của giáo chủ đánh ba ngự lâm và cậu bé đắt ta nhanh. Đúng đấy, nhưng dù sao cũng chỉ lên bằng cái cầu thang nhỏ thôi đấy nhé. Ông Trevi mỉm cười, nhưng được như thế cũng là quá nhiều cho cậu bé đó rồi. Tội gì lại phản ứng với bề trên nữa. Thế là ông kính cận chào đức vua rồi rút lui. Ngay buổi chiều hôm ấy, ba người lính ngự lâm đã được thông báo với cái điều vinh dự cho họ. Họ biết đức vua đã từ lâu nên không hồi hộp lắm. Còn đối với Đa Tha Nhân, với trí tưởng tượng gắt công của anh, anh thấy sự nghiệp đang đi tới và đêm đó giấc ngủ của anh đầy mộng vàng. Tám giờ sáng hôm sau anh đến nhà Atos, Đa Tha Nhân thấy anh lính ngựa lâm đã quần áo chỉnh tề sẵn sàng ra đi. Vì mãi đến trưa mới được tiếp kiến vua, họ bàn nhau rủ Portos và Arami đi đánh cầu tại một nơi gá bạc gần cổng ngựa ở Luxembourg. Atos chơi món này rất thạo, mà Đa Tha Nhăng chưa biết chơi nên hai người đứng một bên. Portos và Arami một bên. Vừa chơi được mấy quả, Athos nhận thấy vết thương của mình lại đau, không cho phép anh tiếp tục, nên anh xin phép rút lui, chỉ còn lại Đắc Thái Nhăng một mình một bên. Đắc Thái Nhăng tuyên bố là anh chơi kém lắm, không đương nổi một bên vì thế luật chơi được miễn và chỉ còn ném cầu cho nhau. Nhưng rồi, một quả cầu do cánh tay lực sĩ của Portos ném sang bay sát mặt Đắc Thái Nhăng, làm anh nghĩ là quả ấy mà ném trúng mặt thì không còn hỏng vào thăm vua nữa. Mà cuộc tiếp kiến ấy, anh nghĩ rằng nó quyết định tương lai anh rất nhiều, nên anh vội vã ra ngoài đứng. Không may cho Đa Tha Nhăng, trong số người đứng xem có một tên lính cận vệ của giáo trụ. Hắn còn đang điên tiết về trận thất bại hôm qua của đồng đội, và hắn thề tìm dịp trả thù. Hắn cho đây là dịp may đã đến, hắn bệnh nói to với người bên cạnh. Anh thanh niên này sợ quả cầu cũng chẳng có gì là lạ cả vì hắn mới chỉ là tập sự ngự lâm thôi. Đa ta nhăng như bị rắn cắn, anh quay phát lại nhìn chừng chừng vào tên lính cận vệ vừa đưa ra câu nói láo sược ấy. Thấy vậy tên này bèn vút di mép một cách hỗn sược rồi nói tiếp. Mẹ kiếp chứ, chàng thanh niên của ta cứ việc mà nhìn ta cho thỏa thích, ta đã nói câu ta muốn nói đấy. Đã ta nhăng bèn nói nhỏ với hắn. Nội dung câu nói của ông đã quá rõ ràng rồi, không cần phải biện bạch nữa. Xin mời ông theo tôi. Tên lính cũng với giọng châm biếm ấy nói. Bao giờ nào? Ngay bây giờ. Thế ông có biết tôi là ai không? Tôi hoàn toàn không biết và cũng chẳng cần biết làm gì. Thế thì ông lầm đấy. Vì nếu ông biết tên tôi thì ông cũng chẳng dám vội vàng thế đâu. Vậy tên ông là gì? Bernadou chính là tôi đấy. Nào, ông Bernadou, Nhăng điềm nhiên nói, tôi sẽ đợi ông ở ngoài cửa. Ông cứ đi trước đi, tôi xin theo. Xin ông đừng hấp tấp nhé. Nhăng khẽ nói tiếp, đừng để ai biết chúng mình có vấn đề với nhau, vì ông đã biết. Nhiều người quá chỉ làm trở ngại cho chúng ta. Được thôi, tên lính cận vệ trả lời và lấy làm ngạc nhiên. Tại sao tên tuổi hắn không đem lại ảnh hưởng gì với anh thanh niên này? Quả vậy, cái tên Bernardo ai cũng biết, chỉ trừ của Đa Tha Nhăng, vì hắn là một trong những người hàng ngày xuất hiện trong các cuộc ẩu đả mà chỉ thị của Đức Vua và Giáo Chủ không sao ngăn cấm được. Tốt và Arami còn mãi miết chơi, Atos còn mãi miết xem, nên không thấy anh bạn trẻ đi ra. Đa Tha Nhăng ra đến cổng đứng đợi. Một lát sau, Béc cũng tới. Đa Tha Nhăng liếc mắt nhìn chung quanh, thấy phố xá vắng tanh. Và cũng vì thì giờ của anh gấp quá, nên anh vội nói thật là may mắn cho ông. Ông chỉ mới gặp phải người tập sự lính ngự lâm thôi. Tuy nhiên, ông cứ yên chí, tôi sẽ cố gắng. Nào ta nhập cuộc. Nhưng chỗ này không được tốt đâu. Bé đáp, ta ra chỗ tu viện xanh sắc manh tốt hơn. Ông nói câu ấy sáng suốt lắm, nhưng khốn thay tôi không có đủ thì giờ, vì còn có cuộc hẹn trưa nay. Thôi nào chuẩn bị đi. Benazu không phải là người phải mời đến lần thứ hai vào loại việc ấy. Ngay lúc đó gươm của hắn đã tuốt ra, và hắn lao sầm ngay vào Đạt tai Nhăng, hy vọng có thể làm cho anh nhụt khí, vì thế anh còn trẻ quá. Nhưng Đạt tai Nhăng đã có cuộc tập sự ngày hôm qua rồi, chiến thắng còn nóng hổi, lòng lại tràn ngập đặc ân sắp tới, anh cương quyết không lùi một bước. Do đó, hai thanh gươm giao nhau đến tận cán, và do Đạt tai Nhăng giữ vững vị trí, nên địch thủ của anh phải lùi lại một bước. Lợi dụng thời cơ đó, Đạt Thái Nhăng luồn lưỡi gươm ra đâm mạnh một nhát trúng vai địch thủ. Lập tức đến lượt Đát Thanh Nhăng lùi lại một bước và dơ cao thanh gươm lên. Nhưng Bét Du kêu lên là chưa việc gì, rồi lao một cách mù quáng vào anh, để rồi lại bị một nhát gươm thứ hai. Tuy nhiên, vì hắn chưa ngã, chưa chịu thừa nhận là thua, mà chỉ tháo lui về phía dinh cơ của ngài. Thế vì, trong đó hắn có người nhà. Đát Thanh Nhăng không biết vết thương của hắn vừa nhận được là nặng, nên cứ dồn hắn một cách mạnh mẽ. Có lẽ, anh muốn kết liễu hắn bằng nhát thứ ba. Lúc đó tiếng ồn ngoài phố đã bay vào đến nơi đánh cầu. Hai người bạn của Benazou đã nghe thấy hắn trao đổi mấy câu với Đa Nhăng, rồi thấy mất hút. Chúng bèn vung gươm chạy ra lao vào Đa Nhăng. Nhưng lập tức Atos, Portos và Arami cũng xuất hiện đúng lúc bọn lính tấn công vào Đa Thay Nhăng và buộc chúng phải quay lại. Vừa lúc đó Benazou ngã xuống và vì bọn lính cận vệ chỉ có hai chống lại bốn cho nên chúng kêu ầm lên. Có ai trong dinh chimui ra cứu giúp chúng tôi vậy? Nghe tiếng kêu, mọi người trong dinh đổ xô ra lao vào bốn người bạn, buộc họ cũng phải kêu lên. Ai là lính ngự lâm, cứu chúng tôi! Toàn lính khác của binh đoàn ngài Esa đi ngang đấy. Hai người chạy lại trợ lực với lính ngự lâm, còn một người chạy về dinh ông Trevi kêu cứu. Như thường lệ, dinh ông Trevi bao giờ cũng đông lính, họ bèn đổ xô đi cứu đồng đội. Thế là ưu thế thuộc về lính ngự lâm, những người lính cận vệ của giáo chủ, và những người nhà ông Chia Mui buộc phải rút vào trong dinh và kịp thời đóng cửa lại ngăn không cho quân địch xông vào. Benazou đã được khiêng vào từ trước và đang đâm vào tình trạng nguy kịch. Vì thấy các gia nhân trong dinh chê mui, dám hỗn xược tấn công vào lính ngự lâm của vua, các lính ngự lâm đều phẫn nộ đến tột độ nên họ bàn nhau, đốt dinh thự. Ý kiến đó được hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng may thay đồng hồ điểm 11 giờ. Atanyang và các bạn của anh chợt nhớ đến buổi tiếp kiến, bèn vội vàng xin lỗi các bạn để rút lui và lấy làm tiếc không được ở lại tham dự một trò lý thú như vậy. Sau khi bốn người bạn đã đi khỏi thì sự phẫn nộ cũng dịu lại, mọi người chỉ còn ném một ít gạch vào cánh cửa rồi cũng bỏ về dần. Bốn người bạn về đến Sinh TV thì đã thấy ông đứng đợi ngoài cổng. Ông đã nắm được đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Ông nói, Anh cần phải đến cung điện nhanh lên, phải gặp Hoàng thượng trước giáo chủ một bước. Chúng ta sẽ tâu với Hoàng thượng vấn đề như là kế tiếp sự việc hôm qua để hai vấn đề cùng thông qua với nhau. Ông Trevi dẫn bốn người đến cung điện Louvre. Tới nơi, ông ngạc nhiên thấy người ta báo đức vua đã đi săn hưu ở khu rừng xanh jacques Ông Trevi phải bảo nhắc lại hai lần cái tin đó và cứ mỗi lần mặt ông lại tím thêm. Ông hỏi hoàng thượng đã có ý định ấy từ hôm qua? À? Thưa ngài không ạ. Người hầu trả lời. Sáng nay một người thợ săn đến báo tin đêm qua người ta đã lùa được một con hươu. Lúc đầu hoàng thượng trả lời không đi, nhưng sau không cưỡng lại được cái thú vui ấy nên người lại ra đi. Thế hoàng thượng đã gặp đức giáo chủ chưa? Có thể lắm, vì sáng nay tôi đã thấy có cỗ xe của đức ngài. Tôi hỏi dò người đánh xe đi đâu, thì được trả lời đi Saint-Germain. Manh. Chúng ta đã đoán trước được cả rồi. Ông Trevi nói với bốn người, tối nay tôi sẽ đến gặp hoàng thượng, bằng các anh thì tôi khuyên đừng nên liều vội. Ý kiến ấy rất sáng suốt, nhất là có một người hiểu biết rất rõ vua, nên bốn người không dám nại gì cả. Ông Trevi bảo họ về nhà đợi tin tức mới của ông. Về đến nhà ông Trevi nghĩ rằng cần phải tranh thủ thời gian, ông bèn viết một bức thư cho người mang đến nhà cho ông Chê Mui, đề nghị ông Chê Mui đuổi ra khỏi nhà người lính cận vệ của giáo chủ và khiển trách các gia nhân của ông đã dám tấn công vào lính ngự lâm. Nhưng người họ hàng của Benazu làm kỵ mã trong dinh đã báo cáo với ông Chia Mui nên ông trả lời rằng Ngài Trevi cũng như những người lính ngự lâm không thể kiện cáo ai được mà chỉ có ông mới có cái quyền ấy vì dinh cơ của ông bị người ta dọa đốt phá. Cuộc tranh luận đó giữa hai vị chúa công có thể kéo dài vì mỗi người đều muốn bảo thủ ý kiến của mình. Ông Trevi bèn quyết định sẽ kết thúc câu chuyện này bằng cách thân chinh đến thăm ông Chia Mui Hai vị chúa công chào nhau rất kính cẩn vì nếu như hai người không thân nhau thì cũng tín niệm nhau Cả hai đều là những người vừa có tâm hồn, vừa có danh dự. Ông Chê Mui là người theo đạo tin lành, ít khi vào ý kiến vua và không tham gia một bè phái nào, nên nói chung trong quan hệ xã hội, ông không có thành kiến. Tuy thế, lần này sự đoán tiếp của ông có kính cẩn, nhưng lạnh nhạt hơn thường ngày. Thưa ngài, ông Trevi nói, tôi thấy cả hai ta đều có thể tố cáo lẫn nhau được, vì thế tôi thân chinh đến đây để chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Tôi rất vui lòng nhưng tôi xin báo trước để ngài biết rằng tôi đã nắm vững được vấn đề và tất cả mọi sai lầm đều thuộc về lính ngựa lâm của ngài ngài là một vị công minh và sáng suốt thơ vi đáp tôi chắc ngài không từ chối một đề nghị của tôi xin cứ nói tôi xin nghe tình trạng bédar du người nhà của kỵ mã của ngài ra sao ạ thưa ngài xấu lắm ngoài nhát gươm vào cánh tay không nặng lắm lại còn một nhát thứ hai xuyên qua phổi thầy thuốc chê lắm kẻ bị thương còn tỉnh không hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta còn nói được không? Có khó khăn nhưng nói được. Thưa ngài, như vậy tôi xin đề nghị chúng ta cùng lại thăm hắn và động viên hắn nói lên sự thật. Do đó chúng ta sẽ có được tài liệu xác thiện để xét xử vụ này. Tôi cam đoan là tôi sẽ tin và những lời hắn khai. Ông Chia Mui suy nghĩ một lát sau thấy khó có một đề nghị hợp lý như thế nên ông chấp thuận. Hai người xuống phòng kẻ bị thương nằm. Anh thấy hai vị chúa công cao cấp đến thăm hắn cố gắng nhọn lên nhưng vì sức yếu quá hắn lại nằm vật xuống gần như ngất đi ông chi mui lại gần cho hắn gửi một thứ thuốc muối làm hắn tỉnh lại ông trevi không muốn để bị nghi ngờ là kẻ gây ảnh hưởng ông bèn nhường ông chi mui hỏi trước đúng như ông trevi đã dự đoán benaju giữa cái sống và cái chết không dám nói dối cho nên hắn đã khai với hai vị chúa tệ sự việc đúng như đã xảy ra đó là tất cả sự mong muốn của ông trevi ông chúc vết thương hắn chóng lành, rồi kéo từ chia môi ra về. Về đến nhà, ông Thư Vi phải tiếp rất nhiều khách, phải ác cảm với giáo chủ, họ đến để tán dương hai sự việc thất bại của giáo chủ vừa xảy ra. Đã thẹn Nhăng được ca tụng là anh hùng của hai ngày qua. Vì tình bạn cũng có, và vì được hưởng nhiều rồi cũng có. Atos, Porthos và Aramis nhường tất cả thành tích cho người bạn mới đến sáu giờ chiều ông Tê Vi tuyên bố cần phải vào cung điện Louvre vì cuộc tiếp kiến hẹn trước đã lỡ rồi ông Tê Vi không đi bằng cầu thang nhỏ nữa mà ông dẫn thẳng bốn người vào phòng khách vua vẫn chưa đi săn về mọi người phải chờ đến hơn nửa giờ mới thấy tuyên bố đức vua đã về nghe thấy tuyên bố thế đã thành nhăng run lên từ đầu đến chân sự nghiệp của anh sắp sửa được định đoạt đây cặp mắt lo sợ của anh dán vào cái cửa mà hoàng thượng sắp vào Vua Louis thứ 13 xuất hiện, đi đầu, đức vua mặc bộ đồ săn còn đầy bụi, chân đi đôi ủng to và tay cầm cái roi ngựa. Thoạt nhìn, Đa Thanh Nhăng cũng thấy là hoàng thượng đang trong cơn phấn nộ. Biết vậy, mọi người cũng xếp thành hàng hai, bên lối vua sẽ đi qua. Vì đã ở trong phòng đợi của hoàng cung, thì thả được hoàng thượng nhìn thấy mình bằng cặp mắt giận dữ, vẫn còn hơn là không tiến lên một bước. Còn Đa Thanh Nhăng thì trái lại, nấp sau lưng họ, mặc dù hoàng thượng đã biết rõ Atos, porthos và rami người cứ bước đi không nhìn họ và cũng chẳng hỏi họ câu nào như chưa bao giờ biết họ còn ông trevi khi cặp mắt hoàng thượng dừng lại một lát vào ông ông dương cặp mắt dũng cảm lên nhìn lại làm hoàng thượng phải quay mặt đi sau đó hoàng thượng lầu bầu đi vào trong phòng tình hình xấu quá rồi Atos mỉm cười nói lần này chúng ta chưa được phong hiệp sĩ đâu các anh hãy đợi tôi ở đây trevi nói nếu quá 10 phút mà chưa thấy tôi ra, thì không cần đợi nữa, các anh quay về nhà tôi. Bốn người đợi 10 phút, rồi 15 phút, rồi 20 phút, vẫn chưa thấy ông Trivi ra, họ đành rút lui, lòng đầy lo lắng. Ông Trivi dũng cảm bước vào phòng riêng của vua và gặp vua đang trong tình trạng rất cao có. Người ngồi trong một chiếc ghế bành, đang lấy cây do ngựa đập vào đôi ủng. Ông Trivi vẫn cứ phớt lờ để hỏi thăm sức khỏe. Xấu lắm, rất xấu, Ta chán đời lắm rồi. Thật là cái thật xấu nhất của vô ly thứ 13. Người thượng hãy kéo một cẩn thận ra cửa sổ nói. Này ngài, chúng ta cùng chán đời với nhau. Sao ạ? À? Ông Tri nói. Hoàng thượng chán đời à? Có lẽ hôm nay hoàng thượng chưa hưởng hết cái thú vui đi săn. Vui cái quái gì được hả ngài? Tất cả đều thói hóa. Tôi chẳng hiểu những con thú săn đã hết đường hoặc những con chó đã hết cả mũi rồi. Ngài sẽ thấy ta bắt buộc Thật có cái trò săn đuổi này, hoặc săn bẫy. Ôi, tôi là một ông vua khốn khổ nhất, ở Trevi à, tôi chỉ còn có một con chó nòi, thì hôm qua nó đã bị bỏ xác rồi. Tâu Hoàng thượng, quả có vậy, tôi hiểu sự thất vọng của Hoàng thượng, nhưng hình như người hãy còn những con chim ưng, diều hâu. Và chẳng có ai để dạy chúng cả, người thợ cuối cùng đã bỏ đi mất rồi, chỉ còn có một mình tôi là biết cái kỹ thuật ấy. Sau tôi có lẽ người ta sẽ đi săn bằng cạm bằng bẫy Giá mà tôi có được một chút thời gian Để huấn luyện một số học trò Những ngày giáo chủ còn ở đó Không để cho tôi một phút nào nghỉ ngơi Toàn là những câu chuyện tào lao Nào là về Tây Ban Nha, về nước Áo, về nước Anh À Nói đến giáo chủ tôi lại giận ngài lắm đó Ngài Trevi ạ à. Ông Trevi đợi cho vua dẫn tới chỗ đó Ông rất hiểu Đức Vua Trước khi vào đẻ bao giờ cũng mở đầu Bằng những lời than phiền xa xôi Như là đẻ tự kích thích Ông bèn giả vờ hết sức ngạc nhiên hỏi. Tâu Hoàng thượng, cả bầy tôi khốn khổ này đã làm gì để phật ý Hoàng thượng? Ngài đã làm tròn bổn phận của ngài chưa? Phu tiếp tục nói, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Trevi. Có phải vì thế mà tôi phong cho ngài chức đại úy ngự lâm quân để cho bọn này nó đi ám sát người ta, khuấy động cả một khu và muốn đốt cả kinh thành Paris đi nữa mà ngài chẳng thèm nói một câu nào à? Nhưng có lẽ tôi quở trách ngài quá vội vã Bọn phiến loạn đã bị vào tù rồi và ngài tới đây để báo cáo với tôi là công lý đã được thực hiện, phải không? Tô Hoàng Thượng trái lại ạ, à, cả bầy tôi này đến đây để yêu cầu công lý phải được thực hiện. Chống lại ai? Vua sửng sốt hỏi. Chống lại những kẻ vu khống ạ. À? à, đêm này mới đây. Thế ngài không báo cáo rằng mấy tên ngự lâm chết dẫm của ngài là Atos, Porthos và Aramis và cả thằng bé gắt công đã hung hãn xông vào hành hạ anh lính Peknaju đáng thương đến nỗi bây giờ có lẽ anh ta đang hấp hối. Ngài lại sẽ báo cáo tiếp rằng bọn chúng đã vây quanh dinh thự quận công Chê Mui và toàn đốt trụi. Điều đó trong thời chiến có thể là bình thường vì đó là một cái ổ của bọn tân giáo. Nhưng trong thời bình này, đó là một điều bực mình. Ngài hãy nói đi, Ngài sẽ chối cãi tất cả những điều đó ra sao? Ai đã tâu với Hoàng thượng câu chuyện đẹp đẽ ấy Vi bình tĩnh hỏi. Ai đã tâu à? Ngài muốn là ai nào nếu không phải là người đã thức khi ta ngủ, đã làm việc khi ta chơi, đã lãnh đạo khắp trong ngoài vương quốc, nước Pháp cũng như châu Âu? Hẳn là Hoàng thượng muốn nói đến Đức Chúa Trời, vì tôi thấy trên Hoàng thượng chỉ còn có Đức Chúa Trời thôi. Không phải, tôi muốn nói người trụ cột của nước nhà, người bầy tôi độc nhất của tôi, người bạn độc nhất của tôi, đó là Đức Giáo Chủ. Tôi bị hạ, đức giáo chủ không phải là đứng trí tôn, thế nghĩa là thế nào? nghĩa là chỉ có đức giáo hoàng mới không có sai lầm, còn đức giáo chủ chưa được như vậy. có nghĩa là ngài muốn nói đức giáo chủ đã lừa dối tôi, đã phản bội tôi, vậy là ngài kết tội đức giáo chủ thế nào? ngài thú thật đi chứ, có phải là ngài muốn kết tội đức giáo chủ không? câu hoàng thượng không ạ, à? tôi muốn nói rằng chính đức giáo chủ bị sai lầm, đã bị báo cáo sai. Tôi nói rằng Đức Ngài đã vội vã kết tội lính ngựa lâm của Hoàng thượng. Đức Ngài đã bất công với họ và đã không thu lượm được những tin tức đúng. Sự kết tội là do từ chính bản thân quận công chia mùi. Ngài nói thế nào về việc ấy? Tôi nói rằng sự việc có liên quan đến quận công nên khó mà làm người trọng tài vô tư được. Nhưng dù sao tôi cũng biết quận công là người trung thực. Tôi hoàn toàn tin cậy, nhưng với một điều kiện. Chi đó? Là Hoàng thượng sẽ mời quận công đến đích thân hoàng thượng sẽ hỏi ông ta không một người nào được chứng kiến cả sau cuộc tiếp kiến đó tôi sẽ trở lại đây yết kiến hoàng thượng Úi chà thế ngài hoàn toàn tin cậy vào lời nói của quận công chia Mui chứ ngài chấp nhận sự phán xét của ông ta chứ thưa vâng, và ngài phải chấp thuận tất cả những sửa chữa gì mà ông ta sẽ đề ra chứ hoàn toàn như vậy tô hoàng thượng tức thì vua lớn tiếng gọi las này nơi học phòng tin cận đó lúc nào cũng đứng trực ngoài cửa buồng bước vào la sen này đi triệu tập ngay quận công chia mui tối nay ta muốn nói chuyện với ngài đó tâu hoàng thượng chê vi nói xin hoàng thượng hứa với tôi là sau khi tiếp quận công xong xin tiếp tôi trước đã rồi mới đến người khác được ta hứa vậy ngày mai mấy giờ tôi đến ạ à? bất cứ lúc nào đến buổi sáng sợ hoàng thượng còn ngủ ta ngủ ư ta không có ngủ đâu lúc tâm mơ màng có thế thôi, vậy mai ngài đến thật sớm, 7 giờ chẳng hạn. nhưng coi chừng đấy nhé, nếu lính ngự lâm của ngài phạm tội, nếu lính ngự lâm của cả bầy tôi này phạm tội, tuy hoàng thượng muốn trừng trị thế nào tùy ý, hoàng thượng có còn cần ra chỉ thị gì nữa không ạ? À? tôi sẵn sàng chờ lệnh. thôi thôi, không phải không có lý mà người ta gọi ta là luy trí công minh. đến mai nhé. đức vua ít ngủ bao nhiêu, ông chơi vi còn ngủ ít hơn nữa. Ngay tối hôm đó, ông đã thông báo cho bốn người bạn biết 6 giờ rưỡi sáng hôm sau sẽ đến ông. Đúng giờ ấn định, ông dẫn họ đi, chẳng dặn dò và cũng chẳng hứa hẹn gì. Đến chỗ cầu thang nhỏ, ông dặn họ đứng đợi. Nếu đức vua còn tức giận, họ sẽ rút lui ngay, không để cho người trông thấy. Nếu đức vua bằng lòng tiếp, chỉ có việc cho người gọi. Đến phòng ngoài dành riêng cho vua, ông Tê Vi gặp Lassene anh ta cho ông biết tối qua chưa gặp được quận công. Ngày đi chơi về quá khuya, cho nên mãi sáng nay ngài mới đến và hiện đang ở trong phòng hoàng thượng. Tình hình đó làm cho ông TV rất vui vì như vậy là không có ai xen kẽ vào để xuyên tạc ý kiến của quận công. Quả vậy, mười phút sau cánh cửa phòng đã mở, quận công chưa mui bước ra, lại gần ông TV và nói với ông. Ngài TV, hoàng thượng vừa triệu tập tôi đến để tìm hiểu về sự thật của sự kiện xảy ra ngày hôm qua cho dinh thự của tôi tôi đã châu tình lên sự thật nghĩa là nhận sai lầm về phần gia nhân của tôi và tôi sẵn sàng xin lỗi ngài vì gặp được ngài ở đây xin ngài vui lòng nhận cho và vẫn coi tôi như một người bạn của ngài kính thưa quận công ông tivi nói tôi hoàn toàn tin cậy vào tấm lòng cao thượng của ngài nên không muốn có ai khác làm người binh vực cho tôi bên cạnh hoàng thượng tôi thấy rằng tôi đã không lầm vậy tôi xin chân thành cảm ơn ngài tốt lắm tốt lắm vua đứng ở cửa phòng reo lên vì đã nghe thấy tất cả chứ có điều là xin ngài chơi nói với quận công là quận công muốn làm một người bạn thân của ngài thì tôi cũng muốn làm bạn thân của quận công thế mà ngài vẫn cứ lờ tôi đi tôi đã ba ba năm rồi không được gặp ngài và chỉ được gặp khi nào cho đi tìm xin ngài chơi vin nói hộ cho tôi với quận công như vậy vì đó là những điều mà một vị hoàng thượng không thể tự nào tự mình nói ra được. Cảm ơn, xin cảm ơn Hoàng thượng. Quận công nói, xin Hoàng thượng hãy tin tưởng rằng những người mà Hoàng thượng gặp hàng ngày, tôi không nói ngài Thê Vi, chưa chắc đã phải là những người trung thành nhất. À, quận công đã nghe thấy những câu của ta nói à? Càng hay càng hay, vua vừa nói vừa tiến ra khỏi phòng. Thế nào ngài Thê Vi, những người lính ngự lâm của ngài đâu? Hôm qua tôi đã bảo mang họ đến đây cho tôi rồi kia mà. Tại sao ngài chưa thi hành? Tông Hoàng thượng, Họ ở cả dưới kia. Hoàng thượng chỉ thị. Lassenay sẽ đi gọi ạ. Được được. Cho hỏi tới đây ngày Đã 8 giờ rồi. Đến 9 giờ tôi còn có một cuộc tiếp khách. Thôi xin chào ngài quận công. Còn Trevi xin mời ngài vào. Quận công chào và lui ra. Khi ông mở cửa thì ba người lính ngự lâm và đắp tay nhăn do Lassenay hướng dẫn đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Lại đây, vua nói, những con người can đảm của ta ta muốn mắng cho các người một trận. Ba người lính ngự lâm tiến lại gần, và giáp mình cúi chào. Đã ta nhìn đứng đằng sau họ. Quỷ quái thật, vô nói tiếp, bốn các ngươi mà bảy tên lính của giáo chủ bị hạ trong hai ngày. Thật là quá lắm, quá lắm. Vì thế Đức giáo chủ bắt buộc phải củng cố lại quân lính cận vệ trong ba tuần. Một, chẳng hạn thì ta chẳng nói làm gì, nhưng bảy trong hai ngày, ta nhắc lại, thật là nhiều quá, nhiều quá. Tô Hoàng Thượng, Trevi nói, vì thế mà họ bị ăn năn nên đến đây để nhận tội trước hoàng thượng ăn năn hối hận hằng ta không tin ở những bộ mặt đạo đức giả của họ đây kia lại có một bộ mặt gắt công lại đây nào đa ta nhăng hiểu là mình được chỉ định bèn tiến lại gần vẻ mặt dầu dĩ này ngài Trevi, vi ngài nói với tôi là một chàng thanh niên à một đứa trẻ con trẻ con thật sự thế chính hắn đã choảng một mũi gươm khốc liệt vào rút sắc đấy à và hai mũi tuyệt đẹp vào bếp nữa. Thật vậy à? Ấy là chưa kể, Atos nói, nếu anh ấy không cứu tôi khỏi tay Cao Y Sắc, thì chắc chắn là hôm nay tôi không còn có được cái hân hạnh được vào chầu hoàng thượng. Thế thì đúng là một con quỷ rồi con gì. Ở cái nghề này, người ta phải rách biết bao áo chẽn, gãy biết bao thanh gươm. Thế mà người gắt công thì bao giờ cũng nghèo, có phải không? Tâu hoàng thượng, ở đấy người ta chưa đào được mỏ vàng ạ. À? Chẳng chóng thì trời thôi, Ta không nói rằng không. Lasne này, hãy đi lục các túi áo của ta tìm cái túi tiền có 40 piton mang lại đây cho ta. Và bây giờ, anh bạn trẻ đầu đối câu chuyện sự thật ra sao hãy kể ta nghe nào. Đắt ta nhăng bèn thuật lại câu chuyện với tất cả chi tiết. Khi nhận được tin vua cho ý kiến anh mừng quá không ngủ được ra sao anh đến nhà các bạn 3 giờ trước cuộc hẹn đã đi đến bãi đánh cầu ra sao và vì lo sợ bị quả cầu đập vào mặt nên bị Du chế giễu như thế nào, làm cho hắn suýt phải đèn mạng và ông chia mui tí nữa mất dinh cơ. Đúng như vậy, vua lẩm bẩm, quận công cũng đã kể cho ta như vậy, hốn khổ thay cho giáo chủ, bảy người trong hai ngày mà lại toàn là những con cưng. Thế cũng quá đủ rồi các bạn ạ. Các bạn đã nghe thấy chưa? Đủ rồi. Các bạn đã báo thù được cho sự việc ở phố Peru rồi và còn hơn thế nữa. Các bạn thỏa mãn rồi chứ. Nếu hoàng thượng đã được thỏa mãn TV nói, chúng tôi cũng vậy. Có chứ, ta thỏa mãn lắm rồi, và đây là chứng cớ. Nói xong, vua cầm lấy túi vàng ở tay Lasne và đặt nó vào tay Đa Tà Nhăng. Ở thời kỳ đó, những tư tưởng kiêu kỳ của chúng ta ngày nay chưa được thịnh hành. Một người quý tộc có thể trực tiếp nhận tiền trong tay đức vua mà không hề lấy thế làm mất giá trị. Vì thế, Đa Tà Nhăng điềm nhiên cầm lấy túi tiền bỏ vào túi và hết lòng cảm ơn vua. Tôi, Bây giờ đã đến 8 giờ rưỡi rồi, vua vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ. Ta đã nói là đến 9 giờ ta phải tiếp khách. Cảm ơn sự trung thành của các người, ta tin tưởng được đấy chứ. Tâu Hoàng thượng, cả bốn người đồng thanh nói, dù có phải thịt nát xương tan vì Hoàng thượng, chúng tôi cũng sẵn sàng. Tốt, tốt lắm, nhưng phải giữ cho thân mình được vẹn toàn, như vậy tốt hơn và ích lợi hơn cho ta. Sau khi bốn người bạn đã ra đi, vua cho gọi tivi lại nói nhỏ tuy không còn chỗ trong ngự lâm quân, và lại, ta đã có quyết định phải có thời kỳ tập sự. Ngài hãy đưa anh chàng ấy vào đại đội cận vệ của ông De Zessa, em rẻ ngài. À, trời ạ, à, ta đã hình dung thấy cái nhăn nhó của giáo chủ, ông ta chắc phải cáu sườn lắm. Nhưng thấy kệ, ta cũng có quyền của ta chứ. Ông Trevi chào vua rồi đi ra ngoài thấy ba người lính ngự lâm đang cùng với Đa Ta Nhăng chia nhau tiền. Còn giáo chủ, như đức vua đã nói, rất bực tức, đến nỗi tám ngày liền không đánh bài với vua. Điều đó không ngăn cản được vua vẻ mặt tươi như hoa mỗi khi gặp giáo chủ đều hỏi với một giọng thật dịu dàng. Thế nào ngài giáo chủ, sức khỏe của Bernard và Duy Sắc, hai người tội nghiệp ấy ra sao rồi? 7. Nội bộ lính ngự lập Khi đã tan nhăng ra khỏi cung điện, nhưng thăm dò ý kiến của ba người bạn mới xem nên sử dụng số tiền đó để làm gì Atos khuyên tổ chức một bữa ăn thật thịnh soạn porthos khuyên nên thuê một người hầu và arami khuyên nên kiếm một cô nhân tình xứng đáng ngay chiều hôm đó bữa ăn được tổ chức tên người hầu đã mướn xong bữa ăn do Atos đặt người hầu do porthos kiếm hắn ta là một người xứ pika mà porthos đã gặp trên cầu tốt nen hắn đang đứng nhỏ bọt thành vòng tròn xuống dưới nước. tốt cho đấy là một trò chơi có suy nghĩ và quan sát, nên anh thu nhận ngay, chẳng cần dò hỏi gì thêm. Flancé tên người hầu đó thấy tốt vẻ người cao quý liền siêu lòng ngay vì tưởng là vào phục vụ tốt nhưng anh ta hơi bị phật ý khi thấy vị trí ấy đã có người tên là tông chiếm lĩnh rồi. Và khi Pogtos tuyên bố nhà của ông tuy lớn, nhưng không cần thiết phải có đến hai người hầu và sẽ nhường cho đa tai trong buổi hầu tiệc đa tai nhăng thanh uh, thấy chủ mình bốc ra một nắm vàng để thanh toán bữa ăn hắn mừng thầm và cảm ơn chúa đã đưa mình vào một nơi giàu có nhưng giấc mộng mỏng manh của anh ta bị tan vỡ vào buổi tối hôm đó khi dọn giường cho chủ nhà của đa tai có hai phòng một phòng ngủ và một phòng ngoài trong nhà chỉ có độc một cái giường Blanche nằm ngủ ở phòng ngoài trên một cái khăn dài giường lấy ở giường đã tai nhang ra. Thế là đã tai nhang nằm không có trải giường. Về phần Atos anh có một người hầu được anh huấn luyện một cách đặc biệt tên là Grimo. Atos là một người rất ít nói. Trong suốt 5-6 năm trời sống với nhau một cách rất thân thiết, Porthos và Arami chỉ trông thấy anh mỉm cười, chứ chưa hề nghe thế anh cười thật sự bao giờ. Câu nói của anh ngắn và gọn, chỉ nói lên điều cần thiết, không bao giờ hơn, không lặp lại, không hoa hỏe hoa sói. Câu nói chuyện của anh là một sự kiện không có phụ lục. Mặc dù đã gần 30 tuổi, Atos có một tâm hồn và một thân hình đẹp đẽ, không ai thấy anh có nhân tình, không bao giờ anh nói chuyện về phụ nữ, chỉ có cái là anh không ngăn cản mọi người nói chuyện ấy trước mặt anh. Nếu anh có tham gia vào, cũng chỉ bằng những lời chán trường và cay đắng. Nhưng mọi người cũng biết là anh rất khó chịu về những loại chuyện ấy. Tính dè dặt và lầm lì ít nói của anh làm cho anh gần như một ông già. Để khớp với tác phong của anh, anh đã huấn luyện cho Grimo hiểu được ý định của anh qua một số cử chỉ bình thường hoặc qua một cử động ở cặp môi. Anh chỉ nói với người hầu trong trường hợp tối cần. Grimo tuy sợ chủ như sợ lửa, nhưng rất quyến luyến và sùng bái chủ. Hắn cố gắng tìm hiểu chủ cần gì và chấp hành đầy đủ. Đôi khi hắn tưởng đã hiểu chủ rồi, Hắn lao đi làm thì lại trái với ý muốn của chủ. Atos chỉ nhún vai, không có giận, chỉ đánh cho mấy roi. Những ngày đó Atos có nói tí chút. Portos như đã thấy tính tình hoàn toàn trái ngược với Atos. Không những anh nói rất nhiều mà lại còn nói to. Chẳng cần biết đến người ta có nghe anh hay không. Anh nói vì thích nói, phải thích nghe mình nói. Anh nói về tất cả mọi vấn đề chỉ trừ khoa học với lý do từ nhỏ anh đã căm ghét các nhà khoa học anh không được uy vệ như Atos và cảm giác được sự thấp kém của mình nên ngay từ khi mới biết nhau anh đã có những thái độ không đúng với bạn và anh cố gắng vượt bạn bằng cách trang phục hào nhoáng nhưng Atos trong quân trang ngự lâm bình thường chỉ bằng cái hất đầu lại đằng sau và bước lên cũng đẩy lùi được porthos xuống hàng thứ hai để tự an ủi porthos đi đâu cũng khoe khoang gia tài giàu có của anh mà Atos không hề bao giờ nói đến của mình tục ngữ cổ có câu Thể nào tớ nấy. Ta hãy nói đến Tông người hầu của Cơ Tông người xứ Nóc Măng, có một cái tên rất nhã nhặn là Bonifat. Nhưng chủ hắn đã đổi thành một cái tên kêu hơn là Tông và cũng hiếu chiến hơn. Hắn vào hầu Porthos chỉ với một điều kiện là mặc và ở thật lộng lẫy. Hắn chỉ xin chủ mỗi ngày cho 2 giờ để làm một cái nghề đủ cung phụng cho hắn các thứ cần thiết khác. Tốt chấp thuận điều kiện ấy và mọi việc được tiến hành hoàn hảo. Anh đưa bộ quần áo cũ của anh cho một người thợ may thật khéo, đem lộn lại và cắt cho Mô Tông một bộ quần áo khá là choáng, tương xứng với chủ. Còn về Arami, chúng ta đã nói khá đầy đủ về tính tình của anh mà cũng như của các bạn anh còn được phát triển qua quá trình về sau này. Người hầu của anh tên là Ba Danh. Do nguyện vọng của chủ là sau này sẽ vào nhà thờ. Ba Danh lúc nào cũng mặc cái áo dài thâm như người của nhà thờ. Hắn người xứ Berisong, tuổi chạc 30 đến 40, hiền lành, điềm đạm và hơi mập. Trong những lúc nhàn rỗi, hắn thích đọc những sách thánh của chủ. Bữa ăn hắn biết làm ít món nhưng rất ngon. Tóm lại, câm, mù, điếc và rất trung thành với chủ. Bây giờ đã biết qua về thầy và tớ rồi, chúng ta qua sang nhà ở của họ. Athos ở phố Feru cách Luxembourg vài bước, nơi ở của anh gồm có hai phòng nhỏ, bãi biển rất sạch sẽ. Trong một ngôi nhà mà bà chủ còn rất trẻ và rất xinh, thường hay liếc mắt đưa tình cho anh. Trên tường có treo một vài đồ vật quý giá đã cũ, ví dụ một thanh gươm khảm đầy ngân tuyến từ thời Francois đệ nhất và đốc gươm chạm trổ những viên đá quý trị giá đáng 200 pi tông. Nhưng trong những lúc túng thiếu nhất, Athos không hề nghĩ đến chuyện đem cầm hoặc bán. Thanh gươm từ lâu đã làm Pactos phải thèm thuồng. Nó có bị giảm 10 năm tuổi thọ để được nó, anh cũng vui lòng. Một hôm, nhân có cuộc hẹn hò với một bà quận chúa, anh thử hỏi mượn Atos Atos không nói gì, dốc tất cả các túi, nhặt tất cả các đồ trang sức, túi, kim và các dây chuyền vàng. Anh đưa tất cả cho Porthos. Còn về thanh gươm, anh nói, nó đã được gắn chặt vào tường, chỉ rời chỗ đó khi nào chủ nó rời đi chỗ khác. Ngoài thanh gươm ra, anh còn có một bức chân dung của một vị chúa công thời Angri đệ tam quần áo rất lịch sử có nhiều nét giống athos làm cho người ta thấy là vị lãnh chúa tước vị hiệp sĩ là tổ tiên của anh sau cùng là một cái hộp con bằng vàng và được bọc tuyệt đẹp cùng một phù hiệu với bước chân dung và thanh gươm chìa khóa chiếc hộp đó athos luôn đeo trong người một hôm anh mở nó trước mặt porthos và porthos cam đoan rằng chỉ có thư từ và một ít giấy tờ có lẽ là thư tình và giấy tờ gia đình Portos ở một gian nhà rất rộng, bề ngoài rất hào nhoáng, hố chuồng bồ câu giả. Mỗi khi cùng với các bạn bè đi qua cửa sổ, trong đó xuất hiện mu cơ tông, ăn mặc oai vẻ, Portos ngẩng đầu lên nói, đó là nhà của tôi. Nhưng chưa bao giờ người ta gặp anh ở nhà, không bao giờ anh mời người ta lên chơi. Và không ai có thể tưởng tượng được là trong cái nhà lộng lấy đó có chứa nhiều của cải hay không. Army thì ở trong một căn nhà nhỏ gồm có một buồng khách, một buồng ăn và một buồng ngủ. Buồng ngủ ở tầng dưới đất trông ra một cái vườn nhỏ mát mẻ, xanh tươi, đầy bóng cây và kín đáo với những con mắt tò mò của láng giềng. Còn về đát nhăng, chúng ta đã biết chỗ ở và người hầu Xê. Đát nhăng vốn tính tò mò và quá đầu óc suy xét, anh cố gắng tìm hiểu sự thật về Atos, Porthos và Aramis. Vì diễn cái tên thời chiến ấy, họ còn phải có một cái tên dòng dõi quý tộc nhất là Atos có mà che giấu được tung tích của một vị lãnh chúa. Anh hỏi dò Portos về Atos và Arami, và hỏi dò Arami để biết Portos. Nhưng hại thay, chính bản thân Portos cũng chẳng hiểu gì về anh bạn thầm lặng Atos Người ta nói rằng Atos đã trải qua những mối tình tuyệt vọng, do một sự phản bội ghê gớm đã đầu độc cuộc sống của con người quý phái ấy. Còn phản bội như thế nào, đố ai mà biết. Còn về Portos, chứ cái tên thật của anh mà chỉ có ông Thê Vi và hai người bạn biết. cuộc đời của anh rất là dễ hiểu, hinh hoang và bộc toạc. người ta nhìn được suốt người anh như qua thủy tinh. chỉ còn có điều độc nhất có thể làm cho người ta lầm là khi người ta nghe anh nói về những cái tốt đẹp của anh. con Army thường làm ra vẻ chẳng có điều gì bí mật cả, thì lại là một con người đầy bí hiểm, ít trả lời những câu người ta hỏi về người khác và lẩn tránh những câu hỏi về mình. Một hôm, sau khi đã hỏi Arami rất lâu về Proctos, nhăng đã được nghe lời đồn đại về cuộc tình duyên của anh ta với một bà quận chúa liền thăm dò. Thế còn anh, chỉ thấy anh bạn thân thiết nói đến những nữ hầu tước, nữ bá tước, những quận chúa của người khác thôi. Xin lỗi, Arami ngắt lời. Tôi nói là vì chính bản thân Portos nói thế. Anh ta đã lớn tiếng khoe khoang những điều đó trước mặt tôi. Nhưng bạn đã tài nhăng thân mến ạ. À, xin bạn hãy tin tưởng rằng với những điều người ta tâm sự với tôi thì không ai kín đáo bằng tôi. Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng cuối cùng thì tôi thấy hình như anh cũng không kém thì phải. Chứng cứ là có chiếc khăn thêu mà nhờ nó tôi đã làm quen được với anh. Lần này Arami không cáu nhưng tỏ vẻ khiêm tốn và đáp rất dịu dàng. Anh bạn thân mến, xin anh đừng quên rằng tôi muốn làm một người nhà thờ. Và tôi đánh xa tất cả những trường hợp phù hoa. Cái khăn theo đó không phải là gửi cho tôi mà là bị một người bạn bỏ quên ở nhà tôi tôi có trách nhiệm phải bảo quản nó cho bạn tôi và người bạn gái của anh ta còn tôi thì tôi không thích có nhân tình tôi nói gương đứng đắn của anh Atos anh ấy làm gì có cô nào nhưng anh có phải là cha cố đâu mà là lính ngự lâm lính ngự lâm chỉ là tạm thời thôi anh bạn ạ à. như giáo chủ nói lính ngự lâm là bất đắc dĩ nhưng người nhà thờ là ở trong tâm hồn tôi athos và porthos đã đưa tôi vào lính ngự lâm Đã để tôi có việc để có thời gian mà tôi bị khó khăn với nhưng điều đó anh chẳng cần bận tâm làm gì tôi đã làm mất thì giờ của anh rồi ồ không hề gì đâu đã thật nhăng kêu lên tôi thích như thế lắm hiện nay tôi chẳng biết làm gì cả nhưng tôi tôi còn phải đi học đi đọc mấy câu kinh rồi làm mấy câu thơ mà bà Ê nhung nhờ sau đó tôi lại còn phải đến phố Honoré để mua sáp môi cho bà Savoy. anh thấy đó, anh không bận nhưng tôi bao nhiêu là việc. và Army chia tay ra bắt tay từ biệt Nhưng. Đa mặc dù cố gắng hết sức mình cũng không biết gì hơn về ba người bạn mới. anh buộc lòng phải tin vào những điều hiện tại nói về quá khứ của họ và hy vọng rằng trong tương lai sẽ phát hiện được nhiều điều mới lạ đảm bảo hơn. ra ngoài. Đời sống hàng ngày của bốn người bạn rất vui vẻ. Athos đánh bạc, nhưng khốn thay, bao giờ cũng thua. Tuy vậy, anh chưa hề vay của ai một xu nào, mặc dù các bạn đều sẵn sàng cho anh vay. Và khi anh chơi bạc nợ, bao giờ 6 giờ sáng hôm sau, anh cũng dựng chủ nợ dậy để anh trả nợ hôm trước. Porthos tốt thì rất hung hăng, ngày nào mà anh được bạc thì anh huynh hoang khoác loác. Nếu anh thua, anh biệt tâm liền mấy ngày, sau đó lại xuất hiện với một mặt xanh sao, dáng điệu thường thượt, nhưng có tiếng sùng xiềng trong túi. Arami thì không đánh bạc bao giờ, nhưng đúng là anh chàng xấu tính nhất trong bọn và là một khách ăn khó chịu nhất. Lúc nào cũng thấy anh tỏ ra rất bận việc. Nhiều khi trong bữa ăn, mọi người đang hăng say uống rượu và tán gẫu quên cả thời gian, thì Arami nhìn đồng hồ, mỉm một nụ cười rất duyên dáng, đứng lên xin lỗi các bạn để ra đi, có cuộc hẹn với một thầy dòng. Nhiều lần khác với lý do là quay về nhà để viết một luận án, anh đề nghị các bạn đừng vì anh mà mất vui. Tuy nhiên Athos cũng nở một nụ cười duyên dáng và u buồn, rất thích hợp với bộ mặt quý phái của anh. Còn Porthos thì vừa uống rượu vừa nguyên rủa rằng Aramis chỉ có thể là một mục sư trong làng. Francais, người hầu của Data chi tiêu một cách dũng cảm món tiền của chủ. hàng ngày, anh lĩnh của chủ 30 xu ra chợ, và trong một tháng liền, hắn trở về nhà vui vẻ như một con chim tước, ân cần niềm nở với chủ, nhưng đến khi ngọn gió bĩ cực bắt đầu thổi vào vấn đề nội trợ của con nhà phố người đào huyệt, nghĩa là khi mà món tiền 40 tung của vô Louis thứ 13 ban cho đã ăn hết hay gần hết, Blanche bắt đầu kêu ca than vãn mà Athos cho là buồn nản, Porthos cho là lỗ mãng, Aramis cho là lỗ lăng. Athos khuyên đã tay nhăng nên cho hắn ta thôi việc. Porthos nên nện cho hắn một gậy. Còn Aramis khuyên là một người không nên chỉ có nghe lời ca tụng. đã Tà đáp, những điều đó các bạn nói thì dễ lắm. Bạn Atos thì sống câm bặt với Grimo, cấm hắn không được nói và không bao giờ nói với hắn những câu nặng nề. Bạn Portus thì tiến hành một cuộc sống huy hoàng và bạn là một thánh sống với tên hầu Mucaton. Sau cùng bạn Arami thì lúc nào cũng đáng trí do nghiên cứu thần học nên làm cho ba danh một con người hiền lành và mê đạo, lúc nào cũng kính trọng sâu sắc. Còn tôi, chẳng có địa vị và cũng chẳng có nguồn sống. Tôi chẳng phải là nghi lính ngự lâm, cũng chẳng phải là lính gác. Tôi làm thế nào để cho Prang nói yêu mến, sợ hãi và kính trọng tôi được? Vấn đề nghiêm trọng đây, ba người bạn trả lời, đó là công việc nội bộ. Có những tên đẩy tớ giống như những người vợ ấy. Phải dạy ngay từ thuở bơ vơ mới về. Bạn cứ suy nghĩ kỹ mà xem. Datanyang suy nghĩ rồi, sau đó cho Francie một đòn, rồi sau đó cấm không được đi đâu nếu chưa xin phép, vì rằng anh nói tương lai của tao còn rực rỡ lắm, tương lai của mày cũng vậy, nếu mày biết gắn liền với tao, tao là một ông chủ quá tốt nên không thể thải hồi mày được, mặc dù mày xin. Chính sách ấy của Datanyang đang cho ba anh bạn phải thán phục, vì từ đó Francie thán phục ông chủ và chẳng còn kêu ca phản nàn gì nữa sinh hoạt của bốn anh em trở nên giống nhau. Đã tan nhăng chưa có thói quen gì cả, vì anh từ địa phương đến và rơi vào một cái thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Vì vậy, lập tức anh tiêm nhiễm thói quen của các bạn. Mùa đông 8 giờ sáng họ dậy, về mùa hè 6 giờ, đi lấy khẩu lệnh và chỉ thị ở dinh ông TV. Đã tan nhăng mặc dù chưa phải là lính ngự lâm, nhưng anh cũng làm việc một cách sốt sắng. Anh cũng luôn đứng gác bên cạnh các bạn của anh, khi các bạn đến phiên gác. Ở doanh trại lính ngự lâm, ai cũng biết anh và đều muốn kết bạn với anh. Ông vi đã đánh giá cao anh từ lúc đầu, rất yêu mến anh và không ngừng giới thiệu anh với đức vua. Ba người lính ngự lâm rất yêu mến người bạn trẻ của họ. Tình nghĩa bạn bè gắn bó bốn người với nhau và sự cần thiết phải gặp nhau ba bốn lần mỗi ngày hoặc vì một cuộc đọ gươm hoặc vì công việc hoặc vì một thú vui làm cho họ luôn luôn lùng tìm nhau như những cái bóng. Và người ta gặp những người bạn thân ấy tìm nhau ở Luxembourg, ở quảng trường Thánh Sunprit, hoặc từ phố chuồng Bồ Câu Già đến Luxembourg. Đang chờ đợi những lời hứa hẹn của ông Trevi được thực hiện, thì một ngày đẹp đẽ kia, Đức Vua chỉ thị cho Ngài Estra tuyển nhận D'Artagnan vào đơn vị lính gác của ông. D'Artagnan thở dài khoác bộ quân phục cận vệ, và anh sẵn sàng các thêm 10 năm tuổi thọ của anh lấy bộ quân phục ngự lâm quân. Nhưng ông Trevi hứa sẽ đạt được nguyện vọng ấy sau một thời gian tập sự đã 2 năm và có thể rút ngắn hơn nếu lập được thành tích trói lọi Thế là từ đó đến lượt Atos, Portos và Arami đến phiên gác của Nhang cùng đứng khác chung Như vậy là đơn vị của ngài hiệp sĩ Estra đã tuyển dụng 4 người ngày mà đơn vị tuyển mộ một mình Datayang 8. Một âm mưu trong chiều Như tất cả mọi sự vật trên đời này, cái gì đã bắt đầu đều có kết thúc, cũng như món tiền thưởng 40 pít tông của vô luy thứ 13. Và từ ngày nó kết thúc, bốn người bạn lâm vào tình trạng bi đát. Đầu tiên, sự đóng góp của Atos mọi người qua được một thời gian. Tiếp đó là Portos, sau khi đi biệt tâm theo thường lệ, anh ủng hộ một số tiền cứu vãn được anh em trong gần nửa tháng. Sau đó, đến lượt Arabi anh đưa ra được mấy đồng pi-tông, mà theo anh nói là tiền bán mấy quyển sách về thần học. Thế rồi, theo thường lệ, phải cầu cứu đến ông Vi và được tạm ứng trước tiền lương. Số tiền ấy cũng chẳng đi đến đâu đối với bốn người đã nợ chồng nợ chất từ trước rồi. Sau cùng, thấy là sắp sửa thiếu thốn tất cả, họ gom góp nhau lại những đồng tiền cuối cùng được 10 Pít Tông đưa cả cho Portos đánh bạc. Đen đủi thay, Portos thua hết cả, lại còn nợ miệng thêm 20 Pít Tông nữa thế là bi đát đến thảm hại người ta thấy bốn ông chủ đói bụng theo sau là bốn đệ tớ đi lang thang khắp các nơi bạn bè quen thuộc tìm ăn vì theo ý kiến của arami thì khi thịnh vượng người ta gieo rắc tứ phương những bữa ăn để rồi đến khi bị cực đi gặt hái chúng Atos được uh, mời bốn lần và mỗi lần đều mang theo các bạn và các đầy tớ porthos được sáu lần cùng với các bạn arami được tám lần như vậy đủ biết anh là con người nói ít làm nhiều. Còn Đa Ta Nhăng chưa quen biết một ai ở đây cả chỉ lùng được một bữa điểm tâm bằng bánh sô-cô-la ở nhà một thầy dòng người cùng làng và một bữa cơm trưa tại nhà một anh lính kèn cùng đơn vị. Anh mang cả đạo quân của anh đến nhà thầy dòng và sâu xé của thầy mất đến hai tháng lương hai tháng lương thực dự trữ. Có đến nhà anh lính kèn thì được ăn thỏa thích. Nhưng cứ như Plancé nói người ta ăn dù có nhiều cũng chỉ là một bữa. Đại Nhăng cảm thấy hơi nhục nhã vì chỉ kiếm được có một bữa ăn rưỡi so với của các bạn. Anh cho như vậy là mình nợ anh em, mà quên mất lòng tốt của anh đã từng thết các bạn một tháng trời, cho nên anh tìm hết cách để trả nợ. Anh nghĩ rằng sự đoàn kết đó của bốn con người trẻ khỏe can đảm và họp bát phải có một mục tiêu gì khác hơn là những cuộc đi dạo chặt sưng hông, những bài học đấu kiếm và những tấn hại kịch cấp Quả vậy, bốn người như bọn họ, bốn người trung thành với nhau, từ túi tiền đến tính mạng, bốn người luôn luôn ủng hộ nhau, không hề bao giờ chuồn bước, thực hành riêng lẻ hay tập thể những nghị quyết của nhau. Bốn cánh tay đe dọa bốn phương trời và quay về một điểm độc nhất. Tất yếu phải tìm mọi cách, hoặc bằng đường ngầm, hoặc giữa ban ngày, hoặc bằng hầm hào, hoặc bằng mưu mẹo, hoặc bằng vũ lực, phải mở cho bằng được con đường tiến tới mục tiêu của họ, dù mục tiêu đó có bị bảo vệ kiên cố hay đường xá xa xôi cách trở. Điều độc nhất làm đa tài nhăng ngạc nhiên là không thấy các bạn của mình nghĩ đến đấy. Còn anh, anh nghĩ đến điều ấy một cách nghiêm chỉnh và tự mình bắt óc cố tìm ra một phương hướng cho các lực lượng thống nhất ấy đã được nhân lên bốn lần, mà anh tin tưởng như một cái đòn bẩy của Aximed có thể nâng được cả quả đất đang miên man suy nghĩ đến đây thì có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa đã thay nhăng đánh thức francé dậy và bảo ra mở cửa hai chữ đánh thức có lẽ làm các bạn độc giả tưởng rằng đó là lúc nửa đêm hay gần sáng không đồng hồ mới điểm bốn giờ chiều hai giờ trước đây francé đến xin chủ được ăn bữa trưa chủ đã trả lời ngủ là ăn thế là francé đã đi ngủ để được ăn một người đàn ông bước vào dáng điệu bình thường và có vẻ một trưởng giả. Blanche như muốn món tráng miệng, định ở lại nghe câu chuyện, nhưng vị trưởng giả tuyên bố với Đa Nhăng rằng điều ông sắp nói rất quan trọng và mật nữa nên ông muốn được nói riêng với anh. Đa Thanh Nhăng liền cho Blanche rút lui và mời ông khách ngồi. Hai người im lặng một lúc nhìn nhau như để tìm hiểu nhau. Sau đó, Đa Thanh Nhăng khẽ nghiêng mình, tỏ dấu hiệu sẵn sàng nghe. Vị trưởng giả liền mở đầu. Tôi nghe nói ông Đa Nhăng là một con người dũng, dũng cảm, tiếng tăm đó mà ông rất xứng đáng, đã quyết định tôi đến đây để tâm sự với ông một câu chuyện mật. Xin ông cứ nói, Đa Tài Nhăng đáp và linh tính đã cho anh ngửi thấy một vấn đề hay ho đây. Vị trưởng giả ngừng một lúc rồi tiếp tục. Tôi có người vợ làm nghề giữ quần áo cho hoàng hậu. Và thưa ông, cô ta vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan. Tôi cưới cô đã được ba năm nay. Mặc dù cô nghèo, nhưng được cái là có ông Lapoc người hầu của hàng hậu đỡ đầu cho cô. Thế rồi sao, thưa ông? Đã thành nhàng hỏi vẻ sốt ruột. Thế rồi sáng hôm qua, vợ tôi bị bắt cóc lúc đi làm về. Bà nhà ta bị ai bắt cóc? Tôi chưa có gì chắc chắn cả, nhưng tôi nghi cho một người. Người ông nghi là ai? Là người đã theo đuổi cô ta từ lâu. Thì có gì là lạ nào? nhưng thưa ông tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng trong vấn đề này có ít tình ái hơn là chính trị ít tình ái hơn chính trị đã ta nhăng nhắc lại vẻ suy nghĩ và ông nghi ngờ gì nào tôi không biết có nên nói cho ông nghe không điều mà tôi nghi ngờ thưa quý ông tôi xin lưu ý ông là tôi không có hỏi một chút gì chính ông đã tự mình đến đây chính quý ông đã khơi lên một câu chuyện bí mật muốn tâm sự với tôi vậy là tùy ông vẫn có đủ thời gian để ông rút về. Không đâu thưa ông, tôi thấy ông là một người thanh niên trung thực, tôi, tôi rất tin ông. vậy là tôi không cho vì vấn đề tình ái của vợ tôi mà vợ tôi bị bắt cóc, mà là của một bà lớn hơn cô ta nhiều. La ta nhăng muốn tỏ cho vị trưởng giả kia biết là mình cũng am hiểu công việc triều đình. Anh nói, à phải cho là vấn đề tình ái của bà Batrasi. Thưa ông còn cao hơn nữa của bà Dung? còn cao hơn nữa của bà sơ còn cao hơn nữa cao hơn nhiều hay là của hoàng đã ảnh nhăng ngừng phát lại vâng đúng đấy ạ vị trưởng giả sợ hãi trả lời rất khẽ nhưng với ai còn với ai nữa nếu không phải là quận công đờ quận công đờ thưa ông vâng vị trưởng giả trả lời với giọng còn khẽ hơn nữa nhưng sao ông biết được tất cả những việc đó thưa ông qua vợ tôi qua chính vợ tôi do ai mà bà nhà ta biết qua ông lapoc tôi đã trò nói với ông là vợ tôi là con nuôi của ông lapoc một người được hoàng hậu tin cận ông ta đã đưa vợ tôi vào hầu hạ hoàng hậu để hoàng hậu có người tin cận mà tâm sự khốn khổ thay cho hoàng hậu người bị hoàng thượng bỏ rơi bị giáo chủ dò xét bị tất cả mọi người bội phản ai chả thế kìa cách đây bốn ngày vợ tôi về một trong những điều kiện của cô ta là một tuần lễ về thăm tôi hai lần. Vì, như tôi đã có hơn hạnh thưa với ông, vợ tôi rất yêu tôi. Vậy là vợ tôi về, cô ta tâm sự với tôi rằng dạo này hoàng hậu có nhiều điều lo sợ. Thật ư? Vâng, hình như đức giáo chủ theo đuổi và quấy dày người hơn bao giờ hết. Đức ngài giáo chủ không thể tha thứ được cho hoàng hậu câu chuyện về buổi khiêu vũ. Ông có biết câu chuyện về cuộc khiêu vũ không? Tôi biết rõ lắm chứ, ta nhăng làm cho phải biết Nhưng sự thật là chẳng biết gì cả Đến nỗi ngày nay Không còn là mối căm hờn nữa Mà là mối căm thù Thật vậy ư Vì hoàng hậu cho là người đã nhân danh hoàng hậu Để viết cho quận công The Buckingham Nhân danh hoàng hậu Vâng Để mời quận công đến Paris Một khi đến Paris quận công sẽ xa vào bẫy Trời ơi Nhưng bà nhà ta thưa ông Bà đã đóng vai trò gì trong sự kiện này người ta biết vợ tôi rất trung thành với hoàng hậu nên người ta muốn cô ta phải xa hoàng hậu ra hoặc dọa nạt cô để moi những điều bí mật về hoàng hậu hoặc là dụ dỗ cô làm gián điệp rất có thể như thế đã ta nhang nói nhưng cái người đã bắt cóc bà nhà ta ông có biết không tôi đã nói với ông rằng tôi tin là tôi có biết tên là gì tôi không biết điều độc nhất mà tôi biết về hắn là Hắn là người của giáo chủ, một tín đồ của giáo chủ. Nhưng ông đã trông thấy hắn ta lần nào chưa? Rồi, một hôm vợ tôi đã chỉ cho tôi biết. Hắn ta có đặc điểm gì dễ nhận ra không? Ồ có chứ. Hắn là một nhà quý tộc, dáng cao thượng, tóc đen, râu đen, nước da tái, mắt sắc, răng trắng bóng và có một cái sẹo ở thái dương. Một cái sẹo ở thái dương. À, ta đang kêu lên cùng với răng trắng bóng, da tái, mắt sắc, chính là kẻ thù của ta ở thành mương rồi. Kẻ thù của ông à? Phải phải, nhưng không sao đâu. À không, ta lầm rồi, trái lại, vấn đề đơn giản đi nhiều. Nếu kẻ thù của ông cũng là của tôi, thì cùng một lần ta trả được hai mối thù. Có thế thôi. Nhưng tìm được hắn ta ở đâu bây giờ? Tôi nào có biết. Ông không có một bí tài liệu gì về chỗ ở của hắn à? Thưa không ạ. À? Một hôm tôi tiến vợ tôi đến cung điện và tôi sắp vào thì thấy hắn đi ra Và thế là cô ta chỉ cho tôi biết Trời ạ à, Tất cả các cái đó đều mơ hồ cả Do ai mà ông biết vợ ông bị bắt cóc Do ngài Laporte Ông ta có cho ông biết thêm một ít chi tiết nào không Không có gì cả Mặt khác Ông không biết gì thêm nữa à Có chứ Tôi đã nhận được Cái gì nhưng tôi không biết rằng tôi có mắc bệnh khinh suất không. Ông còn nhắc lại điều ấy à? Nhưng lần này tôi xin nói đến để ông biết, ông mà rút lui thì hơi chậm rồi đấy. do đó tôi không rút lui. mẹ kiếp! vị trưởng giả kêu lên và vang tục một câu như để lấy tinh thần, xin lấy danh dự của Bonacieux. ông tên là à? đã thanh nhăng ngắt lời. vâng, đó là tên tôi. xin lỗi vì phải ngắt lời ông. hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. thưa ông đúng đấy ạ, à? tôi là chủ cái nhà này mà. à. Đã thành nhằng thốt ra như vậy rồi nhộm người lên chào. Thế giờ ông là chủ nhà của tôi đấy. Vâng vâng, ông ở đây đã ba tháng nay. Có lẽ do bận nhiều công việc quá nên ông đã lãng quên chưa đưa tiền nhà. Và tôi cũng có dám quấy rầy ông một lúc nào đâu. Tôi nghĩ rằng tôi rồi ông sẽ biết đến nhã ý của tôi thôi. Thưa ông Bonacieux thân mến, làm sao tôi lại không biết ơn tấm thịnh tình đó của ông và tôi xin nhắc lại tôi sẽ giúp ông được việc gì nào tôi tin ông vì thế tôi đến để nói với ông xin ông cứ tiếp tục điều ông đang nói dở vị trưởng giả rút trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho Đạt ta nhăng một bức thư Đạt nhăng kêu lên tôi vừa nhận được nó sáng hôm nay đấy Đạt ta nhăng mở cửa ra vì trời đã về chiều anh phải ghé ra cửa sổ để đọc đừng có tìm vợ mi ta sẽ trả mụ cho mi khi nào ta không cần đến nữa nếu mi làm một điều gì nhằm tìm vợ mi mi sẽ toi mạng à atanyan kêu lên cái này là điều xác thực đây nhưng dù sao đây mới chỉ là lời đe dọa vâng nhưng nó làm tôi khiếp sợ lắm tôi không phải là con nhà phó tôi rất sợ ngục basti <laughs> hừm atanyan khót lên thế thường ông cho là tôi thích cái ngục đó hơn ông à nếu chỉ cần một nhát gươm thì được thôi thường tuy nhiên tôi rất tin tưởng ông trong sự việc này Thật thế sao? Tôi luôn luôn thấy xung quanh ông những ông lính ngự lâm trông rất hùng dũng. Tôi thấy rằng lính ngự lâm là của Đức Ngài Trevi tức là địch thủ của Đức Giáo Chủ. Tôi nghĩ rằng ông và các bạn của ông trong việc phục vụ Đức Hoàng Hậu sẽ rất đấy làm thú vị, được chơi một vố đau cho Giáo Chủ. Và tôi lại nghĩ rằng ông còn nợ tôi ba tháng tiền nhà mà tôi chưa hề bao giờ nói đến. Vâng vâng, ông đã nói cái lý do đó, tôi thấy rất tuyệt. Thêm nữa, chừng nào ông còn ở nhà tôi tôi sẽ không bao giờ lấy tiền thuê. Tốt lắm. Còn cộng thêm vào các điều khoản đó, nếu cần thiết tôi định biếu ông một số tiền mặt, chừng dăm chục bít tông nữa, có lẽ lúc này ông cũng không được phong lưu lắm. Ồ, tuyệt quá. Thế ông giàu lắm à, ông ừ, Bonacieux thân mến. Tôi cũng dễ chịu thôi. Vâng, như thế đấy. Tôi đã kiếm được trong nghề buôn hàng tạp hóa một số tiền lợi tức đâu khoảng hai ba ngàn đồng EQ hàng năm. Nhất là việc hùn vốn vào chuyến đi cuối cùng của nhà hàng hải nổi tiếng Răng một kề Cho nên thưa ông Ôi kìa Gì thế Đã thay Nhăng hỏi Tôi trông thấy ở đằng kia Đâu Ở cuối phố Trước mặt cửa sổ nhà ta Một người mặc áo khoác Đứng trong khung cửa Chính hắn rồi Đã thay Nhăng và Bonacier Cùng kêu lên Lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay ta Anh tuốt gươm ra khỏi vỏ Và lao ra ngoài Trên cầu thang anh gặp Athos và Portos đến chơi Hai người vội né ra để Nhăng vượt qua như một mũi tên và đồng thanh kêu lên này này anh chạy đi đâu đấy con người ở mưng Đa tài nhăng đáp rồi biến mất Đa tài nhăng đã nhiều lần kể cho các bạn nghe câu chuyện xảy ra giữa anh với tên lạ mặt cùng với sự xuất hiện của cô gái đẹp ý kiến của atos là Đa tài nhăng đã đánh rơi mất bức thư trong cuộc ẩu đả theo những cách tả hình dáng thì hắn là một nhà quý tộc mà đã là quý tộc thì không bao giờ đi ăn cắp là một việc hèn hạ như vậy Portos cho rằng Đấy chỉ là một câu chuyện hẹn hò tình ái giữa một bà với một kỹ sư, hay giữa một kỹ sư với một bà. Mà sự có mặt của Đa Tây Nhanh và con ngựa vàng đã làm phiền họ. Arami nói rằng, những việc như vậy rất bí mật, tốt nhất là thôi không nên nghĩ đến nữa. Vì vậy, khi nghe mấy câu chuyện ngắn ngủi của Đa Tây Nhanh, atos Porthos đều hiểu ngay là vấn đề gì rồi. Hai người nghĩ rằng Đa Tây Nhanh dù có gặp được hắn hay không, rút cục rồi cũng phải trở về nhà cho nên họ cứ tiếp tục đi lên. Và đến buồng của ta Nhăng căn buồng đã trống rỗng. Lá chủ nhà sợ hậu quả của cuộc gặp gỡ giữa ta Nhăng và tên lạ mặt sẽ gây điều gì rắc rối do bản chất thận trọng, lão tính bài chuẩn là hơn cả. Chín. Đa ta nhăng xuất đầu lộ diện Như Artos và Portus đã đoán trước, nửa tiếng sau ta đã trở về, anh lại triệt mất kẻ thù một lần nữa. Hắn đã biến mất như có phép ma. ta tay sách gươm trần chạy khắp các phố lân cận đều không thấy bóng dáng một người nào giống kẻ thù của anh cả. Anh quay trở lại gõ vào cánh cửa. Cái nhà anh đã thấy hắn đứng tựa vào đó, nhưng anh đập đến 9 10 lần đều vô ích, chẳng có ai ra mở cả. Một số người ở gần đấy nghe tiếng ồn ào chạy đến báo cho anh biết nhà đó đã không có người ở từ 6 tháng nay. Trong lúc đã Tha Nhân chạy rông mấy phố, Arami cũng đã đến tìm bạn, cho nên khi quay trở về nhà, đã Tha Nhăng đã thấy mấy anh em đông đủ cả. Thế Đa Tha Nhân mồ hôi đầm đìa trên trán nét mặt nhăn nhó, ba người Ngự Lâm cùng hỏi: "Thế nào?" "Thế nào à?" đã Tha Nhăng ném thanh gươm xuống giường nói: "Nó phải là một con quỷ chính công, nó đã tan biến như một cái bóng ma vậy." "Anh có tin ma quái không?" Atos à, hỏi Porthos. "Tôi chỉ tin cái gì tôi nhìn thấy." Tôi chưa nhìn thấy ma bao giờ nên tôi có có tin. Sách Kinh Thánh Arami nói đã cho ta một thần pháp để tin vào sự việc đó. Bóng ma Samuel xuất hiện ở Saul, đó là một điều lệ của lòng tin. Tôi lấy làm buồn vì bạn Portus còn nghi ngờ. Trong tất cả mọi trường hợp, người hay quỷ, thân thể hay hình bóng, ảo ảnh hay thực thể, con người đó sinh ra để hại tôi. Vì sự trốn thoát của hắn làm cho chúng ta hụt bất một việc vĩ đại Một việc có thể đem lại cho chúng ta hàng trăm đồng piton hay hơn nữa đấy các bạn ạ à? Thế kìa Pogtos và Aramis cũng hỏi Còn Atos vốn trung thành với chế độ câm lặng của anh Anh chỉ nhìn đắt tay nhìn bằng cặp mắt chất vấn. Đắt tay nhìn Lúc đó thấy Phanxê uh, ló đầu qua cánh cửa buồng hé mở Để cố gắng nghe vài mọi chuyện Anh nói Ê Phanxê đi xuống ông chủ nhà Bonacieux nói với ông ấy, cấp cho ta nửa tá rượu Xi, si. ta thích loại ấy. Ái chà, anh bạn đã mở được tín dụng với ông chủ nhà đấy à? Tôi tốt Phải, đã ta nhận đáp. Và bắt đầu từ hôm nay, các bạn cứ yên trí, nếu là rượu không ngon, ta sẽ đòi thứ khác. Ta chỉ nên tận dụng, chứ không nên lạm dụng. Arami nghiêm nghị nói. Tôi vẫn thường nói, Atos à, lên tiếng, trong bốn chúng ta thì data nhang là có đồ óc hơn cả nhưng sự việc ra sao chứ vọc tốt hỏi phải đấy aramis nói anh bạn thân mến cho chúng tôi biết việc. với đi miễn là sự việc đó không có liên can đến danh dự của một phụ nữ nào các bạn cứ yên trí data nhang đáp chẳng ai mất danh dự trong câu chuyện tôi sắp kể ra đây cả nói xong anh liền kể từng chi tiết sự việc đã diễn ra giữa anh và ông chủ nhà và người đã bắt cóc vợ ông ta lại là kẻ thù của anh ở Thành A Atos đang ngồi nhấp nháp rượu có vẻ thành thạo và gật gù tán thưởng. Thế đã thấy đã ta nhang kẻ xong, anh nói liều. Sự việc của anh cũng khá lý thú đấy. Chúng ta có thể rút được lão của lão chủ nhà năm sáu chục bít tông, nhưng cũng cần phải tính toán xem số tiền đó có xứng đáng để bốn cái đầu này lao vào trò mạo hiểm không. Nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý, người ta nhang kêu lên trong sự việc này có một người phụ nữ một phụ nữ bị bắt cóc một phụ nữ mà người ta đe dọa và có thể là đang bị tra tấn nữa tất cả cái đó là nguyên nhân chỉ vì cô ta trung thành với chủ hãy coi chừng đấy đã ta nhang ạ à. vì bà bonacieux mà anh đã quá bốc đồng đấy người phụ nữ sinh ra là để hại chúng ta tất cả những nỗi thống khổ của chúng ta đều do người đàn bà gây ra cả nghe thấy cô châm ngôn đó của arami Atos cau mày và cắn môi D'Artagnan liền cãi. Không phải là số phận của bà Bonacieux mà tôi quan tâm đâu, mà là của hoàng hậu. Người bị đức vua bỏ rơi, bị giáo trụ ngược đãi và đã từng phải trông thấy những cái đầu của các bạn thân của mình lần lượt rụng xuống. Thế tại sao hoàng hậu lại đi yêu những người Tây Ban Nha và người nước Anh là những người mà chúng ta ghét nhất trần gian? Tây Ban Nha là quê hương của người. Ta, -ta đáp. Người sống và lớn lên cùng với họ trên cùng một mảnh đất. Điều đó rất dễ hiểu. Còn lời trách móc thứ hai của bạn, tôi nghe nói rằng người không yêu tất cả những người anh mà chỉ yêu có một người. Theo tôi, Atos nói, cần phải xác nhận rằng người anh, người anh đó xứng đáng được yêu. Tôi chưa thấy một người nào có dáng điệu cao thượng như thế. Chưa kể là ông ta ăn mặc hơn ai hết. Atos nói, tôi ở cung điện Louvre hôm ấy, ông ta rắc ngọc và trời đất ạ. Tôi đã nhặt được hai viên, bán mỗi viên 10 piton còn anh Arami, anh có biết ông ta không? Cũng như anh thôi, vì tôi là một trong những người đã giữ ông ta lại ở vườn An Miêng, là nơi mà ông Putang kỵ mã của hoàng hậu đã đưa tôi vào. Đức vua cay chuyện đó lắm. Dù sao, đã ta nhăng nói, tôi mà biết được quận công The Buckingham ở đâu, tôi cũng tới dắt ông ta đến hoàng hậu để giáo chủ phải điên cuồng lên vì kẻ thù ở uh, đời kiếp độc nhất của chúng ta, phải không các bạn? là giáo chủ. Nếu tìm được cách gì mà chơi cho giáo chủ một vố đau, tôi xin hiến dương cái đầu tôi ngay. Thì thời cơ đã đến rồi đấy, Atos nói. Hoàng hậu đã cho là người ta giả dạ danh người để dụ bức nhơm đến Paris là gì? Phải không, đã ta Người rất lo lắng về việc ấy. Khoan đã nào, Arami nói. Gì thế? Hoặc hỏi. Để tôi chấp lại những mẫu chuyện mà tôi mới gặp xem sao đã. Và bây giờ, đã ta Nhăng nói, Tôi tin chắc rằng việc bắt cóc người phụ nữ ấy của hàng hậu có liên quan đến những sự kiện mà chúng ta đang nói đây và có thể là đến sự có mặt của Buckingham ở Paris này. Ý kiến của anh chàng gác công hay thích, Pathos thán phục nói. Tôi rất thích nghe anh ấy nói. Athos lên tiếng, giọng thổ âm của anh làm tôi thú vị. Các bạn ạ, à, nói, hãy nghe đây. Hôm qua tôi ở nhà một ông bác học về thần học là người mà tôi thỉnh thoảng vẫn đến để xin ý kiến về bài vợ của tôi. Athos mỉm cười. Ông ta ở một khu vắng vẻ, do ý thích và nghề nghiệp bắt buộc. Thế rồi lúc tôi ra về. Đến đây Arami ngừng lại để lấy thêm nghị lực, như một người đang trong đà nói dối phải ngưng lại vì một trở ngại bất ngờ. Nhưng những cặp mắt của ba người bạn nhìn chừng chừng vào anh, tai vệnh lên nghe, anh thấy không còn cách nào rút lui được nữa. Phải nói tiếp. Nhà bác học ấy có một cô cháu gái. À, nói, ông ta có một cô cháu gái. Một cô gái, rất đáng kính. Aramie nói tiếp. Ba người bạn phá lên cười. Ồ, nếu các bạn cười, hay các bạn không tin. Aramie nói, tôi sẽ không nói nữa đâu. Chúng tôi xin tin tưởng như những tín đồ Mohammed. tốt nói, và sẽ cầm như hết. Tôi tiếp tục vậy, Aramie nói. Cô cho gói ấy thỉnh thoảng lại thăm ông bác. Tình cờ cô ta ra về cùng lúc với tôi. Thế là tôi phải xin được dẫn cô ra xe ngựa. À, tốt ngắt lời. Cô cháu gái ông bác học có một cỗ xe ngựa. Một cuộc làm quen thú vị quá. Bạn Pactos, Arami nói tiếp, tôi đã nhiều lần có nhận xét là bạn phổi bò quá. Như vậy sẽ hại cho bạn trong quan hệ với phụ nữ đấy. Thôi xin các bạn, đã thành nhàng kêu lên, vấn đề này nghiêm túc đấy. Mong các bạn cố gắng đừng có đùa nữa. Nào, mời bạn Arami tiếp tục đi. Bỗng nhiên có một người cao lớn, dáng điệu quý tộc, cũng giống như kẻ thù của bạn Tát Nhang ấy. Có thể là Có thể lắm. Arambi tiếp tục. Người đó lại gần tôi. Theo sau có năm sáu người nữa. Và bằng một giọng rất lễ phép. Mà nói với tôi. Thưa ngài quận công. Và tâu lệnh bà. Hắn tiếp tục nói với người phụ nữ đang vịn vào cánh tay tôi. Với cô cháu gái nhà bác học ấy à? Yêu cầu bạn Pogtos im đi. Atos nói. Bạn đấy là khó chịu. Xin mời lên cỗ xe này và đề nghị không được tìm cách kháng cự, không để xảy ra bất cứ tiếng động nào. hắn tưởng bạn là Buckingham à? Đạt Thái Nhàng nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Arami nói. Thế còn người phụ nữ? Bọc Tốt hỏi. Hắn cho là hoàng hậu chứ sao? Đạt Ta Nhàng nói. đúng thế đấy. Arami nói. Anh gắt công này, quỷ quái thật. Atos nói. chẳng gì lọt được qua mắt anh. Vấn đề là, Bartos nói aramis có dáng điệu giống quận công tuy nhiên còn bộ quân phục ngự lâm tôi khoác một cái măng tô rộng aramis nói vào tháng 7 à porthos nói quả thật có phải vị bác học sợ anh bị lộ tôi còn hiểu thêm rằng athos nói gián điệp có khi bị lầm về dáng điệu nhưng còn bộ mặt tôi đội một cái mũ rộng vành aramis nói trả đất ơi porthos nói đi nghiên cứu thận học mà phải thận trọng đến thế kia này các bạn, Nga nói, chúng ta không nên mất thời giờ để bàn tán hão ừ. nữa, chúng ta hãy phân tán đi, đi lùng tìm bà Bonasio, đó là mấu chốt của vấn đề. Một người phụ nữ tầm thường và thấp kém. Anh tin như vậy à, Đạt Thà Nhăng? Portus nói, và kéo dài cái môi, ra vẻ khinh bỉ. Con nuôi của ngài Đỡ La Porte đấy, một cận thần tin cẩn của Hoàng hậu. Tôi đã chẳng nói với các bạn thế rồi là gì. Và lại biết đâu, đó chẳng phải là sự tính toán của ông hoàng hậu lần này dựa vào cấp thấp nhất những người to đầu nhìn xa lắm và giáo chủ có một cái nhìn rất rộng nếu vậy portos nói ta hãy mặc cả với tên bán hàng tạp hóa đã lấy giá thật đắt vào không cần thiết đã thành nhàng nói tôi tin rằng nếu hắn không trả tiền chúng ta chúng ta cũng sẽ được đền bù từ phía khác ngay lúc đó một tiếng ồn ào vang lên ở cầu thang tiếng chân bước dồn dập rồi cánh cửa buồng bật mở người chủ hàng tập hóa xuất hiện và lao vào trong phòng chỗ bốn anh em đang họ bàn. Ôi thưa các ông, thưa các ông, xin các ông cứu tôi với, nhân danh Đức Chúa Trời, xin cứu tôi với, có bốn người đến định bắt tôi. Portos và Arami đứng phát lên, đặt ta liền ra hiệu tra ghiêm vào vỏ. Khoan đã, anh nói, lúc này không phải là lúc cần đến can đảm đâu, mà là phải thận trọng đấy. Nhưng Portos kêu lên, chúng ta để cho... Cứ để đặt ta nhang làm, Atos nói, tôi xin nhắc lại là anh ấy có đầu óc hơn chúng ta nhiều, còn tôi, tôi tuyên bố, xin theo bạn Bát thái nhân. Ngay lúc đó bốn người lính cận vệ xuất hiện trên ngưỡng cửa, và khi trông thấy bốn người lính ngự lâm, đeo gươm cạnh sườn, họ lưỡng lự. Xin mời các ông vào. Bát Thái nói, đây là nhà tôi, và chúng ta đều là những người bày tôi trung thành của Đức Vua và Đức Giáo Chủ cả. Thưa các ông, một tên có vẻ chỉ huy nói, Vậy là các ông vui lòng để chúng tôi thi hành nhiệm vụ Đã được giao phó Và chúng tôi còn sẵn sàng giúp các ông một tay nếu cần Này, Porthos lào bào Hắn nói gì vậy? Im đi, Porthos. Atos nói, nói đúng không? Nhưng ông đã hứa với tôi Đó chủ tập hóa khẽ nói Có được ở ngoài tự do Thì chúng tôi mới cứu được ông chứ Đắt thần nhăng khẽ trả lời Nếu chúng tôi tỏ vẻ kháng cự Thì cũng đến sẽ bị bắt như ông mất thôi nhưng hình như... Nào, các ông vào đây. Tôi không có lý do gì mà binh vực ông này cả. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ông ta. Mà trong trường hợp nào kia chứ, ông ta sẽ nói với các ông là để đòi tiền nhà tôi thuê. Có đúng vậy không, ông Bonacieux? Ông trả lời đi. Dạ, đúng thế đấy chứ. Bonacieux nói, nhưng ông không nói... Phải im không được nói gì về tôi, về các bạn tôi, nhất là về hoàng hậu. Nếu không, ông sẽ hại tất cả mọi người mà ông cũng không thoát được. Nào các ông, cứ dẫn con người này đi. Và đã thay nhăng đẩy người bán hàng tạp hóa vào tay bọn lính cận vệ. Chúng rúi rít cảm ơn rồi mang cái mồi đi. Lúc bọn chúng bước xuống, đã thay nhăng vỗ vào vai tên chỉ Huy, rồi vừa nói, vừa rót hai cốc rượu. Chúng ta hãy uống một cốc chúc mừng sức khỏe của nhau chứ, ông bạn. Còn hơn hạnh gì bằng cho tôi nữa? Tên chỉ Huy nói, tôi xin nhận với một lòng biết ơn chân thành. Nào, xin chúc sức khỏe ông, ông tiên gì nhỉ? Còn tôi là Đa Tha Nhăng. Barona, chúc sức khỏe ông Barona, chúc sức khỏe ông Nhăng. Và trên hết, Nhăng như phấn khởi hô lên, chúc sức khỏe của đức vua và đức giáo chủ. Tiên triều huy có thể nghi ngờ lòng chân thành của Nhăng nếu là loại rượu tồi, nhưng rượu loại ngon làm hắn hết thắc mắc. Khi bọn lính đã đi xa chỉ còn lại bốn người bạn, Vortus cáo kịnh nói, Thế này là kiểu quái gì nhỉ? bốn lính ngự lâm để cho người ta bắt đi một kẻ đáng thương đến cầu cứu bọc Arami aramis nói athos đã bảo anh là đồ ngốc tôi tán thành ý kiến ấy data anh là con người vĩ đại khi nào anh đến thay chân ngài trevi anh giúp tôi một cái tu viện nhé thế này thì tôi đến điên mất thôi bọc tốt nói các anh tán thành việc vừa làm của data à tôi tin là rất hay tốt nói không những tôi tán thành mà còn khâm phục nữa đã tay nhăn thấy chưa cần phải giải thích cho porthos thái độ của anh nói và bây giờ thưa các bạn mọi người vì mình mình vì mọi người khẩu lệnh của chúng ta là thế phải không các bạn nhưng porthos nói giơ tay ra thề đi athos và aramis cùng nói chịu khuất phục chiếc đa số ấy porthos giơ tay ra và bốn người bạn đồng thanh hô lớn mọi người vì mình mình vì mọi người sau đâu đấy đã ta, -ta nhăng nói như suốt đời là chỉ huy tốt rồi bây giờ chúng ta giải tán ai về nhà nấy và phải cẩn thận đấy vì bắt đầu từ giờ phút này chúng ta chọi nhau với giáo chủ 10. một cái bẫy chuột ở thế kỷ thứ mười bảy phát minh ra cái bẫy chuột không phải là mãi đến thời đại của chúng ta mà là phải kể từ khi xã hội loài người thành lập ra cái tội chức mật thám và chính cái tội chức đó đã phát minh ra những cái bẫy chuột có thể là các bạn đọc chưa quen với cái thứ tiếng lóng ấy chúng tôi xin cắt nghĩa như sau trong một cái nhà bất cứ là nhà nào có một người bị bắt về tội nào đó người ta giữ bí mật cuộc bắt bớ người ta đặt bốn năm người phục kích trong nhà ai gọi cửa cũng đều được mở và cũng đều bị bắt Thế như vậy trong bốn năm ngày người ta tóm được hết những người thân của cái nhà đó. Cái bẫy chuột là như thế. Vậy là người ta đặt một cái bẫy chuột trong nhà La Na xưa và bất cứ kẻ nào xuất hiện và trong đó cũng đều bị tụi lính cận vệ của giáo chủ bắt và tra hỏi. Đã ta nhang ở trên tầng hai ngôi nhà đó và có một lối đi riêng lên nhà nên anh và các bạn anh được tự do ra vào. Và lại, cũng chỉ có ba người lính ngự lâm thường ra vào đấy Bản thân ba người đó cũng cố gắng dò la nhưng chưa phát hiện được gì. Athos cũng đã đến hỏi ông Trevi làm ông cũng rất ngạc nhiên vì ông biết Athos xưa nay là một người vốn dĩ câm lặng nhưng ông cũng không biết gì hơn ngoài việc gần gặp. Lần gặp gần đây nhất ông thấy giáo chủ có vẻ suy nghĩ hung lắm. Đức vua thì bồn chồn, hoàng hậu thì cặp mắt đỏ hoa chứng tỏ người thức đêm và khóc nhiều. Nhưng điều đó cũng không làm ông ngạc nhiên vì từ sau ngày cưới đến giờ Hoàng hậu thường thức nhiều và khóc nhiều. Ông tư Vi còn dặn Atos và nhắn anh dặn lại các bạn là trong bất cứ trường hợp nào cũng phải phục vụ Đức Vua, nhất là Đức Hoàng hậu. Còn Đát Anh Anh, anh không đi đâu cả. Anh lại biến căn buồng anh thành một trạm quan sát. Từ cửa sổ, anh trông thấy những người đến nhà dưới phát sắp bị bắt. Rồi anh lại còn nậy vài viên gạch ở sàn gác của anh ăn thông xuống nhà dưới. Và từ cái lỗ hổng đó, anh có thể nghe thấy hết những cuộc tra vấn bên dưới những câu tra hỏi rất tỉ mỉ nhưng đều theo một công thức như sau bà bonacieur có giao cho anh một thứ gì đưa đến cho chồng hay cho một người nào khác không lão bonacieur có giao cho anh một thứ gì đưa về cho vợ hay cho một người nào khác không lão nhang nghĩ thầm nếu chúng biết điều gì thì chúng đã chẳng đặt những câu hỏi như thế không hiểu chúng muốn biết điều gì hay là muốn biết quận công Buckingham kinh hâm có ở Paris hay không, hoặc là quận công đã hay sắp có cuộc hội kiến với hoàng hậu trang nghĩ đến đó, đa thân nhân ngừng lại, có thể là như vậy lắm theo những gì anh đã nghe được. trong khi chờ đợi, bấy chuột vẫn dương ra và đa thân nhân vẫn cảnh giác. buổi tối hôm sau ngày lão Bona Sư bị bắt, Athos vừa từ biệt để đến hầu ngài Trevi, chín giờ tối vừa điểm và à, Prankse đang chuẩn bị giường ngủ thì có tiếng gõ cửa nhà dưới cánh cửa được mở ngay ra và đóng lại tức thì một người nào đó đã xa vào bẫy chuột Đa ta nhăng chạy vội đến chỗ đã nậy gạch anh áp bụng xuống sàn để nghe những tiếng kêu phát ra rồi những tiếng ú ớ do bị người ta tìm cách bóp nghẹt không thấy có trả tra hỏi gì Đa ta nhăng nghĩ thầm mẹ kiếp như là một phụ nữ chúng lục soát của ta cưỡng lại chúng cưỡng hiếp đồ khốn nạn Đa Tha nhăng đã định xuống can thiệp Thì nghe thấy có tiếng nói dưới nhà Tôi đã nói với các ông Tôi là chủ cái nhà này rồi kia mà Tôi là bà Bonacieux Người cần vụ của hoàng hậu rồi kia mà Đúng mụ là người mà chúng ta đang đợi Giọng bốn người đàn ông nói Xin lỗi các ông xin Người phụ nữ nghẹt cổ chỉ nói được có thế Đa Tha nhăng đứng dậy Bật dậy nói Mẹ kiếp chúng trói cô ta Chúng sắp lôi cô ta đi Thanh vương của ta đâu? À đây rồi, Blancedo. Dạ. Chạy ngay đi tìm ông Atos, Porthos và Arami. Chắc chắn ít ra cũng có một trong ba ông ở nhà. Có thể cả ba nữa. Nói với các ông cầm vũ khí chạy lại đây ngay. À, ta nhớ ra rồi. Atos ở nhà ngài Trevi. Nhưng ông đi đâu bây giờ mới được chứ? Ta sẽ leo cửa sổ xuống để được nhanh hơn. Còn mi, mi lấp lại gạch vào lỗ sàn. Quét qua đi, tôi đi xuống lối cầu thang và chạy ba chân bốn cẳng đến các nơi tao đã dặn. Ôi thưa ông, Chúng sẽ giết chết ông mất Cầm mồm đi thằng ngốc kia Vừa nói Đã thân nhăng vừa bám tay vào thành cửa sổ Rồi tụt xuống dưới nhà Cũng may là gác không cao Nên xuống đến đất Đã thân nhăng không bị xây sát gì Rồi anh chạy lại gõ cửa Bụng nghĩ thầm Ta tình nguyện xa vào bẫy chuột Nhưng liệu hồn cho những con mèo nào đụng vào ta Vừa gõ xong lập tức bên trong im bặt Rồi có tiếng chân đi ra Rồi cánh cửa mở ra và đa nhân nhăng tay cầm gươm tuốt trần lao vào trong rồi cánh cửa đóng sập ngay lại sau lưng anh như có sự vận hành của một chiếc lò xo thôi rồi những người láng giềng nghe thấy những tiếng la hét những tiếng huỳnh hịch những tiếng gươm va vào nhau kêu loảng xoảng và những tiếng bàn ghế xô đậy một lát sau những người đứng ở cửa sổ non thị cánh cửa mở bật ra và bốn người mặc đồ đen không phải là đi ra nữa mà là bay ra như những con quạ hốt hoảng vút dưới đất những lông cánh của chúng, nghĩa là những mảnh áo khoác. Đa tay Nhăng thắng trận không vất vả lắm, cần phải nói rằng chỉ có một tên lính có vũ khí và chỉ chống lại, lấy lệ. Tất nhiên là còn ba tên kia định dùng bàn ghế để hạ người thanh niên của chúng ta, như một vài vết xước do thanh gươm của anh làm chúng sợ hãi. Vì vậy, chỉ có 10 phút đủ để Đa tay Nhăng thắng trận. Những người láng giềng ấy đã có sự cả gan đặc biệt của thị dân thành Paris trong cái thời nhộn nhạo ẩu đả nhau thường xuyên ấy đã mở cửa mở cửa sổ ra xem họ vội vàng đóng ngay lại khi thấy bốn người đã chuồn xa linh tính bảo họ mọi người mọi việc đã xong xuôi rồi và lại trời cũng đã muộn người ta có thói quen đi ngủ sớm ở khu Luxembourg này chỉ còn có một mình đã thay nhanh ở lại với bà Bonacieux anh quay lại nhìn người phụ nữ đáng thương ấy đã nằm ngả ra trong một chiếc ghế bành và đang ngất lịn đã thanh nhăng đưa nhanh cặp mắt ngắm nhìn bà đó là một phụ nữ khoảng 25 tuổi xinh đẹp, tóc nâu, mắt xanh mũi hơi hếch, hàm răng tuyệt đẹp da trắng hồng đó là những nét làm cho chị có những nét giống bà lớn đôi bàn tay trắng ngần nhưng hơi thô cặp chân không phải là của những phụ nữ quý phái nhưng đã thanh nhăng chưa phải là hạng người để ý đến những điều đó trong khi đa tay nhăng đang ngắm nhìn bà bonacieux thì thấy ở dưới đất cạnh chân bà có một chiếc khăn mùi xoa vải mịn. theo thói quen anh nhặt nó lên và nhận thấy ở một góc có thêu một phù hiệu giống như cái mà suýt nữa anh bị arami cắt cổ bắt đầu từ thời gian ấy anh đã có thành kiến với loại khăn có thêu phù hiệu anh liền nhét nó vào túi bà bonacieux lúc ấy bà bonacieux đã tỉnh bà mở to cặp mặt hốt hoảng nhìn ra xung quanh thì căn phòng không còn ai nữa ngoài vị cứu tinh của mình ôi thưa ông bà ta nói chính ông đã cứu tôi xin phép được cám ơn thưa bà tôi chỉ làm phận sự của một người đàn ông bình thường và không cần phải cám ơn gì cả có chị ạ à, thưa ông và tôi mong rằng ông sẽ thấy tôi không phải là một kẻ vô ơn nhưng những người đàn ông kia muốn gì thoạt đầu tôi tưởng họ là những tên kẻ trộm và tại sao ông bonacieux lại không có nhà thưa bà những người đàn ông đó còn nguy hiểm hơn cả những tên kẻ trộm, vì họ là những người của giáo chủ. Còn ông nhà ta không có ở đây vì hôm qua họ đã đến bắt ông dẫn về ngục Basti rồi. Chồng tôi ở ngục Bastia? Lạy chúa, nhà tôi đã làm gì nên tội, con người hiền lành và ngây thơ ấy. Và một cái gì như một nụ cười thoáng qua trên mặt, còn đầy sợ hãi của người thiếu phụ xinh đẹp ấy. Ông nhà đã làm gì à, thưa bà? Theo tôi, cái tội duy nhất của ông là đã, đã qua diễm phúc là được làm chồng bà. Nhưng thưa ông, ông cũng đã biết là... Thưa bà, tôi biết là bà đã bị người ta bắt cóc. Ai bắt tôi? Ông có biết không? Nếu ông biết, xin ông nói cho tôi biết. Một người chạc tuổi 40-45, tóc đen, nước da sản, có một cái sẹo bên thái dương trái. Đúng đấy ạ à? Nhưng tên hắn là ta gì? Thứ phụ hỏi. Tên hắn ta đó là điều tôi chưa biết. Nhưng chồng tôi có biết tôi bị bắt cóc không? Ông nhà có nhận được một bức thư do chính thủ phạm viết. Thế nhà tôi có nghi ngờ gì? Thứ phụ lo lắng hỏi về nguyên nhân vụ bắt cóc không? Ông nhà đã gán cho nguyên nhân chính trị. Trước tôi còn nghĩ thế, và bây giờ thì tôi cũng nghĩ như nhà tôi. Vậy là ông Bonasio thân mến của tôi không nghi ngờ tôi một chút nào chứ? Hoàn toàn không ạ. À? Ông nhà còn rất lấy làm tự hào về sự khôn ngoan và về mối tình của bà đối với ông nữa. Một nụ cười thứ hai lại thoáng nở trên môi hồng của thiếu phụ. Nhưng, đã thành nhằng hỏi tiếp, làm sao bà trốn về được? Tôi đã biết từ sáng hôm nay nguyên nhân của vụ bắt cóc tôi, nên tôi đã lợi dụng lúc người ta để tôi có một mình. Tôi đã xé cái chăn giả, làm dây thừng, rồi tụt cửa sổ xuống. Tôi thường nhà tôi ở nhà, nên chạy về đây. Để núp dưới sự che chở của ông nhà ta. Ô không, Tôi đã biết rằng con người thân yêu ấy của tôi không đủ khả năng để che chở tôi, nhưng nhờ tôi có thể làm được việc khác, nên tôi muốn về nhờ. Về việc gì? Ồ, điều này tôi không thuộc bí mật của tôi, nên tôi không thể nói cho ông biết được. Thưa bà, xin lỗi bà, tôi là một người lính gác, nên tôi nhắc bà cần phải cảnh giác, nơi này không an toàn. Cho ta nói chuyện mật đâu, những kẻ đã bị tôi đánh đuổi sắp trở lại với quân tiếp viện, nếu chúng gặp ta ở đây, thì chúng ta nguy mất tôi đã cho người đi báo ba bạn thân của tôi biết, nhưng chưa chắc họ đã có ở nhà. Vâng vâng, ông nói đúng lắm. Bà Bonacieux sợ hãi thốt lên, chúng ta phải trốn đi thôi. Nói xong, bà luồn tay vào dưới cánh tay đã tay nhăng và lôi anh đi. Nhưng đi đâu? Đã tay nhăng nói, chúng ta trốn vào đâu bây giờ? Chúng ta hãy đi khỏi cái nhà này đã. Thiếu phụ đáp, rồi sau sẽ hay. Thế rồi không kịp đóng cửa nữa, hai người khoác tay nhau đi nhanh qua phố người đào huyệt Tiến vào phố Hầm Hoàng Thân Rồi đến quảng trường Thánh Xuyên Pít Hai người mới dừng lại Bà ta nhàng hỏi Bây giờ chúng ta làm gì nào Và bà muốn dẫn tôi đến đâu nữa Thú thật là tôi rất khó trả lời ông Tôi định nhờ nhà tôi báo tin cho ngài La Poc biết Để cho tôi hay cụ thể tình hình Ba ngày vừa qua xảy ra ở cung điện Louvre Và nếu tôi về đấy Có gì nguy hiểm không Nhưng tôi Đã ta nhàng nói tôi có thể đến báo cho ngài La Poc cũng được chứ sao? Có thể lắm, nhưng có điều trở ngại là ở cung điện. Người ta biết ông Bonacieux nên để cho ông ấy vào, còn ông, người ta không biết ông, làm sao ông vào được? Chào ôi, ở một vài cửa ngách nào đó chắc bà có người gác trung thành với bà, và nhờ có câu khẩu lệnh nào đó. Bà Bonacieux nhìn chừng chừng vào mặt Đa Thanh Nhan rồi nói, Nếu tôi trao cho ông câu khẩu lệnh đó, sau khi dùng xong, Ông sẽ lập tức quên nó đi được không Xin thể danh dự Bà ta nhà nói Với một vẻ hết sức chân thành Tôi sẵn lòng tin ông Ông có vẻ là một thanh niên dũng cảm lắm Sự nghiệp của ông phụ thuộc vào lòng trung thành của ông Tâm hồn tôi sẵn sàng làm tất cả Để phục vụ Đức Vua Và làm vui lòng Đức Hoàng Hậu Xin bà hãy sử dụng tôi như một người bản thân Thế còn tôi cho lúc này Ông để tôi ở đâu bây giờ Bà không có một người nào mà bà có thể đến đấy để rồi ngài Laporte sẽ đến đón à? Không, tôi không dám tin ai cả. Thế này vậy nhé, chúng ta đang đứng trước cửa nhà Athos, đúng rồi đấy. Athos là gì? Tên một người bạn thân của tôi. Nếu ông ấy có nhà và thấy tôi thì sao? Ông ấy không có nhà đâu, và sau khi để bà ở đó, tôi sẽ mang chìa khóa đi. Nếu ông ấy trở về, ông về đâu, và lại người ta sẽ nói với ông ấy rằng tôi có đưa một phụ nữ đến đang ở trong buồng của ông. Như vậy thì tôi mang tiếng quá. Làm quái gì cái đó? Người ta có biết bà đâu. Hơn nữa chúng ta đang ở trong một tình trạng có thể bỏ qua được một số lễ giáo. Thôi được, ta vào nào. Như đã ta nhầm rồi, Atos không có nhà. Anh dùng chiếc chìa khóa mà bạn đã đưa riêng để mở cửa, lên gác và đưa bà Bonacieux vào phòng nhỏ của Atos. Xin bà cứ coi như ở nhà, bà khóa trái cửa lại và không mở ra cho bất kỳ ai, trừ phi bà nghe thấy ba tiếng như thế này và anh gõ ba tiếng, hai tiếng liền nhau khá mạnh, còn một tiếng xa hơn và nhẹ hơn. Tốt lắm, bà Bonacieux nói, bây giờ đến lượt tôi dẫn ông. Ông sẽ đến một cái cửa ngách cung điện ở phố Cái Thang và hỏi một người tên là Jacques Minh. Người đó sẽ hỏi ông muốn gì. Ông nói hai tiếng, Tua và Bruxelles. Thế là lập tức người đó sẽ tuân lệnh theo lệnh của ông. Ông yêu cầu được gặp ngài Laporte rồi chỉ lối cho ngài đến tìm tôi tôi nhớ rồi nhưng ở đâu và làm thế nào để tôi có thể lại gặp được bà ông muốn gặp lại tôi lắm à vâng được thôi xin ông cứ tin ở tôi tôi xin tin lời bà bà thanh nhăng cúi chào và đưa cặp mắt tình tứ nhất của anh nhìn thiếu phụ rồi xuống thang một loáng sau anh đã tới louvre và anh bước vào cánh cửa ngách phố cái thang đồng hồ vừa điểm 10 giờ đêm Tất cả những sự việc mà chúng ta nói ở trên đã diễn ra trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. Đạt tài nhăng làm đúng như là bà Bonacieux đã dặn. Mười phút sau, anh gặp được Laporte. Anh kể vắn tắt mọi chuyện cho ông nghe và chỉ dẫn cho ông biết bà Bonacieux hiện đang ở đâu. Sau khi nhắc lại hai lần địa chỉ để khỏi quên, ông ta chạy đi ngay. Mới được mười bước, ông quay trở lại bảo Đạt tài nhăng. Này anh thanh niên, tôi xin khuyên anh một điều. Xin ông cứ nói, nếu anh có người bạn thân nào có đồng hồ chạy chậm, anh đến ngay bây giờ thăm người bạn đó để anh ta làm chứng cho anh lúc 9 giờ rưỡi tối nay anh có mặt ở nhà người bạn đó. Đa Tài Nhăng thấy lời khuyên đó rất khôn khéo và thận trọng. Anh bèn ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến nhà ông Vi. Mọi người đều đã biết anh nên không ai ngăn cản. Anh vào thẳng phòng đợi rồi bảo người hầu phòng vào báo với ông Vi. Trong lúc ở lại phòng một mình, anh liền nhanh tay làm lùi kim đồng hồ treo tượng, chậm lại 45 phút. 5 phút sau, ông Trevis hỏi: "Đã thành nhân cần gì vào lúc khuya thế này?" "Xin lỗi ngài," Thành nhân nói, "đã lấy gì làm khuya lắm ạ? À? Mới có 9 giờ 25 phút." "9 giờ 25?" Ông Trevis kêu lên, "Sao có thể thế được?" "Thưa ngài, xin nhìn đồng hồ kia." "Ừ nhỉ, thế mà tôi tưởng đã khuya lắm rồi. Nào, anh cần gì nói đi." Đa Thanh nhăng liền kể ông nghe câu chuyện dài về hoàng hậu. Anh trình bày những điều lo ngại của anh về âm mưu của giáo chủ đối với bức Kinh hơn, làm cho ông Trevi khớp được với những điều ông nhận xét thấy về giáo chủ, vua và hoàng hậu. Lúc đồng hồ trên tường điểm 10 giờ, Đa Thanh nhăng từ biệt ông Trevi. Ông khen anh về những tài liệu anh vừa báo cáo và dặn anh nên hoàn toàn tâm toàn lực phục vụ vua và hoàng hậu. Rồi ông trở về phòng riêng. Xuống đến cầu thang anh lại vội vàng quay lên vì đã quên cái gậy nhưng kỳ thực anh đã chủ tâm từ trước anh quay lên phòng đợi dùng ngón tay đưa trả lại kim đồng hồ về vị trí đúng của nó để sáng hôm sau không ai phát hiện là nó đã bị chậm thế là yên chí đã có người làm chứng cho mình vào cái giờ nguy hiểm ấy anh xuống cầu thang đi ra ngoài phố 11 âm mưu diễn biến. Ra khỏi nhà ông Trevi, đã Thanh Nhăng vừa đi vừa suy nghĩ và tìm lối xa nhất để đi về nhà. Anh chàng thanh niên của chúng ta suy nghĩ gì mà mê mải vậy? Thỉnh thoảng lại thấy anh ngước mắt lên nhìn các vì sao và mỉm cười hoặc thở dài một mình. Anh nghĩ đến bà Bonacieux. Đối với một anh lính tập sự ngự lâm người thiếu phụ đó cũng đủ là một người yêu lý tưởng rồi trẻ đẹp kín đáo thông thạo các điều bí mật của triều đình những cái đó đủ phản ánh lên những nét duyên dáng của bà bà cũng tỏ vẻ không phải con người vô tình điều này là sự lôi cuốn không thể cưỡng lại được đối với những người mới bước vào ngưỡng cửa của tình yêu hơn nữa anh đã cứu bà thoát khỏi tay những tên hung đồ chúng muốn lục soát bà hành hạ bà sự việc quan trọng ấy đã tạo nên giữa bà với anh một mối cảm tình của lòng biết ơn cảm tình đó dễ đi đến một tình cảm êm đềm hơn. Đạt Thái Nhăng đã thấy trước biết bao mộng đẹp đang diễn ra trên đôi cánh của trí tưởng tượng, kèm theo lời hứa hẹn gặp là một chuỗi dây chuyền vàng hoặc một viên kim cương lóng lánh. Chúng tôi đã có nói những chàng thanh niên mã thượng thường nhận của vua mà không có gì là xấu hổ. Chúng tôi lại xin thêm rằng trong các thời đại luân lý dễ dàng ấy, nhận của người yêu cũng vậy, các cô gái vẫn thường tặng lại các chàng trai những vật kỷ niệm lâu bền và quý giá ấy như thể các cô nàng muốn chinh phục tình cảm mỏng manh của các chàng trai bằng những tặng phẩm bền vững đó là con đường người ta đi đến phụ nữ một cách ngang nhiên những cô gái chỉ có sắc đẹp thì tặng sắc đẹp của mình có lẽ do đó mà có câu tục ngữ rằng cô gái đẹp nhất trần gian chỉ có thể tặng cái mà cô ta có còn những cô gái con nhà giàu thì tặng tiền. Vì thế trong cái thời đại hào hoa phong nhã đó, người ta kể được biết bao vị anh hùng làm nên sự nghiệp đã nhờ có túi vàng của người yêu đeo bên yên ngựa. Đã thay nhăng chẳng có gì cả. Theo tập quán dị kỳ của thời đại, anh coi ở Paris cũng như ở ngoài mặt trận. Chỗ nào cũng thấy quân thủ, đằng kia là bọn Tây Ban Nha, đằng này là bọn phụ nữ. Nhưng trong lúc này ta có thể nói được là Đa Thái Nhân đang có một ý nghĩa cao thượng hơn và vô tư hơn lão chủ hàng tạp hóa chả, đã chả nói rằng lão ta khá giàu là gì anh ta có thể đoán được là một thằng ngốc như lão bonacieux thì hẳn chìa khóa kết bạc phải do người vợ nắm nhưng tất cả những điều đó không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh khi anh nhìn thấy bà bonacieux và sự vụ lợi gần như không có nghĩa lý gì trong bước đầu của tình yêu này chúng tôi nói gần như vì một cô gái đẹp duyên dáng tình tứ mà lại giàu nữa thì chẳng có làm thiệt thòi gì cho bước đầu của tình yêu mà trái lại có làm cho mặn mà vững chắc thêm. Trong cuộc đời phong lưu, dễ chịu, có hàng ngàn cách chăm sóc và điệu bộ thơ để đi, tô điểm thêm cho sắc đẹp. Một đôi bít tất mịn và trắng, một chiếc áo lụa, một dải đăng ten, một đôi giày xinh xắn ở chân, một cái băng tươi mát trên đầu, không làm cho một cô gái xấu đẹp lên, mà lại làm đẹp lên nhiều cho một cô gái xinh đẹp. Và lại Đa Tài Nhăng như chúng ta đã biết không phải là một nhà triệu phú. Anh cũng hy vọng một ngày kia sẽ được như vậy. Nhưng cái ngày kia ấy anh cho là còn xa xôi lắm. Trong khi chờ đợi thật là thất vọng biết bao khi thấy người yêu của mình khát khao nhiều thứ. Những thứ này là nguồn hạnh phúc của người phụ nữ mà mình lại không thể chiều lòng được. Nhưng nếu người phụ nữ mà giàu có thì ít ra cô ta cũng cung cấp được những thứ đó mà người yêu không có khả năng. Và mặc dù là bằng tiền của người chồng, thì người phụ nữ cũng chẳng ân huệ gì lão ta cả. Rồi đã tha nhăng trong khi chờ đợi là một người yêu tình tứ nhất, anh nguyện sẽ trung thành. Trong các chương trình yêu đương với vợ lão chủ hàng tạp hóa, anh thấy bà Vốn Ai xưa là một phụ nữ đáng để anh đưa đi dạo trong cánh đồng xanh đơn hay trong hội trợ xanh chóc cùng với Atos, bartos và Arami, và anh lấy thế làm hãnh diện còn lão buôn sư xưa mà đa thanh nhăng đã đẩy vào tay bọn cận vệ và anh đã khẽ hứa sẽ cứu thoát thì sao? chúng tôi cần phải thú nhận là đa thanh nhăng không hề nghĩ đến thắng hoặc anh có nghĩ đến thì cũng chỉ để biết xem lão ta có còn bị nhốt kỹ trong tù không tình yêu là ích kỷ mà đa thanh nhăng vừa đi vừa suy nghĩ về mối tình sắp tới vừa nói thầm trong đêm tối vừa mỉm cười với các vì sao anh đã đi đến phố tìm phương nam tức là khu của arami từ đây anh có ý định vào thăm bạn để giải thích lý do vì sao anh đã cho Blanche đi mời các bạn đến ngay cái bẫy chuột rồi anh lại nghĩ thầm rằng đây là một dịp để anh nói về bà Bonacieux xinh đẹp đang chiếm hết tâm hồn anh đây không phải vấn đề mối tình đầu cần giữ kín mối tình đầu này kèm theo một nỗi vui sướng quá lớn nếu không nói ra được thì sẽ bị nó bóp nghẹt mất từ hai giờ nay Paris đã khuya lắm và bắt đầu không còn ai đi ra ngoài nữa Đồng hồ nhà thờ đã điểm 11 giờ, thời tiết rất dịu. Đa Thanh Nhăn đi theo một cái ngõ, đến đầu ngõ, anh rẽ sang bên trái. Ngôi nhà của Army ở giữa phố Cassette và phố Sét Văn Khi Đa Thanh vừa đi qua phố Cassette và đã nhận ra cái cửa nhà của bạn chìm khuất trong bóng cây, thì đột nhiên, anh thấy hình như có một bóng người vừa từ phố Sét Văn đi ra. Cái bóng đó khoác một cái áo măng tô, và lúc đầu Đa Thanh tưởng là một người đàn ông, nhưng sau anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn, bước đi rụt rẻ, anh nhận ngay ra là một phụ nữ. Hơn nữa, người đó hình như chưa dám chắc chắn đến đúng cái nhà cần tìm, ngẩng đầu lên xác nhận, dừng lại, quay lại đằng sau, rồi lại trở lại. ta nghĩ thầm, hai ta ra giúp cô ta một tay. Với rằng điệu ấy, hẳn phải trẻ và xinh đẹp lắm, đúng đấy. Như một người phụ nữ mà đi ở ngoài đường vào cái giờ này thì chỉ có là tìm đến nhà nhân tình. Thôi chả dạy gì mà đi quấy rối cuộc hẹn hò của người ta. Thế nhưng người phụ nữ vẫn cứ tiến lên, đếm từng nhà và cửa sổ. Việc ấy không lâu, mà cũng không khó khăn gì. Chỉ có ba cái dinh cơ trong quáng ấy và hai cửa sổ trông xuống phố. Cửa sổ thứ nhất là của ngôi nhà song song với nhà của Arami. Cửa sổ thứ hai chính là của Arami. Hoáng trong ấp đã ra nghĩ đến cô cháu gái nhà bác học thần học. Anh nghĩ thầm, trời ơi, kỳ quái quá còn một câu ăn khuya kia lại tìm nhà của Arami ta chắc nhưng có lẽ thế thật ôi ông bạn Arami thân mến lần này thì ta tóm được quả tang rồi nhé và Đạt nhăng thu nhỏ mình lại nấp kín trong chỗ tối nhất của phố cạnh một cái ghế đá người phụ nữ vẫn cứ tiến lên và ngoài cái dáng đi nhẹ nhàng lại còn ho lên một tiếng để lộ cái giọng ấm áp Đạt thằng nhăng cho đó là một ám hiệu rồi cái bóng nhỏ trong đêm đó có thể là đã nhận được một ám hiệu khác quả quyết bước lại gần cửa sổ nhà arami và gõ vào cánh cửa ba tiếng đều nhau đúng là nhà arami rồi đa thành nhăng nghĩ thầm thôi anh chàng đạo đức giả ơi đã tóm được cái kiểu thân học của anh rồi ba tiếng gõ vào cánh cửa vừa dứt cánh cửa trước bên trong mở ra rồi một ánh đèn lấp lóe sau cánh cửa cánh ai chả đa thành nhăng lại nghĩ thầm không bằng cửa ra vào mà lại bằng cửa sổ kia đấy. Tấm cửa kính sắp mở ra, Và thế là phụ nữ sẽ treo vào. Nhưng nó thanh nhăng hết sức ngạc nhiên thì cánh cửa kính vẫn đóng. Hơn nữa, luồng ánh sáng vừa lóe lên được một lát, bỗng lại biến mất. Và tất cả lại chìm trong bóng tối. Anh nghĩ rằng không thể mãi như thế này được, nên anh vẫn cứ tiếp tục dương cặp mắt lên nhìn và vệnh hai tay lên nghe. Anh đã đoán đúng, một vài phút sau hai tiếng động khô nổi lên phía bên trong, Người phụ nữ bên ngoài đáp lại bằng một tiếng, rồi cánh cửa kính mở ra. Anh lại càng cố gắng nhìn và nghe, nhưng khốn thay, ánh sáng đã mang sang phòng bên mất rồi. Tuy nhiên, cặp mắt của anh thanh niên đã quen với bên đêm tối, như cặp mắt mèo. Bà Thanh Nhân thấy người phụ nữ rút trong túi ra một vật trắng, mở nó ra thành hình một chiếc khăn mùi xoa, rồi đưa cho người trong nhà xem một góc của nó. Điều này làm Bà Thanh Nhân nhớ lại chiếc khăn anh nhặt được dưới chân bà Bonacieux và chiếc khăn anh thấy dưới chân arami anh nghĩ thầm chiếc khăn có nghĩa lý quái gì ở đây thế nhỉ đứng ở chỗ anh đang đứng đa thật nhăng không thể trông thấy bộ mặt của arami chúng tôi nói là của arami vì anh tin chắc rằng chỉ có thể là arami ở trong nhà đang nói chuyện với người phụ nữ bên ngoài tò mò lấn át cả thận trọng lợi dụng lúc hai người đang mải về chiếc khăn anh ra khỏi chỗ núp rồi nhanh như cắt và nhẹ bước chân anh chạy sang dán mình vào góc bức tường. Từ đây, anh có thể nhìn vào tận bên trong nhà của Arami. Đến đây, anh suýt nữa để thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc vì người trong nhà không phải là Arami mà là một phụ nữ khác. Anh không nhận được nét mặt. Người trong nhà cũng rút một chiếc khăn thứ hai ra chìa cho người bên ngoài xem rồi trao đổi với nhau một vài câu. Sau đó, cánh cửa sổ đóng lại. Người phụ nữ bên ngoài quay ra đi chỉ khách đã thay nhăn có bốn bước chân Bà ta khép cổ áo lại Và đã thay nhăn dễ nhận ra Là bà Bonacieux Bonacieux Khi người phụ nữ rút chiếc khăn ra Đã Thành nhăn đã nghi rồi Nhưng sao lại có thể là bà được Vì bà mới nhờ anh đến tìm ông Laporte Để đến đón bà về cung điện Bà lại dám đi ra ngoài đường đêm khuya khoát thế này Để rồi lại bị tóm lần thứ hai sao Vậy phải là một việc quan trọng lắm Và đối với một phụ nữ hơn 20 tuổi đầu, việc gì là quan trọng? Tình yêu. Nhưng đó là vì lợi ích của bà ta hay của người khác mà bà phải phơi mình ra nơi nguy hiểm. Đó là những điều mà đa Thành Nhân tự hỏi và tự dằn vặt lòng mình do sự sư bẩy của con quỷ ghen tuông như đã làm một tình nhân thật sự rồi. Sau cùng, chỉ còn một biện pháp đơn giản để biết là đi theo. Biện pháp ấy đơn giản quá và tự nhiên quá nên đa thành nhân áp dụng liền. Nhưng khi thấy một người bứt từ trong bức tường đi ra như một pho tượng, rời vẻ đá, và khi nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, bà Bonacieux kêu lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. Đã ta nhăng đuổi theo sau. Một thanh niên trai tráng đuổi bắt một chị phụ nữ, có phải là điều khó khăn gì đâu. Chạy được một phần ba phố, anh đã đuổi kịp. Chị phụ nữ đáng thương ấy đã bị kiệt sức, không phải vì chạy mà vì quá sợ hãi. Nên khi đã ta nhăng vừa để tay lên vai, chị đã khuỵu xuống, và thét lên một tiếng nghẹn ngào. Giết tao đi, đừng hòng biết được gì. Đa ta nhăng, nâng chị ta lên, luồn một cánh tay ngang người. Anh cảm thấy nàng nặng, anh biết là chị ta sắp ngất. Anh vội an ủi chị bằng những lời thể thốt trung thành. Những lời thể thốt ấy chẳng đáng kể gì với bà Bona xưa Chính giọng nói đã làm bà nhận ra giọng quen thuộc. Bà mở mắt ra liếc nhìn con người đã làm cho bà hết hồn. Khi nhận ra đa ta nhăng, bà reo lên một tiếng vui sướng. Ôi ông đây à, cảm ơn Chúa. Vâng tôi đây, Chúa sai tôi đến đây bảo vệ bà. Bà Bonacieux đã hết sợ vì đã nhận ra bạn chứ không phải thù. Nghe thấy vậy bà liền nở một nụ cười đỏm dáng, hỏi đa tay nhanh. Và thế là ông theo dõi tôi đấy à? Không phải thế, tôi xin thề, tôi trông thấy một người phụ nữ đến gõ cửa nhà bạn tôi. Một trong những người bạn ông, bà Bonacieux ngắt lời. Đúng thế, Arami là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Arami là ai vậy? Thôi đi, bà còn nữa nói với tôi là bà không quen biết Arami. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nói đến cái tên đó. Vậy là lần đầu tiên bà đến ngôi nhà đó à? Đúng vậy. Bà không biết là có một người lính ngự lâm trẻ tuổi ở trong đó. Không. Thế không phải bà đến tìm ông Arami à? Hoàn toàn không. Và lại chắc ông cũng thấy người trong nhà nói chuyện với tôi là một người phụ nữ chứ? đúng thế nhưng biết đâu lại chả phải là người bạn gái của ông arami tôi không biết gì cả những người phụ nữ đã ở trong nhà ấy vậy bà đó là ai ồ điều ấy không thuộc bí mật của tôi thưa bà bonacieux thân mến bà duyên dáng lắm nhưng đồng thời cũng bí mật lắm điều đó có làm hại tôi không không trái lại làm bà rất đáng yêu nếu vậy xin ông đưa cánh tay đây rất vui lòng nhưng bà muốn tôi dẫn bà đi đâu bây giờ đến nơi tôi muốn đến nhưng bà muốn đến đâu mới được chứ rồi ông sẽ biết vì ông sẽ để tôi ở ngoài cửa còn phải đợi bà không không cần thiết vậy bà ra về một mình à có thể là thế có thể là không nhưng người mà sau đó sẽ đi với bà là đàn bà hay đàn ông tôi còn chưa biết gì cả rồi tôi sẽ biết cho bà xem làm sao ông biết được tôi sẽ đợi cho đến khi bà ra nếu vậy xin vĩnh biệt sao lại thế thật nhạc hỏi tôi không cần đến ông nữa bà bonacieux đáp nhưng bà đã yêu cầu kia mà tôi yêu cầu sự giúp đỡ của một người trung thực chứ không phải của một tên gián điệp gớm sao bà nặng lời thế một người đi theo dõi người khác thì gọi người đó là gì con người tò mò câu ấy thì êm ái quá thôi thưa bà tôi thấy là cần phải thực hiện theo ý muốn của bà thế tại sao ông không làm ngay từ đầu có phải hay cho ông hơn không vậy không có gì phải hối hận chứ nhưng thật sự ông có hối hận không bản thân tôi hứa với bà sẽ làm tất cả theo ý muốn của bà miễn là bà để tôi cùng đi ờ uh, đến tận nơi sau đó ông sẽ về chứ vâng không dò xét tôi lúc ra chứ xin thề như vậy vậy xin đưa cánh tay ông đây chúng ta cùng đi bà bonacieux nửa cười nửa run vịn vào cánh tay khỏe mạnh của đa tay nhăng hai người cùng đi lên đầu phố harper đến đấy bà có vẻ do dự như bà đã do dự ở phố vogira tuy nhiên tới một số dấu hiệu nào đó bà nhận ra một cái cửa nhà và tiến đến gần cái cửa đó rồi nói với đa tay nhăng thưa ông đây là nơi tôi cần đến nghìn lần cảm ơn ông đã có lòng tốt đưa tôi đến đây an toàn vì nếu chỉ có mình tôi có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng đã đến lúc ông giữ lời hứa tôi đã tới địa điểm rồi bà có còn gì phải lo sợ lúc trở về nữa không tôi chỉ còn sợ gặp bọn kẻ cắp nữa thôi chỉ có thế thôi à chúng còn lấy được gì của tôi nữa tôi chẳng có đồng xu dính túi thế bà quên cái căn mùi xoa thêu có phù hiệu đẹp rồi à cái nào kia cái mà tôi nhặt được ở dưới chân bà và đã bỏ vào túi bà rồi đấy ông im ngay đi im ngay đi khổ tôi quá Ông muốn hại tôi sao? Vậy là bà thấy vẫn còn nguy hiểm cho bà vì chỉ một câu cũng làm bà phải run sợ và bà đã thú nhận tức là nếu người ta nghe thấy câu nói đó bà sẽ bị hại. Ôi thưa bà! Bà và nhằng nắm lấy cánh tay bà bố xưa và nhìn bà bằng con mắt đầy nhiệt tình. Xin bà hãy rộng lượng thêm nữa mà bày tỏ với tôi đi và không đọc thấy ở cặp mắt tôi chỉ có lòng trung thành và mối thiện cảm trong đáy tâm hồn tôi sao? Có chứ. Do đó, xin ông hãy hỏi những điều bí mật thuộc bản thân tôi, tôi xin đáp ngay, con của người khác lại là vấn đề khác. Thôi được, tôi sẽ tìm hiểu vậy, nếu như những điều bí mật ấy có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của bà, thì cũng cần phải là của tôi nữa. Ông hãy coi chừng đấy, bà Bonacieux kêu lên với một vẻ nghiêm nghị, làm đa tay nhăng phải dùng mình. Ôi xin ông đừng có can thiệp vào những điều gì liên can đến tôi đừng có giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi van ông, nhân danh mối thiện cảm mà tôi đã gây cho ông, nhân danh những sự việc mà ông đã giúp tôi, mà suốt đời tôi không bao giờ quên. Ông hãy tin vào lời nói của tôi, ông đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi không tồn tại đối với ông nữa, cứ coi như chẳng bao giờ ông gặp tôi cả. Thế ông Arami có phải thực hiện như tôi không? thưa bà? đã thành nhăng tự ái hỏi. Đây là lần thứ hai hoặc thứ ba, ông đã nói lên cái tên đó, thưa ông, và lại, Tôi cũng đã nói với ông là tôi không hề biết nó. Bà không biết người mà lại đến gõ cửa nhà người ta. Thôi đi thưa bà, bà cho tôi là người dễ tin đến thế kìa. Xin ông hãy thú thật với tôi đã để làm cho tôi phải nói nên ông đã sáng tác ra câu chuyện đó và người đó phải không? Tôi không có sáng tác gì hết, tôi không bị đặt gì hết, tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi. Và ông nói rằng một người bạn thân của ông ở trong căn nhà đó. Tôi đã nói và tôi xin nhắc lại lần thứ ba rằng bạn tôi ở trong căn nhà đó tên là arami tất cả cái đó sau này sẽ rõ còn bây giờ xin ông đừng nói gì nữa nếu trái tim tôi là một cái bánh có thể bóc ra được bà sẽ thấy trong đó biết bao là tò mò làm bà sẽ phải thương hại tôi và biết bao là tình yêu làm cho bà sẽ phải thỏa mãn ngay cái tính tò mò của tôi ta không có gì phải sợ những người yêu mình thưa ông ông nói đến tình yêu nhanh quá đấy Bà Bonacieux vừa nói vừa lắc đầu. Chỉ vì tình yêu đến với tôi quá nhanh và là lần đầu tiên. Và tôi chưa đến 20 tuổi. Bà Bonacieux đưa mắt nhìn anh một cái. Anh nói tiếp, xin bà hãy nghe đây. Trước đây đã có cuộc đấu kiếm với Arami chỉ vì cái khăn giống như cái bà vừa dơ ra cho người đàn bà trong nhà anh ta xem. Một cái khăn thêu đúng như thế. Tôi chắc chắn như vậy. Thưa ông, ông làm tôi mệt mỏi lắm vì những câu hỏi kiểu ấy của ông. Xin thề là như vậy con bà xin bà hãy thận trọng đấy nếu bà bị bắt trong túi có cái khăn ấy thì bà sẽ bị kết tội đấy tại sao lại có thể như vậy được mấy chữ theo trên khăn là tên của tôi sibi có nghĩa là constantine bonacieux hoặc camille bortassi xin ông hãy im đi một lần nữa yêu cầu ông đừng nói gì nữa ôi nếu những mối nguy hiểm của tôi không làm ông chùn bước thì xin ông hãy nghĩ đến những nguy hiểm ông sẽ phải trải qua trại giam ngục tối tử hình vì đã biết tôi. Nếu vậy, tôi sẽ không rời bà nửa bước. Bà Bonasio liền chắp hai tay van lạy Thưa ông, hãy vì Chúa, vì danh dự một quân nhân, hãy vì lòng lịch thiệp của một con người lịch thiệp, ông hãy rời bỏ nơi đây. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ, giờ hẹn của tôi đã tới. Thưa bà, Đa Thanh Nhăng nghiêng đầu đáp, tôi không thể từ chối ai đã đề nghị tôi một cách như vậy. Xin bà hãy hài lòng, tôi đi đây. Ông sẽ không theo dõi tôi, không dình mò tôi chứ. Tôi trở về nhà ngay bây giờ. À, tôi biết ngay mà, ông là một thanh niên dũng cảm. Bô-na-xưa gieo lên như vậy rồi đưa một bàn tay cho Bồ ta Anh vội nắm lấy nó, đưa lên môi hôn một cách thắm thiết. Ôi, giá như tôi không gặp bà thì hay biết mấy. Đạt Tà thốt lên như vậy, rồi với một vẻ ngây thơ tàn bạo mà giới phụ nữ thích hơn những câu tán tụng kiểu cách vì họ cho đó là xuất phát từ đáy lòng, nó chứng tỏ tình cảm thắng lý trí. Bàn tay đã tay nhăng vẫn chưa chịu rời bàn tay Bonacieux và liền nắm lấy nó và siết mạnh, rồi bà nói bằng một giọng chiều mến. Vậy thì tôi không còn biết nói gì về ông hơn là điều mà hôm nay chưa thực hiện được thì một ngày kia sẽ thực hiện được. Biết đâu một ngày nào đó tôi được giải phóng, tôi chẳng làm cho tính tò mò của ông được thỏa mãn đặt ta nhăng sung sướng đến cực độ gieo lên. Thế bà cũng hứa như vậy với mối tình của tôi chứ? Ồ, về phương diện đó tôi chưa dám dẫn thân vào, còn tùy những tình cảm mà ông sẽ gây ra cho tôi nữa chứ. Thế bây giờ, còn bây giờ bà nghĩ sao? Bây giờ mới đến mức biết ơn thôi. Ôi bà dễ thương làm sao! Đã ta nhăng buồn rầu đáp và bà đã lạm dụng tình yêu của tôi đấy. Không phải thế, tôi mới sử dụng lòng cao thượng của ông, có thế thôi nhưng xin ông hãy tin rằng với một số người tất cả đều sẽ thực hiện được. Ôi, bà làm cho tôi sung sướng nhất trần gian, xin bà đừng quên cái đêm hôm nay, đừng quên lời hứa hẹn đó. Xin ông cứ yên lòng, bất cứ ở đâu và lúc nào tôi cũng nhớ đến. Thôi thôi, xin ông đi ngay cho, người ta đợi tôi vào lúc 12 giờ đêm, bây giờ đã là chậm rồi. Mới 5 phút, vâng, nhưng trong một số trường hợp, 5 phút là năm thế kỷ. Khi người ta yêu nhau, Thế ai biết đâu công việc của tôi lại chẳng liên can đến một người yêu. Vậy là một người đàn ông đang chờ bà. Đặt anh nhằng kêu lên. Thôi thôi câu chuyện đã lại bắt đầu trở lại đấy. Bà Bonacieux nở một nụ cười nửa miệng và có vẻ sốt ruột nói. Không không, tôi đi đây, tôi tin tưởng ở bà. Tôi muốn xứng đáng được hưởng tất cả với lòng trung thành của tôi. Mặc dù lòng trung thành đó có ngốc nghếch đi chăng nữa. Xin từ biệt bà. Nói xong, Đá tay nhăng sợ không đủ sức để rời bỏ bàn tay anh đang nắm. Anh vội chạy thẳng. Trong lúc đó bà Bonacieux gõ vào cửa như đã gõ vào cửa sổ. Ba tiếng chậm và đều. Đá tay nhăng quay đầu lại. Thấy người đẹp của mình biến vào trong khung cửa. Đá tay nhăng tiếp tục đi. Anh đã hứa không dò xét gì Bonacieux. Mặc dù tính mệnh bà có phụ thuộc vào nơi bà đến và người bà gặp. Đá tay nhăng cứ đi thẳng về nhà vì anh đã hứa như vậy. Năm phút sau, anh đã về đến phố người đào huyệt. Anh vừa đi vừa nghĩ thầm. Khổ thân Atos. Anh ấy chẳng hiểu gì cả đâu. Anh ấy đã nằm ngủ để đợi ta. Họ đã trở về nhà. Và về đến nhà, anh biết đã có một phụ nữ ở buồng anh. Một phụ nữ trong buồng Atos. Dù sao thì cũng đã có một phụ nữ trong nhà Arami. Điều này lạ thật. Ta muốn biết kết luận ra sao. Vừa mở cửa buồng ra, đã thấy Prancer nói thưa ông nguy lắm nguy lắm nguy sao xảy ra việc gì nào đủ mọi thứ số thế nào nào trước hết là ông atos đã bị bắt atos đã bị bắt atos tại sao người ta thấy ông ấy ở đây đã nhầm ông ấy là ông ai đến bắt đội tuần tra do những tên mặc áo đen bị ông đánh đuổi dẫn đến tại sao ông ấy không xưng tên tại sao ông ấy không nói là ông không biết gì về việc này thưa ông ông Atos đã giữ kín những điều ấy. Ông đã khẽ gì tai tôi nói: chính chủ mày trong lúc này đang cần được tự do để hoạt động chứ không phải tao. Vì chủ mày biết hết mọi việc, còn tao thì chẳng biết gì. Bọn chúng tưởng bắt được chủ mày, thế là chủ mày không bị quấy rầy. Ba ngày nữa ta sẽ nói tao là ai, thế là phải thả tao chứ. Hoan hô Atos, một tấm lòng cao thượng. La Tạ Nhang nói: ta biết anh ấy mà. Thế bọn lính đã làm gì? Bốn đứa mang ông Atos đi, tôi không biết đến đâu có lẽ là ngục Basti. Còn hai đứa ở lại với bọn mặc áo đen, chúng đục loại khắp nơi và giữ mọi giấy tờ. Hai tên quác ngoài cửa, khi tất cả xong chúng chuồn hết để lại căn nhà rỗng tách. Thế còn hai ông Portos và Arami? Tôi không tìm thấy hai ông ấy, cũng chưa thấy đến đây. Nhưng họ có thể sẽ đến bất kể lúc nào vì mày đã nói là tao tìm hai ông và đợi ở đây. Thưa ông Vâng, nếu vậy, mày không được đi đâu cả nếu các ông đến mày sẽ báo các ông biết những sự việc vừa xảy ra và nói với các ông ra đợi tao ở quán rượu quả táo ở đây nguy hiểm lắm ngôi nhà này có thể bị dò xét tao chạy đến ngài chơi vi để báo cáo việc này thưa ông vâng blanc sê đắp nhưng mày phải ở lại mày có sợ không đã ta nhăn đi đi lại lại quay gót trở lại dặn đầy tớ phải can đảm xin ông cứ an tâm tôi đủ can đảm tôi người xứ pica mà thôi được đã thỏa thuận với nhau như thế nhé Mày thả chết không được bỏ vị trí nghe chưa thưa ông vâng chỉ có thế mới bày tỏ được lòng quyến luyến của tôi đối với ông tốt lắm đã thành nhang nghĩ thầm hình như cái biện pháp ta dùng để trị tên này rất có hiệu quả dịp khác ta sẽ lại dùng đã thành nhang đi rất nhanh đến dinh ông thuê vi ông không có ở đấy vì đơn vị của ông đến lượt các cung điện ông đến đấy để kiểm tra cần phải gặp được ông ngay để báo những sự việc vừa xảy ra bộ quân phục đơn vị Ngài Esa anh đang mặc đủ đảm bảo để anh vào. Vậy là tay Nhăng đi xuống phố Augustin, đi ngược lên bến cảng để tới cầu mới, đến phố Genego. Anh thấy xuất hiện ở phố Dopin một nhóm hai người mà bóng dáng làm anh phải chú ý. Hai người là một đàn bà và một đàn ông. Người đàn bà có dáng điệu giống bà Bonasur, còn người đàn ông giống Arami một cách lạ lùng. Người đàn bà lại còn mặc cái áo choàng đen giống của bà Bonacieux lúc bà đến gõ cửa nhà Arami lúc nãy. Người đàn ông cũng lại mặc bộ quân phục của lính ngự lâm. Cái khăn trùm đầu của người phụ nữ kéo sụp xuống. Người đàn ông che một khăn tay vào mặt. Rõ ràng là cả hai người đều cố ý giấu mặt không để bị nhận ra. Hai người đi lên cầu. Đúng là con đường đi của D'Artagnan. Vì anh cũng đến cung điện Louvre. D'Artagnan đi theo họ. Chưa đi đến hai mươi bước Tài đã tin chắc rằng người phụ nữ đúng là bà Bonacieux và người đàn ông là Arami. Thế là, máu ghen tuông nổi lên. Cùng một lúc, anh bị hai người phản lại mình, bản thân và người phụ nữ mà anh đã coi như là tình nhân của mình. Bà Bonacieux đã thể thốt với anh là không biết Arami, thế mà 15 phút sau đã ở cánh tay Arami. Tài Nhăng không chỉ nghĩ là anh mới quen bà được có ba giờ, bà chỉ chịu ơn anh có một lần cứu thoát bà khỏi tay côn đồ và bà, bà chưa hứa gì với anh cả. Anh tự coi mình như một người yêu bị xúc phạm, bị phản bội, bị nhạo báng. Cơn giận bốc lên bừng bừng trên mặt, anh quyết định phải làm sáng tỏ vấn đề. Thiếu phụ và người đàn ông đã phát hiện thấy mình bị theo dõi, họ liền dạo bước đi lên. Đa Tà Nhăng cũng tăng bước chân vượt họ. Đến một chỗ có ngọn đèn treo tọa sáng sáng, ánh sáng mở xuống mặt cầu. Anh đứng dừng lại trước mặt họ, và họ cũng đứng dừng lại trước mặt anh. Ông muốn gì? người lính ngự lâm lùi lại một bước và hỏi như vậy với một giọng lơ lớ tiếng nước ngoài làm cho đa thanh nhăng thấy phần nào mình đã nhầm anh kêu lên không phải arami rồi thưa ông không phải arami đâu và nghe ông nói tôi biết ngay là ông lầm tôi với người khác tôi tha lỗi cho ông tha lỗi cho tôi đa thanh nhăng kêu lên vâng người lạ mặt đáp vậy ông để tôi đi vì tôi không phải là người ông cần gặp thưa ông ông nói đúng đấy đặt tài nhang nói tôi không cần gặp ông mà là gặp bà đây gặp bà đây à người lạ mặt nói ông không biết bà này đâu thưa ông ông nhầm đấy tôi biết bà đây ôi bà bonacieux nói giọng trách móc ôi thưa ông tôi đã được lời thề của một quân nhân và lời hứa của một bậc cao thượng tôi đã đặt hy vọng có thể tin cậy được thưa bà đặt tài nhang bối rối đáp bà đã hứa với tôi bà nắm lấy cánh tay tôi người lạ mặt nói giọng sốt ruột, ta tiếp tục đi thôi. Nhưng, đã thành nhăng điếng người, kinh hoàng và sừng sốt trước sự việc đang diễn ra, anh đứng im mặt, quanh hai tay trước ngực, sừng sững trước mặt hai người, người lính ngựa lâm tiến lên hai bước, và lấy tay gạt Đạt thành nhăng ra. Anh nhảy lùi lại một bước, và tuốt gươm ra khỏi vỏ. Người lạ mặt cũng nhanh như chớp, cầm thanh gươm trần trong tay. Bà Bonacieux hoảng hồn vội nhảy vào giữa hai người hai tay nắm lấy hai đầu mũi gươm và kêu lên. Trời đất ơi, thưa Nam Tước! Một ý nghĩ thoáng trong đầu đa ta nhăng, anh cũng kêu lên. Nam Tước, xin lỗi ngài, phải chăng ngài là... Nam Tước quận công Buckingham như hôm. Bà bonacieux khẽ nói, bây giờ thì ông hại chúng tôi rồi. Thưa Nam Tước, thưa bà, ngàn lần xin lỗi. Nhưng thưa Nam Tước, tôi yêu bà đây và tôi ghen, ngài cũng biết thế nào là yêu. Xin Ngài tha lỗi cho tôi, xin Ngài chỉ thị cho tôi được hy sinh tính mệnh như thế nào để được phục vụ Đức Ngài. Anh là một thanh niên dũng cảm, Nam Tước nói, và chia tay bắt đa tay nhằng. Anh muốn giúp tôi, tôi xin chấp thuận. Anh hãy đi theo chúng tôi cách xa 20 bước đến tận cung điện Louvre. Nếu thấy kẻ nào muốn dò xét chúng tôi, anh hãy khử nó đi. Đa tay Nhăng gươm sách trần, đi theo sau hai người 20 bước. Anh sẵn sàng thực hiện chỉ thị của vị thủ tướng cao cả và phong nhã của vua nước Anh Charles đệ nhất. Nhưng anh không có dịp để thi thố lòng trung thành của mình vì họ đã đến đích an toàn. Đã nhăng vội quay trở về quán quả tháo gặp được Portos và Arami đang đợi. Không giải thích lý do tìm hai người bạn đó, anh chỉ nói anh đã một mình hoàn thành công việc mà anh tưởng cần phải có họ giúp đỡ. 12 George Villiers de Buckingham. Bà Bonacieux cùng với quận công và cung điện Louvre không có gì khó khăn và được mọi người biết là người hầu của hoàng hậu. Quận công mặc bộ quân phục lính ngựa lâm. Đêm hôm đó là phiên gác của lính ngựa lâm. Và lại, Jacques Manh là cận thần của hoàng hậu nên nếu có việc gì xảy ra, ông ta chỉ việc đổ lỗi cho bà Bonacieux đã dắt nhân tình vào cung điện chỉ có thế thôi. Bà ta bị mắc tội, tiếng tâm bị bôi nhỏ, nhưng tiếng tâm của một người nữ tỷ thì có giá trị gì? Khi đã vào đến sân trong, quận công và người thứ phụ đi theo chân tường khoảng chừng 25 bước. Rồi bà bố xưa mở một cái cửa xếp. Cửa này ban ngày mở, nhưng ban đêm đóng. Hai người vừa bước vào một nơi tối om. Nhưng bà bố xưa đã thuộc nhãn đường đi đối lại. Bà nắm tay quận công, đi vài bước lò dọa, tay vịn được vào một cái xà bước lên một bậc rồi hai người trèo lên một cầu thang quận công đếm được hai cầu thang sau đó bà rẽ sang phải đi theo một cái hành lang dài lại bước xuống một cầu thang đi vài bước nữa bà bố xưa tra một chìa khóa vào một cánh cửa mở nó ra rồi đẩy quần công vào một cái phòng có một ngọn đèn đêm soi sáng rồi bà nói xin nam tước chờ đây một lát sau đó bà đi ra cũng bằng cửa đó và khóa nó lại hẳn hoi, làm cho quận công có cảm tưởng như bị cầm tù. Tuy bị cách biệt như thế, phải nói rằng quận công Buckingham không chút sợ hãi, nét nổi bật trong đặc tính của ông là thích mạo hiểm và tình yêu lãng mạn. Tan đảm, gan dạ, sôi nổi, đây không phải là lần đầu tiên ông liều mình trong những mưu toan như vậy. Ông đã biết được bức thư mời ông đến Paris là giả danh hoàng hậu, là một cái bẫy, nhưng ông vẫn cứ đi ông muốn lợi dụng trường hợp đó để tuyên bố với hoàng hậu là ông sẽ chỉ trở về anh sau khi đã gặp được mặt hoàng hậu đầu tiên hoàng hậu còn tức tối nhưng cuối cùng sợ ông phẫn nộ mà làm liều chẳng hoàng hậu đã quyết định tiếp quận công và sẽ van ngài đi ngay lập tức thì ngay buổi chiều hôm quyết định ấy thì bà bonacieux bị bắt bà là người được phân công đi đón quận công và dẫn đến cung điện trong hai ngày liền người ta không biết bà sẽ ra sao nên mọi việc đều đình lại. Nhưng sau khi bà đã trốn thoát và liên lạc được với ông Laporte, mọi việc lại tiếp tục. Bà vừa hoàn thành được một nhiệm vụ nguy hiểm mà đáng lẽ nếu không bị bắt cóc bà đã phải thực hiện sớm hơn ba ngày. Bất kỳ hôm ở lại một mình, ông lại gần một chiếc gương. Bộ quần áo ngựa lâm này rất thích hợp với ông. Hồi đó, ông 35 tuổi được tôn là chàng trai đẹp nhất và phong nhã nhất hai nước Anh và Pháp, được tín nhiệm hai đời vua giàu có bạc triều ông có đủ quyền lực làm đạo lộn hay làm lặng yên cả một vương quốc ông đã sống một cuộc sống huyền thoại để lại cho những thế kỷ sau những sự ngạc nhiên kỳ lạ do đó tin tưởng ở sức mình chắc chắn là mọi luật pháp không thể đụng đến mình được ông đi thẳng đến đích mà ông đã định cái đích đó quá cao và quá rực rỡ đến nỗi nếu là của bất cứ một người nào khác đều cũng là một sự điên rồ chính vì thế mà đã nhiều lần ông tiến đến gần được hoàng hậu Anna xinh đẹp và kiêu căng do sức mạnh của sự choáng lộn đã làm bà phải mê ông. Vậy là quận công đứng trước cái gương như chúng tôi đã nói, ông sửa lại món tóc hung những làn sóng mà chiếc mũ đội vào đã làm mất, vuốt di mép lên, lòng tràn ngập vui sướng và tự hào vì đang đến gần cái cơ hội mà ông đã ao ước từ lâu. Ông mỉm cười với mình, tràn trẻ hy vọng và tự hào. Ngay lúc đó, một cái cửa bí mật giấu trong những tấm thảm mở ra và một người phụ nữ xuất hiện. Ông reo lên một tiếng, đó là hoàng hậu. Anna nước áo hồi đó, chạc 25-26 tuổi, nghĩa là đang ở trong thời kỳ cao nhất của sắc đẹp. dáng đi của bà là của một nàng tiên, cặp mắt của bà tỏa ra những ánh của kim cương, đẹp một cách hoàn mỹ, đầy vẻ dịu dàng và uy nghiêm. Miệng bà nhỏ và đỏ chót và mặc dù môi dưới hơi trễ hơn môi trên một chút, như môi của các hoàng thân nước áo, miệng bà rất duyên dáng trong cái cười, nhưng cũng rất khinh khỉnh trong lúc khinh bỉ. Nước da bà được ca ngợi là mịn màng và êm ái, bàn tay và cánh tay bà tuyệt đẹp, và tất cả các thi sĩ thời đó đều ca ngợi là không gì có thể so sánh được. Bắc khinh Hâm đứng lặng đi một lúc vì ngây ngất. Chưa bao giờ Anna Hoàng hậu lại đẹp như vậy, bà chỉ mặc có chiếc áo sa tanh trắng giản dị theo hầu là Etefana người nữ tỳ độc nhất không bị đuổi vì sự ghen tuông của đức vua và sự ngược đãi của đức giáo chủ Anna hoàng hậu tiến lên hai bước Buckingham vội quỳ xuống chân bà hôn gấu áo bà bà ngăn không kịp rồi nói vận công ngài đã biết là không phải tôi viết thư cho ngài vâng vâng thưa hoàng hậu tôi biết rằng tôi là một kẻ điên cuồng đã tưởng rằng băng giá đã tan cẩm thạch đã ấm áp. Nhưng làm sao được, khi người ta yêu, người ta dễ dàng tin vào tình yêu. Và lại tôi không thiệt thòi gì trong cuộc hành trình này, vì tôi được gặp bà lúc này. Vâng, Anna đáp. Nhưng ngài có thấy tôi vì sao mà gặp ngài thế này không? Tôi gặp ngài vì lòng thương ngài. Tôi gặp ngài vì thấy ngài vẫn thở ơ trước tất cả những nỗi lo lắng của tôi. Ngài cứ cố tình ở lại trong một cái thành phố mà sự liều lĩnh đó làm cho ngài mất mạng và tôi mất danh dự dễ như chơi tôi gặp ngài để nói với ngài rằng chúng ta bị ngăn cách bởi đủ thứ nào là biển cả sâu rộng nào là mối ác cảm giữa hai nước nào là sự thiêng liêng của lời nguyền đấu tranh chống lại tất cả những cái đó là mang tội phạm thánh sau cùng tôi gặp ngài là để nói rằng chúng ta không nên gặp nhau nữa thưa hoàng hậu xin hoàng hậu cứ nói đi sự đầm ấm trong giọng nói của bà che lấp sự tàn nhẫn trong câu nói hoàng hậu nói đến phạm thánh nhưng phạm thánh chính là chia sẻ những trái tim mà thượng đế đã tạo ra để chúng đoàn tụ với nhau. thưa nam tước, ngài quên rằng tôi chưa bao giờ nói là tôi yêu ngài sao? nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng hoàng hậu không yêu tôi và sự thật là nói với tôi những câu như vậy hoàng hậu sẽ mang tiếng là bội bạc vì rằng xin hoàng hậu hãy nói cho tôi biết hoàng hậu tìm ở đâu thấy được một mối tình giống như của tôi một mối tình mà cả thời gian thật sự xa cách cả sự thất vọng cũng không dập tắt được một mối tình mà chỉ một giải băng vu vơ, một cái nhìn tuyệt vọng, một câu nói rơi rớt cũng đủ làm cho nó hài lòng. Tâu hoàng hậu, đã ba năm nay tôi biết hoàng hậu và đã từ ba năm nay tôi yêu hoàng hậu như vậy đó. Hoàng hậu có muốn tôi nói lên hoàng hậu đã mặc áo gì trong buổi đầu tiên tôi gặp hoàng hậu không? Hoàng hậu có muốn tôi tả chi tiết những đồ trang sức của hoàng hậu không? Tôi còn thấy hoàng hậu như thế này này. Hoàng hậu ngồi lên trên những tấm ô vuông theo kiểu Tây Ban Nha, người mặc một chiếc áo dài bằng sa tanh xanh, lá cây, và những đường thêu màu vàng và bạc. Cánh tay áo rũ thõng xuống, và được xoắn lên trên cánh tay, những cánh tay tuyệt diệu, đeo đầy kim cương. Người đội một cái mũ nhỏ, đồng màu với cái áo, và trên mũ có cắm lông hạc. Ôi, tâu hoàng hậu, tôi nhắm mắt lại và tôi thấy hoàng hậu vẫn đúng như xưa. Tôi mở mắt ra tôi thấy hoàng hậu vẫn như ngày nay, nghĩa là trăm lần đẹp hơn ôi thật là điên cuồng anna lẩm bẩm không đủ can đảm để giận quận công gìn giữ kỹ càng chân dung hình mình trong tâm hồn ông như vậy thật là điên cuồng khi người ta nuôi dưỡng một sự say mê vô ích bằng những kỷ niệm như vậy vậy hoàng hậu muốn tôi sống như thế nào tôi chỉ có những kỷ niệm đó thôi đó là hạnh phúc của tôi kho báu của tôi hy vọng của tôi mỗi khi tôi nhìn thấy hoàng hậu là tôi lại có thêm một viên kim cương bỏ vào kho báu trong trái tim tôi lần này là viên thứ tư mà hoàng hậu đánh rơi và tôi đã nhặt được vì rằng đã ba năm nay tôi chỉ được gặp hoàng hậu có bốn lần lần thứ nhất tôi vừa nói ở trên lần thứ hai tại nhà bà sơ vrơi lần thứ ba trong vườn a miêng thưa quận công hoàng hậu đỏ mặt nói xin đừng nói đến cái đêm đó nữa ôi trái lại chúng ta cần phải nhắc đến nó đó là một cái đêm sung sướng và sán lặn nhất trong đời tôi hoàng hậu còn nhớ không trời hôm ấy đẹp lắm không khí êm dịu và ngát hương thơm, trên trời khảm đầy sao. À, lần đó, thưa hoàng hậu, tôi được dịp gặp người một mình trong chốc lát. Lần đó hoàng hậu đã sẵn sàng nói hết với tôi về sự cô đơn trong cuộc sống của người, về những ưu phiền trong trái tim người. Người đã tựa vào cánh tay tôi. Đây, cánh tay này đây. Khi tôi nghiêng đầu về phía người, tôi cảm thấy những sợi tóc tuyệt đẹp và thơm phức của người cọ sát vào má tôi cứ mỗi lần như vậy tôi lại dùng mình từ đầu đến chân. ôi thưa hoàng hậu, hoàng hậu không thể biết được tất cả các hạnh phúc trên đời, tất cả các lạc thú trên thiên đàng đều được gói ghém vào trong lúc đó. tất cả của cải của tôi, tất cả gia tài của tôi, vinh quang của tôi, tất cả những ngày còn lại trong đời tôi, tôi sẵn sàng đổi lấy một đêm như đêm hôm ấy, vì rằng đêm hôm đó hoàng hậu đã yêu tôi, tôi xin thề là như vậy. thưa nam tước cũng có thể là như vậy vâng ảnh hưởng của địa dư sức lôi cuốn của một đêm khuya thanh vắng tuyệt đẹp sức quyến rũ của cặp mắt nam tước như hàng nghìn trường hợp đã tập trung lại để chinh phục một người phụ nữ cũng đã bao quanh lấy tôi trong cái đêm hôm đó nhưng như nam tước đã thấy đó vị hoàng hậu đã đến cứu giúp người phụ nữ trong lúc đang đuối dần khi ngài vừa mạnh dạn nói câu đầu tiên và tôi sắp cả gan đáp ứng thì tôi đã gọi hoàng hậu đến ôi ừ, vâng vâng đúng như thế và nếu là mối tình của người nào khác thì đã tan vỡ rồi nhưng mối tình đó để rồi nồng nhiệt hơn bất diệt hơn hoàng hậu đã tưởng là bỏ trốn khỏi tôi tưởng rằng tôi không dám rời cái kho tàng mà vị chúa tể của tôi đã giao cho nhưng tất cả những kho tàng trên trận gian này tất cả các vua chúa trên trái đất này đối với tôi đều vô nghĩa tám ngày sau tôi đã quay trở lại lần này hoàng hậu không thể tránh tôi được nữa tôi đã hy sinh danh vọng, tính mệnh để được gặp hoàng hậu dù chỉ trong một giây thôi. tôi cũng chưa dám sở đến tay hoàng hậu và hoàng hậu đã tha lỗi cho tôi vì thấy tôi đã quỵ lụy và hối hối hận như thế này rồi. vâng như năm trước cũng biết đấy sự vu khống đã sản sinh ra biết bao điều điên rồ mà tôi không thể làm gì được. đức vua bị giáo chủ xúi dục đã cho tiến hành những tai ương khủng khiếp. bà Vecne nê đã bị đuổi cổ, pu tăng bị phát váng bà sơ bị mất tín nhiệm và khi nam tước muốn đến paris để làm đại sứ nước anh tại pháp đã bị đức vua đích thân phản đối nam tước còn nhớ không con ạ à, và nước pháp sẽ phải trả giá bằng một cuộc chiến tranh cho sự từ chối của vua nước ấy tôi không thể gặp bà được nữa nhưng tôi muốn rằng hàng ngày hoàng hậu sẽ nghe nói đến tôi cuộc chiến tranh ở rê và liên minh của những người theo đạo tin lành ở la rosen mà tôi đang thảo kế hoạch Nhằm mục đích gì, hoàng hậu có biết không? Hy vọng được gặp người đấy. Tôi biết rằng tôi không hy vọng gì tới được Paris với vũ khí trong tay. Tôi biết thế lắm. Nhưng cuộc chinh chiến đó có thể đem lại một cuộc hòa bình. Cuộc hòa bình đó cần phải có thương lượng. Cuộc thương lượng đó sẽ do tôi cầm đầu. Người ta sẽ không dám từ chối tôi nữa và tôi sẽ sung sướng được trong chốc lát. Hàng nghìn người sẽ phải đổ máu cho hạnh phúc của cá nhân tôi, đúng như vậy. Nhưng có hề gì đối với tôi mới là được trông thấy hoàng hậu. Tất cả các cái đó có thể là một sự điên rồ, là một điều mất trí. Nhưng hoàng hậu hãy nói cho tôi biết, người phụ nữ nào có được một bầy tôi cuồng nhiệt hơn thế? Nam Tước ôi! Nam Tước gợi lên để bào chữa cho mình những điều này, còn có thể kết tội được Nam Tước hơn đấy. Tất cả những bằng chứng về mối tình đối với tôi ấy, hầu như đều là những tội ác cả mà thôi. Tại hoàng hậu không yêu tôi, nếu hoàng hậu yêu tôi, Hoàng hậu sẽ nghĩ khác hẳn. Nếu người yêu tôi, ôi! Nếu người yêu tôi, hạnh phúc của tôi sẽ to lớn quá và tôi sẽ phát điên lên mất. Bà Sơ Phơi mà người nói đến lúc nãy đã không độc ác như Hoàng hậu. Hồ Lăng đã yêu bà ấy và đã được bà ấy đền đáp lại mối tình đó. Trước sự biểu lộ của một tình yêu say đắm như thế, Anna cũng phải siêu lòng. Bà lập bẩm. Bà Sơ Phơi không phải là Hoàng hậu. Vậy là bà cũng yêu tôi nếu bà không phải là hoàng hậu. Thưa bà, bà sẽ yêu tôi chứ. Tôi có tin được rằng cái cương vị của bà, nó làm bà phải tàn nhẫn đối với tôi. Tôi có thể tin được là nếu bà là bà Sơ Vơi, thì tên bớt kinh hâm khốn khổ này có thể hy vọng. Cảm ơn những câu nói tốt đẹp ấy. Ôi, bà Hoàng xinh đẹp của tôi, nghìn lần cảm ơn. Ôi, thưa Nam tước, ngài đã nghe lầm nên đã diễn tả sai. Tôi không muốn nói. Xin bà hãy im cho, Xin hoàng hậu đừng nói nữa Sự lầm lẫn đó làm tôi sung sướng quá Xin bà đừng làm điều tàn nhẫn là phá ta nó đi Bà cũng đã đích thân nói với tôi Là người ta đã nhử tôi vào một cái bẫy Có thể là tôi sẽ phải bỏ thây ở đó Vì từ ít lâu nay tôi có cảm giác Là tôi sắp chết Và Buckingham nở một nụ cười buồn bã Nhưng duyên dáng Trời ơi Anna nước áo Kêu lên sợ hãi tôi nói như vậy không phải là để làm cho hoàng hậu phải sợ hãi không đâu còn có thể là lố bịch nữa điều tôi vừa nói xin bà tin là tôi không quan tâm đến những giấc mơ như thế nhưng cái câu mà bà vừa thốt lên cái hy vọng mà hầu như bà đã ban cho tôi sẽ đền bù hết ngay cả cho tính mạng tôi tôi cũng vậy thưa nam tước tôi cũng có những linh cảm tôi cũng có những giấc mơ tôi đã nằm mơ thấy ngài nằm dưới đất máu me đầm đìa do một vết thương nằm nghiêng bên trái phải không? Với một con dao găm. Vâng, đúng như thế. Bên trái, với một con dao găm. Ai có thể nói cho ngài biết rằng tôi đã nằm mơ như thế? Tôi đã ủy thác nó cho Đức Chúa Trời và cũng cả cho những lời cầu kinh của tôi nữa. Tôi không mong muốn gì hơn và bà đã yêu tôi, thưa bà. Tôi yêu ngài ấy à? Vâng, bà. Nếu không yêu tôi thì làm sao mà Thượng Đế lại làm cho bà có giấc mơ chung với tôi được? chúng ta làm sao mà có thể có được những linh cảm giống nhau nếu hai trái tim chúng ta không hòa hợp với nhau trong cuộc sống bà yêu tôi thưa bà hoàng của tôi và bà sẽ khóc tôi chứ ôi lạy chúa lạy chúa thật là quá sức chịu đựng của tôi rồi thưa nam tước tôi cũng không biết là có yêu ngài hay không nhưng điều mà tôi biết là tôi không bao giờ trái lời thề vậy xin ngài hãy thương tôi hãy đi đi cho ôi nếu ngài bị giết trên đất pháp nếu ngài chết trên đất pháp nếu tôi có thể cho là vì tình yêu tôi mà ngài phải chết thì không gì có thể an ủi tôi được tôi sẽ phát điên lên mất vậy xin ngài hãy đi đi ôi như vậy bà đẹp đẽ biết bao nhiêu ôi tôi yêu bà biết bao nhiêu thôi ngài đi đi tôi van ngài sau này sẽ trở lại ngài hãy trở lại như một sứ thần như một vị đứng đầu vương quốc xung quanh đầy lính gác để bảo vệ ngài đầy lính cận vệ để phục vụ ngài như vậy tôi không còn phải lo cho tính mạng của ngài nữa và tôi sẽ sung sướng được gặp lại ngài. Ôi, có đúng như vậy không thưa bà? Bơ Kinh Hơm mừng rỡ nói rồi tiếp luôn. Nếu vậy xin bà hãy cho tôi một vật, một vật của chính bà để bảo đảm sự hiện thực của lời nói ấy, chứ không phải tôi nằm mơ thấy. Một vật mà bà vẫn mang trong người bà và tôi cũng có thể mang trong người tôi như một cái nhẫn, một cái vòng, một chuỗi hạt. Nếu tôi tặng ngài cái đó, thì ngài sẽ đi ngay chứ? Vâng, ngay lập tức bây giờ. Vâng, ngài sẽ rời nước Pháp để trở về nước Anh ngay. Vâng, tôi xin hứa như vậy. Vậy xin ngài đợi tôi một lát. Và Anna nước áo trở về phòng mình và lại quay lại ngay tay cầm một cái hộp nhỏ bằng gỗ hồng chạm trổ đầy vàng rồi nói đây thư nam tước quận công xin ngài hãy giữ lấy làm kỷ niệm về tôi bơ kỳ hôm đỡ lấy cái hộp rồi lại quỳ xuống lần thứ hai Hoàng hậu nói tiếp, Ngài đã hứa là sẽ đi ngay cơ mà. Tôi sẽ giữ lời hứa, xin bà đưa bàn tay đây. Tôi đi ngay thôi. Anna đưa bàn tay mình cho quận công, đôi mắt nhắm lại, và tay kia phải vịn vào vai người nữ tỷ Etifana, vì cảm thấy không còn đủ sức đứng vững nữa. Buckingham nồng nhiệt đặt môi mình lên bàn tay nõn nà đó, rồi đứng lên nói, Sáu tháng nữa, nếu tôi không chết, tôi lại sẽ đến gặp bà hoàng hậu của tôi. Dù có phải làm đảo lộn cả thế giới để được như vậy, tôi cũng không ngại ngùng. Nói xong, Buckingham lao ra khỏi buồng. Trong hành lang, ông gặp bà Bonacieux đang đứng đợi đưa ông ra khỏi cung điện. 13. Lão Bonacieux Trong câu chuyện đến đây nếu chúng ta để ý sẽ thấy một nhân vật ít người để ý đến, vì cho là để vị bất binh đó là lão Bonacieux, nạn nhân của những vụ âm mưu chính trị và tình ái bọn lính cận vệ đã bắt lão ta và đưa thẳng vào ngục Basti lão run rẩy đi qua một toán lính canh ngục đang nạp đạn vào súng hỏa mai dù người ta đưa lão vào một cái hầm ngầm thấy lão không phải là người quý tộc bọn lính ngục chỉ rủa lão bằng những lời đèo cáng và đối xử với lão thật tàn bạo nửa giờ sau một tiên lục sự đến chấm dứt cho lão những hành hạ nhưng chưa chấm dứt những nỗi lo lắng của lão và hạ lệnh điệu lão lên buồng hỏi cung. Hai tên lính tóm lấy lão, đưa lão đi qua một cái sân rồi vào một cái hành lang, trong đó có ba tên lính gác. Sau đó, mở một cái cửa vào một cái buồng thấp, trong đó chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một tên cảnh sát. Tên này đang ngồi trên ghế và đang bận viết trên bàn. Hai tên lính dẫn tù nhân đến trước bàn và sau một hiệu lệnh của tên cảnh sát, chúng rút ra xa tầm nghe được. Tên cảnh sát từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xuống đống giấy tờ, bây giờ mới ngẩng đầu lên xem đối tượng của mình là ai. Tên cảnh sát đó, dáng điệu dữ tợn, mũi nhọn, gò má cao vàng khè, cặp mắt ti hí nhưng linh hoạt. Đầu hắn do một cái cổ nâng đỡ nhô ra khỏi cái áo thơm rộng, thỉnh thoảng lại đung đưa như điệu bộ của con rùa khi thỏa đầu ra khỏi cái vỏ của nó. Hắn bắt đầu hỏi Lão na Sư tên tuổi, hoàn cảnh và chỗ ở. Bị can trả lời tên là Jacques Michel Bonacieux, 51 tuổi, bán hàng tạp hóa ở phố Người Đào Huyệt, số nhà 11. Thế rồi tên cảnh sát thay vào chỗ hỏi thêm tiếp, hắn diễn thuyết một bài văn dài về sự nguy hiểm của một người thường dân cấp thấp tham gia vào những việc công cộng. Sau đó hắn kể về sức mạnh và những hoạt động của Đức Giáo Chủ, một vị thủ tướng vô song, vô địch trong các hạng ngũ thủ tướng từ trước đến nay và từ nay về sau, sức mạnh và những hoạt động đó Kẻ nào dám chống lại thì đều bị nghiêm trị Sau phần thứ hai đó của bài diễn văn Hắn dương cặp mắt chó săn nhìn trừng trình và lão Bonasir khốn khổ Và bảo lão suy nghĩ về sự nghiêm trọng của tình hình của lão Những suy nghĩ của lão đã xong xuôi Lão sẽ nguyền rủa cái ngày Khi mà ông Laporte quyết định gả cô con gái nuôi cho lão Và nhất là lúc cô con gái nuôi đó Được bà hoàng hậu nhận vào làm nữ tỷ thâm tâm của lão bonacieux là một sự ích kỷ ghê gớm cùng với một sự hà tiện bị ổi kèm theo một sự nhát gan quá mức tình yêu đối với người vợ trẻ chỉ là phụ sau các tình tính tình nói trên sau một lát suy nghĩ lão rụt rè nói nhưng thưa ngài cảnh sát trưởng xin ngài hãy tin rằng hơn ai hết tôi biết và tôi tán dương công đức vô song của đức ngài giáo chủ mà chúng ta hân hạnh được ngài cai trị có thật không tên cảnh sát hỏi vẻ nghi ngờ nếu vậy tại sao anh lại bị bắt giam vào ngục Basti này? Tại sao và vì sao tôi lại ở đây à? Điều này tôi hoàn toàn không thể nói với ông được vì tôi có biết gì đâu mà nói. Nhưng điều chắc chắn là tôi không có phản kháng lại các ông tức là Đức Ngài Giáo Chủ. Tuy vậy, anh cũng đã phạm vào một tội lỗi nào đó vì anh bị kết vào tội Đại Phản Động. Đại Phản Động! Là xưa hút hoảng kêu lên Đại Phản Động! làm sao mà một tên hàng xén như tôi thù ghét bọn tân giáo và ghê tởm bọn tây ban nha lại bị kết tội vào đại phản động được xin ông hãy xét lại không thể như thế được này ông bonacieux tên cảnh sát nói và nhìn bị can như thể cặp mắt tí hí của hắn có thể nhìn được vào tận đáy lòng con người ta à, anh bonacieux anh có một người vợ phải không thưa ông vâng ạ à, bonacieux run rẩy đáp đã đã thấy vấn đề rắc rối là ở chỗ ấy nghĩa là tôi đã có một người vợ. Sao lại đã? Anh đã làm gì để không còn có nữa? Người ta đã bắt cóc mất của tôi rồi, thưa ông. Người ta đã bắt cóc mất của anh à? Ồ! Lão xưa cảm thấy chính từ cái tiếng ồ đó mà sự việc lại rắc rối thêm lên. Người ta đã bắt cóc vợ anh. Tên cảnh sát hỏi tiếp. Thế anh có biết ai là thủ phạm vụ ấy không? Tôi tin là tôi có biết. Người nào thế? Thưa ông cảnh sát, Tôi không khẳng định gì cả, tôi chỉ nghi ngờ thôi. Anh nghi ngờ ai? Cứ nói thực định. Lão Bonacieux lâm vào cảnh bối rối nhất. Đã phải chối hết hay nói hết? Nếu chối hết thì người ta sẽ cho là mình biết quá nhiều mà không dám thú. Còn nói hết thì chứng tỏ là mình có thiện chí Vì vậy là quyết định nói hết. Tên cảnh sát hình như có vẻ lo ngại hỏi. Thế tên người đó là gì? Ồ, về tên thì tôi chẳng biết gì cả. Nhưng nếu tôi gặp thì tôi cũng sẽ nhận ra ngay, dù là giữa đám đông hàng nghìn người. Chán tên cảnh sát xa sầm lại. Hắn hỏi tiếp. Anh có thể nhận ra người ấy giữa đám đông hàng nghìn người có phải không? Nghĩa là ông Monasio thấy mình đi lạc đường. Anh đã trả lời rằng anh có thể nhận ra được. Hôm nay thế là đủ. Trước khi đi xa hơn nữa cần phải báo tin trước với một người là anh có biết thủ phạm vụ bắt cóc vợ anh. Nhưng tôi không nói với ông là tôi biết người ấy. Bonacieux thất vọng nói, Tôi nói với ông trái lại mang nó đi tên cảnh sát bảo hai tên lính mang nó đến đâu ạ à? tên lục sự hỏi vào trong ngục tối cái nào ạ à? cái đầu tiên nhất là nó được giam kỹ tên cảnh sát thưởng trưởng thản nhiên trả lời làm lão bonacieux hốt hoảng than ôi lão nói một mình tai họa giáng xuống đầu ta có lẽ vợ ta đã phạm vào một tội gì ghê gớm lắm người ta đã nghi ngờ ta là tổng phạm chăng ta sẽ bị trừng trị cùng với vợ ta cô ta sẽ nói hết sẽ thú thật hết là đã nói hết với ta một người phụ nữ thật là yếu đuối quá một cái ngục tối cái gặp đầu tiên phải rồi một đêm lại sắp qua và ngày mai vào bánh xe lên giá treo cổ ôi lại chúa xin người cứ vớt tôi chẳng thèm nghe những lời than vãn của lão những lời than mà họ đã quen thuộc lắm rồi hai tên lính gác nắm lấy cánh tay lão kéo đi còn tên cảnh sát thì vội vàng viết một bức thư mà tên lục sự đang đợi. Lão Bonacieux không thể nào nhắm mắt được, vì ghê tẩm ngục tối thì ít mà vì lo sợ thì nhiều. Suốt đêm, lão ngồi trên cái chóng, mỗi một tiếng động lại làm lão giật mình. Khi những tia sáng đầu tiên luồn vào trong buồng, bình minh đối với lão đượm màu tang tóc. Bỗng nhiên, lão nghe thấy tiếng chìa khóa cha vào ổ, lão giật mình bắn người lên, một cách ghê gớm. Lão tưởng người ta đến dẫn lão tới giá treo cổ, do đó khi thấy xuất hiện chỉ có tên cảnh sát và tên lục sự ngày hôm qua chứ không phải tên đau phủ mà lão đợi suýt nữa thì lão nhảy lên bá lấy cổ chúng này anh kia tên cảnh sát nói vấn đề của anh từ chiều qua đến nay đã phức tạp lên nhiều rồi đấy và ta khuyên anh nên nói hết sự thật vì chỉ có sự ăn năn hối lỗi mới làm nguôi được cơn giận của đức giáo chủ tôi xin sẵn sàng nói hết lão bonacieux kêu lên Ít ra cũng là tất cả những điều tôi biết. Xin Đông cứ hỏi. Trước hết, vợ của anh đâu đã? Thì tôi đã nói với ông rồi, cô ta đã bị người ta bắt cóc. Phải, nhưng từ 5 giờ chiều hôm qua, mụ ta đã trốn thoát là nhờ có anh. Vợ tôi đã trốn thoát. Bonacieux dên, riêng lên. Ôi, còn khốn nạn. Thưa ông, nếu mụ đã trốn thoát thì không phải là lỗi tại tôi xin thề như vậy. về anh đến nhà tên Đa Tài Nhang làm gì? À, thưa ông cảnh sát trưởng, vâng ạ, à, đúng là tôi có đến nhà ông Đa Nhang và xin thú thật là tôi đã làm một việc sai lầm. Đến đó với mục đích gì? Để đề nghị ông ấy tìm kiếm giúp vợ tôi, tôi đã tưởng là tôi cần phải làm như vậy, hình như tôi đã lầm và tôi xin nhận lỗi. Thế tiền Đa Nhang đã trả lời ra sao? Ông ta hứa giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra là ông ta đã phản tôi. Anh đã định lừa dối cả pháp luật à? Tên Đạt Tài đã có một giao kèo với anh, chính để thực hiện giao kèo đó, mà hắn đã đánh đuổi những lính cảnh sát, đã bắt giữ vợ anh và đã cướp mụ ta mang đi biệt tích. Ông Đạt Tài đã bắt cóc vợ tôi à? Ôi ông nói gì vậy? May thay, ta đã tóm được tên Đạt Tài rồi. Anh sẽ đối chứng với hắn. Thưa ông, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Tên cảnh sát quay lại ra lệnh cho hai người lính gác dẫn tên Đạt Tài nhang vào. Hai tên lính dẫn Atos vào. Tên cảnh sát nói với Atos. Ông nhăng ông hãy khai mọi vấn đề xảy ra giữa ông với lão này. Nhưng Bonasir kêu lên. Ông này không phải là Nhăng. Sao? Tên cảnh sát cũng kêu lên. Không phải là Nhăng à? Không phải một tí nào cả, Bonasir đáp. Thì ông này tên là gì? Tên cảnh sát hỏi. Thưa ông, Bonasir đáp. Tôi không thể nói được vì tôi có biết ông này đâu. Sao? Anh không biết à? Thưa không ạ. À? Anh không bao giờ non thấy ông này à? Có đấy ạ. À? Nhưng tôi không biết tên. Tên cảnh sát quay sang hỏi Atos. Tên ông là gì? Atos. Nhưng đấy không phải là tên người mà là tên núi. Tên cảnh sát bắt đầu đau đầu kêu lên như vậy. Đúng là tên tôi. Atos thản nhiên đáp. Nhưng ông đã xưng tên là Đa Thanh Nhăng kia mà. Tôi à? Phải, ông nghĩa là người ta bảo tôi ông là đã tai nhăng phải không tôi đáp ông cho là như thế à những người lính đến bắt tôi đều kêu lên là đảm bảo như vậy tôi không muốn trái ý họ có thế thôi này ông ông lăng mạ sự uy nghiêm của pháp luật đấy à làm gì có thế Atos bình tĩnh trả lời ông là đã tai nhăng tên cảnh sát nói tiếp đấy chính ông cũng nói thế đấy nhé Atos nói thưa ông cảnh sát trưởng đến lượt lão Bonasir kêu lên tôi nói rằng không có thể nào nghi ngờ được. Ông Đa Ta Nhang là người thuê nhà của tôi, mặc dù ông ta chưa trả tiền thuê, mà chính cũng vì thế nên tôi biết ông ta rất rõ. Ông Đa Ta Nhang là một thanh niên chạc 19 đôi mươi, còn ông này ít tuổi, ít ra cũng là 30. Ông Đa Ta Nhang là lính gác đơn vị ngài Esa, còn ông này là lính ngựa lâm của ngài Trevi. Xin ông cảnh sát trưởng nhìn quân phục ông ta mà xem. Nó nói có lý đấy. Tên cảnh sát là bẩm, có vẻ đúng. Với lúc đó cửa mở và một người lính vào đưa cho tên cảnh sát trưởng một bức thư Ồ, oh, còn khốn nạn tên cảnh sát kêu lên thưa sao à bonacieux nói ông nói về ai đấy à tôi mong rằng không phải về vợ tôi trái lại chính nhờ mụ ta mà việc của anh trở nên tồi đấy ôi thưa ông xin ông làm ơn nói cho tôi biết vì sao vấn đề của tôi lại trầm trọng thêm do hành động của vợ tôi trong lúc tôi ở trong tù vì mụ đã hành động theo một kế hoạch đã được thỏa thuận trước giữa các anh. Một kế hoạch ghê gớm. Thưa ông, tôi xin thề với ông là tôi không hề biết một tí gì về hoạt động của vợ tôi và nếu mụ ta có làm điều gì bậy bạ, tôi sẽ không công nhận nó nữa, tôi sẽ phản. Thế nào? Atos nói với tên cảnh sát, ông không cần tôi ở đây nữa thì đem tôi đi chỗ khác chứ. Cái lão Buna xưa này của ông làm tôi mệt lắm rồi tên cảnh sát chỉ tay đồng thời vào Atos và lão Bonasio vào với bọn lính. Đưa trả những tù nhân này vào ngục, bọn họ phải được canh gác kỹ vào. Nhưng, Atos nói với một giọng bình tĩnh thường có của anh, nếu ông chỉ cần có ông đã ta nhăng, mà tôi thì lại không thể thay thế ông ta được. Cứ làm theo tôi đã nói, tên cảnh sát quát lên và phải tuyệt đối bí mật, nghe chưa? Atos nhún vai và đi theo bọn lính, còn lão thì rên la thảm thiết, lão lại bị đưa vào ngục tối hôm qua. Và người ta để lão ở đấy suốt cả ngày. Lão than khóc như một tên con buôn tạp hóa chính cống, vì như lão nói, không phải là con nhà võ. Buổi tối vào khoảng 9 giờ, lão vừa định đi nằm thì nghe có tiếng bước chân ở ngoài hành lang, rồi thấy cánh cửa mở và mấy tên lính xuất hiện. Một tên nói, đi theo tôi. Theo ông? Phụ kêu lên, theo ông vào cái giờ này à? Đến đâu vậy hả chơi Đến nơi mà tôi được lệnh dẫn anh đến. Nhưng đấy không phải là câu trả lời. Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nói ra được. Ôi, Chúa ơi, Chúa! Bonacir à lẩm bẩm lần này thì ta nguy mất rồi. Như một cái máy và không dám kháng cự lão theo mấy người lính đi ra. Ra đến sân, lão thấy một cái cỗ xe ngựa xung quanh có bốn người cưỡi ngựa đi kèm. Người ta đẩy lão vào cỗ xe đó, một tên lính trèo vào ngồi bên cạnh, cửa xe đóng lại và cả hai người đã nhựa trong một cái nhà tù lưu động. Xe chuyển bánh và chậm chạp như một cố xe tang. Qua chấn song sắt, ở cửa sổ, tù nhân chỉ nhìn thấy nhà và lề đường, có thế thôi. Nhưng vì là con người Paris chính cống, buôn xưa có thể nhận được phố xá qua các cột, các biển, các đèn đường. Khi đến Saint Paul, là nơi mà người ta xử tử những tù nhân ở ngục Bastille, đã suýt ngất và hai lần làm dấu thánh giá, lão tưởng xe dừng lại ở đó, nhưng cỗ xe cứ đi xa hơn. lão lại hết hồn một phen nữa khi xe vòng quanh nghĩa địa xanh răng, là nơi người ta chôn những tù nhân. chỉ có một điều là lão hơi yên lòng là trước khi đem chôn, người ta còn cắt cổ tù nhân, mà đầu lão thì vẫn còn ở trên vai lão. nhưng khi thấy xe đi theo con đường grave, lão nhận thấy những góc nhọn của tòa thị sảnh, xe đã chui qua cửa to vò. lão tưởng đợi lão đến đây là chấm dứt. Lão muốn nhờ tên lính bên cạnh rửa tội cho lão tên lính từ chối thế là lão khóc than rên la thảm thiết đến nỗi tên lính phải nói là nếu lão còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ lấy rẻ nhét vào miệng lời đe dọa cũng làm lão yên lòng đôi chút vì nếu người ta xử tử lão ở đây thì chả cần phải nhét rẻ vào miệng lão làm gì quả wow, cố xe đã đi qua nơi khủng khiếp ấy và bây giờ lão chỉ còn sợ có qua đua hoa nữa thôi thì đúng cỗ xe lại đi vào con đường đó. Đến cách nơi đó chừng 20 bước, Lão Bonacieux khốn khổ ấy nghe thấy một tiếng ồn ào, rồi thấy xe dừng lại. Đến đây, qua bao nhiêu mối cảm xúc, Lão không còn chịu đựng được nữa, Lão khẽ rên lên một tiếng như thất thở hắt ra cuối cùng của người hấp hối. Lão ngất đi. 14. Con người thành mưng cỗ xe dừng lại một lát, lại tiếp đi qua đám đông vào phố Thánh Onero, quay sang phố Trẻ Em Ngoan, rồi dừng lại trước một cái cửa thấp. Cánh cửa đó lập tức được mở ra, hai tên lính sốc nách Lão Bôn Xưa đi vào đó, lên một cầu thang rồi để Lão ở một phòng ngoài. Lão Bôn đã bước đi như trong một giấc mơ, Lão thấy mọi vật như qua một đám sương mù, tai Lão nghe thấy những tiếng động mà chẳng hiểu gì, cứ trong tình trạng đó lão ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lưng tựa vào tường, nghe tay bỏ thõng xuống. Tuy nhiên, khi lão nhìn xung quanh, lão không thấy một vật gì đáng sợ cả, chứng tỏ không có gì nguy hiểm. Khi lão thấy cái ghế gỗ đang ngồi được phủ đệm, ấm, êm ấm, cái tường mà lưng lão đang dựa vào được phủ một tấm da đẹp ở miền Quốc Đu. Cái cửa sổ trước mặt lão có treo những tấm rido bằng nhung đỏ. Lão dần dần nhận ra rằng Lão sợ hãi như vậy là quá đáng Và lão bắt đầu ngọ nguậy cái đầu Sang phải sang trái Rồi lên trên xuống dưới Lão cử động như vậy mà chẳng thấy ai phản đối Lão mạnh dạn thêm Kéo một chân về Rồi kéo nốt chân kia Sau cùng dùng hai tay chống người Lão đứng lên Vừa lúc đó một sĩ quan dáng điệu hòa nhã Mở một cánh cửa ra nói Ông có phải là ông Bonasia không? Thưa ông sĩ quan vâng ạ Lão ta ấp úng dở sống dở chết Xin mời ông vào Sĩ quan nói rồi đứng dẹp vào một bên Lão xưa loạn choạng bước vào Không một lời đối đáp Đó là một cái phòng lớn Trên tường treo đầy những vũ khí tấn công Và phòng ngự Và mặc dù mới đầu tháng 9 Mà trong phòng đã đốt lửa Nên nóng và ngột ngạt Giữa phòng có bề một cái bàn vuông Trên bàn đầy giấy tờ, sách vở Và một cái bản đồ lớn Về thành phố Alarosen đứng trước lò sưởi là một người tầm thước dáng điệu cao cả và tự hào cặp mắt sắc chán rộng Bùa mặt gầy gò và dài điểm một bộ ria mép mặc dù người đó mới khoảng chừng ba sáu ba bảy tuổi dâu tóc đã hoa dâm trừ thanh gươm không kể ông to cao dáng điệu con nhỏ vó đôi ủng da trâu của ông hãy còn phủ những bụi chứng tỏ ông đã cưỡi ngựa ngày hôm đó người đó chính là ác măng Duy Dislexit, giáo chủ Richelieu. Không như người ta thường tả, một người gãy gập như một ông già, đau ốm như một người bị khổ nhục. Giọng nói đã tàn lùi, chôn mình vào trong một cái ghế bành như đã tự chôn trước vào trong một nấm mồ. Chỉ còn sống bằng sức mạnh của tinh thần bảo vệ cuộc đấu tranh chống lại châu Âu bằng sự áp dụng vĩnh viễn tư tưởng của ông. Ở thời kỳ đó, Richelieu đúng là như thế, nghĩa là một kỵ sĩ khéo léo và phong nhã Thân thể tuy cũng đã có yếu rồi, nhưng được bồi đắp bằng một sức mạnh tinh thần. Sức mạnh đó đã làm cho ông thành một con người đặc biệt chưa từng có. Sau khi ủng hộ quận công Neve trên đất Măng sau khi chiếm Nim, Carter và UZ, ông đang chuẩn bị đánh đuổi quân Anh ra khỏi đảo Rê và bao vây thành La Rosen. Mới thoạt nhìn, không có gì biểu lộ là một đức giáo chủ và đối với nhiều người chưa biết mặt thì không thể biết được là ai ở trước mặt mình. Người bán hàng tạp hóa đau khổ đứng ở cửa, trong khi đó thì cặp mắt của người ấy, chúng tôi vừa tả, nhìn trừng chừng vào lão như muốn thấu suốt tật đáy của dị váng. Sau một lúc, người ấy hỏi, đây là Bonacieux phải không? Thưa tướng công vâng ạ, à? người sĩ quan đáp, được, đưa tập giấy kia cho ta, rồi lui người sĩ quan cầm tập giấy trên bàn rồi cúi chào tận đất rút lui. Lão xưa nhận thấy tập giấy là những tờ biên bản của cuộc tra hỏi lão ở Ngục Basti. Thỉnh thoảng giáo chủ lại ngước mắt lên khỏi tờ giấy và chĩa vào xưa như hai con dao găm muốn cắm vào trái tim lão. Sau mười phút đọc giấy tờ và mười giây quan sát, giáo chủ làm động một mình. Cái tên này chẳng dám mưu mô gì đâu, nhưng cũng cứ thử hỏi xem anh bị kết tội phản động. Giáo chủ chậm rãi nói. Đại phản động. Đó là điều mà người ta cho tôi biết. Thư tướng công, Bonacieux kêu lên và bắt trước viên sĩ quan gọi người hỏi mình với tức vị ấy. Nhưng tôi xin thề với ngài là tôi không biết gì cả. Giáo chủ nén một nụ cười hỏi tiếp. Anh đã có một âm mưu cùng với vợ anh, với bà Sơ và với nam tức quận công Buckingham, có đúng không? Thư tướng công, thực quả là tôi có được nghe thấy vợ tôi nói đến tất cả những cái tên đó trong dịp nào mụ ta nói rằng giáo chủ Richelieu đã dụ nam tước Buckingham đến Paris để hại người cùng với hoàng hậu mụ ta nói thế à giáo chủ nói giọng mạnh mẽ thư tướng công vâng ạ à. nhưng tôi đã nói với mụ ta rằng mụ nghĩ thế là nhầm đời nào giáo chủ lại thôi im đi anh là đồ ngốc ấy đúng là cô vợ tôi đã mắng tôi anh có biết ai bắt cóc vợ anh không thưa tướng công không ạ nhưng anh có nghi ngờ cho ai chứ thưa tướng công có ạ à? nhưng những nghi ngờ đó đã làm phật ý ông cảnh sát trưởng nên tôi không còn dám có nữa vợ anh đã trốn thoát anh có biết không thưa không ạ à, tôi chỉ mới được biết tin đó từ hôm qua khi tôi vào trong ngục cũng do ông cảnh sát trưởng nói ông ta thật là một người đáng mến giáo chủ lại ném một nụ cười thứ hai vậy anh không biết gì về vợ anh sau khi mụ ta đã trốn thoát hoàn toàn không ạ à, nhưng có lẽ mụ ta đã trở về cung điện louvre lúc một giờ sáng mụ vẫn chưa trở về đấy trời ơi thế mụ ta ra sao anh cứ yên trí rồi người ta sẽ biết không ai giấu được giáo chủ điều gì đâu giáo chủ biết hết thưa tướng công như vậy ngài có tin là đức ngài giáo chủ sẽ vui lòng cho tôi biết vợ tôi đã ra sao không có thể được nhưng trước tiên anh phải thú thật hết những gì anh có biết liên quan đến mối quan hệ giữa vợ anh và bà Servoy. thưa thưa tướng công tôi không biết gì cả tôi không gặp bà ấy bao giờ. lúc anh đến đón vợ anh ở công điện Louvre vợ anh có về thẳng ngay nhà không? hầu như không bao giờ cả. mụ còn có công việc với những người bán hàng vải tôi phải đưa vợ tôi đến ở những nơi ấy. thế đến mấy người bán hàng vải dạ thưa tướng công hai ạ à? họ ở những đâu một ở phố Ở Vojira còn người kia ở phố la háp ạ anh có cùng vào đấy bao giờ không thưa công tước không bao giờ ạ à. tôi đợi vợ tôi ở ngoài cửa thế vợ anh viện lý do gì mà vào đấy một mình mụ ta không viện lý do gì cả chỉ bảo tôi đợi thế là tôi đợi anh là một người chồng dễ tính quá đấy anh bạn bonacieux thân mến của tôi ạ à. Bonacieux nghĩ thầm, ông ta gọi mình là bạn thân mến của tôi à? Anh có còn nhớ được những căn nhà đó không? Giáo chủ hỏi tiếp, thưa có ạ. À? Có nhớ số không? Thưa có ạ. À? Những số nào? Số 25 phố Vogira và 75 phố Láp. Tốt lắm. Nói xong giáo chủ cầm lấy một cái chuông bằng bạc và rung lên. Viên sĩ quan vào, giáo chủ nói nhỏ với sĩ quan. Đi tìm ngay cho tôi Sofo, nếu ông ấy đến thì bảo vào ngay. Bà Tước đã đến rồi ạ. Sĩ quan nói và đòi được gặp ngay Đức Ngài. Đức Ngài? Bố nay xưa trận tròn mắt, nghĩ thầm vì lão biết đó là tước vị mà người ta thường gọi giáo chủ. Đức Ngài. Vậy đưa ngay ông ấy vào đây. Giáo chủ vội nói. Viên sĩ quan lao ra ngoài. Chưa đầy 5 giây sau, cửa lại mở ra và một nhân vật mới xuất hiện. Chính hắn đấy, xưa kêu lên hắn nào giáo chủ hỏi người đã bắt cóc vợ tôi đấy giáo chủ lại rung chuông lần nữa viên sĩ quan lại xuất hiện đưa người này ra giao cho hai tên lính gác của hắn và bảo đợi cho đến khi ta gọi buôn hốt hoảng vội kêu lên thưa tướng công không phải ông ấy đâu ạ không tôi đã nhầm đấy ạ đây là một người khác không giống hắn ta đi tí nào ông đây là một người tốt đấy ạ đem cái thằng ngu đần này đi giáo chủ nói Vị sĩ quan nắm lấy cánh tay xưa kéo ra ngoài. Nhân vật mới được đưa vào liếc mắt theo dõi một cách sốt ruột lão xưa cho đến khi lão ra hẳn ngoài và cửa đã đóng lại. Mới bước nhanh lại gần giáo chủ và nói Hai người đã gặp nhau rồi. Hai người nào? Giáo chủ hỏi. Hoàng hậu và quận công. Ở đâu? Trong cung điện Louvre. Ông có chắc không? Hoàn toàn chắc. Ai nói với ông? Bà Lan Nguyên. Bà là người lúc nào cũng trung thành với Đức Ngài. Tại sao bà ta không nói sớm hơn? Không hiểu do tình cờ hay do không tín nhiệm, Hoàng hậu đã đưa bà Fagrit vào ngủ trong buồng bà ta và giữ bà ta suốt đêm ngày. Thôi được, thế là chúng ta lại đã bại trận. Ta phải cố gắng trả thù mới được. Xin Đức Ngài cứ yên tâm, tôi xin đem hết tâm hồn tôi ra phục vụ. Việc đó đã diễn ra như thế nào? Lúc 12 giờ rưỡi đêm, hoàng hậu đang ở trong phòng ngủ với các bà hậu thì có người đem đến một cái khăn mùi xoa do bà nữ tỳ coi quần áo gửi đến. Rồi sao nữa? Lập tức hoàng hậu tỏ vẻ hết sức xúc động và mặc dù người đánh phấn rất nhiều, người ta cũng thấy được người tái mặt đi. Sao nữa? Sao nữa? Rồi người đứng lên và nói giọng lạc hẳn đi. Các bà hãy đợi tôi 10 phút nhé, tôi về ngay. Nói xong rồi, người mở một cái cửa ngách và ra đi. Thế tại sao bà Lan Noi không đi báo cho ông ngay? Chưa có gì chắc chắn cả, Và lại hoàng hậu đã ra lệnh, các bà hãy đợi tôi, cho nên bà ta không dám trái lệnh. Hoàng hậu đã ở ngoài trong bao nhiêu lâu? 45 phút thư đức ngài. Thế không một bà nữ tỳ nào theo hầu à? Chỉ có một mình bà Etefana thôi ạ. À? sau đó hoàng hậu có trở về buồng mình nữa không có ạ à, chỉ để lấy một cái hộp gỗ nhỏ màu hồng rồi lại ra ngay khi trở về hoàng hậu có còn cầm cái hộp đó không thưa không ạ à? bà lao nay có biết trong cái hộp đó đựng gì không có ạ à, chuỗi kim cương mà đức vua đã tặng hoàng hậu vào lúc trở về hoàng hậu đã không còn cầm cái hộp đó nữa phải không thưa vâng à ý kiến của bà Lan oai là hoàng hậu đã trao nó cho bất kinh hơm rồi có phải không bà ta chắc chắn là như vậy vì trong ngày hôm đó nhân danh là nữ tỳ hậu cận hoàng hậu và đã tìm cái hộp đó mà không thấy bà ta lấy làm thắc mắc sau phải hỏi đến hoàng hậu thì hoàng hậu đỏ mặt lên trả lời là đã làm gãy mất một cái hạt nên đã đưa ra cho thợ kim hoàn chữa lại vậy thì cần phải đi điều tra xem có đúng như thế không chính bản thân tôi đã đi hỏi bị ta kim hoàn trả lời là không thấy gì cả. Tốt thôi, Rutherford, chưa mới hết cả đâu, có thể là điểm hay nữa cơ đấy. Sự thật là tôi không dám không tin vào tài trí của đức ngài. Còn bây giờ, ông có biết quận chúa Sapphire và quận công Buckingham ẩn nấp ở đâu không? Thưa không ạ, à, người của tôi chưa nhận được tin gì xác thực cả. Thế mà tôi biết đấy. Đức ngài biết ạ? À? Phải, họ ít ra là tôi cũng nghi là bọn họ người thì ở phố Vugira, số nhà 25, người thì ở phố La Áp, số nhà 75. Đức Ngài có muốn tôi đến túng cổ họ không ạ? À? Muộn quá rồi, họ chuồn cả rồi. Xin Đức Ngài cứ ra, ra lệnh, ta thử một phen xem, có mất gì đâu. Thôi thế được, ông đi đem theo 10 lính cận vệ của tôi. Thưa Đức Ngài, xin tuân lệnh. Nói xong, Rolf lao ra ngoài. Giáo chủ còn lại một mình suy nghĩ một lúc rồi rung chuông lần thứ ba vẫn viên sĩ quan ban nãy bước vào giáo chủ hỏi dẫn tù nhân lúc nãy vào lão bonacieux lại được đưa vào viên sĩ quan lại lui ra giáo chủ nghiêm sắc mặt bảo lão bonacieux anh đã lừa dối ta tôi ạ à? Bonasio kêu lên tôi mà lại dám lừa dối đức ngài sao vợ anh đến phố vogira và phố láp không phải là để tìm người bán phải thế tìm ai ạ? À? tìm quận chúa Surfray và quận công Buckingham chứ tìm ai khác? vâng, lá Bonacieux lục soát lại trí nhớ đáp vâng. đức ngài nói đúng đấy ạ. À? tôi đã nhiều lần bảo vợ tôi là bán hàng vải gì mà lại ở trong những nhà như thế, chẳng có biển gì cả. mỗi lần đó vợ tôi lại chỉ cười. ôi thưa đức ngài, Bonacieux vừa nói vừa quỳ xuống chân giáo chủ. ôi, đức ngài quả là một đức giáo chủ, đức giáo chủ vĩ đại một vị thiên tài mà toàn thế giới phải tôn sùng. Mặc dù những lời ca tụng ấy xuất phát từ một con người tầm thường như Lão Bonacieux cũng làm giáo chủ hài lòng được chốc lát. Ngay sau đó, như có một ý kiến mới. Giáo chủ mỉm cười giơ tay ra cho Lão Bonacieux và nói Thôi này, anh bạn của ta, anh đứng lên. Lão Bonacieux reo lên Đức giáo chủ đã sờ tay tôi. Tôi đã được sờ bàn tay của một con người vĩ đại. Con người vĩ đại đã gọi tôi là bạn thân. Phải, anh bản thân của tôi à? Giáo chủ nói với một giọng hiền từ, thỉnh thoảng ông cũng bắt chước được, nhưng cũng chỉ đánh lừa được những kẻ không biết. Và cũng vì tôi đã nghi anh một cách oan uổng, thì đây, tôi xin đền bù cho anh. Anh hãy cầm lấy cái túi tiền này. Trong có một trăm đồng pít thông đấy, và xin anh tha lỗi cho tôi. Tôi tha lỗi cho Đức Ngài ạ. Bonacieux à? nói, nói và rụt rè không dám cầm lấy túi tiền sợ là bị giễu cợt. Đức Ngài là người muốn bắt tôi lúc nào thì bắt, muốn hành hạ tôi lúc nào thì hành hạ, muốn treo cổ tôi lúc nào thì treo. Đức Ngài là đấng tối cao, còn tôi chỉ là con sâu con bọ, mà lại tha thứ cho Ngài ạ. À. Xin Đức Ngài đừng nói thế. Anh Bonasio thân mến, anh rộng bụng quá đấy. Tôi hiểu anh và tôi cám ơn anh. Vậy tôi đề nghị anh hãy vui lòng cầm lấy túi tiền này. Anh bằng lòng chứ? Thật là hân hạnh cho tôi quá, thưa Đức Ngài. Thôi tạm biệt nhé, tôi mong có ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau. Khi nào Đức Ngài muốn tôi sẽ xin tuân lệnh ngay. Cũng sẽ luôn luôn thôi, anh cứ yên chí tôi đã thấy cái thú đặc biệt được nói chuyện với anh. Ôi thưa Đức Ngài. Thôi, tạm biệt anh Bôn Hà Sư, tạm biệt. Và giáo chủ giơ tay ra hiệu, Bôn Hà Sư chào cúi dạp xuống tận đất, rồi đi giặt lùi ra tận cửa. Khi lão đã ra đến buồng ngoài, giáo chủ còn nghe thấy lão phấn khởi hô vang đức ngài giáo chủ vĩ đại muôn năm giáo chủ lắng nghe và tủm tỉm cười khi tiếng hô đã đi xa giáo chủ nói một mình tốt lại thêm được một người sẵn sàng đổ máu cho ta rồi giáo chủ lại cắm cúi nghiên cứu tấm bản đồ thành lá rô sen trải ở trên bàn lấy bút chì kẻ một vạch và mười tám tháng sau là một con đê nổi tiếng nó bịt chặt khu cảng và thành phố bị bao vây trong khi giáo chủ đang chậm tư mặc tượng về chiến lược chiến thuật, thì cửa phòng bỗng mở ra và Rosefor lao vào. Giáo chủ đứng phát lên, chứng tỏ ngài đã quan tâm thế nào đến nhiệm vụ giao cho rồi hỏi, thế nào? Thưa đức ngài, đáp, một thiếu phụ chạc 26-28 tuổi và một người đàn ông chạc 35 tuổi đã trú ngụ ở mấy nhà từ 4 năm hôm nay, nhưng người thiếu phụ đã đi đêm qua, còn người đàn ông thì sáng hôm nay mới đi. Đúng họ rồi, Giáo chủ kêu lên và nhìn vào đồng hồ treo trên tường, bây giờ thì chậm quá rồi, quận chúa đã đến tua và quận công đến Boulogne rồi. Ta bắt gặp họ ở London thôi. Đức ngài chỉ thị thế nào ạ? À? Không được để hở một tí gì về sự việc vừa mới xảy ra, hoàng hậu phải được yên trí tuyệt đối. Không được biết một tí gì là chúng ta đã nắm được bí mật của người. Phải làm sao cho người tưởng là ta đang truy lùng một cuộc âm mưu nào đó ông đi tìm người giữ dấu ấn của ta đến đây thế còn người đó đức ngài đã làm gì rồi người nào lão bonacieux ấy ạ à? ta đã làm tất cả những gì mà người ta có thể làm được ta đã biến hắn thành tên gián điệp dò xét vợ hắn rochefort nghiêng mình kính cẩn tỏ vẻ bái phục tài trí cao siêu của bậc thầy rồi đi ra giáo chủ lại ngồi xuống viết một bức thư mà ông sẽ đóng dấu bằng chuyện riêng của ông rồi ông rung chuông lần này là lần thứ tư viên sĩ quan lại bước vào. Cho gọi Vitray đến đây và báo cho anh ta chuẩn bị một chuyến đi xa. Một lát sau, người mà giáo chủ cho gọi đến đã trình diện, trang bị đi đường xa đầy đủ. Vitray, giáo chủ nói, anh phải đi hỏa tốc đến London, trao bức thư này cho Milady. Đây là tờ ngân phiếu 200 pít tông, anh mang đến ngân khố của ta mà đánh tiền. Nếu sáu ngày nữa anh quay trở về đây với nhiệm vụ hoàn thành, anh sẽ được lĩnh thêm một món tiền tương đương. Liên lạc viên không đáp một câu nào, nghiêng mình cầm bức thư, tờ ngân phiếu 200 pít tông, rồi ra đi. Nội dung bức thư như sau. Milady, trong buổi dạ hội đầu tiên mà có quận công Bucky hâm sự, ông ta sẽ đeo một chuỗi hạt có 12 viên kim cương, cố tìm cách lại gần và cắt cho ta hai viên. Khi nào xong việc, báo cho ta ngay. 15. Quan văn và quan võ Sau một ngày của những sự kiện đã xảy ra, Atos không thấy trở về. Ông Trevi đã được Nhăng và Portos báo cáo về sự mất tích ấy. Còn Arami xin nghỉ phép 5 ngày để đi Rouen, theo người ta nói, công việc gia đình. Ông Trevi là cha của lính ngự lâm. Bất cứ là người lính mới hay lính cũ, một khi đã khoác bộ quân phục đó đều được ông giúp đỡ cách tận tình và thân tình. Hay tin Atos như vậy, ông đi thẳng đến viên thiếu ý hình sự. Người ta cho gọi viên sĩ quan chỉ huy chạm hồng thập tự và những tài liệu kế tiếp nhau cho biết Atos đã bị đem đến trại giam Forvich. Atos đã phải trải qua tất cả các cuộc lục vấn như lá bô Chúng ta đã được chứng kiến tấm màn đối chứng giữa hai người bị bắt ấy. Atos cho đến lúc bấy giờ vẫn lo là đã thanh nhăng chưa có đủ thì giờ hành động. Nhưng từ lúc này trở đi anh bắt đầu ai tên thật là Atos. Anh còn nói thêm anh chẳng quen biết gì ông đã thanh nhăng, cả vợ ông ta cũng vậy. Và lúc 10 giờ đêm hôm ấy, anh đến thăm Bonacieux, lỗi bạn anh không có nhà vì đang dự buổi ăn tối ở nhà ông Trevi. 20 người có thể chứng thực việc đó. Anh kể đến rất nhiều người thượng lưu giới quý tộc có tiếng tăm ở quận công chê Mui. Tên cảnh sát trưởng thứ hai cũng như tên thứ nhất đều bị choáng váng về lời khai đơn giản nhưng cứng rắn của người lính ngựa lâm đó. Người mà chúng rất muốn trả mối thù của các vị quan tòa lên đầu các vị quan quân nhân. Nhưng tên tuổi của các ngài Trevi và quận công chê Mui làm chúng phải đắn đo. Athos cũng bị đưa đến Đức Giáo Chủ, nhưng không may lúc đó ngài lại đang đến gặp vua ở cung điện Louvre cũng đúng là lúc ông chơi ở nhà giám đốc ngủ Fervich đi ra. Vì không tìm thấy Athos nên ông đến thẳng đức vua. Người ta biết rằng vua có rất nhiều thành kiến với hoàng hậu và đều là do sự xúi bẩy rất khéo của giáo chủ. Một trong những nguyên nhân chính của thành kiến là sự thân mật của hoàng hậu với bà Savoy. Vua lo lắng về hai người đàn bà ấy hơn cả về cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha, về cuộc bất hòa với nước Anh và về cuộc tài chính khủng hoảng trong nước nữa. Vua đã tin rằng bà Sơ Phơi phục vụ hoàng hậu không phải chỉ vì hoạt động chính trị, mà cả trong hoạt động tình ái. Chính điểm này mới làm hoàng thượng đau đầu hơn cả. Mấy câu đầu tiên của giáo chủ tâu với vua rằng bà Sơ Phơi mà người ta tưởng là đang ở thành tua vì đã bị kết án phát vãng lên đấy. Thế mà bà đã trở về Paris và trong năm ngày ở đây, bà đánh lạc hướng sở mật thám. Chỉ mới thế, vua đã đùng đùng nổi giận. Tinh khí thất thường, không trung thủy Nhà vua lại được người ta gọi mình là Louis Trí Công Và Louis Liêm Khiết Thời đại chúng ta hiện nay rất khó hiểu Cái đặc tính ấy mà lịch sử chỉ giải thích Bằng sự việc Chứ không bao giờ bằng lý lẽ cả Đến khi Đức Giáo Chủ Thêm là không những bà Sơ Phơi trở lại Paris Mà Hoàng Hậu lại còn bắt mối liên lạc được Với bà do một tổ chức bí mật Mà thời buổi bấy giờ gọi là Một cuộc âm mưu chính trị và khi giáo chủ xác nhận rằng giáo chủ đang lận tìm được một đầu mối sợi dây bí mật và giữ lúc sắp bắt được quả tang thì tại trận đặc phái viên của hoàng hậu thì một người lính ngựa lâm cầm gươm trong tay tấn công và cản trở các nhà chức trách đang làm nhiệm vụ phục vụ đức vua đến lúc ấy louis mười ba không chịu được nữa tiến lên một bước về phía phòng của hoàng hậu mặt tái xanh vì tức giận một cơn giận mà một khi nó đã nổ ra nó sợ dẫn hoàng thượng đến sự tàn bạo lạnh lùng nhất. ấy là đến lúc bấy giờ giáo chủ chưa hé một câu nào về bắc kinh hôm cả. chính lúc đó ông trevi bước vào lạnh lùng kính cẩn và trang phục chỉnh tề. biết trước sự việc gì sẽ xảy ra do sự có mặt của giáo chủ và nét mặt thất sắc của vua, ông trevi vẫn cảm thấy mình mạnh mẽ như samson trước quân philip. vua Louis thứ 13 đã đặt tay vào quả đấm cửa phòng hoàng hậu thì ông Trevi bước vào. Vua liền quay lại, không nén được tức giận nói. Ngài đến đúng lúc quá đấy, ngài Trevi à. Tôi đã được biết nhiều chuyện đẹp đẽ về quân ngựa lâm của ngài đấy. Còn tôi, ông Trevi lạnh lùng nói, tôi có nhiều chuyện hay về quan tòa, muốn tâu với hoàng thượng. Có thú vị lắm không? Vua kiêu ngạo nói. Tôi được hân hạnh tâu trình lên hoàng thượng rằng Ông Thư Vi vẫn lạnh lùng nói. Một bộ phận những người biện lý, cảnh sát trưởng và nhân viên mật thám, những người rất tín nhiệm nhưng rất hùng hổ chống lại quân đội, đã tự tiện xông vào nhà người ta, bắt giữ một quân nhân, đem giải đi ở giữa đường phố, rồi đem ném vào ngục tù Foyvich, do một mệnh lệnh mà người ta từ chối không đưa tôi xem. Người quân nhân bị bắt trái phép đó là một người lính ngựa lâm của tôi, cô Hoàng thượng thì đúng hơn, một người mà tư cách không thể chê vào đâu được, mà tiếng tăm cũng gần như lừng lẫy mà hoàng thượng cũng đã từng biết tên, Atos. Atos à? Vua thản nhiên nói, phải, phải, tôi biết cái tên đó. Xin hoàng thượng hãy nhớ lại, ông Trivi nói, ông Atos là người lính ngựa lâm trong một cuộc đọ gươm, đã dáng một đoàn trí tử vào ông Cao Y Sắc. Về vấn đề này, thưa Đức Ngài, ông Trivi tiếp tục nói với giáo chủ, ông Cao Y Sắc đã hoàn thành bình phục chưa? Xin cảm ơn, giáo chủ nói và cắn môi vì tức giận. Vậy mà ông Atos sẽ đến thăm một người bạn, Ông Trevi nói tiếp, nhưng người này vắng mặt, người này là một thanh niên sứ gác công, lính tập sự tại đơn vị ngài Esa. Nhưng trong khi ông Atos vừa tới nhà bạn và cầm lấy một quyển sách trong khi chờ đợi, thì một đám binh lính và mật thám hỗn hợp đến bao vây nhà và phá cửa. Giáo chủ ra hiệu với vua như muốn nói, đây là sự việc mà tôi đã nói. Vua liền ngắt lời ông Trevi, tôi đã biết tất cả sự việc đó rồi và tất cả các cái đó đều vì lợi ích của chúng ta vậy thì ông vi nói cũng là vì lợi ích của hoàng thượng mà người ta đã bắt một người lính ngự lâm vô tội của tôi người ta đã để hai người lính dẫn người đó đi giữa đường phố như một tên vô lại người đó là một người đã từng hàng chục lần đổ máu để phục vụ hoàng thượng và còn sẵn sàng đổ máu nữa thế nào vua đã hơi lung lạc nói sự việc đã diễn ra như vậy à ngài Trevi đã không nói là giáo chủ hết sức thản nhiên nói người lính ngự lâm vô tội đó con người hào hoa phong nhã đó cách đây một giờ đã dùng gươm đánh đuổi bốn nhân viên của tôi, không để cho họ thi hành một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tôi xin thách Đức Ngài chứng minh được việc đó. Ông Trivi kêu lên với một sự thành thực rất gác công và với một sự cứng rắn rất nhà binh. Vì rằng trước lúc đó một giờ, ông Athos là người mà tôi xin giới thiệu với Đức Vua, một người rất cao thượng, đã đến dự bữa cơm tối ở nhà tôi, đã sang phòng khách ở nhà tôi nói chuyện với quận công chê mui, và bá tước Salut cũng có mặt ở đó. Đức vua nhìn giáo chủ. Giáo chủ nói: một tờ biên bản phải có một tờ biên bản mới có thể tin được. Những nhân viên của tôi bị tấn công đã làm tờ biên bản mà tôi đã hân hạnh được trình lên đức vua. Tờ biên bản của con nhà văn có bằng lời nói danh dự của con nhà võ không? Ông Trevi kiêu kỳ đáp. Thôi thôi, vua nói. Ngài Trevi, xin ngài đừng nói nữa nếu đức ngài còn nghi ngờ một người lính ngự lâm của tôi ông tivi nói luật pháp của đức ngài đã lừng danh đích thân tôi xin yêu cầu mở một cuộc điều tra ở trong cái nhà mà luật pháp đang được thực hiện ấy giáo chủ vẫn điểm nhiên nói tôi chắc là có một người thanh niên gác công bạn của người lính ngự lâm ấy đức ngài muốn nói đến ông đã ta nhăng ấy à tôi muốn nói đến một thanh niên được ngài che chở thưa ông tivi Vâng, thưa Đức Ngài, cũng thế thôi. Ngài không nghi ngờ rằng người thanh niên đó đã khuyên bảo ông Atos những điều không hay à? Khuyên bảo ông Atos một người gấp đôi tuổi mình. Ông chơi vì đáp, Ồ, không thể như thế được đâu thưa Ngài, và lại buổi tối hôm đó, ông đã tay nhăng ở chơi nhà tôi. Ồ, giáo chủ nói, thế ra tối hôm đó tất cả mọi người đều ở nhà Ngài à? Đức Ngài nghi ngờ câu nói của tôi sao? Ông Trevi nói mặt đỏ lên vì tức. Thật có trời chứng giám là tôi không nghĩ thế. Giáo chủ nói, nhưng ông ấy ở nhà ngài lúc mấy giờ? Ồ, có hỏi ấy thì tôi có thể trả lời đức ngài một cách rõ ràng được. Vì rằng khi ông ấy vào, tôi để ý nhìn đồng hồ. Thấy mới 9 giờ rưỡi, mặc dù tôi tưởng là đã khuya hơn. Thế đến mấy giờ ông ấy mới ra về? 10 giờ rưỡi, một giờ sau sự việc. Giáo chủ không bao giờ nghi ngờ lòng trung thực của ông Vi nên đã cảm thấy mình thất bại, nhưng còn cố hỏi thêm. Nhưng ông Atos đã bị bắt trong nhà phố Người Đào Huyệt. Có lệnh nào cấm một người bạn đến thăm một người bạn? Một người lính ngựa lâm trong đơn vị tôi kết thân với một người lính gác trong đơn vị ông Esa, Thứ Đức Ngài. Có cấm khi mà ngôi nhà đó họ kết thân lại bị tình nghi? Nghĩa là ngôi nhà ấy bị tình nghi? Vô nói, Ngài Trê Vi có biết không? Tâu Hoàng Thượng tôi không biết ạ. À. Nói chung thì chỗ nào trong ngôi nhà đó cũng có thể tình nghi được nhưng chỗ ở của ông đa ta nhăng thì nhất định là không rồi vì tôi xin khẳng định rằng không có một người nào trung thành với hoàng thượng hơn ông đa ta nhăng không có một người nào thán phục đức giáo chủ hơn ông ta ông đa ta nhăng có phải là người đã đâm trọng thương ông cao y sắc trong một cuộc giao tranh ở gần tu viện các mơ đê sô không đức vua hỏi và nhìn giáo chủ đang dần dần đỏ mặt vài ngày hôm sau lại béc na -ju nữa đấy ạ à? hoàng thượng có một trí nhớ rất tốt thế nào vua hỏi Việc này ta phải giải quyết ra sao đây? Cái đó tùy ở Hoàng thượng, tôi không dây dưa vào, giáo chủ nói. Nhưng tôi khẳng định là có lỗi. Còn tôi thì là vô tội. Ông Trevi nói, nhưng Hoàng thượng có tòa án, và tòa án sẽ quyết định. Đúng đấy, vua nói, đưa vấn đề này ra trước pháp luật để xét xử. Chỉ còn một điều là, ông Trevi nói tiếp, ở cái thời đại khốn khổ này của chúng ta, chúng ta đau buồn mà nhận thấy là mặc dù sống liêm khiết và gương mẫu cũng không tránh khỏi điều tủ nhục và ngược đãi. Do đó quân đội cũng sẽ công phẫn vì cứ phải va chạm với những sự đối đãi có tính chất mật thám ấy. Câu nói đó thiếu thận trọng, nhưng ông Trevi có mục đích, ông muốn một sự bùng nổ vì quả mìn đó sẽ phát ra lửa và lửa sẽ soi sáng. Mật thám! Vua kêu lên. Và ngài biết gì nào? lúc nào cũng chỉ chú trọng đến lính ngựa lâm của ngài và làm tôi phải đau đầu. Cứ theo như ngài nói thì hình như là nếu chẳng may người ta bắt phải một lính ngựa lâm thì lập tức nước Pháp lâm nguy. Biết bao nhiêu là điều tiếng về một tên lính ngựa lâm. Tôi sẽ cho bắt 10, 100, ngay cả toàn đơn vị và tôi cấm không ai được xì xào một câu nào. Nếu như quân lính ngựa lâm đáng nghi đối với Hoàng thượng, Trời Vì nói, thì họ là những người có tội. Do đó, tâu Hoàng thượng, tôi xin sẵn sàng nộp lại thanh gươm của tôi vì rằng sau khi đã kết tội quân lính của tôi đức ngài giáo chủ tất nhiên sẽ kết tội đến chính bản thân tôi vì vậy tốt hơn hết tôi tình nguyện trước được bắt làm tù binh cùng với ông athos mà người ta đã bắt rồi và sẽ đến lượt ông đã tai nhang sau gớm vô nói cái đầu gác công có khác chấm dứt đi thôi tâu hoàng thượng đề nghị hoàng thượng chỉ thị cho người ta trả người lính ngự lâm cho tôi hoặc ông ta phải được xét xử người ta sẽ xét xử hắn giáo chủ nói càng hay tôi sẽ xin phép hoàng thượng được làm người bào chữa cho ông ta vua sợ một sự bùng nổ vội nói nếu như bản thân đức ngài không có những chính cớ giáo chủ thấy vua đi đến mình cũng đi đến trước mặt vua rồi nói xin lỗi nếu hoàng thượng thấy tôi là một quan tòa qua thành kiến thì tôi xin rút lui thế này vậy vua nói Ngài Trevi có dám thề trên mùa ma Đức Vua Cha tôi rằng khi sự việc xảy ra thì ông Atos có mặt tại nhà ngài và ông ta không tham gia vào sự kiện đó không? Tôi xin thề trên mùa ma Đức Vua Cha Quang Vinh và trên cả Hoàng Thượng nữa là người mà tôi sùng bái nhất trên đời này. Xin Hoàng Thượng hãy suy nghĩ thêm. Giáo chủ nói nếu ta thả ông Atos ra như vậy người ta sẽ không thể nào biết được sự thật nữa đâu. Ông Atos sẽ luôn luôn có mặt ở đây, Trevi nói, và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các vị quan tòa. Ông ấy không đào ngũ đâu. Xin Đức Ngài cứ an tâm, tôi xin đảm bảo cho ông ấy. Đúng là ông ấy không đào ngũ đâu, vua nói. Người ta có thể tìm gặp ông ấy bất kể lúc nào như Ngài Trevi đã nói. Và lại, vua nói rất khẽ và nhìn giáo chủ bằng con mắt cầu khẩn. Chúng ta hãy ban cho họ sự an ninh. Đó là chính trị đấy. Cái thứ chính trị ấy của Louis thứ 13 làm giáo chủ phải mỉm cười. Xin hoàng thượng cứ ra lệnh, giáo chủ nói, hoàng thượng có quyền ân xá. Ân xá chỉ áp dụng cho những kẻ có tội. Trevi nói, còn người lính của tôi thì vô tội, vậy không phải hoàng thượng ban hành lệnh ân xá mà là ban hành công lý. Atos ở vừa hỏi, tâu hoàng thượng vâng và ở trong hầm kín như một tù nhân trọng tội ấy. Quỷ quái quá đi mất. Vua lẩm bẩm, ta phải làm gì bây giờ? ký chỉ thị trả lại được tự do giáo chủ nói sự đảm bảo của ngài thê vi là đủ lắm rồi ông thê vi nghiêng mình một cách kính cẩn với một niềm vui sướng không phải là không có lo ngại ông muốn có một sự phản đối ngoan cố của giáo chủ hơn là một sự dễ dãi đột biến ấy vua ký lệnh tha bổng và ông thê vi vội vàng mang đi ngay khi ông sắp ra đi giáo chủ mỉm cười thân mật với vua trong đơn vị ngự lâm quân của hoàng thượng có một sự đoàn kết rất hay giữa vị chỉ huy và quân lính. Ông Hoàng Thượng điều đó rất có lợi cho công tác và rất vinh dự cho chúng ta. Ông Tê Vĩ nghĩ thầm, hắn lại sắp chơi mình một vố gì nữa đây, khó mà dứt điểm được với con người như thế. Nhưng ta chuẩn nhanh lên thôi, Hoàng tưởng có thể thay đổi ý kiến, khó mà lại đưa trả vào ngục Basti hay phôi vách một tù nhân đã ra khỏi đó. Thế là ông Tevi ca khúc khải hoàn vào ngục phôi vách giải thoát cho người lính của ông. Khi gặp Đa Tà Nhân, ông nói, anh thoát được thế là may lắm đấy. Nhát gươm anh tặng cho Cao Ý Sắc, thế là được trả giá rồi. Còn nhát cho Bẹc Du nữa, chứ có mà chủ quan nhé. Ông Tư Vi đã nghi ngờ giáo chủ và nghĩ rằng không thể dứt điểm với con người ấy là rất đúng. Khi ông vừa đi khỏi, giáo chủ nói với vua, Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, nếu hoàng thượng vui lòng, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau. Tâu hoàng thượng, Buckingham đã đến Paris và ở lại đây 5 ngày, mãi sáng nay mới ra đi. Mười sáu Quan trưởng ấn thi hành nhiệm vụ Khó mà tả được cảm giác của vua Louis thứ mười ba sau khi nghe thấy mấy câu ấy, mặt ông lần lượt đỏ lên rồi lại tái đi, và sáu chủ trước hết thấy là chỉ bằng một đoạn ấy mình đã chiếm lại được mảnh đất đã bị mất. Bất Kỳ Hâm đến Paris Vua kêu lên, Anh đến đây làm gì? Hắn đã đẻ mưu mô gì với kẻ thù của chúng ta là bọn Tân Giáo và bọn Tây Ban Nha? Không, không đâu. Mưu mô chống lại danh dự của tôi cùng với bà Sovrei, bà Longerville và bọn Công Đê thì đúng hơn. Ôi, ý kiến ấy là quá. Hoàng hậu, hoàng hậu là người rất đức hạnh và nhất là rất yêu hoàng thượng đàn bà lại yếu đuối lắm đức giáo chủ à, còn vấn đề rất yêu tôi tôi có ý kiến về mối tình đó tôi vẫn khẳng định rằng bắc kinh hơn đến paris là vì mục đích chính trị còn tôi tôi chắc chắn hắn đến đây vì vấn đề khác đức ngài giáo chủ ạ à? nhưng nếu hoàng hậu mà có tội bà ta sẽ biết tay mặc dù tôi rất ghê tợm mà không dám nghĩ đến một sự phản bội như vậy những ý kiến của hoàng hậu làm tôi nhớ đến một việc như sau và lao Noi là người mà theo lệnh hoàng thượng ẩn đã hỏi nhiều lần nói là đêm hôm trước hoàng hậu đã thức rất khuya sáng nay người khóc rất nhiều và suốt ngày chỉ thấy người viết thư đúng rồi vua nói chắc là viết cho hắn đấy giáo chủ ạ à, ta cần phải có được những tờ giấy ấy của hoàng hậu nhưng làm thế nào mà lấy được tâu hoàng thượng hình như là hoàng thượng và tôi cũng đều không thể làm được công việc ấy thế đối với bà thống chế Crơ, Người ta đã làm như thế nào? Vô tức giận đến cao độ nói, người ta đã lục lọi cái tủ của bà và cuối cùng khám cả người bà nữa. Bà thống chế Ancre chỉ là bà thống chế Ancre, một ả giang hồ ở Florence. Chỉ có thế thôi thưa hoàng thượng. Trong khi đó thì vị phu nhân uy nghi của hoàng thượng là Anna nước Áo, hoàng hậu của nước Pháp, nghĩa là một trong những quận chúa lớn nhất thế giới. Như thế tội lỗi lại càng nặng, thưa đức giáo chủ, bà ta càng có địa vị cao quý bao nhiêu thì lại càng bị rơi xuống thấp bấy nhiêu và lại đã từ lâu tôi có ý định cần phải chấm dứt những mưu mô chính trị và tình ái ấy gần gũi bà ta còn có một tên Lapork nào đó mà tôi nghi là tên đầu tiêu tất cả việc đó giáo chủ nói vậy là đức ngài cũng đã nghĩ như tôi là bà ta phản bội tôi à tôi nghĩ rằng và tôi xin nhắc lại với hoàng thượng rằng hoàng hậu âm mưu chống lại thế lực của đức vua chứ không phải chống lại danh dự của người còn tôi tôi nghĩ rằng chống lại cả hai tôi nói là hoàng hậu không yêu tôi mà lại yêu một người khác tôi nói với đức ngài rằng hoàng hậu yêu cái tên bần tiện quận công bắc kinh hâm tại sao đức ngài lại không bắt giữ hắn trong lúc hắn ở paris bắt giữ một vị quận công ương bắt giữ vị thủ tướng của vua Charles là đệ nhất hoàng thượng nghĩ vậy à tâu hoàng thượng tai tiếng lắm và nếu như những điều nghi ngờ của hoàng thượng có phần nào đúng tai tiếng khủng khiếp lắm thay tiếng đến tuyệt vọng. Nhưng vì hắn đã liều mạng như một thằng ma cà bông, một thằng lừa đảo cần phải... Louis thứ 13 im bặt lại, ông sợ hãi điều ông sắp nói, còn giáo chủ thì vươn cổ ra để nghe câu đã bị dừng lại trên cặp môi vua. Cần phải... Không, vua đáp, không gì cả. Nhưng trong suốt thời gian hắn ở đây, Đức Ngài không rời mắt hắn chứ? Thưa không, hắn trú ngụ ở đâu? Phố La Áp, số nhà 75. mươi Thế đức ngài chắc chắn rằng hoàng hậu và hắn không gặp nhau chứ? Tôi tin rằng hoàng hậu cố buộc mình vào nhiệm vụ. Nhưng chúng đã liên lạc với nhau bằng thư từ. Hoàng hậu đã viết cả ngày, chính là viết cho hắn. Đức ngài à, tôi cần nắm được những bức thư ấy. Tâu hoàng thượng, tuy nhiên, thưa đức ngài, bằng bất cứ giá nào tôi muốn có những bức thư ấy. Tuy nhiên tôi muốn lưu ý hoàng thượng rằng, chúng là ý muốn của tôi như vậy. Đức Ngài Giáo Chủ, Ngài cũng phải, cũng muốn phản lại tôi hay sao? Ngài cũng đồng tình với Tây Ban Nha, với Anh Quốc, với bà Sơ với Hoàng Hậu sao? Tâu Hoàng Thượng, Giáo Chủ thở dài nói, những điều nghi ngờ ấy không thể có đối với tôi được. Đức Ngài Giáo Chủ, Ngài đã nghe thấy tôi nói chưa? Tôi muốn có những bức thư ấy. Vậy chỉ có một cách là giao nhiệm vụ ấy cho Ngài Trường Ấn Sê Vấn đề là sẽ hoàn toàn đi vào nhiệm vụ của Ngài đó. Vậy thì cho người đến tìm ông ta lại đây ngay. Có thể là ông ta đã chờ ở chỗ tôi rồi, tôi đã yêu cầu ông ta đến và khi tôi vào đây, tôi đã chỉ thị nếu ông đến thì chào tôi. Vậy cho gọi ông ta đến ngay đây. Lệnh của hoàng thượng sẽ được thi hành ngay, nhưng nhưng sao? Nhưng có thể là hoàng hậu sẽ từ chối không thi hành. Không thi hành lệnh của tôi. Vâng, nếu như hoàng hậu không biết rằng lệnh đó là từ hoàng thượng. Nếu vậy tôi sẽ thân trinh báo cho bà ta biết. Hoàng thượng không nên quên là tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm được để tránh một sự đổ vỡ. Phải phải, tôi rất biết là đức ngài giáo chủ rất độ lượng đối với hoàng hậu, quá độ lượng nữa, ấy. rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Xin tệ tùy ý hoàng thượng, nhưng bao giờ tôi cũng sẽ rất sung sướng và tự hào được mang hết khả năng của tôi để phục vụ cho sự đoàn tụ giữa hoàng thượng và hoàng hậu. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng trong khi chờ đợi xin Đức Ngài cho tìm ông trưởng ấn tại đây, còn tôi, bà Hoàng, tôi vào phòng Hoàng hậu đây. Và lui thứ 13 mở một cái cửa ngách đi vào hành lang dẫn đến phòng Hoàng hậu Anna. Hoàng hậu đang ngồi giữa các bà hậu cần. Bà Gemene đang đọc truyện và tất cả mọi người đều chú ý nghe, trừ có Hoàng hậu. Mặc dù Hoàng hậu đã cho lệnh tổ chức các buổi đọc sách này, nhưng người chỉ giả vờ nghe còn tâm thần của người mải mê suy nghĩ theo luồng tư tưởng riêng. Luồng suy nghĩ đó mặc dù còn sáng lạn mối tình yêu đương cũng không khỏi không buồn rầu. Anna nước áo bị nhà vua nghi kỵ, bị giáo chủ ngược đãi vì đã từ chối một mối thiện cảm êm đẹp của giáo chủ. Theo tấm gương của mẫu hậu là người đã bị đẩy đọa suốt đời theo bút ký của thời đại. Marie de Medicis cũng đã bắt đầu đáp lại mối tình cảm của giáo chủ Anna nước áo đã từ chối. Anna nước áo đã thấy xung quanh mình những cẩn thận trung thành nhất, những người bạn thân tình nhất lần lượt mất đầu. Bà Sofroy, bà Vene bị phát vãng. Cuối cùng ông Laporte cũng tuyên bố chưa biết chừng bị bắt lúc nào. Đúng lúc Anna nước áo đang trầm ngâm suy nghĩ thì Louis thứ 13 bước vào. Bà đọc sách ngừng ngay cả lại và tất cả các bà đều đứng lên. Một sự im lặng hoàn toàn bao trùm trong phòng còn vua thì không có làm một nghi thức nào hết, tiến thẳng đến trước mặt hoàng hậu, nói bằng một giọng thất thanh. Thưa bà, bà sẽ được trực tiếp quan trưởng ấn mang đến cho bà những chỉ thị của tôi. Vị hoàng hậu khốn khổ ấy luôn luôn bị đe dọa, ly dị, cả tù đầy và xét xử nữa. Bà tái mặt đi, dưới làn phấn hồng, không thể không hỏi một câu. Tâu hoàng thượng, vì sao cần phải có quan trưởng ấn? Hoàng thượng không trực tiếp nói được hay sao? vua quay gót đi không trả lời và cũng đồng thời lúc đó viên đại tá cận vệ ghi tô thông báo quan trưởng ấn đến khi quan trưởng ấn bước vào thì đồng thời vua cũng bước ra ngoài bằng cửa khác quan trưởng ấn bước vào nửa mỉm cười nửa đỏ mặt ông là một con người khôi hài một người thầy dòng hầu đức giáo mục ở nhà thờ đức bà trước đây là hầu phòng của giáo chủ đã giới thiệu ông với giáo chủ là một người rất trung thành giáo chủ đã dùng ông và thấy đúng như thế hoàng hậu vẫn còn đứng khi quan trường ấn bước vào nhưng vừa nhìn thấy ông bà lại ngồi vào chiếc ghế bành của mình đồng thời cũng ra hiệu cho các bà hậu cận cũng ngồi xuống ghế đầu sau đó hoàng hậu cất giọng oai nghiêm hỏi ông đến đây với mục đích gì tâu lệnh bà theo chỉ thị của hoàng thượng mà giờ tôi rất tôn kính lệnh bà tôi được phái đến đây để tiến hành một cuộc lục soát các giấy tờ của bà ông nói sao lục soát các giấy tờ của tôi Đối với tôi, đó là một công việc đê tiện. Tâu lệnh bà tha lỗi cho tôi. Trong trường hợp này, tôi chỉ là công cụ của Đức Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vừa mới ra khỏi đây, chắc cũng đã báo cho lệnh bà biết rồi chứ. Thôi, ông cứ lục soát đi. Có lẽ tôi là một kẻ có tội thì phải. Etifanado, đưa chìa khóa ngăn kéo vào tủ cho ông ta. Ông trưởng ấn chỉ khám xét lấy lệ đồ đạc thì biết hoàng hậu không đời nào lại để, để các giấy tờ quan trọng mà bà vừa viết trong ngày vào trong các đồ đạc. Sau khi ông đã vài chục lượt đóng mở các tủ và ngăn kéo, ông tỏ ra lưỡng lự muốn kết thúc vấn đề, nghĩa là khám người hoàng hậu. Vậy là quan trưởng ấn tiến đến trước mặt hoàng hậu và nói bằng một giọng phân vân bối rối. Và bây giờ tôi còn phải khám xét nơi trọng điểm nữa. Nơi nào? Hoàng hậu hỏi vẻ không hiểu hoặc không muốn hiểu. Hoàng thượng tin rằng trong ngày lệnh bà đã viết một bức thư, bức thư này chưa gửi đi được mà không thấy trong các tủ, các ngăn kéo, vậy nó phải ở đâu đây chứ? Hoàng hậu đứng phát cao lên và nhìn ông trưởng ấn bằng cặp mắt gần như đe dọa nói. Ông dám đặt tay lên người hoàng hậu của ông à? Tôi chỉ là một bầy tôi trung thành của hoàng thượng, tâu lệnh bà, tất cả những mệnh lệnh của hoàng thượng tôi đều phải chấp hành. Đúng đấy, Anna nước áo nói, những tên gián điệp của giáo chủ đã phục vụ ông ta đắc lực. Hôm nay tôi có viết một bức thư, bức thư đó chưa được gửi đi, nó ở đây này. Và hoàng hậu đưa bàn tay đẹp đẽ lên cây cóc xê. Vậy xin hoàng hậu đưa nó cho tôi. Tôi chỉ trao nó cho hoàng thượng thôi, Anna nói. Tôi lệnh bà, nếu hoàng thượng chỉ muốn bức thư đó được trao trực tiếp cho người, thì người đã trực tiếp hỏi lệnh bà, nhưng tôi xin nhắc lại là tôi được hoàng thượng ủy nhiệm đến đây đề nghị với lệnh bà. Nếu lệnh bà không trao nó cho tôi, thì sao? Thì tôi bắt buộc phải tự lấy nó. Như thế là thế nào? Là mệnh lệnh cho tôi còn đi xa hơn nhiều, đâu lệnh bà. Và tôi được phép lấy bức thư đó ngay trong người lệnh bà. Hoàng thượng đã chỉ thị tôi có nhiệm vụ phải thi hành. Ta không chịu nhục nhá thế đâu. Thà chết đi còn hơn. Hoàng hậu hét lên như vậy vì dòng máu đế vương Tây Ban Nha và áo bốc lên. Quan trưởng ấn liền cúi đầu chào một cách rất kính cẩn rồi, với mục đích là sẽ tiến lên chứ không chịu lùi một bước để thực hiện một nhiệm vụ đã được giao phó. Như một tên đau phủ trong buồng tra tấn, ông bước lại gần Anna nước áo, lúc đó đang khóc lên vì tức giận. Như chúng ta đã nói, hoàng hậu có một vẻ đẹp lộng lẫy, nhiệm vụ đó có thể đi đến chỗ khó nghĩ, và nhà vua đã tới bước ấy chỉ vì ghen tuông với Buckingham mà không còn ghen tuông với bất cứ ai nữa. Quan trưởng Ấn đưa tay lên chỗ mà Hoàng hậu đã thú nhận để bức thư ở đó. Anna nước áo lùi lại một bước, tái xanh như người sắp chết, và tay trái tì lên một cái bàn để khỏi ngã, tay phải đưa vào ngực rút ra một bức thư chìa cho ông trưởng Ấn và nói bằng giọng nghẹn ngào và run run. Bức thư, đây bức thư. Quan trưởng Ấn cũng run lên vì xúc động giơ hai tay ra đỡ lấy bức thư rồi đi vội ra ngoài sau khi cánh cửa đã đóng lại hoàng hậu ngã ngất vào tay các bà hậu cần quan trưởng ấn mang ngay bức thư đến nộp cho lui thứ 13, mà không dám đọc một chữ nào vua tay run run cầm lấy bức thư tìm địa chỉ ngợi nhận mà không thấy rồi từ từ mở nó ra khi đọc mấy dòng đầu thấy gửi cho vua tây ban nha vua liền đọc nhanh đó là cả một kế hoạch tấn công giáo chủ. Anna đề nghị anh ruột mình và vua cha Tây Ban Nha giả tạng bị xúc phạm vì chính sách của giáo chủ Richelieu, tuyên bố chiến tranh với nước Pháp và yêu sách một điều kiện hòa bình là sự giáng chức giáo chủ. Còn về tình yêu thì không thấy một câu nào. Vua Louis XIII sau khi đọc xong rất sung sướng hạ hê hỏi xem giáo chủ còn ở công điện không? Quan hầu trả lời là giáo chủ còn đợi lệnh vua ở trong phòng làm việc. Vua lực tức tiền đến giáo chủ rồi nói Đức Ngài nói rất đúng Chỉ có tôi là lầm to Tất cả cuộc âm mưu đều được màu sắc chính trị Không có một chút nào là tình ái cả Nó đây Đức Ngài xem đi Toàn nói về Đức Ngài cả đấy Giáo chủ cầm lấy thư Mà chăm chú đọc Sau khi đọc xong lại đọc lại lần nữa Rồi nói Tâu Hoàng thượng Như vậy là Hoàng thượng thấy rõ kẻ thù của tôi Muốn đi tới đâu Người ta đe dọa Hoàng thượng bằng hai cuộc chiến tranh nếu hoàng thượng không phế chốt tôi. Nếu tôi ở đề vị hoàng thượng, tôi sẽ chiều theo những yêu sách mạnh mẽ ấy. Còn về phần tôi, tôi rất lấy làm hân hạnh được rút lui khỏi công tác. Đức Ngài nói gì vậy? Tôi nói rằng sức khỏe của tôi đã giảm sút đi nhiều trong những cuộc đấu tranh kiên quyết và những công việc trưởng kỳ ấy. Tôi nói rằng rất có thể tôi sẽ không đảm đương được công việc vây hãm thành La Rosanne. Và tốt hơn hết là Hoàng thượng sẽ chỉ định Ngài Công Đê hoặc Ngài ở Bassompierre hoặc một người kiên cường nào đó có đủ khả năng lãnh đạo cuộc chiến tranh còn tôi tôi là một người của nhà thờ mà luôn luôn người ta buộc tôi phải trái với xu hướng của tôi để thực hiện những điều mà tôi không có khả năng đức ngài giáo chủ tôi hiểu và ngài cứ yên tâm những đứa con tên trong bức thư này sẽ được trừng trị thích đáng kể cả hoàng hậu nữa có đức chúa trời chính giám tâu hoàng thượng tôi không làm điều gì mất lòng hoàng hậu cả mà sao người lại cứ tưởng tôi là kẻ thù ấy là chưa kể nhiều khi tôi còn binh vực hoàng hậu ngay cả để chống với hoàng thượng nữa ôi nếu hoàng hậu phản lại hoàng thượng về phương diện danh dự thì tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng đối với kẻ tội phạm xin hoàng thượng không dung tha nhưng sung sướng thay không có làm sao cả hoàng thượng vừa có chứng cớ đấy đúng thế đức ngài giáo chủ ạ à, đức ngài bao giờ cũng có lý nhưng không vì thế mà hoàng hậu thoát được cơn giận dữ của tôi tông hoàng thượng Chính hoàng thượng đã làm cho hoàng hậu phải tức giận thì đúng hơn. Người mà dỗi với hoàng thượng thì phải biết, hoàng thượng đã đối xử với người quá nghiêm khắc. Ấy, đối với kẻ thù của tôi và của giáo chủ, tôi vẫn đối xử như thế đấy. Họ càng ở địa vị cao bao nhiêu, tôi càng cần phải nghiêm khắc bấy nhiêu. Hoàng hậu là kẻ thù của tôi, chứ không phải của hoàng thượng. Trái lại, người là một bà vợ trung thành, chịu phục tùng và không chê vào đâu được. Vậy xin hoàng thượng để cho tôi được phép can thiệp cho người, trước hoàng thượng. Vậy thì bà phải xin lỗi tôi trước đã. Trái lại, hoàng thượng cần làm gương trước, vì hoàng thượng sai lầm trước, hoàng thượng đã nghi oan cho hoàng hậu. Thế tôi phải xin lỗi trước à? Không đâu, không đời nào. Tôi van hoàng thượng đấy, và lại tôi chẳng biết làm thế nào cả. Hoàng thượng chỉ cần làm thế nào để hoàng hậu được vui lòng là đủ thì làm thế nào kia chứ? Ví dụ, mở một giả à, hội khiêu vũ chẳng hạn, vì hoàng thượng cũng biết hoàng hậu rất thích khiêu vũ. Được như vậy tôi tin là hoàng hậu không còn có thể giữ được mối oán hờn lâu nữa. Nhưng thưa đức ngài giáo chủ, đức ngài cũng biết là tôi không thích thú gì cái trò chơi xã giao ấy. Như vậy hoàng hậu càng biết ơn vì người biết hoàng thượng ác cảm với các trò chơi ấy. Và lại đó là một dịp để hoàng hậu trưng diện chuỗi hạt kim cương tuyệt diệu mà hoàng thượng đã tặng người và người chưa có dịp nào để đeo. Vua cảm thấy vui sướng trong lòng vì đã xác minh được là hoàng hậu không mắc cái tội mà vua rất nghi ngờ cho nên cũng sẵn sàng làm lành, liền đáp. Đức Ngài à, sau sẽ hay, nhưng Đức Ngài quả là độ lượng. Đến đây chuông đồng hồ điểm 11 giờ, giáo chủ cúi chào xin rút lui và vẫn còn van nại nhà vua làm lành với hoàng hậu. Anna nước áo, sau cái vụ bị tịch thu bức thư đang chờ đợi một sự trừng trị mới bà ngạc nhiên thấy vua rất niềm nở có vẻ muốn làm lành đầu tiên muốn phản kháng, khán lại tính kiêu ngạo của người phụ nữ phẩm giá của một vị hoàng hậu đã bị xúc phạm ác liệt không để cho hoàng hậu chịu làm lành ngay nhưng được các bà hậu cận khuyên nhủ người cũng đã bắt đầu quên lợi dụng cơ hội đó vua bèn ngỏ ý muốn tổ chức một buổi vũ hội vũ hội là một điều rất hiếm đối với bà hoàng hậu khốn khổ ấy cho nên vừa mới thấy tuyên bố như vậy như giáo chủ đã đoán trước dấu vết của mọi ốt hận của người nếu chưa tan được ở trong lòng thì ít nhất cũng biến đi ở nét mắt người hỏi ngay đến ngày nào sẽ tổ chức vua trả lời còn để thỏa thuận với giáo chủ đã thật vậy ngày nào vua cũng hỏi giáo chủ bao giờ tổ chức dạ hội và ngày nào giáo chủ cũng viện lý do để chưa quyết định mười ngày trôi qua như vậy ngày thứ mười một giáo chủ nhận được một bức thư dán tem london gồm vẹn vẹn hàng chữ sau tôi đã có trong tay rồi nhưng tôi chưa thể rời london được vì chưa có tiền xin gửi cho 500 trăm và bốn hoặc năm ngày sau khi nhận được tôi sẽ có mặt ở paris cùng ngày hôm giáo chủ nhận được bức thư ấy vua cũng nhắc lại câu hỏi quen thuộc Giáo chủ tính đốt ngón tay lẩm bầm Nó sẽ về tới đây 4-5 ngày sau khi nhận được tiền Cần phải 4-5 ngày để mang tiền đi 4-5 ngày nữa để trở về Và là mười mấy ngày Còn phải trừ hao do cản trợ của thời tiết Yếu đuối của phụ nữ Vậy tổng cộng là 12 ngày Thế nào Đức Ngài Giáo chủ Ngài đã tính ổn chưa Thưa ổn rồi ạ à? Hôm nay là ngày 20 tháng 9 Chúng ta sẽ tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 10 rồi giáo chủ nói thêm, xin hoàng thượng đừng quên nói với hoàng hậu đeo chuỗi kim cương trong buổi vũ hội nhé. 17. Vợ chồng nhà Bonacieux Đó là lần thứ hai giáo chủ nhắc lại vấn đề chuỗi hạt kim cương với vua. Louis thứ 13 ngạc nhiên về sự nhấn mạnh ấy và nghĩ là trong vấn đề này chắc có điều gì bí ẩn. Đã quá một lần vua phải chịu nhục trước giáo chủ Vì nhờ có bọn mật thám tốt Giáo chủ hiểu rõ nội bộ gia đình vua Hơn cả chính vua Vì vậy vua hy vọng là trong một cuộc nói chuyện Với Anna nước áo Rút ra được một tia sáng nào Rồi để trở lại với giáo chủ trong tay Có ít bí mật nào đó Mà biết hay không biết Cũng phục mình tí chút Vì vậy vua đến gặp hoàng hậu Và theo thường lệ mở đầu bằng những câu dọa nạt Những bà xung quanh Anna nước áo lặng lặng cúi đầu nghe trong lòng mong cho chóng kết thúc nhưng không phải lui muốn như thế vua muốn có một cuộc nói chuyện từ đó phụt ra một tia sáng nào đó chứng tỏ sự ác ý của giáo chủ để rồi chơi cho giáo chủ một vố bất ngờ như giáo chủ thường làm vua muốn đi tới mục đích đó bằng cách cố tình buộc tội làm cho anna phải mệt mỏi rồi kêu lên câu hoàng thượng hoàng thượng chưa nói hết với tôi tất cả những gì người có trong tâm à tôi đã làm gì nào tôi đã phạm tội gì nào Hoàng thượng không thể làm như thế chỉ vì một bức thư tôi viết cho anh tôi. Vua bị tấn công một cách trực diện như thế, chẳng biết trả lời sao. Người nghĩ rằng đã đến lúc cần phải nhắc nhở điều cần làm trong buổi xã hội. Thưa bà, vua oai nghiêm nói, đến ngày vũ hội bà cần phải mặc quần áo lễ phục để thêm phần long trọng, và nhất là phải đeo chuỗi hạt kim cương mà tôi đã tặng bà. Ý kiến của tôi là thế đấy. Cái ý kiến ấy thật là khủng khiếp anna tưởng là louis đã biết cả và giáo chủ đã làm cho người có những thái độ dạ dối trong những ngày gần đây bà tái xanh cả mặt mày phải tựa vào một nữ tỳ cánh tay xinh đẹp của bà lúc ấy trông tựa như sát bà nhìn vua với cặp mắt lo sợ và không trả lời được câu nào vua lấy làm khoái trá về bối rối ấy nhưng chẳng hiểu nguyên nhân bèn hỏi thưa bà bà đã nghe rõ lời tôi chưa tâu hoàng thượng có ạ à, tôi nghe rõ rồi Vậy bà sẽ tham gia chứ? Vâng ạ. À. Với chuỗi hạt kim cương nữa chứ? Vâng ạ. À. Hoàng hậu lại càng tái xanh hơn. Lui cũng nhận thấy thế và lấy làm thú vị với sự lạnh lùng độc ác. Đó là một trong những khuyết điểm của vua Louis thứ 13. Vậy là đã thỏa thuận với nhau rồi nhé. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với bà. Nhưng bao giờ thì tổ chức vũ hội ạ? À? Bình thường vua không trả lời câu hỏi ấy nhưng thấy hoàng hậu hỏi với một giọng rất thảm thiết bèn trả lời cũng rất gần đây thôi nhưng tôi không nhớ cụ thể ngày nào để tôi hỏi lại giáo chủ vậy là giáo chủ đã đề nghị với hoàng thượng buổi vũ hội đó hoàng hậu kêu lên thưa bà vâng vua ngạc nhiên đáp nhưng sao vậy chính hắn đã nói với hoàng hậu mời tôi tham dự cùng với chuỗi hạt kim cương thưa bà nghĩa là chính hắn tâu hoàng thượng chính hắn thì hắn hay tôi có gì là quan trọng mời bà như vậy có tội lỗi gì đâu tâu hoàng thượng không ạ à. vậy bà sẽ tham dự chứ vâng ạ à. tốt lắm vua vừa nói vừa đi ra tôi mong đấy hoàng hậu khụy đầu gối xuống bái chào do nghi thức thì ít mà do đầu gối bà không mang nổi thân hình bà nữa thì nhiều còn vua thì có vẻ hoan hỷ lắm ta nguy mất rồi hoàng hậu thì thầm nguy mất vì lão giáo chủ mất cả rồi Đức vua thì chưa biết, nhưng chính lão ta đã xui đức vua, rồi đức vua cũng sẽ biết. Trời ơi, ta nguy mất, nguy mất. Anna quỳ phục xuống một cái gối rồi cầu nguyện, đầu vùi vào hai cánh tay rung rung. Quả vậy, tình trạng của bà thật là khủng khiếp. Buckingham đã trở về London rồi, bà Sovrey đã về thành tua. Lúc này, bà vị dò xét hơn bao giờ hết. Bà biết chắc có một nữ hậu cần đã phản bà, nhưng chưa biết đích thực là ai. Laporte thì không thể rời cung điện đi đâu được cả. Trên đời này bà không còn một ai để tin cậy nữa. Do đó thấy mình bị cô độc trước cái tai họa lớn đang đe dọa. Hoàng hậu hòa lên khóc. Bỗng nhiên bà nghe thấy một giọng nói dịu dàng và đầy thương cảm. Em có thể giúp ích gì được cho lệnh bà không ạ? À? Hoàng hậu quay phát lại vì không có thể nhầm được nữa. Giọng nói như vậy là của một người bạn. Quả thật, ở khung một cánh cửa ngách xuất hiện bà Bonacieux xinh đẹp bà ta đang mại xếp quần áo cho hoàng hậu trong buồng thì vua vào và không thể ra được nên đã nghe và thấy tất cả hoàng hậu thét lên một tiếng hãi hùng thấy mình bị bắt chợt vì đã không nhận ra ngay người thiếu phụ mà Laporte đã giới thiệu thiếu phụ liền chép hai tay lại và cũng khóc về nỗi hãi hùng của hoàng hậu rồi nói tâu lệnh bà xin đừng sợ hãi tâm hồn em đều thuộc về lệnh bà để vị em dù có thấp hèn nhưng cũng có thể tìm được cách cứu nguy cho lệnh bà Ôi lạy chúa, hoàng hậu kêu lên, em đây à, em đấy à, nhưng hãy nhìn thẳng vào mặt ta đây, khắp nơi đều phản lại ta, ta có thật tin em được sao? Thiếu phụ vội quỷ xuống và kêu lên. Ôi tâu lệnh bà, trên linh hồn em, em xin nguyện được chết vì hoàng hậu. Tiếng kêu ấy phải được xuất phát tận đáy lòng, không thể nghi ngờ được. Vâng, bà Bô-na-xưa tiếp tục, vâng, ở đây có những kẻ phản bội, nhưng nhân danh Đức Bà Động Trinh, em xin thề rằng không có một người nào trung thành với Đức Hoàng Hậu như em. Chú hạt kim cương mà Đức Vua yêu cầu lệnh bà đã trao tặng Nam Tước Quận Công Buckingham rồi phải không? Chú hạt đó được đựng trong một cái hộp gỗ nhỏ màu hồng mà Nam Tước đã cắp dưới nách ngài phải không? Em có lầm không? Có đúng như vậy không? Ôi lạy chúa, lạy chúa, hoàng hậu thì thảo hai hàm răng va và vào nhau lập cập. Nếu vậy, bà xưa nói, ta phải lấy lại thôi, phải phải tất nhiên là thế rồi nhưng làm thế nào đến đấy bằng cách nào phải cử một người tới nam tước nhưng ai ai mới được chứ ta tin được ai bây giờ xin lệnh bà hãy tin ở em cho em được cái vinh dự đó sẽ tìm được sứ giả đó ngay nhưng phải viết thư chứ vâng vâng điều đó là cần thiết vài chữ tự tay lệnh bà và đóng dấu ấn riêng của bà nhưng vài chữ đó là lời kết tội ta là ly dị là tù đầy vâng nếu chúng rơi vào tay những kẻ đê tiện nhưng em xin đảm bảo là chúng sẽ đến tận tay nam tước quận công ôi lạy chúa vậy là ta phải trao sinh mệnh ta danh dự ta tiếng tăm ta vào đôi bàn tay của em sao tâu lệnh bà cần phải như vậy và em sẽ cứu vãn hết nhưng ít ra em cũng cho ta biết em dự định thế nào chứ tâu lệnh bà chồng em đã được trả tự do cách đây mấy ngày em chưa có thì giờ thăm nhà em Nhà em là một người tốt và trung thực chẳng hề yêu ghét ai bao giờ. Em muốn gì là nhà em làm theo ngay. Nhà em sẽ đi ngay theo lệnh của em. Không cần biết mang cái gì mà sẽ trao tận nơi bức thư đó cho lệnh bà. Ngay cả cũng không biết đó là thư của hoàng hậu nữa. Anna nước áo nắm lấy hai tay thiếu phụ nồng nàn siết chặt và nhìn vào cặp mắt thiếu phụ như muốn thấu suốt tận đáy lòng. Chỉ nhìn thấy sự trung thành trong cặp mắt xinh đẹp ấy. Bà ôm chặt thiếu phụ vào lòng. Được, em cứ thế mà làm, và em sẽ cứu vớt được sinh mệnh ta, cứu vớt được danh dự ta. Ôi xin lệnh bà đừng nói quá lời công việc mà em có vinh dự được phục vụ lệnh bà. Em không cứu vớt được gì của lệnh bà đâu, vì lệnh bà chỉ có là nạn nhân của những âm mưu bị ổi. Đúng đấy, em nói đúng đấy. Thời gian gấp lắm, xin lệnh bà trao thứ cho em. Hoàng hậu chạy lại một cái bàn nhỏ, cầm giấy bút đã có sẵn ở đấy viết vài dòng rồi dùng ấn riêng đóng dấu rồi trao cho bà bonacieux còn bây giờ hoàng hậu nói chúng ta còn quên một điều cần thiết nữa điều gì ạ à? tiền vâng ạ bonacieux đỏ mặt đáp em xin thú thật với lệnh bà là chồng em không có tiền phải không có đấy ạ à. nhưng nhà em nó hà tiện lắm đó là nhược điểm của nhà em tuy nhiên lệnh bà cũng chẳng cần phải lo lắng đến chúng ta sẽ có cách chúng ta cũng không có nữa "Chính ta cũng không có nữa." Hoàng hậu nói, "Nhưng hãy chờ một lát." Anna nước áo chạy đến bộ đồ nữ trang. "Đây," bà nói, "đây là một cái nhẫn quý giá của anh ruột ta là vua Tây Ban Nha, nó là của ta, ta có toàn quyền sử dụng. Em hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đổi nó thành tiền để chồng em mang đi. Trong một giờ nữa, mệnh lệnh của hoàng hậu sẽ được thực hiện." Hoàng hậu nói thêm, giọng rất nhỏ, "Em thấy địa chỉ rồi đây, gửi Nam Tước quận công Buckingham ở London." bức thư sẽ được trao tận tay ngài em tôi tốt quá anna nước áo thốt lên bà bonasera cúi xuống hôn tay hoàng hậu giấu bức thư vào trong ngực rồi rút lui nhẹ nhàng như một con chim mười phút sau thiếu phụ đã về đến nhà như bà đã nói với hoàng hậu bà chưa được gặp chồng từ hôm chồng được tha đến giờ vậy là bà chưa biết được sự thay đổi của chồng thay đổi vì sự ve vãn và tiên tài của giáo chủ vì sự kết thân của Ros rosofer đã hai ba lần đến thăm chồng bà. Bà gặp chồng có một mình ở nhà, còn người chồng ở nhà khốn khổ ấy phải mất nhiều công phu mới thu xếp được nhà cửa, bàn ghế bị gãy, tủ mở giống tuếch mà chẳng được pháp luật nào thèm can thiệp đến. Người hầu gái độc nhất trong nhà qua cơn khủng bố ấy cũng đã sợ hãi chuồn thẳng về quê. Lão Bồn Xưa sau khi về đến nhà đã tin cho vợ biết và vợ lão cũng đã nhắn tin lại mừng chồng được tha và hứa sẽ cố gắng thu xếp về thăm. Thời gian chờ đợi vợ về do bận làm ăn Ngày cũng chẳng lấy gì làm dài Đối với lão Bona Sư Lão nhìn thấy xung quanh tất cả đều là màu hồng Prosopho đã đến thăm lão ba lần Gọi lão là bạn thân Và nói là giáo chủ rất chú ý đến lão Lão đã thấy chiếc con đường Đưa lão đến danh vọng và tiền tài Về phần bà Bona Sư thì khác Không nghĩ đến tham vọng Nhưng mặc dù không muốn Cũng cứ phải nghĩ đến anh chàng trẻ tuổi Đẹp trai, dũng cảm và si tình ấy Lê ông Bonacieux từ hồi còn 18 tuổi, cô gái công tăng, sống giữa những người bạn của chồng, không ai hấp dẫn được người con gái ấy, người con gái có trái tim cao hơn địa vị. Bà Bonacieux chưa hề rung động trước những cuộc tán tỉnh lăng nhanh, nhưng ở thời đó tước vị quý tộc có ảnh hưởng rất lớn đến dân thường, và đã tay nhăng lại dòng dõi quý tộc. Hơn nữa, anh lại mặc quân phục của đơn vị S, là bộ quân phục, sau bộ ngự lâm, được các giới nữ ưa thích nhất chúng ta nhắc lại đã thay nhăng là thanh niên đẹp trai dũng cảm và mạo hiểm trong nói chuyện yêu đương như người đang yêu và khao khát được yêu không còn gì hơn để làm lung lạc một cô gái 23 tuổi và bà Bona Sơ đang ở cái tuổi mùa xuân của cuộc đời đó hai vợ chồng tuy đã hơn 8 ngày nay không được gặp nhau và trong thời gian một tuần lễ đó lại xảy ra biết bao sự kiện quan trọng cho hai người thế mà họ cũng chỉ tiến lại gần nhau với một sự thận trọng nào đó song lê Lão Bonaise có biểu lộ chút ít vui vẻ thực sự và mở rộng hai cánh tay ra đón vợ. Bà Bonaise chỉ dơ chán ra cho chồng rồi nói. Chúng ta nói chuyện với nhau một lát. Thế nào kia? Lão Bonaise ngạc nhiên hỏi. Phải, tôi có một câu chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Sự thực là tôi cũng vậy, tôi có một vấn đề khá nghiêm trọng muốn hỏi cô. Đề nghị cô hãy giải thích cho tôi biết chút ít về cuộc bắt cóc cô. Bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện ấy vậy là vấn đề gì về việc tôi bị bắt ấy e? à tôi cũng đã biết tin ngay ngày hôm đó nhưng tôi biết là ông không có phạm tội gì ông có thỏng phạm với ai trong một âm mưu nào ông không biết một điều gì để có thể bị kết tội nên tôi cũng đã ít quan tâm đến việc ông bị bắt lão bonacieux cũng thấy tự ái vì sự ít quan tâm đến mình của cô vợ trẻ lão mỉa mai cô nói dễ nghe nhỉ Cô có biết rằng tôi bị ném vào trong ngục tối party suốt một ngày và một đêm không? Một ngày một đêm thì cũng đã qua rồi. Hãy cứ để vụ bắt bớ ông lại đấy, à, để trở lại vấn đề đã đưa tôi về gặp ông. Sao kia? Vấn đề đã đưa cô về gặp tôi. Thế không phải là lòng mong muốn gặp người chồng mà cô đã xa cách từ tám hôm nay à? Điều ấy là trước tiên rồi. Sau đó đến vấn đề khác. Cô cứ nói đi một vấn đề tối quan trọng, nó có thể quyết định tương lai gia sản của chúng ta. Gia sản của chúng ta đã thay đổi nhiều từ khi tôi lấy cô, và chỉ vài tháng nữa sẽ làm cho khối người phải thèm muốn. Phải, như là nếu ông chịu nghe theo ý kiến của tôi sắp nói ra đây. Nói với tôi. Phải, nói với ông, có một công việc rất đẹp đẽ, đồng thời lại kiếm được nhiều tiền nữa. Cô vợ biết nói đến yếu điểm của chồng là tiền, nhưng một con người dù chỉ là anh hàng xén, đã được nói chuyện 10 phút với giáo chủ Richelieu thì không còn là con người cũ nữa. Kiếm được rất nhiều tiền, anh chồng giải môi dè nhải, phải rất nhiều. Khoảng bao nhiêu? Một nghìn piton. Vấn đề mà cô định đề nghị tôi làm có nghiêm trọng không? Có chứ. Phải làm thế nào? Ông sẽ phải đi ngay lập tức. Tôi sẽ đưa cho ông một tờ giấy mà không được vì một lý do gì ông rời nó và trao nó đến tận tay người được chỉ định. Thế tôi phải đến tận đâu? Đến London. Tôi, đến London. Thôi đi, cô đừng có một bỡn cợt tôi. Tôi chẳng có việc gì cần ở London cả. Nhưng người khác cần ông phải đi tới đó cơ mà. Người khác đó là ai? Tôi xin báo để cô biết từ nay trở đi tôi không còn có thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Không những tôi muốn biết vì sao tôi làm, mà còn muốn rõ vì ai nữa. Một danh nhân cửa ông đi, và một danh nhân, nhân khác đợi ông vẫn thường sẽ vượt quá mức mong muốn của ông. Tôi hứa với ông như thế đó. Lại những âm mưu, cứ những âm mưu mãi. Cảm ơn cô, nhưng bây giờ thì tôi bất chấp vì Đức Ngài Giáo Chủ soi sáng cho tôi rồi. Đức Ngài Giáo Chủ? Chị vợ kêu lên, ông đã gặp Đức Ngài Giáo Chủ à? Đức Ngài đã mời tôi đến. Anh chồng kêu hãnh trả lời. Và ông đã nhận lời mời. Ông này liều lĩnh thật. Tôi phải nói là tôi đã không có quyền chọn giữa hai cái đến hay không đến, vì tôi bị kẹp giữa hai người lính gác giáo chủ hành hạ ông đe dọa ông à đức ngài đã chìa tay ra cho tôi và gọi tôi là bạn thân bạn thân của đức ngài nghe rõ chưa tôi là bạn thân của đức ngài giáo chủ vĩ đại đức ngài giáo chủ vĩ đại cô phủ nhận cái tước vị đó sao tôi chẳng phủ nhận gì cả nhưng tôi muốn nói với ông là ấn đức của một thủ tướng thì mong manh lắm chỉ có kẻ điên mới bám giết lấy một vị thủ tướng vì rằng còn có những thế lực ở trên ông ấy nhiều và không dựa vào tính thất thường của một con người hay lối thoát của một biến cố ta phải bám lấy những thế lực đó xin lỗi cô tôi không biết thế lực nào khác ngoài thế lực của con người vĩ đại mà tôi phục vụ ông phục vụ đức giáo chủ phải và nhân danh phục vụ viên của người tôi không cho phép bà được phục vụ người đàn bà không phải người pháp mà lại có trái tim tây ban nha nhưng may thay đức ngài giáo chủ vĩ đại đã có đó, cặp mắt người coi sóc và thấu suốt đến tận đáy lòng ta. Lão Bonacieux nhắc lại từng câu từng chữ câu của Rochefort đã nói với lão, nhưng chị vợ đáng thương ấy đã quá trông cậy vào anh chồng, đã trót bảo đảm với hoàng hậu, nên chị ta nhận thấy mối nguy hiểm mà chị sắp lao vào và sự lép vế trong vị trí của mình. Nhưng vì biết rõ điểm yếu và nhất là tính tham lam của chồng, chị không chịu nản lòng và quyết thuyết phục anh chồng. À, Thế ra ông là người của giáo chủ rồi đấy. Thế ra ông đã đi phục vụ cái phái đã hành hạ vợ ông và đã lăng mạ đức hoàng hậu phải không? Lợi ích cá nhân không có nghĩ lý gì trước lợi ích tập thể. Tôi ủng hộ những người nào cứ nguy cho nhà nước. Là Bonacieux nói một cách kiểu cách. Đây cũng là một câu nói nữa của Rosopher mà lão còn nhớ và được dịp nhắc lại. Thế ông có biết thế nào là nhà nước mà ông vừa nói đến không? Ông cứ hài lòng mãi với cái tức vị thường dân của ông à? và ông quay lưng lại, cái phía sẽ mang lại nhiều quyền lợi hơn cho ông à. Lão Bùn Xưa lấy tay vỗ vỗ vào một cái túi có đáy tròn và có tiếng kêu sụn sẻng rồi nói Ê này, cái này là cái gì đây? Tiền này đâu thế? Cô không đoán già, của giáo chủ chăng? Của Đức Ngài và của ông bạn bá tước Phơ của tôi. Bá tước Phơ à? Chính ông ta đã bắt cóc tôi đấy. Có thể lắm, và ông đã nhận tiền của con người đó thì cô đã chẳng nói với tôi rằng vụ bắt cóc là hoàn toàn chính trị phải nhưng vụ bắt cóc đó nhằm mục đích bắt tôi phản lại chủ tôi dùng cực hình để buộc tôi phải thú nhận những điều sẽ làm hại đến danh dự và tính mệnh chủ nhân danh tiếng của tôi này cô vị chủ nhân danh tiếng của cô chỉ là một mụ tây ban nha xảo quyệt và những điều đức ngài giáo chủ làm đều tốt cả này ông tôi đã biết ông là một người đê tiện anh chồng chưa từng thấy chị vợ giận dữ như vậy nên cũng phải lui bước. Thế nào? Cô nói gì đấy? Tôi nói rằng ông là kẻ khốn nạn. Chỉ thấy mình đã hơi thắng thế, liền cố dẫn lên bước nữa. À, ông đã bán mình, cả phần mồn, lẫn phần xác cho con quỷ ấy để lấy tiền rồi. Ông, cho đức ngài giáo chủ đấy chứ. Thì cũng thế thôi. Nói đi xây lừa, là nói quỷ sa tăng. Này, xin cô im mồm đi cho, người ta có thể nghe thấy đấy. Phải, Ông nói có lý đấy, và tôi lấy làm xấu hổ về sự hèn nhát của ông. Nhưng xem kìa, cô cần gì tôi nào? Tôi đã nói với ông, ông đi ngay đi. Ông mà hoàn thành được một cách vẻ vang nhiệm vụ mà tôi sắp trao cho ông, thì tôi sẽ quên hết. Và hơn thế nữa, chị vợ đưa tay ra, tôi sẽ nối lại sợi dây thân ái với ông nữa. Lão Bonasur tuy nhát gan và keo kiệt, nhưng lão lại yêu vợ cho nên, lão cũng thấy mùi lòng một người đàn ông 50 tuổi không thể giữ lâu mối hiểm khích với người vợ trẻ 23 tuổi. Chị vợ thấy anh chồng do dự bèn nói. Thế nào? Ông quyết định đi chứ? Nhưng em thân yêu, em nên suy nghĩ một chút đến điều mà em đã yêu cầu anh chứ. London rất xa Paris, rất có thể công việc này sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Thì có làm sao? Anh sẽ tránh được chứ? Thôi thế này, tôi quyết định từ chối đấy. Tôi sợ những vụ âm mưu lắm. Tôi đã nếm mùi pasty rồi. Eo ôi ngục Basti khiếp đảm lắm Chỉ nghe đến tên Cũng đủ làm tôi sần gai ốc lên rồi Người ta đã dọa tra tấn tôi Cô có biết thế nào là tra tấn không Những thanh gỗ người ta mang kẹp vào chân cho đến khi xương kêu răng rắc Không Tôi nhất quyết không đi đâu cả Nhưng mà này Tại sao cô lại không thân trinh đi Vì thực tế là cho đến giờ tôi mới biết Là tôi đã hiểu lầm về cô Tôi cho rằng cô là một người đàn ông Một người hung hăng nhất trong bọn đàn ông Còn ông ông là một mụ đàn bà khốn nạn, đê tiện và bị ổi nhất. À, ông sợ hả? Được rồi, nếu ông không đi ngay, tôi sẽ tâu hoàng hậu ký chiếu chỉ bắt ông giam ngay vào ngục Basti mà ông rất ghê sợ đấy. Lão Bonasơ suy nghĩ mông lung, lão quân nhắc trong đỏ óc lão hai mối tức giận, một của giáo chủ và một của hoàng hậu. Cái của giáo chủ chiến thắng mạnh mẽ. Được, cô cứ tâu hoàng hậu bắt tôi đi, tôi sẽ tâu với giáo chủ can thiệp. Đến đây bà Bonacieux mới nhận thấy mình đã đi quá xa và bà phải hãi hùng về cái quá đà ấy. Bà lo lắng quan sát một lát cái bộ mặt ngu đần ấy và thấy có một sự lì lợm không thể thể chuyển được như bộ mặt của những thằng ngốc trong cơn khủng khiếp. Thôi được, bà nói, có thể là cuối cùng ông đúng hơn tôi. Về mặt chính trị, đàn ông giỏi hơn đàn bà, nhất là ông. Là người từng được nói chuyện với Đức Giáo Chủ. Tuy vậy, ở một người chồng mà tôi mong có nhiều tình nghĩa, đối với tôi như vậy thì quá cứng rắn đấy vì đã không chịu được một sở thích của tôi. Vì rằng điều sở thích của cô có thể là đi quá xa. Anh chồng đắc thắng trả lời, tôi cũng cần phải dè chừng chứ. Nếu vậy thì tôi cũng xin thôi, chị vợ nói, ta đừng nói đến đấy nữa. Lúc bấy giờ, Lão Bonai xưa mới chợt nhớ ra những lời dặn dò của Rosopher là phải dò la những bí mật của vợ mình. Lão vội nói, có chứ, thì ít ra cô cũng nói cho tôi hay, cô muốn làm gì ở London. Ông chả cần biết làm gì, chỉ là cái vặt vảnh mà bọn phụ nữ yêu thích, một cuộc buôn bán mà tôi thấy có lời. Nhưng chị vợ càng từ chối đây đẩy bao nhiêu thì anh chồng lại càng cho vợ. Mình không muốn nói là rất quan trọng. Là Bonacieux liền quyết định đi ngay tìm Christopher để báo cho ông ta hay Hoàng hậu đang muốn tìm một sứ thần sang London. Lão Điền nói với vợ. Tôi phải đi đằng này có việc cần, cô tha lỗi cho tôi nhé. Vì không biết cô về chơi nên tôi đã chốt hẹn với một người bạn. Tôi sẽ trở về ngay để đưa cô trở về cung vì trời cũng đã bắt đầu khuya rồi. Cô chịu khó đợi tôi một lát nhé. Cảm ơn ông, tôi sẽ trở về một mình cũng được. Tùy cô đấy, bao giờ ta lại sẽ gặp nhau? Tuần sau tôi hy vọng là công việc sẽ ít đi và tôi sẽ có thì giờ rảnh rang để về thu xếp lại nhà cửa, còn bừa bộn lắm. Tốt lắm, tôi sẽ đợi cô. Cô có giận tôi không? Tôi à, không đâu. Vậy tạm biệt cô nhé. Lão Bonacier hôn tay vợ rồi bước nhanh ra ngoài đường. Khi cánh cửa ra đường đóng lại chỉ còn mình bà Bonacier trong nhà. Bà nói một mình. Thế là cái lão bận tiện này đã trở thành tay chân của giáo chủ rồi. Còn ta, ta đã đảm bảo với hoàng hậu, đã hứa với vị chủ nhân đáng thương của ta rồi. Than ôi, trời hỡi trời. Hoàng hậu sẽ coi ta là một đứa khốn nạn được gài vào gần người để do thám. Ôi, ông Bonacier, tôi chưa bao giờ yêu ông nhiều thì nay lại càng tội nữa tôi căm ghét ông tôi thề là có ngày ông sẽ phải trả giá vừa nói xong câu đó thì nghe có tiếng gõ trên trần bà vội ngẩng đầu lên thì nghe thấy một giọng nói vọng xuống bà bonacieux thân mến xin bà mở cho tôi cái cửa ở lối đi và tôi sẽ xuống nhà bà 18. người tình và người chồng. Qua cái cửa do thiếu phụ vừa mở, Đại Thanh Nhăng bước vào trong nhà và nói liền. À thưa bà, xin phép bà cho tôi được nói, bà có ông chồng thật đáng buồn. Thiếu phụ nhìn người thanh niên với cặp mắt lo âu rồi nói. Vậy là ông đã nghe được câu chuyện của chúng tôi rồi chăng? Tôi đã nghe được toàn bộ. Làm thế nào được thế? Bằng một biện pháp mà chỉ có tôi biết và cũng chính bằng cách ấy mà tôi đã nghe được cuộc đối thoại của bà với bọn côn đồ của giáo chủ. Thế trong câu chuyện của chúng tôi, ông đã hiểu như thế nào? Nhiều lắm. Trước hết, đức ông chồng của bà, may quá là một thằng dại dột và ngốc nghếch. Sau đó bà hết sức lúng túng về một việc mà tôi rất lấy làm khoái chí vì nó tạo cho tôi điều kiện được giúp đỡ bà. Cuối cùng, hoàng hậu cần một người dũng cảm, thông minh và trung thành để làm một cuộc hành trình sang London tôi ít ra cũng có được vài ba đức tính cần dùng cho bà và tôi đây. Bà Bonacieux không trả lời ngay, trái tim bà đập rộn ràng một niềm vui, một hy vọng thầm kín long lanh trong cặp mắt bà. Bà hỏi, thế ông lấy gì để đảm bảo nào, nếu tự ưng thuận trao cho ông cái nhiệm vụ đó? Mối tình của tôi đối với bà. Thôi nào, xin bà ra lệnh đi, tôi phải làm gì nào? Trời đất ơi, thiếu phụ lẩm bẩm tôi không biết cô nên trao cho ông một điều bí mật như thế không? thưa ông, ông còn trẻ quá. À, nếu vậy tôi biết bà cần phải có một người bảo lãnh cho tôi phải không? Xin thú thật, là được như vậy tôi mới yên lòng. Bà có biết ông Athos không? Không, ông Portos vậy? Không, thưa ông Arami? Cũng không. Các ông ấy là những ai vậy? Lính ngự lâm của Hoàng thượng, Thưa có biết ngài chơi Vi vì đại úy của họ không? À có, ông ấy tôi có biết. Ông biết người nhưng biết tiếng là một người trung thực và dũng cảm với ngày ấy thì bà không sợ bị phản lại cho giáo chủ chứ? Ồ, chắc chắn là không rồi. Vậy nếu bà sẽ cho ngài ấy biết về bí mật của bà? Rồi bà hỏi ngài xem cái điều bí mật ấy quan trọng là thế, quý báu là thế, ghê gớm là thế, bà có thể ra phó cho tôi được không? Nhưng điều bí mật đó không thuộc về tôi, tôi không thể tiết lộ ra như thế được. Thế mà bà đã định tiết lộ ra cho ông xưa nhà bà. Bà Tây Nhân nói có vẻ hờn giận cũng như người ta giao một bức thư vào chỗ rỗng của một cái cây, vào cánh một con chim, vào cổ một con chó vậy. Tuy nhiên còn tôi, bà cũng thấy rằng tôi rất yêu bà. Ông nói thế, tôi là một người lịch sự. Tôi tin là vậy. Tôi có lòng dũng cảm. Ồ, cái đó thì chắc chắn rồi. Vậy thì bà cứ thử thách tôi xem sao. Bà Bonacier vẫn còn đôi chút do dự. Bà nhìn chàng thanh niên nhưng cặp mắt chàng đầy vẻ nhiệt tình và giọng nói của chàng đầy vẻ thuyết phục khiến cho bà cũng dần dần tin anh và lại bà cũng đang ở trong tình thế phải liều tất cả để được tất cả thận trọng quá hay tin cận quá cũng đều có thể nguy hại cho hoàng hậu rồi ta cũng phải thú nhận rằng cái tình cảm không cố ý mà bà cảm thấy đối với chàng thanh niên đó quyết định bà nói thêm xin ông hãy nghe tôi bà nói tôi xin chấp nhận lời thỉnh cầu của ông nhưng tôi xin thề Đức Chúa Trời đang nghe chúng ta đây. Rằng nếu ông phản tôi và những kẻ thù của tôi tha cho tôi. Thì tôi sẽ tự sát và buộc tội ông về cái chết của tôi. Và tôi, tôi xin thề trước Đức Chúa Trời. Nếu tôi bị bắt trong khi đang thừa hành nhiệm vụ mà bà đã giao cho tôi. Tôi sẽ chết trước khi làm hoặc nói điều gì có hại bất kỳ người nào. Đã tài nhăng sáng ngời, vui sướng và tràn đầy tự hào. Điều bí mật đó mà anh đã nắm được người thiếu phụ đó mà anh yêu, lòng tin và tình yêu đã làm anh trở thành khổng lồ. Tôi đi đây, anh nói, đi ngay lập tức bây giờ. Sao ông đi à? Bà Bona xưa kêu lên, thế còn đơn vị, còn ngài đại úy của ông. Ờ nhỉ? Bà công tăng thân mến, đã, đã làm tôi quên hết tất cả. Bà nói đúng đấy, tôi cần phải có giấy nghỉ phép. Lại một trở ngại nữa, bà Bona xưa lẩm bẩm một cách đau đớn. Ồ, cái đó. Đã anh nhăng suy nghĩ một nét rồi nói, tôi sẽ vượt qua Bà cứ yên trí. Ông sẽ làm thế nào nào? Ngày đêm nay tôi sẽ đến gặp ngài Thuê Vi để đề nghị ngài xin phép hộ tôi với ngài Esa là em rẻ ngài. Bây giờ còn vấn đề khác. Cái gì nào? Đã thanh Nhăng hỏi thế bà Bonacea lưỡng lự. Có lẽ ông không có tiền thì phải. Có lẽ là câu nói thừa đấy. Đã thanh Nhăng mỉm cười đáp. Bà Bonacea mở tủ lấy ra cái túi mà nửa giờ trước đây chồng bà đã vuốt ve chiều mến nó rồi nói. Nếu vậy xin ông cầm lấy cái túi này. Đã tên nhăng đã theo dõi từ đầu câu chuyện giữa hai vợ chồng Sơ qua lỗ hồng trên trần. Nên hiểu biết lai lịch cái túi ấy. Anh phì cười nói. Cái túi của giáo chủ, thú vị thật. Tiền của giáo chủ cứ nguy cho hoàng hậu. Ông thật là một chàng thanh niên vui tính và đáng yêu. Hoàng hậu sẽ không bạc nghĩa đâu. Ồ, tôi đã được đền bù quá nhiều rồi. Tôi yêu bà. Bà cho phép tôi được nói như vậy đó là một niềm hạnh phúc quá sự mơ ước của tôi rồi im bà vốn giật mình nói sao có tiếng người nói ngoài phố chính là tiếng chồng tôi tôi nhận ra rồi bà ta nhăn chạy ra cửa và cài thèn lại nói đừng để ông ấy vào trước khi tôi đi khỏi đây và khi tôi đi rồi bỏ ra mở cửa cho ông ấy nhưng tôi cũng phải đi chứ túi tiền mất làm sao chứng minh được nếu tôi còn ở đây bà nói đúng đấy ta phải ra cả thôi làm sao mà ra được Chồng tôi sẽ non thấy chúng ta. Nếu vậy, phải lên buồng tôi thôi. ấy ông nói câu ấy làm tôi sợ quá. Bà Bonacieux nói câu ấy với một giọt nước mắt long lanh. Đã ta nhăng nhìn thấy giọt nước mắt đó. Anh bối rối và thương cảm lên quỷ xuống nói. Trong buồng tôi, bà sẽ được an toàn như trong một đèn thờ. Xin thẻ danh dự. Vậy ta đi thôi. Bà Bonacieux nói, tôi tin ông. Đa ta nhang bèn ra mở một cách thận trọng cái then cửa đã cải lúc nãy, rồi cả hai nhẹ nhàng như những cái bóng chuồn ra qua cửa trong, trèo lên gác, không một tiếng động, và vào buồng của Đa Tha Nhân. Sau khi đã vào buồng rồi, Đa Tha Nhân cẩn thận cài cửa buồng lại. Hai người lại gần cửa sổ nhìn qua khe hở, thấy Lão Bồ Sư đang nói chuyện với một người mặc áo choàng. Vừa nhìn thấy người mặc áo choàng, Đa Tha đã trồm lên nắm gươm, rồi lao ra cửa. Đấy là con người thành mừng ông làm gì thế? bà bố xưa khẽ kêu lên. ông làm nguy cả chúng ta bây giờ. nhưng tôi đã thề phải giết chết người này. tính mạng của ông lúc này đã được đem hiến dâng rồi. nó không còn là của ông nữa. nhân danh hoàng hậu, tôi cấm ông không được lao vào bất cứ một cuộc nguy hiểm nào ngoài những nguy hiểm của cuộc hành trình. còn nhân danh mình, bà không ra lệnh gì cho tôi ư? thế nhân danh tôi, bà Bonișer nói, vẻ rất xúc động. nhân danh tôi, tôi yêu cầu ông đấy nhưng chúng ta hãy nghe kìa hình như họ đang nói về tôi á ta nhang lại gần cửa sổ và lắng tai nghe lão Sơ đã mở cửa nhà thấy nhà không người lão trở ra nói với người mặc áo choàng cô ấy đi rồi chắc là trở về cung điện ông có chắc không người lạ mặt nói à, là cô ấy không nghi ngờ gì về việc ông ra đi chứ không đâu lão Sơ đáp cô ấy rất vô tư cái tên cận vẻ tập sự ấy có ở nhà không tôi chắc là không ông thấy cửa sổ buồng hắn đóng cả và cũng chẳng thấy có ý tí ánh sáng nào qua khe cửa cả cũng cần phải thận trọng hơn ông cứ lên gõ cửa buồng hắn xem sao la bonhe đi vào trong nhà đi qua cái cửa mà hai người đã trốn ra van nấy lên cầu thang rồi gõ cửa buồng data nhăng không có ai trả lời cả à thì đã được bocktos mượn từ tối để đi hầu cho thêm phần oai vẻ còn data nhăng thì tất nhiên là không đụng đậy gì khi nghe ngón tay là bonacieux vang lên ở cánh cửa đồng thời hai trái tim của đôi bạn trẻ cùng hồi hộp không có ai trong vườn hắn cả la bonacieux nói càng tốt nhưng chúng ta cũng cứ vào trong nhà ông dù sao nói chuyện cũng kín đáo hơn đứng ngoài thôi thế là xong bà bonacieux thì thào chúng ta chả còn nghe được nữa trái lại đáta nhăng nói càng rõ hơn đáta nhăng cậy vài viên gạch dưới sàn giải một cái thảm xuống cạnh đấy quỳ lên rồi ra hiệu cho bà bonacieux làm theo và cúi nhìn xuống cái lỗ ông chắc là trong nhà không có ai chứ tên lạ mặt nói tôi xin đảm bảo bà bonacieux đáp vợ ông đã cho là vợ ông đã trở về cung điện rồi không nói với ai khác ngoài ông chứ tôi xin chắc như vậy điều này rất quan trọng ông hiểu không như vậy là cái tin tôi vừa báo với ông là có giá trị rất lớn Ông bonasie thân mến của tôi ạ, à, tôi không giấu ông đâu. Vậy là đức ngài giáo chủ sẽ hài lòng về tôi chứ? Tất nhiên rồi. Giáo chủ thật là vĩ đại. Chắc chắn là trong khi nói chuyện với ông, vợ ông không nói đến một cái tên người nào chứ? Không ạ. À, ông có nghe thấy bà ấy nói đến tên bà Surfrey, Buckingham, bà Verne không? Không ạ. À, nó chỉ nói với tôi nó muốn cử tôi đi London để phục vụ một người chứ danh. Đồ phản bội bà bố này xưa thì thảo bà in đi cho đặt tay nhang nói và nắm lấy một bàn tay của thiếu phụ thiếu phụ cũng không nghĩ rút ra ông ngốc thật người mà áo choàng nói tại sao ông không giả vờ cứ nhận nhiệm vụ có phải là bây giờ ông đã nắm trong tay bức thư đó rồi không đã cứu vãn được tổ quốc đang bị đe dọa không và ông thì và tôi thì sao à còn ông đức ngài giáo chủ đã định tặng ông tước vị quý tộc đức ngài đã nói thế với ông à phải Đức Ngài muốn làm món quà bất ngờ tặng ông đấy. Xin ông cứ yên trí, vợ tôi yêu tôi lắm và vẫn còn kịp thời giờ chán. Ông ngốc! Bà Bonasso thì thào. Hãy im đi cho, bà ta nhứng nói và siết chặt thêm bàn tay thiếu phụ. Làm sao kịp được, người lạ mặt nói. Tôi trở lại cung điện, tôi xin gặp bà Bonasso rồi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã suy nghĩ lại, tôi bằng lòng nhận nhiệm vụ. Tôi nắm bức thư, thế là tôi chạy thẳng đến nước giáo chủ. Được đấy, ông đi mau lên, rồi tôi sẽ quay lại sớm để biết kết quả. Người lạ mặt nói xong đi ra. Đồ đề tiện. Bà Sơ lại tặng chồng cái danh từ đó. Nó ta lại siết chặt tay bà mạnh hơn nữa. Mấy tiếng kêu khủng khiếp cắt đứt luồng suy nghĩ của Đa Tha và bà Bồ Sơ. là đức ông chồng, đã phát hiện thấy mất túi tiền, liền kêu ẩm lên mất trộm. Trời ơi! Bà Bồ Sơ nói, lão sẽ làm náo động toàn khu lên bây giờ lão Sư kêu rất lâu, nhưng những tiếng kêu loại ấy đã quá quen rồi nên chẳng ai chú ý đến, nhất là nhà của lão bán tạp hóa từ ít lâu nay đã xảy ra nhiều cuộc khủng bố. khi thấy chẳng có ai đến, lão chạy ra ngoài đường tiếp tục kêu và tiếng kêu của lão mất dần về phía bến đò ngang. Bà Sư nói: bây giờ lão đã đi rồi, đến lượt ông cũng đi đi. hãy dũng cảm lên, nhất là phải thận trọng đấy và luôn luôn nghĩ rằng vì đức hoàng hậu và cả vì bà nữa chứ. Đa Thanh nhăn kêu lên Em cùng tăng xinh đẹp của anh Em cứ yên tâm Anh sẽ trở về xứng đáng với lòng tin cậy của người Và cũng là xứng đáng với tình yêu của em nữa Thiếu phụ đáp lại bằng cặp má đỏ ửng lên Một lát sau Đa Thanh Nhăng cũng ra đi Vai trạng áo khoác rộng Lấp ló một chuỗi gươm dài Bà Bonacieux đưa cặp mắt nhìn theo anh mãi Một cái nhìn của người phụ nữ cảm thấy mình yêu Khi anh đã đi khuất vào góc phố, sư phụ liền quỳ xuống, chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm: Lạy Chúa, xin người phù hộ cho hoàng hậu, cho chàng. 19. Kế hoạch hành động Đã chẳng nhăng đi thẳng đến dinh ông Thuê Vi, anh đã nghĩ rằng chỉ trong vài phút nữa giáo chủ sẽ được tên lạ mặt ấy báo cáo, cho nên không thể chễ được phút nào nữa. Trái tim của chàng thanh niên đó rộn ràng niềm vui, thật là một dịp may hiếm có, vừa được danh vọng lại vừa được tình yêu. Thật là điều bất ngờ, quá cả sự cầu mong của anh. Ông Tê vẫn ở trong phòng khách, tiếp khách quen thuộc như thường lệ. Đa Thà Nhăng đã được coi như người thân thuộc, Đánh vào thẳng trong buồng làm việc và xin gặp đại úy Ngự Lâm về một công việc rất cần. Đa Thà Nhăng đợi độ 5 phút thì ông Tê bước vào, thoạt nhìn thấy sắc nét vui sướng trên bộ mặt anh thanh niên ông đã đoán ra ngay là có tin gì mới lạ. trong lúc đi đường, đáta nhăng đã tự hỏi mình xem có nên thổ lộ với ông trevi hay chỉ xin phép ông đi làm một nhiệm vụ bí mật. nhưng ông trevi đối với đáta nhăng lúc nào cũng là con người hoàn hảo, cũng trung thành với vua với hoàng hậu lại rất ghét giáo chủ, cho nên anh quyết định sẽ nói hết với ông. anh cần gặp tôi à, anh bạn trẻ? ông hỏi. thưa ông, vâng, đáta nhăng đáp. tôi mong ngài sẽ tha lỗi cho tôi đã đến quấy quả khi ngài biết vấn đề quan trọng đến chừng nào. Vậy anh nói đi, ta sẵn sàng nghe. Vấn đề ít ra cũng liên quan đến danh dự, đã tài nhăng hạ giọng nói, và có thể đến cả sinh mạng của hoàng hậu nữa. Ông Tư Vi vội đưa mắt nhìn xung quanh xem có thật chỉ có hai người thôi không? Rồi ông mới đưa cặp mắt dò hỏi Đa Nhăng. Anh nói gì vậy? Thưa ngài, tôi nói rằng vì một sự tình cờ mà tôi vừa mới làm chủ được một điều bí mật. Vậy tôi anh mong anh hãy giữ kỹ lấy nó anh bạn trẻ ạ nhưng tôi cần phải tiết lộ với ngài và chỉ có ngài mới giúp tôi hoàn thành được nhiệm vụ mà đức hoàng hậu mới trao cho tôi điều bí mật đó có thuộc về anh không thưa ngài không ạ à? nó thuộc về hoàng hậu thế hoàng hậu có cho phép anh được tiết lộ không thưa ngài không ạ à? không những thế còn chỉ thị cho tôi phải tuyệt đối giữ bí mật thế tại sao anh lại định tiết lộ với tôi vì rằng như tôi đã nói với ngài không có ngài nhúng tay vào thì tôi không làm được gì cả và "Tôi lo rằng ngài sẽ từ chối lời thỉnh cầu của tôi một khi ngài chưa biết mục đích của nó." "Anh cứ giữ lấy điều bí mật và nói cho tôi biết anh yêu cầu gì." "Tôi đề nghị ngài can thiệp với ngài ESA cấp cho tôi một giấy phép nghỉ 15 ngày. Bắt đầu từ bao giờ? Từ ngày đêm nay, anh đi khỏi Paris à? Tôi đi thực hiện một sứ mạng. Anh có thể cho tôi biết đến đâu không? Đến London. Ai là người có lợi nếu anh không hoàn thành sứ mạng ấy? Giáo chủ thì phải" sẽ tìm cách ngăn cản tôi bằng bất cứ giá nào. Và anh đi có một mình. Vâng, tôi đi một mình. Như vậy thì anh không đi quá được ở bông đi đâu. Tôi là Trevi, nói với anh như vậy. Tại sao à? Người ta sẽ cho người ám sát anh. Tôi sẽ được chết trong thi hành nhiệm vụ. Nhưng sứ mạng của anh, anh sẽ không được hoàn thành. À vâng. Anh hãy nghe tôi. Trong những công trình loại ấy cần phải có bốn. Để chỉ cần đến nơi một. À. Ngài dạy phải quá. Đã thể nhăng gieo lên. Ngài đã biết Atos, Portos và Arami. Ngài xét xem tôi có thể dùng được ba người ấy không? Nhưng không được tiết lộ với họ điều bí mật mà tôi không muốn biết. Chúng tôi đã thể trung thành với nhau trong bất cứ trường hợp nào. Và lại, Ngài có thể nói với ba anh ấy rằng Ngài hoàn toàn tin cẩn ở tôi và họ cũng sẽ không ngờ vực gì cả đâu. Tôi có thể cấp cho mỗi người một cái giấy phép nghỉ 15 ngày chỉ có thế thôi Cho Atos vì vết thương chưa lành Cần phải đi nghỉ ở suối nóng Cho Portos và Arami Để cùng đi với người bạn Mà họ không nỡ rời trong tình trạng ấy Gửi cho họ giấy phép Tức là tôi cho phép họ tham gia cuộc hành trình rồi Cảm ơn ngài lắm lắm Ngài tốt quá Ngay bây giờ anh đến tìm họ Và tất cả mọi việc đều phải được tiến hành ngay đêm nay À khoan đã Phải viết cho tôi một cái đơn xin phép ngài Esa Có thể anh đã bị Một tên gián điệp của giáo chủ theo dõi Giáo chủ đã biết anh đến đây. Lá đơn của anh sẽ xác minh cho việc anh đến đây. Nhăng liền viết một đơn và khi ông Trevi cầm lá đơn đó trong tay, ông bảo đảm là bốn giấy phép sẽ đến tay bốn người bạn trước hai giờ sáng. Xin ngài làm ơn gửi giấy phép cho tôi tới nhà Atos. Nhăng nói thêm, tôi không về nhà nữa, sợ gặp trắc trở gì chăng. Anh cứ yên trí, chúc các anh lên đường may mắn. Nhăng vừa quay gót thì ông Trevi gọi giật lại và hỏi. Anh có tiền không đấy? Đã tay Nhăng lấy tay vỗ vào túi làm nó kêu loàng xẹn. Tốt lắm. Với số tiền đó, người ta có thể đi được tới tận cùng thế giới. Tôi, đi đi. Đã tay Nhăng cúi chào. Hùng tử vi đưa tay ra bắt. Đã tay Nhăng nắm lấy với một niềm kính cẩn lẫn biết ơn. Từ ngày đến Paris, anh luôn luôn ca tụng con người tuyệt diệu đó. Anh thấy ông đàng hoàng, trung thực và cao thượng. Đầu tiên, Đã tay Nhăng đến thăm Arami từ cái đêm anh theo dõi vào Nai xưa anh chưa gặp một bạn lần nào. Cũng vẫn như mọi khi, lần nào đến thăm anh cũng nhận thấy trên mặt bạn có nét buồn rầu sâu sắc. Tối nay cũng vậy, Aramie còn thức, vẻ âu sầu mơ mộng, đã thành nhăng hỏi thăm vài câu về nỗi buồn đó. Aramie đổ lỗi cho lời bình luận chương 18 của thánh Augustine mà anh bắt buộc phải viết bằng tiếng Latin cho tuần sau. Và làm anh phải bận tâm nhiều. Hai người bạn nói chuyện với nhau được một lúc thì có một liên lạc viên của ông Trevi mang đến một gói có đăng dấu. Cái gì vậy? Arami hỏi. Giấy nghỉ phép mà ông đã yêu cầu liên lạc viên đáp. Tôi à? Arami sửng sốt đáp. Tôi có xin phép đâu. Anh cứ im đi và cảm lấy. Đã thay nhau nói. Còn anh bạn, nửa đồng vàng piton đây trả tiền công anh. Anh về nói với ngài Trevi. Ông Arami rất đội ơn ngài. Liên lạc viên chào rồi lui dị. Thế này là như thế nào? Arami hỏi. Nghĩa là anh hãy chuẩn bị tư trang cần thiết cho một chuyến du lịch 15 ngày rồi theo tôi. Nhưng tôi không thể rời Paris trong lúc này mà không biết tin. Đến đây Arami im bặt. Bà ấy ra sao có phải không? Bà ta nhân tiếp tục. Bà nào? Arami hỏi. Một bà đã ở đây, bà có chiếc khăn mùi xoa thêu ấy. Ai đã nói với anh là đã có một người đàn bà ở đây? Arami hỏi, mặt tái như xác chết. Tôi đã non thấy thế anh có biết bà ấy là ai không có lẽ có thì phải nếu anh biết nhiều như vậy anh có biết bà ấy hiện nay ra sao không tôi đoán chừng bà ấy đã trở về thành tua rồi về tua phải đúng đấy anh biết bà ấy thế tại sao bà ấy trở về tua mà không tin cho tôi một câu nào vì bà ấy lo sợ bị mất tại sao bà ấy không viết cho tôi mấy câu vì bà ấy sợ anh bị vạ lây. là ta nhăng anh ấy kêu lên anh làm tôi sống lại tôi cứ tưởng tôi bị khinh bỉ bị phản bội Tôi đã rất sung sướng được gặp bà. Tôi không thể tin là bà ấy đã liều mạng vì tôi. Tuy vậy, vì lý do gì mà bà ấy đã trở về Paris? Vì cái lý do mà hôm nay chúng ta phải đi sang nước Anh đấy. Nhưng lý do ấy là gì đã chứ? Một ngày kia anh sẽ biết, aramia, à, còn bây giờ thì tôi phải bắt trước thái độ của cô cháu gái nhà bác học. Rami mỉm cười vì anh nhớ lại câu chuyện mà anh đã kể cho các bạn nghe. Đã thành nhăng, nếu như bà ấy đã rời khỏi Paris theo như anh nói Không còn gì buộc cẳng tôi nữa Tôi sẵn sàng theo anh Anh vừa nói chúng ta đến Atos ngay bây giờ Xin anh nhanh lên Vì chúng ta cũng đã mất khá nhiều thời gian rồi Anh gọi ba danh đi Ba danh cùng đi với chúng ta Có thể Nhưng dù sao trong lúc này hắn đi theo chúng ta Đến Atos cũng tốt đi anh... Aramis gọi ba danh Sau khi đã bảo hắn đến tìm gặp ở nhà Atos Anh nói Ta đi nào vừa nói, alami vừa lấy cái áo khoác, thanh gươm và ba khẩu súng ngắn của anh rồi đi theo đã thành nhân. vừa đi vừa tự hỏi không hiểu tại sao cái chàng tập sự lính này lại biết um, mình về người đàn bà mà mình đã cho chú tạm và lại còn biết bà ấy ra sao nữa. anh bèn đặt tay lên vai đã thành nhân nhìn thẳng vào mắt hỏi anh có nói cho ai biết về người đàn bà đó không? không một người nào cả, cả atos và baltos nữa chứ. tôi chưa hề hé một câu nào với hai anh ấy thế thì tốt quá. Được an tâm về điều ấy, Alami bình tĩnh đi theo đa tay nhanh phải chẳng bao lâu hai người đã tới Atos. Atos đang cầm một tờ giấy phép, tay kia thì là bức thư của ông Trevi. Thấy hai bạn đến, anh nói với vẻ rất ngạc nhiên. Hai anh có thể giải thích cho tôi về tờ giấy phép và bức thư này mà tôi vừa nhận được không? Atos thân mến, vì tình hình sức khỏe của anh đòi hỏi, tôi muốn rằng anh phải nghỉ 15 ngày. Anh hãy đi tìm đến suối nước nóng Porsche hay nơi nào thích hợp với anh. Chúc anh mau mạnh. Thân ái. Trời vì Thế có nghĩa là thế này, anh phải đi theo tôi ngay bây giờ, anh Atos ạ. À? Đến suối nước Phóc à? Đến đó hoặc một nơi nào khác. Để phục vụ Đức Vua à? Đức Vua hay Đức Hoàng Hậu cũng thế cả thôi. Vừa lúc đó Portos đi vào, miệng nói bô bô. Trả đất ơi, điều gì mà kỳ thế này? Đời thủa nào mà lính ngựa lâm không xin cũng được cấp giấy phép cho nghỉ thế này. Từ thủa mà họ có những người bạn Những người bạn ấy xin cho họ À, Pogtos nói, chắc lại có điều gì mới đây Phải, Arami nói Chúng ta đi chơi một phen Đến tận xứ sở nào, Pogtos hỏi Tôi cũng chẳng hiểu gì hết Atos nói, hãy hỏi nhăng Đi London các bạn ạ à? Datanyang nói, đi London Pogtos nói, chúng ta đến London Làm cái thá gì cái chứ Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói với các anh được Các anh cần phải tin ở tôi nhưng đến London phải có tiền chứ. Phật tốt nói, mà tôi chẳng có xu nào. Tôi cũng không, Arami nói. Tôi có. Atanyan nói, rút trong túi ra kho bạc của anh và đặt nó lên bàn. Trong cái túi này có 300 piton. Mỗi người chúng ta cầm lấy 75 đồng. Ta chỉ có ngần ấy để đi và về. Và lại các anh cứ yên chí chúng ta không tới được London cả đâu. Sao vậy? Vì rằng rất có thể một vài người trong chúng ta sẽ bị nằm lại dọc đường phải chăng chúng ta sắp tiến hành một chiến dịch mà lại là nguy hiểm nhất nữa tôi xin báo trước để các anh biết nếu thế thì chúng ta cũng có thể bỏ mạng được porthos nói ít nhất tôi cũng cần được biết lý do chứ anh đi quá xa rồi đấy porthos ạ à? Atos nói nhưng tôi cũng thống nhất ý kiến với porthos arami nói đức vua có bao giờ có thói quen giải thích cho các anh không đó thái nói không đâu người chỉ có nói các ông đi đánh nhau ở nơi này hoặc nơi nọ Thế là các anh cứ việc đi đánh nhau Vì lý do gì các anh cũng chả cần quan tâm đến Đại tài nhà nói đúng đấy Atos nói Đây là ba cái giấy phép do ngài Trevi cấp Và đây là món tiền 300 đồng piston Mà tôi không rõ nguồn gốc Chúng ta đi hy sinh tính mạng nơi mà người ta bảo chúng ta đi Đời có đáng kể để chúng ta phải mất công đặt ngân ấy câu hỏi không? Đại tài nhằng, tớ đã sẵn sàng theo cậu đấy. Tôi cũng vậy, hoặc Tos nói. Tôi cũng vậy, Arami nói. Tôi cũng muốn đi khỏi Paris này để tìm cho tiêu khiển. Khi nào chúng ta đi? Athos à, hỏi. Ngay bây giờ, nhằng đáp, ta không được để chậm trễ một phút nào. Này Primo, Prancé, Ba Bazan, đánh bóng ủng cho chúng ta phải đến trại lấy ngựa về đây. Mỗi người lính ngựa lâm đều đẻ ngựa của mình và của đầy tớ ở trại lính. Bốn người đầy tớ nhận được lệnh đó vội vàng đi ngay. Bây giờ chúng ta phải đặt kế hoạch hành động chứ, Vogtos nói. Chúng ta phải đến đâu trước hết? Đến Cal là, bà ta nói, đó là con đường thẳng nhất đến London. Về kế hoạch của tôi như sau, tốt nói. Bốn người cùng đi thì dễ bị nghi lắm. Đã thành nhăng sẽ giao chỉ thị trước cho mỗi người chúng ta. Tôi đi tiền trạm bằng con đường đi Blon để dò đường. Atos sẽ đi sau 2 giờ bằng con đường Amien. Um, Amiens. Tiếp theo là Arami bằng con đường nào thì tùy ý và mặc quần áo của Plancé giả làm Plancé, còn Plancé thật thì mặc quân phục cận vệ giả làm Latanyan đi theo chúng ta. Theo ý kiến tôi, Atos nói không nên để cho bọn đầy tớ nó tham gia vào công việc như vậy. Một điều bí mật có thể không may bị một người quý tộc phản bội, nhưng bao giờ cũng bị bọn đầy tớ nó đem bán đi. Theo ý tôi thì kế hoạch của Porthos không thực hiện được. Latanyan nói vì tôi cũng không hiểu chỉ thị thế nào mà giao cho các anh. Tôi mang một bức thư. Chỉ có thế thôi, tôi không thể chép ra làm ba được vì nó đã được niêm phong. Vì vậy, theo ý tôi, chúng ta nên đi tập thể. Bức thư ấy, nó ở trong cái túi này. Anh vỗ vỗ. Nếu tôi bị giết, một trong các anh sẽ giữ lấy và tiếp tục lên đường. Nếu anh ấy lại bị giết thì một anh khác sẽ thay. Miễn là có một người tới được. Tất cả chỉ có thế. Hoan hô đã tài nhằng. À tốt nói. Tôi không có ý kiến như anh. Và lại cũng cần phải hợp lẽ nữa. Tôi đi tắm nước suối. Các anh đi theo tôi. Đáng lẽ là tắm nước suối Forger, tôi đi tìm tắm nước bể. Cũng được chứ sao? Kẻ nào muốn bắt ta, tôi dơ bức thư của ông Trevisa Còn các bạn, dơ giấy nghỉ phép. Nếu người ta tấn công, ta chống cự lại. Nếu người ta xét hỏi, thì chúng ta bướng bỉnh trả lời. Rằng chúng ta chỉ có một mục đích là được vài lần dấn thân tắm nước bể. Bốn người đi lẻ loi thì dễ bị tiêu diệt lắm. Còn bốn người hợp nhất lại thì là cả một sức mạnh. Chúng ta sẽ vũ trang cho bốn đầy tớ súng ngắn và súng hỏa mai. Nếu người ta cử một đơn vị đến tấn công, chúng ta dàn trận chống cử lại, và kẻ sống sót, như đã ta nhàng nói, sẽ mang bức thư đi. Nói hay lắm, Aremi kêu lên, anh Atos không hay nói, nhưng đã nói thì cứ như thánh Jean Buster. Tôi tán thành kế hoạch của Atos. Còn Portos nào? Tôi cũng tán thành. Portos nói, nó phù hợp với Data tai Data Đa là người mang thư. Tất nhiên, anh ta sẽ là chỉ huy. Anh cứ quyết định, chúng tôi sẽ thi hành. Nếu vậy, Đặc nhang nói, tôi quyết định thừa nhận kế hoạch của Atos và chúng ta sẽ lên đường trong nửa giờ nữa. Tán thành. Ba người lính ngự lâm đồng thanh hô và thò tay vào túi tiền. Mỗi người đếm lấy 75 pít tông rồi chuẩn bị lên đường vào giờ đã định. 20 Cuộc hành trình đúng hai giờ sáng bốn anh chàng mạo hiểm của chúng ta đi khỏi paris qua cửa chắn xanh đeni trời còn đang đêm không ai nói một câu nào và bị ảnh hưởng của đêm tối mịt mùng họ có cảm giác như thấy chỗ nào cũng có ổ phục kích với những tia sáng đầu tiên của mặt trời lưỡi của họ cũng bắt đầu được giải phóng mặt trời đến mang theo niềm vui cũng như trước hôm ra trận tim họ đập mạnh cặp mắt họ cười đùa họ có cảm giác rằng cuộc sống mà họ có thể sắp phải từ giá suy cho đến cùng vẫn còn hay ho chán và người ngựa ấy trông bề ngoài đã có vẻ ghê gớm lắm cưỡi trên những con ngựa đen của lính ngự lâm với dáng điệu hiếu chiến và những bước đi đều đặn của con nhà lính quý tộc họ không che giấu được ai cả những tên đầy tớ theo sau cũng được vũ trang đến tận răng. tám giờ sáng tới santoni được bình an vô sự để ăn điểm tâm mọi người xuống ngựa trước một cái quán và dặn đầy tớ không được tháo yên cương và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào vào một phòng công cộng và ngồi vào bàn ăn. Một người quý tộc vừa từ đam Mao tanh đến cũng ngồi vào cái bàn ấy. Hãy mở đầu câu chuyện về gió mưa và thời tiết, các bạn của chúng ta cũng đáp lại. Nhưng đến lúc Tông tuyên bố ngựa đã sẵn sàng và mọi người cùng đứng lên, thì tên lạ mặt đề nghị tốt uống rượu chúc sức khỏe của giáo chủ. Giáo chủ Porthos trả lời là sẽ vui lòng nếu sau đó lại uống chúc mừng đức vua. Hắn kêu lên rằng hắn không biết đức vua nào khác ngoài đức giáo chủ. Porthos mắng hắn là thằng say rượu. Hắn liền giúp gươm ra. Athos nói, anh vừa làm một việc bậy rồi, bây giờ thì không lùi được nữa rồi. Anh hãy giết nó đi, rồi đuổi theo chúng tôi, càng nhanh càng tốt nhé. Và cả ba cùng lên ngựa phóng một mạch. Đi được chừng 500 bước, Athos nói, thế là ta mất một rồi. Tại sao con người đó lại chỉ tấn công có Porthos mà không nhằm một người khác cho chúng ta? Arami hỏi. Và dòng Porthos ăn, no, uh, ăn nói to lớn hơn tất cả chúng ta. đặt tay Nhàng đáp. Hắn tưởng Porthos là chỉ huy. Atos nghĩ thầm. Ta vẫn thường nói chú em gắt công này không phải là tay vừa. Và mọi người vẫn tiếp tục phóng đi. Tới Bô đoàn người nghỉ lại 2 giờ vừa để cho ngựa thở vừa chờ Porthos. 2 giờ sau không thấy Porthos đến và cũng chẳng có tin tức gì về anh ta. Mọi người lại lên đường. Đi khỏi bô ve được chừng một dặm, tới một chỗ mà đường cái bị thu hẹp lại giữa hai bờ dốc. Họ gặp tám hay mười người có vẻ đang sửa lại quãng đường hỏng đó, đào những lỗ, làm bắn những tia bùn lên. Arami sợ bẩn mất đôi ủng, anh liền thét mắng chúng. Atos muốn ngăn Arami nhưng không kịp nữa. Chúng chế nhạo và chỉ rùa thô tục đến nỗi. Lạnh lùng như Atos cũng để cho ngựa mình hất vào một tên. Thế là lập tức bọn chúng lùi vào một cái hố rồi lấy ra mỗi đứa một khẩu súng hỏa mai giấu trong đó kết quả là bảy người của chúng ta phải đi qua dưới làn đạn arami bừa một viên xuyên qua vai và múc cơ tông bị một viên cám vào mông đít tuy vậy cũng chỉ có múc cơ tông ngã ngựa không phải vì hắn bị trọng thương mà vì hắn không nhìn thấy được vết thương nên có lẽ hắn tưởng là trầm trọng lắm hơn thực tế đặt ta nhàng nói đây là một ổ phục kích chế nên bắn lại một phát nào và ta cứ tiếp tục thẳng tiến arami mặc dù bị thương cũng cố gắng ôm lấy cổ ngựa phóng theo bạn con ngựa của múc Cô Tông đuổi theo kịp và cũng phóng trong đoàn. Ta đã có một con ngựa để thay đổi rồi, Atos nói. Tôi thích có một cái mũ hơn. Đã ta nhàng nói, cái của tôi bị một viên đạn mang đi rồi. Thật là may, bức thư tôi lại uh, để không để trong đó. Nếu vậy thì khi Portos đi qua, Anami nói, bọn chúng thịt anh ấy mất. Nếu Portos còn đứng vững được thì đã theo kịp chúng ta từ lâu rồi, Atos nói. Theo ý tôi thì trong cuộc chiến, tên say rượu đã tỉnh rồi. Mặc dù ngựa đã rất mệt mỏi, như không còn có thể đi được nữa, mấy anh em vẫn cứ còn phải phóng thêm hai giờ nữa. Nhưng đến thị trấn Cracker, Aramis tuyên bố là anh không còn đủ sức để đi xa hơn nữa. Quả là anh đã phải cố gắng rất nhiều mới giữ vững được đến bây giờ. Người anh tái đi và bắt buộc phải có người đỡ anh mới ngồi được trên lưng ngựa. Đến một hàng quán Bắt buộc phải đưa anh xuống Và để ba danh ở lại chăm non Săn sóc cho chủ Mọi người lại lên đường Với một niềm hy vọng mong manh Là đêm nay sẽ được ngủ ở A miêng Đi được một quãng Atos nói Mẹ kiếp Thế là đã mất đi hai chủ và hai tớ Mẹ kiếp Tớ xin thẻ là từ đây đến Calais Không thể nào bắt được tớ mở miệng Hoặc rút cơm ra nữa Thôi Bà ta nhàng nói Xin đừng thẻ thốt nữa Cứ phóng lên miễn sao cho con ngựa nó đồng ý. Và mọi người lại thúc gót giày vào bụng ngựa, nửa đêm hôm đó đến A Miệng và vào quán trò hoa huệ vàng. Chủ quán có vẻ là người thật thà nhất thế giới, hắn đón mọi người, một tay cầm mũ còn một tay cầm khăn ăn. Hắn muốn hai người khách của hắn vào nằm mỗi người một phòng rất lịch sử, nhưng khốn thay lại ở hai đầu nhà. Nhan và Atos đều không đồng ý, Hắn trả lời là không còn cái nào nữa xứng đáng với những vị chúa công như vậy. Nhưng hai anh em cứ khăng khăng đòi ngủ chung một buồng trên những cái đệm chạy xuống đất cũng được. Chủ quán nài thêm khách trọ giữ vững lập trường. Cuối cùng thắng thế phải thuộc về khách trọ. Hai anh em đang sắp xếp trong buồng thì có tiếng gõ cửa. Blanc bước vào nói Để Grimo coi ngựa cũng đủ hay ông cho phép tôi được nằm chặn ngang cửa này như vậy sẽ không có kẻ nào mò được vào chỗ các ông thế mày nằm lên cái gì được data nhang hỏi Dương của tôi đây nói xong plancé giơ ra một bó rơm được thôi data nhang nói mày làm như vậy mà đúng đấy cái bộ mặt thằng chủ quán tao trông chẳng ưa chút nào nó lèo lá làm sao ấy tôi cũng thấy vậy Atos nói plancé nằm ngang cửa ra vào primo thì xuống chuồng ngựa bảo đảm 5 giờ sáng bốn con ngựa sẽ sẵn sàng ban đêm khá yên tĩnh Mặc dù lúc 2 giờ sáng có người thử cậy cửa, nhưng sau khi Plancé hỏi ai đấy, thì có tiếng xin lỗi và nhầm buồn. Đến 4 giờ sáng, có tiếng ồn ào dưới chuồng ngựa. Grimo muốn đánh thức những tên trông coi chuồng ngựa liền bị chúng đánh. Mở cửa sổ ra nhìn thấy Grimo đã nằm chết ngất đi, bị một cán trội đánh bẻ đầu. Plancé xuống sân định đóng yên cương thì thấy ngựa đang bị mệt lử. Chỉ có con ngựa của tông vì chỉ phải chạy không, trong ngày hôm qua là còn có thể tiếp tục lên đường được, nhưng lại bị thầy thú y mà nhà hàng cho đi mời đã trích máu chúng vì tưởng nhầm là ngựa của chủ quán. Tình hình trở nên bắt đầu gay go, tất cả những tai biến vừa xảy ra liên tiếp có có thể là do ngẫu nhiên mà là do một âm mưu nào đó. Atos và Data đi ra, Blanche chạy đi tìm xem có nơi nào muốn bán ba con ngựa. Ra đến cửa ngoài, Blanche thấy có hai con ngựa yên cương sẵn sàng và rất khỏe không còn gì mong ước hơn, anh hỏi xem chủ chúng đâu. Người ta trả lời chủ chúng nghỉ ở quán trọ đêm qua và hiện đang thanh toán tiền với chủ quán. Atos vào quán để trả tiền, còn đã Thanh Nhăng và Plang đứng ở cổng trông ra phố. Chủ quán ở trong một cái buồng thấp và sâu vào bên trong, hắn mời Atos vào. Atos không nghi ngờ gì cả, bước vào và rút ra hai đồng piton để trả tiền. Chủ tục quán ngồi một mình trước một cái bàn có một ngăn kéo để mở, Hắn cầm lấy tiền của Atos lật đi lật lại trong lòng bàn tay rồi đột nhiên. Hắn kêu lên là tiền giả và tuyên bố sẽ cho bắt Atos và hai người cùng đi về tội làm bạc giả. Atos sấn đền về phía hắn và quát. Đồ quái quỷ, tao cắt tay mày bây giờ. Tức thì có bóng người vũ trang đầy đủ từ hai bên cửa xô ra và xông vào Atos Atos dừng hết sức kêu to lên. Đã ta nhăng, tôi bị bắt rồi, chuồn đi cho nhanh. Đồng thời anh bắn hai phát súng ngắn. Đã ta nhăng và Planche không đợi đến câu thứ hai lấy luôn hai con ngựa đang buộc ở cửa nhảy lên rồi thúc đinh vào ra roi phóng đã thanh nhang vừa chạy vừa hỏi Plank C ngài có trông thấy ông Athos ra sao không à thưa ông tôi thấy hai tên ngã xuống vì hai phát súng của ông ấy và qua cửa kính tôi thấy ông ấy đấu gươm với hai tên kia Athos à, dũng cảm đã lẩm bẩm thế mà phải bỏ anh ấy lại đây trên kia có thể ta sẽ còn phải gặp điều gì hơn nữa thôi nào Blanche tiến lên ngài cũng là thằng bé dũng cảm đấy ông thấy chưa người Pika chúng tôi có dùng đến mới thấy chân giá trị. Và lại đây là quê hương tôi rồi, tôi lại càng phấn khởi thêm. Và cả hai thầy trò đều cố sức ra roi, đi một mạch đến sang ôm. Tại đây hai người cho ngựa nghỉ một lát, nhưng không dám rời cưa ngựa. Và hai người vừa đứng vừa nhá một mẩu bánh mì, sau đó lại tiếp tục lên yên. Cách cửa ô Kale, một trăm bước, ngựa của đa tay nhăng quỵ xuống, không thể nào làm cho nó dậy được nữa vì máu đã phì ra ở lỗ mũi. Còn lại con ngựa của Blanc C, nhưng nó cũng không bước được nữa. May thay chỗ ấy chỉ còn cách thành phố có trăm bước. Hai thầy trò đành bỏ ngựa lại dọc đường và chạy bộ ra bến cảng. Blanc C lưu ý đã thay nhăng tới một người quý tộc cùng với một tên đẩy tới đi trước họ chừng năm chục bước. Hai thầy trò theo kịp rất nhanh, người quý tộc đó đang có vẻ rất vội, Người đó đi đôi ủng, phủ đầy bụi và đang hỏi thăm xem có cách nào vượt biển sang nước Anh được. Một người chủ, một con tàu đang kéo buồm chuẩn bị ra khơi trả lời. Cũng chẳng có gì là khó khăn cả, nhưng từ sáng hôm nay mới quá lệnh, không được phép để ai qua không có giấy trực tiếp của giáo chủ. Người quý tộc rút trong túi ra một tờ giấy rơi lên rồi nói, tôi có giấy phép ấy để. Phải đưa thông qua ông giám đốc cảng đã. Ông giám đốc ở đâu? ở nơi làm việc của ông ấy cách thành phố một dặm kia kìa đứng đây cũng có thể trông thấy được dưới chân ngọn đồi kia mái ngói đỏ chót đấy tốt lắm người quý tộc nói xong liền cùng đi với người hầu đi về hướng mà ông giám đốc đã tay Nhăng và Blanche cũng đi theo người đó cách chừng dăm chục bước chân sau khi đã đi khỏi thành phố đã tay Nhăng nói tiếp vì tôi cũng rất vội nên rất muốn yêu cầu ông giúp tôi một việc việc gì vậy để tôi đi trước không thể được đâu, tôi đã phải vượt qua 60 dặm đường trong 40 tiếng đồng hồ. Buổi trưa mai tôi cần phải có mặt tại London rồi. Tôi cũng vừa qua một chặng đường tương tự chỉ trong có 40 tiếng và 10 giờ sáng mai tôi đã phải có mặt tại London rồi. Rất lấy làm tiếc thưa ông, nhưng tôi đến trước không đời nào chị đi sau đâu. Rất tiếc thưa ông, nhưng đến sau tôi lại muốn đi trước. Vì công việc của Đức Vua, tôi quý tộc nói, vì công việc của tôi, và ta nhằng nói Ai chà Ông lại muốn gây sự với tôi chắc Chứ sao Ông còn muốn là cái gì hơn nữa Ông muốn gì nào Tất nhiên rồi Nghĩ là thế này Tôi muốn có tờ giấy phép của ông mang trong người Vì tôi không có nó Nhưng lại cần nó Ông nói đùa đấy à Tôi không đùa bao giờ Để cho tôi đi Ông không đi được Này anh bạn ơi Ta sẽ bẻ gãy cổ anh đi Lui banh đâu Đưa vũ khí đây Plancet đâu Chẹn lấy cổ tên đầy tớ Còn thằng chủ phân tạo Trang C phấn khởi xông vào đuôi bánh. Vốn có sức khỏe, hắn lật nhào đối thủ xuống và tỉ đầu gối lên ngực nó rồi hô. Ông làm phận sự của ông đi, tôi làm xong của tôi rồi. Thấy thế, tên quý tộc rút gươm ra và lao vào đa thay nhìn. Nhưng hắn đã gặp được bậc thầy của hắn. Chỉ trong ba giây, đa Thành nhàng đã cho hắn ba nhát gươm. Mỗi nhát, anh lại nói, một cho tốt này, một cho bọc tốt này, một cho Arami này. Đến nhát thứ ba, tên quý tộc đổ sập xuống đất. Đa thay nhàng cho là hắn đã chết hay ít ra cũng ngất đi. Anh đi lại hắn để móc tờ giấy phép. Nhưng vừa lúc anh đưa tay ra định lục soát thì tên quý tộc từ nãy đến giờ vẫn chưa rời gươm. Thích cho anh một mũi vào ngực và nói Một cho mày. Một cho tao à. Nhát cuối cùng mày mới là thương hại. Đã tài nhăng tức giận thét lên rồi đóng đinh hắn xuống đất bằng nhát gươm thứ tư vào bụng. Lần này thì tên quý tộc nhắm mắt lại và ngất đi thật sự. Đại tài nhăng móc tay vào túi hắn lấy ra tờ giấy phép. Thấy để tên bá tước đầu út rồi anh liếc mắt lần cuối cùng vào con người đó, mới chừng 25 tuổi, đẹp trai, mà anh phải để nằm ngất tại đó. Chết rồi cũng nên. Đã ta nhăn thở dài nghĩ đến số phận lạ lùng làm cho con người phải tàn sát lẫn nhau để bênh vực quyền lợi của những kẻ mà họ không hề quen biết, mà cũng chẳng biết họ nữa. Nhưng ngay sau đó anh phải tỉnh cơn suy nghĩ Vì những tiếng la hét của lưu bang, Hắn gân cổ lên mà kêu cứu. Blanche phải dùng bàn tay chẹt lấy cổ hắn. Thưa ông, Blancé nói chừng nào mà tôi làm thế này thì hắn hết kêu nhưng hễ nới tay ra là nó lại tiếp tục kêu dầm lên tôi biết hắn là người xứ nóc măng mà người nóc măng thì lì lậm lắm quả nhiên bị bóp chẹt như thế mà lưới banh vẫn cố phát ra được vài âm thanh nữa đó ta nhang bèn nói đợi một tí anh lấy chiếc khăn mùi xoa của anh tỏng chặt vào miệng hắn blancsê nói bây giờ ta phải trói nó vào một gốc cây trói xong tên đẩy tớ blancsê kéo người chủ vào đắt nằm cạnh đấy. Trời đã bắt đầu tối mà lại nằm trong rừng nữa. Tất nhiên là hai thầy trò nhà này phải nằm đấy cho đến sáng mai. Thôi, ta lại thăm ông giám đốc cảng. Đã Tài nhàng nói. Nhưng hình như ông bị thương thì phải. Blanche nói. Hãy lo công việc cấp thiết đã còn vết thương của ta sau sẽ hay. Và lại hình như không nguy hiểm lắm thì phải. Thế rồi hai thầy trò bước thật nhanh đến nhà ông giám đốc. Đã thành nhăng được đưa vào với danh hiệu bá tước Đầu Ông có lệnh do chính đức tay giáo chủ khí không? Giám đốc hỏi. Thưa ông có đây. Đã tài Nhăng đáp. Ai chả? Cái lệnh này đúng nguyên tắc lắm và được dặn dò rất kỹ lưỡng. Có gì lạ đâu. Đã tài Nhăng Tôi là đầy tớ trung thành của đức ngài. Hình như đức ngài muốn ngăn trở một người nào đó sang bên anh thì phải. Vâng. Một tên đa tài Nhăng nào đó, quý tộc, người gắt không, đi tờ Paris cùng ba người bạn với mục đích là sang London. Ông có biết con người đó không? giám đốc hỏi ai kia cái tên đã tàn nhang ấy mà biết rõ lắm chứ xin ông cho biết uh, hình dáng hắn ra sao cũng dễ thôi và đã tàn nhang tả hình dáng ba tước đầu uất hắn có ai đi theo không giám đốc hỏi có một người hầu tên là lui banh đã tàn nhang đáp phải coi trình bọn chúng mới được nếu tóm được chúng đức giáo chủ cứ việc yên lòng tôi sẽ cho dẫn chúng chú đáo về paris ông giám đốc ạ à, ông mà làm được việc ấy thì Đức Ngài sẽ hài lòng về ông lắm đấy. Lúc trở về ông có gặp Ngài Đức Ngài không thưa bá tước? Tất nhiên là khó chứ. Xin ông thưa với Đức Ngài rằng tôi là một đại tớ trung thành của Đức Ngài. Tôi sẽ không quên đâu. Và vui sướng vì được lời hứa hẹn đó, ông giám đốc thông qua ngay giấy phép, đã thay nhăng vội vàng chào từ biệt rồi ra đi liền. Ra đến ngoài hai thầy trò bước nhanh như chạy, họ tránh khu rừng nên đi vòng qua một cửa khác con tàu vẫn sẵn sàng nhổ neo người thuyền trưởng vẫn đợi trên bến khi thấy đã thành nhang ông ta liền hỏi thế nào giấy phép của tôi thông qua đây dây Đa thành nhang đáp thế còn ông kia ông ấy chưa đi hôm nay đâu nhưng xin ông cứ yên tâm tôi xin trả tiền cho cả hai suất nếu vậy ta đi thuyền trưởng nói hai thầy trọ nhảy vào một cái cano năm phút sau họ đã ở trên tàu thật là kịp thời tàu vừa đi được độ nửa dặm ra khơi thì đã thành nhăng thấy sáng lóe lên một cái, tiếp theo là một tiếng nổ, đó là phát súng đại bác báo tin đóng cửa cả. Lúc này mới có thì giờ xem xét vết thương, may thay, như đã thay nhăng đã nghĩ, nó không trầm trọng lắm. Mũi gươm gặp phải một cái xương sườn rồi trượt dọc theo nó. Thêm nữa, cái áo sơ mi đã dán chặt vào vết thương, do đó chỉ chảy mất có một ít máu. Đã tay nhăng mệt như người, anh nằm lăn lên một tấm đệm rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tàu còn cách bờ biển nước Anh chừng 3-4 hải lý, đến 10 giờ tàu thả neo trong cảng Dover. 10 giờ dưới, Đạt Nhăng đặt chân lên đất Anh, anh reo lên: "Ta đến được rồi." Nhưng chưa phải là hết, còn phải đi tới London nữa. Ở bên anh, Bưu Trạm tổ chức khá chu đáo, Đạt tay Nhăng và Blanche mỗi người thuê một con ngựa trạm và chỉ 4 giờ sau, họ đã tới cửa ngõ kinh thành. Đạt tay Nhăng không biết London, cũng không biết một câu tiếng Anh nào anh viết lên một mẫu giấy tên của Buckingham và mỗi một người được hỏi đều chỉ cho anh lâu đài của Nam Tước Quận Công. Quận Công đang đi săn ở Whistler cùng với Đức Vua. Bác Thân nhang hỏi người hầu tin cận của Quận Công. Người này đã theo Quận Công sang Pháp nên nói tiếng Pháp khá thành thạo. Anh nói với người ấy là anh vừa đi từ Paris sang vì một vấn đề rất cấp thiết có liên quan đến tính mạng nên cần phải được gặp ngay ngài Nam Tước. Sự thành thực thể hiện trên nét mặt và trong giọng nói của Đa Nhân đã thuyết phục được Patrick, tức hầu phòng của Nam Tước. Patrick liền cho đóng hai con ngựa và cùng với Đa Nhân đi tìm Nam Tước. Còn Prancé thì người ta đỡ hắn từ trên mình ngựa xuống, người hắn đã cứng như cái que củi. Còn Đa Tà Nhân quả thực là con người sắt. Hai người đến lâu đài thì được biết Đức Vua và Buckingham đang săn chim ở những cái ao cách đây hai ba dặm. Hai mươi phút sau, họ đã đến nơi. Patrick đã nghe thấy tiếng chủ đang gọi con chim mồi. Tôi phải báo thế nào với ngài năm tước? Patrice hỏi. Ông có báo với Nam tước người muốn gặp là anh thanh niên đã từng gây sự với ngài vào một đêm trên cầu mới trước mặt xanh Matri. Giới thiệu gì mà kỳ lạ vậy? Ông sẽ thấy nó giá trị hơn mọi câu khác. Patrice phóng ngựa đến chỗ quận công nói với ông có một sứ giả đang đợi theo những câu ở trên bắc kinh nhận ra ngay là đa thạch nhăng và lo rằng ở bên nước pháp đã xảy ra vấn đề gì muốn báo cho ông biết ông vội phóng ngựa lại ngay chỗ đa thạch nhăng patrice giữ kẻ, đứng ra xa có điều gì bất hạnh xảy ra cho hoàng hậu chăng bắc kinh kêu to lên như vậy và gửi gắm vào câu hỏi ấy tất cả tình thương nỗi nhớ của mình tôi không tin là như vậy đa thạch nhăng đáp nhưng tôi cho rằng người đang lâm nguy và chỉ có một mình nam tước quận công là có thể cứu vớt được thôi. Tôi à? Bắc Kinh Hơm kêu lên, làm sao mà tôi có được cái diễm phúc ấy? Ông cứ nói đi, nói đi nào. Xin nam tước hãy cầm lấy bức thư này. Thư của ai đây? Có lẽ là của Đức Hoàng Hậu. Của Hoàng Hậu à? Bắc Kinh Hơm nói và tái người để nỗi đa thân Nhăng tưởng ông sắp ốm. Và ông bóc dấu ấn. Tại sao lại có viết sách thế này? Ông nói và chỉ cho Đa thân Nhăng thấy một chỗ bị thùng. À, Đa Thanh Nhang nói, thế mà tôi đã không thấy, đó là mũi gươm của báo tước Đầu đã làm tôi thủng ngực. Anh bị thương à? Ồ không ạ. Và Thanh Nhang đáp, chỉ là một vết xước thôi. Trời ơi, ta đọc thấy gì thế này? Patrice đâu? Đi tìm ngay Đức Vua tâu với người rằng ta cầu xin người tha lỗi. Ta có việc rất cần phải trở về London ngay. Nào, ta đi, anh bạn trẻ. Rồi Nam tước quận công và Đa Tài nhăng cùng phóng ngựa trở về Kinh Thành. 21. Nữ bá tước Inter. Suốt dọc đường quận công tỏ ra rất ngạc nhiên tại sao giáo chủ không muốn cho Đa Thanh Nhăng đặt chân tới được London mà anh vẫn cứ tới được. Đa Thanh Nhăng liền kể cho ông nghe về kế hoạch hành động thận trọng và sự tận tâm của ba người bạn của anh đang bị thương nằm giải rác ở dọc đường cho đến cái nhát gươm của đầu Út làm thủng bức thư của hoàng hậu. Câu chuyện được kể một cách đơn giản làm cho Nam Tước vừa nghe, vừa ngạc nhiên vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh thanh niên nhưng ông không thể nào hiểu được tại sao biết bao trân trọng, biết bao dũng cảm, biết bao trung thành lại kết hợp được vào trong bộ mặt chưa đầy hai chục tuổi kia. Hai con ngựa phóng như gió, chỉ vài phút sau họ tới ngoại ô thành London. Đã thay nhăng tưởng rằng tới thành phố thì Nam Thức sẽ cho ngựa đi chậm lại. Nhưng không phải, ông vẫn cứ buông lỏng dây cương phi hết tốc độ, chẳng hề quan tâm đến đã cán phải những ai trên dọc đường. Quả vậy, khi qua các phố xá đã xảy ra hai ba vụ ông cán phải người nhưng Buckingham không hề quay lại. Đa Thanh Nhăng đi theo sau giữa những tiếng la hét và cả những lời nguyền rủa nữa. Khi vào đến sân của lâu đài, Buckingham nhảy xuống ngựa quẳng dây cương cho một người hầu rồi bước nhanh lên thềm. Bác Thanh Nhăng cũng làm theo. Quần công đi nhanh đến nỗi Đa Thanh Nhăng phải vất vả lắm mới theo kịp. Ông đi liên tiếp qua nhiều phòng rất lịch sử mà ngay cả các vị chúa công ở bên Pháp cũng không dám mơ tưởng đến. Sau cùng đến buồng ngủ của ông lại là cả một kỳ công về mỹ thuật và giàu sang ở cuối phòng là một cái cửa lấp trong một cái thảm mà chìa khóa bằng vàng quần công đeo ở cổ do thận trọng đắt nhăng lùi lại đằng sau nhưng khi bắc kinh hơm bước qua cái cửa ấy ông quay lại thấy đắt nhăng lưỡng lự ông liền nói anh cứ vào đây nếu về nước anh có vinh dự được gặp hoàng hậu anh sẽ tô với người những thứ mà anh trông thấy ở đây đắt nhăng mạnh dạn bước vào Hai người lúc này ở trong một cái miếu nhỏ lát toàn bằng những tấm thảm lụa ba tư thêu toàn vàng, chiếu sáng rực bởi rất nhiều ngọn nến. Ở trên một cái đại loại là bàn thờ và dưới một cái lọng bằng nhung tím, có cái lồng trắng và đỏ là bức chân dung to bằng người thật của Hoàng hậu Anna nước áo, giống đến nỗi đã ta nhăng phải kinh ngạc kêu lên một tiếng, tưởng chừng như Hoàng hậu sắp nói. Trên bàn thờ và dưới bức chân dung là cái hộp gỗ nhỏ, màu hồng đựng chuỗi hạt kim cương quận công lại gần bàn thờ quỳ xuống như một linh mục trước chúa giêsu rồi ông mở cái hộp và lấy ra cái nơ xanh to óng ánh những hạt kim cương ông nói này đây đây là những hạt kim cương quý báu mà ta đã thể chết thì chôn theo hoàng hậu đã cho ta hoàng hậu lại lấy lại ý muốn của người như của chúa đều phải được thực hiện rồi ông lần lượt hôn từng hạt một đột nhiên ông kêu lên một tiếng khủng khiếp đã tên nhanh lo lắng hỏi thưa năm tước sao vậy nguy mất rồi Bắc buckingham kêu lên mặt tái như xác chết thiếu mất hai viên chỉ còn có mười nam tước đã đánh mất hay cho rằng đã mất trộm có kẻ đã lấy trộm của ta chính lão giáo chủ đã đánh cái đòn này đây anh xem nhé cái giải lụa đỡ các hạt bị cắt bằng kéo rõ ràng chưa nếu nam tước có nghi ai là thủ phạm vụ này có thể nó còn giữ trong tay à xem nào chỉ có một lần ta đeo chuỗi hạt này đó là trong buổi vũ hội của đức vua tại So cách đây tám hôm. Nữ bá tước The Winter trước đó đã xích mích với ta, hôm ấy đã lại gần ta trong buổi vũ hội. Sự làm lành ấy là sự trả thù của một mụ đàn bà ghen tuông. Từ ngày đó, ta không thấy mụ đâu nữa. Mụ đó là tay sai của giáo chủ rồi. Vậy là giáo chủ có gián điệp trên toàn thế giới à? Đã tạ nhang kêu lên. Phải, phải. Bác Kỳ vừa nói vừa nghiến răng vì tức giận. Hắn là một đối thủ ghê gớm lắm. Tuy nhiên, Hôm nào thì tổ chức dạ hội đó. Thứ hai sau. Thứ hai sau. Vậy là còn năm ngày nữa. Thừa đủ thời gian rồi. Patrice đâu? Patrice? Người hầu tin cẩn chạy vào. Nam Tước nói tiếp. Người thợ Kim Hoàn và người bí thư của ta. Patrice nhanh nhẹn và lặng lẽ lui ra. Chứng tỏ anh ta đã quen với vấn đề. Nhắm mắt tuân theo và không hề bao giờ có phản ứng. Mặc dù người thợ Kim Hoàn được gọi trước nhưng người bí thư lại đến trước, đơn giản là vì ông ta ở ngay trong lâu đài. Người bí thư thấy Nam Tước ngồi trước một cái bàn trong buồng ngủ và đang tự tay thảo trị thị. Ông Jackson, Nam Tước nói, ông đến ngay ông thượng thư và nói với ông ấy cho thi hành ngay lệnh này của tôi. Tôi muốn rằng nó sẽ được thực hành ngay lập tức. Thưa, nhưng tướng công, nếu ngài thượng thư hỏi tôi vì lý do gì mà tướng công ra cái chỉ thị đặc biệt này thì tôi sẽ trả lời ra sao? Đó là ý thích của tôi, Tôi không quen giải thích ý thích của tôi cho ai cả. Thưa tướng công, đó cũng là câu trả lời với Đức Vua. Nếu Đức Vua cũng tò mò mới biết tại sao lại cấm không cho một con tàu nào được rời các bến cảng của nước Anh. Ông nói có lý, trường hợp ấy thì tôi với Đức Vua là ta đã quyết định chiến tranh và đấy là hành động đầu tiên của ta có tính chất thù địch với nước Pháp. Người bí thư cúi đầu rồi đi ra, Buckingham quay lại nói với Đa Tài Nhân. Ta yên trí được mặt đó, nếu những hạt kim cương ấy chưa tới được nước Pháp, thì nó sẽ đến chậm sau anh. Thế nghĩa là thế nào ạ? À? Tôi vừa ra lệnh cấm tất cả các tàu bè hiện đỗ trong các hải cảng của ta không được nhổ neo nếu không có giấy phép đặc biệt. Đạt Thái Nhân kinh ngạc nhìn con người đó do sự tín cận của Đức Vua đã đem quyền hành vô hạn định ra để phục vụ cho cuộc tình duyên của mình. Bất Kinh Hơm nhìn nét mặt của anh thanh niên biết được anh đang nghĩ gì. Ông mỉm cười nói Phải phải, vì rằng Anna nước áo là hoàng hậu chính cống của tôi. Chỉ một lời nói của bà là tôi sẽ phản bội tổ quốc tôi, phản bội đức vua của tôi, phản bội cả chúa của tôi nữa. Bà đã đề nghị tôi không gửi quân tiếp viện mà tôi đã thực hiện, tôi đã thất hứa. Nhưng chẳng hề chi, tôi đã thi hành ý muốn của bà, tôi chẳng đã được trả giá rất cao về sự phục tùng của tôi rồi đó sao? À, anh bạn trẻ. Đã tài nhăng cho là một điều kỳ dị, thấy số phận của cả một dân tộc và sinh mệnh của những con người đôi khi chỉ được treo bằng những sợi dây vô hình và rất mỏng manh. Anh còn đang mải mê suy nghĩ thì người thợ kim hoàn đến, đó là một người xứ giác lăng, kỹ thuật giỏi nhất trong ngành, và ông ta tự thú rằng ông đã kiếm được mỗi năm trăm ngàn livre của quận công Buckingham. Quận công đưa người thợ vào bầu ngủ rồi nói, Ông Riley, ông hãy nhìn chuỗi kim cương này và đánh giá mỗi viên là bao nhiêu. Người thợ kim hoàn nhìn cái dáng thanh lịch và tính toán từng viên, rồi không ngần ngại đáp. Thưa năm tước, một ngàn dưới piton mỗi viên ạ. À? Phải mất bao nhiêu ngày mới làm được hai viên như vậy? Ông cũng thấy nó là thiếu mất hai viên chứ. Thưa năm tước, phải mất tám ngày ạ. À? Tôi sẽ trả cho ông ba ngàn mỗi viên nếu ngày kia xong. Xin tuân lệnh năm tước. Ông là một người đáng quý, ông Relay ạ. À? Nhưng chưa hết đâu, chuỗi hạt này không thể giao cho ai được nên phải làm nó ngay trong dinh này thưa nam tước không thể được ạ à? vì chỉ có mình tôi thì làm sao cho kịp do đấy ông riley ông là tù binh của tôi rồi ông không thể ra khỏi đây vào lúc này được vậy ông liệu đi ông cho tôi danh sách những người thợ nào mà ông cần và cho biết họ phải mang những dụng cụ gì đến đây người thợ kim hoàn hiểu nam tước nên không dám hé một câu nào trái ý và tự xác định ngay ông liền đáp thưa nam tước tôi có được phép báo cho vợ tôi biết không Ồ, ông còn được phép gặp cả bà ấy nữa chứ. Ông tuy bị bắt nhưng chẳng có sao đâu. Ông cứ yên chí đi và mỗi một sự phiền hà đều đón được đền bù. Ngoài món tiền phải trả giá về hai viên kim cương, tôi còn tặng thêm ông cái ngân phiếu nghìn pit tông này để làm ông quên nỗi buồn này cho do tôi đã gây ra cho ông. Đại Thái Nhăng lại càng ngạc nhiên chúa mắt nhìn vị thủ tướng vung bạc triệu mà chẳng hề tiếc tay. Bất kinh hôm dẫn người thợ kim hoàn vào một cái buồng riêng và nửa phút sau căn buồng ấy đã biến thành một cái xưởng. Sau đó Nam Tước đặt ở mỗi cửa một lính gác, với lệnh tuyệt đối không được để ai ra vào. Sau khi mọi việc đã bố trí xong, Nam Tước quay lại đa tài Nhân. Bây giờ thì nước anh này là của riêng hai ta, anh bạn trẻ, anh muốn gì nào? Lúc này chỉ có cái giường là tôi cần nhất. Bắc Kinh Hôm dành cho Đa Thanh Nhăng một cái buồng ngay bên cạnh. Ông muốn được Đa Thanh Nhăng ở sát nách ông không phải vì nghi ngờ gì mà vì ông muốn có người để nói về hoàng hậu. Một giờ sau, khắp London đã ban hành sắc lệnh cấm mọi tàu bè rời khỏi các bến cảng nước Anh để sang Pháp, kể cả tàu bè bưu điện. Đối với mọi người, đó là vấn đề tuyên chiến giữa hai vương quốc. Ngày hôm sau nữa, vào khoảng 11 giờ trưa, hai viên kim cương đã được hoàn thành giống như đúc những viên trước, để nỗi hôm không nhận ra được viên nào là cũ, viên nào là mới, ngay cả những người sảnh sỏi cũng vậy lập tức ông cho gọi D'Artagnan đến. Đây là chuỗi kim cương mà anh đến lấy, và xin anh làm chứng cho là tất cả những gì mà sức mạnh con người có thể làm được, tôi đã làm. Xin Nam Tước yên tâm, tôi sẽ nói điều gì tôi thấy, nhưng Nam Tước đưa nó cho tôi mà không bỏ trong hộp à. Cái hộp sẽ làm vướng anh, và lại cái hộp đối với tôi cũng quý, tôi sẽ giữ nó lại, xin anh hãy về nói như vậy. Thưa Nam Tước, tôi sẽ xin nói lại từng chữ của Nam Tước. Và bây giờ, Bất kỳ hôm nhìn vào tận mắt đã tay nhang nói ta trả ơn anh bạn trẻ sao được đấy đã tay nhang đỏ lên đến tận kẽ tóc anh hiểu rằng quận công đang tìm cách để bắt anh nhận một cái gì đấy và khi nghĩ đến máu của các bạn anh và của anh sẽ được trả giá bằng vàng nước anh anh thấy ghê tởm anh liền đáp Thưa năm tước chúng ta nên hiểu và nên cân nhắc kỹ sự việc để khỏi có vấn đề khinh miệt tôi phục vụ đức vua và đức hoàng hậu trong đơn vị cận vệ của ngài Essa. Vậy là tôi đã làm tất cả vì hoàng hậu Chứ chưa phục vụ gì nam tước cả Thêm nữa Có thể là tôi đã chẳng làm gì cả Nếu như việc đó không làm đẹp lòng một người Người đó là bạn gái của tôi Cũng như hoàng hậu của ngài Phải rồi Quân công mỉm cười đáp Và hình như tôi có biết người bạn gái ấy thì phải Đó là Thư nam tước bà ta nhang vội đáp Tôi chưa nêu tên Đúng đấy Quân công nói Vậy là ta phải biết ơn con người đó Vì lòng trung thành của anh Vậy là nam tước đã nói thế rồi nhé và lại đúng lúc này đang có vấn đề về chiến tranh. Tôi xin thú thật với Nam Tước rằng tôi chỉ thấy ở Nam Tước một người nước Anh, tức là một kẻ thù của tôi mà tôi sẽ rất làm sung sướng được gặp ở bãi chiến trường, cũng như ở công viên Windsor hoặc ở hành lang cung điện Louvre. Nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ không thi hành nhiệm vụ của tôi và nếu cần tôi vẫn có thể hy sinh cả thân mình tôi được. Chúng tôi có câu tục ngữ, kiêu hãnh như người sư Ecos. Buckingham lẩm bẩm còn chúng tôi, chúng tôi nói, kiêu hãnh như những người gắt công. Những người gắt công là những người Ecos của nước Anh. Nói xong, đã thành nhằng cúi chào toàn bước đi. Thế nào? Cứ như thế, thể là anh đi à? Bằng gì và thế nào? À vâng, trời ơi, bọn Pháp chúng chẳng nghi ngại gì cả. Tôi đã quên rằng nước Anh là một hòn đảo, và Nam Tước là một ông vua. Thế này nhé, anh đi ra bến cảng, tìm đến con tàu mặt trời, Đưa cái thư này cho thuyền trưởng Người ta sẽ dẫn anh đến một cái bến Mà chắc chắn là sẽ không có ai chờ anh cả Vì đó là một cái bến thông thường của dân trại lưới Cái bến đó tên là gì vậy? Saint Valery Tới đây anh tìm đến một cái quán trọ Không tên, không tồi tàn Anh không sợ lầm đâu vì đấy chỉ có một cái quán đấy thôi Anh hỏi chủ quán rồi nói với ông ta Forward Nghĩa là gì ạ? À? Tiến lên Đó là cổ mặt lệnh Chủ quán sẽ giao cho anh một con ngựa yên cương sẵn sàng và chỉ cho anh con đường phải đi. Cứ như thế, anh đi qua bốn trạm chuyển tiếp. Ở mỗi trạm anh sẽ choi địa chỉ của anh ở Paris, để rồi con ngựa đó sẽ theo đến. Đó là bốn con ngựa trang bị cho chiến trận. Dù các anh có kêu hãnh đến bậc nào, chắc cũng không nỡ từ chối món quà đó của tôi tặng cho anh và ba người bạn của anh, và lại để rồi cùng giao chiến với chúng tôi chứ. Vâng, thưa Nam Tước, tôi xin nhận, và chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng cho thật xứng đáng món quà của Nam Tước. Bây giờ anh đưa tay đây có thể chúng ta sẽ sắp sửa gặp nhau trên bãi chiến trường nhưng trong khi chờ đợi tôi mong rằng chúng ta sẽ từ biệt nhau như những người bạn tốt Tôi nam tước vâng nhưng với hy vọng là sẽ sớm trở thành kẻ thù của nhau anh kiên yên trí tôi hứa như vậy đã thành nhăng cúi chào rồi tiến nhanh ra bến cảng đến trước mặt pháo đài luân đôn anh tìm thấy con tàu chỉ định đưa bức thư cho thuyền trưởng bức thư được đưa đi thông qua giám đốc cảng rồi tàu nhỏ neo ngay có đến 50 tàu khác đang chờ để được đi. Khi đi ngang qua một trong những con tàu đó, Đa Thành Nhăng hình như nhận thấy người thiếu phụ ở Mưng mà tương quý tộc lạ mặt đã gọi là Milady. Và Đa Thành Nhăng đã phải công nhận là rất đẹp. Nhưng vì dòng nước sông chảy xiết và chiều gió thổi mạnh nên tàu của anh lướt rất nhanh, chỉ một thoáng đã không non thấy gì nữa. 9 giờ sáng hôm sau tàu cập bến xanh Valerie, Đa Thành Nhăng đi nhanh ngay tìm cái quán theo lời dặn gặp chủ quán, anh nói luôn câu forward, tức thì chủ quán vội đi theo rồi đưa anh đến một cái chủ ngựa trong đó đã có sẵn con ngựa yên cương sẵn sàng và hỏi anh còn cần gì nữa không? tôi cần biết con đường tôi cần phải đi theo. đây, ông đi Blangy từ Blangy đến Nop Ten. đến đấy ông tìm chủ quán bừa vàng cũng nói câu mật lệnh đó ông cũng sẽ lại có ngựa như ở đây. tôi có phải trả tiền gì không? tất cả đều đã được trả trước rồi và rộng rãi nữa. Bốn giờ sau, đã Thành Nhăng đến Nớp Sa Ten. Tại đây anh cũng hành động như thế, cũng là nhận được con ngựa yên cương sẵn sàng. Anh muốn chuyển những khẩu súng ngắn ở con ngựa cũ sang con ngựa mới, nhưng cũng lại thấy đã có sẵn những khẩu tương tự. Xin ông cho địa chỉ của ông ở Paris. Lâu đài cận vệ đơn vị ngày Esa. Bây giờ tôi phải đi theo đường nào? Đến Rouen, rồi rẽ sang tay phải đến một cái làng nhỏ tên là Equi. Ở đấy chỉ có một cái quán tên là Đồng đấy quy pháp. Ông lặp lại những điều ông đã làm ở đây và sẽ có kết quả cũng như vậy. Ba Thanh Nhăng lại lên ngựa, đến Ê Quy, cảnh tượng đó diễn ra, rồi anh lại đi đến quanh -to toanh. Tại đây, anh cũng phải thay ngựa lần cuối cùng, và đến 9 giờ, anh về được tới doanh trại ông Trevi. Anh đã vượt qua gần 60 dặm trong 12 giờ. Ông Trevi đón tiếp anh như mới gặp anh lúc buổi sáng, chỉ có cái khác là ông siết chặt tay anh mạnh hơn thường lệ, và báo cho anh biết là đơn vị ông Esa đang đến phiên gác ở cung điện Louvre, có thể đến ngay đấy mà nhận nhiệm vụ. 22. Vũ Khúc, Mecledon Ngày hôm sau khắp Paris đều bàn tán về tin các vị pháp quan của thành phố mở tiệc khiêu vũ mừng Đức Vua và Hoàng hậu, trong đó Vua và Hoàng hậu sẽ cùng nhau nhảy vũ khúc Mecledon nổi tiếng mà Vua rất ưa thích. Đã từ 8 ngày nay, người ta chuẩn bị cho buổi khiêu vũ long trọng đó tại tòa thị sảnh. Khi thờ mộc đã dựng lên những khán đài để các bà khách được mời dự, cửa hiệu tạp hóa của thành phố đã trưng bày trong các phòng 200 ngọn đuốc bằng sáp trắng. Đó là một điều xa xỉ chưa từng có ở thời đại ấy. Thù lao cho họ gấp đôi thường lệ, nhưng phải chơi suốt đêm. Đến 10 giờ sáng, ông Lacoste, trung úy cận vệ của đức vua theo sau có hai viên phó và nhiều lính gác đến yêu cầu viên lục sự thành phố trao cho tất cả các chìa khóa cửa, các phòng và bàn giấy của thị sảnh. Các chìa khóa đó đã được trao ngay, mỗi chìa đều kèm một phiếu lý lịch và từ lúc đó ông Lacoste phụ trách gác tất cả các cửa và các lối đi. Đến 11 giờ lại đến lượt ông đại úy Duale mang theo 50 lính vũ trang đến tòa thị chính và chiếm lĩnh các cửa. Đến 3 giờ có hai liên đội cận vệ đến, một gồm lính Pháp, một gồm lính Thụy Sĩ. Liên đội lính Pháp một nửa là quân của ngài Duale, nửa là quân của ngài Essa. Đến 6 giờ chiều, những khách được mời đã lục tục kéo đến. Đến 9 giờ tối, bà chủ tịch thứ nhất đến, bà là người đứng hàng thứ hai sau hoàng hậu, nên bà được mời ngồi vào lô chiếc lô của hoàng hậu. Đến 10 giờ, người ta bày bữa ăn phụ cho đức vua trong một cái phòng nhỏ cạnh nhà thờ Thánh Răng, có bốn lính gác. Đến nửa đêm người ta nghe thấy nhiều tiếng kêu và nhiều tiếng hô đó là đức vua đi ngang qua các phố từ cung điện đến tòa thị sảnh được chiếu sáng bằng những ngọn đèn nhiều màu sắc lập tức các pháp quan của thành phố mặc áo giả có sáu lính gác đi trước mỗi người cầm một bó đuốc tiến đến trước mặt đức vua làm lễ chào và chúc tụng vua chỉ đáp lại bằng lời xin lỗi vì đến chậm và cái lỗi đó cho giáo chủ đã giữ người lại nói chuyện việc nước mãi đến tận 11 giờ. Vua mặc lễ phục, xung quanh có các ngài bá tước Soát Sông, tu viện trưởng, quận công Longvin, quận công Enbub, bá tước Akua, bá tước Roguion, ngài Lengkua, ngài Barada, bá tước Kamai và hiệp sĩ Suvre. Ai cũng nhận thấy đức vua vẻ mặt buồn rầu và bận rộn. Một cái phòng nhỏ được dành cho đức vua, một cái cho hoàng hậu. Trong mỗi cái phòng đã để sẵn quần áo hóa trang và mặt nạ các vị chúa và các bà lớn đi theo vua và hoàng hậu thì phải đi thay quần áo từng đôi một trong các phòng riêng cho vấn đề đó trước khi vào phòng riêng vua dặn mọi người nếu do chủ đến thì báo ngay nửa giờ sau khi vua đến lại có những tiếng hô nổi lên đó là báo hiệu hoàng hậu đã đến các bậc pháp quan lại tiến hành những công việc như đã làm với vua hoàng hậu bước vào phòng mọi người nhận thấy hoàng hậu cũng như vua có một vẻ buồn nhất là mỏi mệt lúc hoàng hậu bước vào một cái rèm cửa của một khán đài nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đóng kín bỗng mở ra và người ta thấy ló ra cái đầu xanh xao của giáo chủ người ăn mặc kiểu tây ban nha cả mắt của giáo chủ nhìn trừng trừng vào hoàng hậu và một nụ cười vui sướng ghê gớm nở trên môi giúp giáo chủ hoàng hậu không đeo chuỗi hạt kim cương hoàng hậu dừng lại một lúc để tiếp nhận những lời chúc tụng của mọi người bỗng nhiên đức vua và giáo chủ xuất hiện ở một cửa phòng giáo chủ nói nhỏ với đức vua và vua tái mặt đi vua sầm sầm rẽ đám đông lại gần hoàng hậu nói lạc cả giọng thưa bà tại sao bà không đeo chỗ hạt kim cương bà biết rằng tôi thích được nhìn bà đeo lắm cơ mà hoàng hậu đảo mắt nhìn quanh và thấy đằng sau vua là giáo chủ đang mỉm cười một nụ cười quỷ quyệt tâu hoàng thượng hoàng hậu nói vì rằng ở giữa đám đông người ta e rằng có thể xảy ra điều gì chẳng lành. Bà lầm đấy thôi, tôi đã tặng bà món quà đó để bà đeo vào lúc này. Giọng nói của vua run lên vì tức giận, mọi người ngạc nhiên chẳng ai hiểu ra sao cả. Tâu hoàng thượng, tôi có thể cử người về cung điện để lấy, và như vậy ý thích của hoàng thượng sẽ được tỏi nguyện. Được, xin bà cứ thực hiện đi và nhanh lên nhé, trong một giờ nữa vũ khúc sẽ bắt đầu đấy. Hoàng hậu nghiêng mình tỏ dấu hiệu phục tùng, rồi theo các bà vào phòng của mình. Trong phòng nổi lên một sự bối rối và lộn xộn, mọi người đều nhận thấy giữa vua và hoàng hậu đã xảy ra vấn đề gì, nhưng hai người đều nói nhỏ cả, và mọi người vì kính trọng đều đứng ra xa cả nên không nghe thấy gì. Những cây đàn vĩ cầm gầm lên ẩm ý, nhưng chẳng ai để ý đến nghe. Đức vua bước ra trước tiên khỏi phòng, người mặc một bộ quần áo đi săn rất lịch sử, các vị vụ quan theo cũng ăn mặc như vậy. Giáo chủ lại gần vua đưa cho vua một cái hộp nhỏ. Vua mở ra và thấy hai viên kim cương liền hỏi. Thế là thế nào? Không có gì cả đâu. Giáo chủ đáp, chỉ là... Chỉ có cái là nếu hoàng hậu có đeo chuỗi kim cương, mà tôi ngờ lắm, xin hoàng thượng đếm lại các hạt. Nếu chỉ thấy có mười, xin hoàng thượng chất vấn hoàng hậu xem ai đã lấy cắp hay hạnh những hạt này đây. Vua nhìn giáo chủ như muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi một câu nào thì một tiếng kêu khen ngợi nó xuất phát từ tất cả các cửa miệng nếu đức vua là người thượng lưu nhất trong vương quốc thì hoàng hậu lại là người đàn bà đẹp nhất nước pháp bộ quần áo đi săn của phụ nữ đối với bà thật là tuyệt bà đội một cái mũ giả dạ với những chiếc lông xanh màu nước biển nhất là cái áo nhung màu ghi chấm bạc có đính những cái móc bằng kim cương và một cái váy bằng sa tanh tím viền bạc trên vai trái lấp lánh một chuỗi hạt kim cương đính trên các nơ đồng màu với cái mũ và cái váy vua dùng mình vì sung sướng, còn giáo chủ thì dùng mình vì tức giận. Nhưng vì đứng xa nên hai người chưa đếm được chuỗi kim cương có bao nhiêu hạt. Vừa lúc đó ban nhạc lên tiếng báo hiệu, vũ khúc sắp sửa bắt đầu. Vua tiến đến bà chủ tịch là người sẽ nhảy với vua. Mọi người đứng vào vị trí và vũ khúc bắt đầu. Vua nhảy trước mặt hoàng hậu và mỗi khi hai người đi sát cạnh nhau, vua lại trở mặt nhìn chuỗi hạt nhưng cũng không đếm được trên chán giáo chủ đã thấy toát ra một thứ mồ hôi lạnh vũ khúc lâu một giờ nó có mười hai nhịp đề vũ khúc kết thúc giữa những tiếng vỗ tay của toàn phòng bọn các ông các bà về chỗ nhưng vua lợi dụng lúc nghỉ để tiến nhanh đến chỗ hoàng hậu và nói thưa bà tôi rất thấy làm cảm kích về việc bà đã làm đẹp lòng tôi nhưng tôi thấy hình như chuỗi của bà thiếu mất hai hạt nên tôi đã mang chúng đến đây nói xong vua đưa cho hoàng hậu hai hạt kim cương mà giáo chủ đã đưa cho lúc nãy. Hoàng hậu làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Tâu hoàng thượng, người dạy sao ạ? À? Hoàng thượng lại cho em hai hạt nữa kìa. Nếu vậy thì chuỗi hạt bây giờ thành 14 rồi. Vua đếm lại và quả nhiên thấy trên vai hoàng hậu có đủ 12 hạt. Vua liền gọi giáo trụ lại và nghiêm mặt hỏi. Thế này là thế nào? Tâu hoàng thượng, giáo chủ đáp. Thế nghĩa là tôi muốn tặng đức hoàng hậu hai viên nhưng không dám bản thân mang đến phải nghĩ ra cách ấy Anna nước áo mỉm cười vì đã thừa biết cái trò này, nói Thưa Đức Ngài, tôi là càng cảm ơn Đức Ngài khi tôi tin chắc là hai hạt kim cương này đã tốn kém cho Đức Ngài, không thua gì mười hai hạt của Hoàng thượng. Nói xong, Hoàng hậu cúi chào vua và giáo chủ rồi trở về phòng riêng để thay quần áo. Từ đầu chương này chúng ta chỉ mới chú ý đến các ông lớn bà lớn và đã quên mất một con người mà nhờ có người đó Hoàng hậu vừa rồi đã chiến thắng giáo chủ một cách vẻ vang. Con người đó đang đứng ở một xó cửa, bối rối, không ai thèm để ý đến. Theo dõi tấn kịch vừa xảy ra, tấn kịch này chỉ có bốn người hiểu được. Vua, Hoàng hậu, Giáo chủ và con người đó. Hoàng hậu vừa mới vào buồng riêng, đã tay nhăng, đã toàn rút lui thì thấy có một bàn tay để lên vai mình. Quay lại, anh thấy một thiếu phụ đang ra hiệu cho mình đi theo. Thiếu phụ đeo mặt nạ bằng nhung đen, nhưng mặc dù thế. Đối với ai, chỉ đối với Nhăng đã nhận ra bóng dáng nhẹ nhàng và vui tươi của bà Bonacieux. Tối qua hai người mới chỉ gặp nhau được một lát ở nhà người lính gác Manh mà Nhăng đã đến đó để liên lạc với bà vì muốn báo ngay tin mừng về người sứ giả của mình đã trở về cho nên cặp người yêu đó mới chỉ kịp trao đổi với nhau được vài câu. Vậy là Nhăng đi theo liền trong lòng giặt rào tình yêu và tính tò mò. Trên dọc đường đi tới những hành lang vắng vẻ đã Thanh Nhăng muốn giữ thiếu phụ lại để ấp ủ và ngắm nhìn dù chỉ là một lát, nhưng nhẹ nhàng như một con chim, nàng đã thuột khỏi tay chàng và mỗi khi chàng muốn nói, nàng lại để một ngón tay lên môi đầy vẻ đáng yêu để nhắc chàng phải mù quáng tuân theo lệnh của một đấng bề trên tối cao. Sau ít phút và qua mấy cửa, chỗ ngoặt, bà Bonacieux mở một cánh cửa và ấn Đa Thanh Nhăng vào trong một cái buồng tối om. Bà lại dặn lại một lần nữa phải tuyệt đối im lặng rồi mở một cánh cửa khác giấu dưới một tấm thảm. Ánh sáng lóe lên do cửa mở ra, rồi bà biến mất ngay. Đa Tà Nhăng đứng lặng yên một lát rồi tự hỏi đây là đâu, nhưng rồi một tia sáng lọt vào, một luồng không khí ấm và thơm ngạt phả vào mặt anh. Tiếng nói chuyện của vài ba bà, giọng nói lịch sự và kính cận về hoàng hậu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm anh hiểu anh đang đứng trong một cái buồng bên của phòng hoàng hậu. Anh yên lặng trong bóng tối và chờ đợi. Hoàng hậu có vẻ vui và sung sướng, làm cho mọi người xung quanh rất mừng vì xưa nay hoàng hậu vốn lúc nào cũng lo âu. Hoàng hậu đổ cho buổi vũ hội là căn nguyên của sự vui vẻ của mình. Mọi người đều không ai dám trái ý. Mặc dù đã thanh nhăng không biết hoàng hậu, nhưng anh cũng phân biệt được tiếng nói của người khác với mọi tiếng khác, trước hết là do âm điệu ngoại quốc, rồi đến giọng nói đầy vẻ bề trên. Anh nghe thấy tiếng hoàng hậu lại gần cái cửa để ngỏ rồi lại ra xa và có đôi lần anh còn thấy một bóng người chắn tia sáng rồi bỗng nhiên một bàn tay và một cánh tay trắng ngẩn và tuyệt đẹp thò vào qua tấm thảm đã ta nhang hiểu ngay đó là phần thưởng cho anh anh liền quỳ xuống nắm lấy bàn tay đó và kính cẩn đặt môi mình lên rồi bàn tay đó rút đi và để lại trong lòng bàn tay anh một vật mà anh nhận ngay ra đó là một cái nhẫn lập tức cửa đóng lại và trong buồng lại tối sầm đã thay đeo cái nhẫn vào ngón tay và lại chờ đợi. Anh biết rằng đến đây chưa phải đã hết. Sau phần thưởng cho lòng trung thành của anh còn phần thưởng cho tình yêu của mình nữa. Và lại vũ khúc đã xong nhưng dạ hội mới bắt đầu còn bữa tiệc vào 3 giờ sáng và đồng hồ nhà thờ mới điểm 2 giờ 45. Quả nhiên tiếng người nói giảm dần ở phòng bên và xa dần rồi cửa buồng lại mở và bà Bonasur lao vào. Thế chứ, em tôi đây rồi. Thiếu phụ nói và đẻ ngón tay lên môi đa Thành nhanh. Xịt, anh hãy đi theo con đường mà anh đã vào. Nhưng đến bao giờ mới lại được gặp em chứ? Đa thay Nhung hốt hoảng nói. Anh cứ về nhà, một mảnh giấy sẽ nói cho anh hay. Anh đi đi. Nói xong thiếu phụ mở cái cửa ra ngoài hành lang, rồi đẩy đa thay Nhung ra khỏi phòng. Đa thay Nhung ra khỏi phòng, đã Thanh nhăng đành phải vâng lời Như một đứa trẻ con Không hề phản kháng Đủ hiểu anh yêu thật sự biết chừng nào 23 Cuộc hẹn hò Đã thanh nhăng chạy một mạch về nhà Và mặc dù chỉ mới có 3 giờ sáng Và anh phải qua một phố lộn xộn nhất Paris Anh cũng không gặp điều gì trở ngại cả Chúa cũng chiếu cố đến những kẻ say rượu Và những kẻ say tình anh thấy cửa ra vào lối đi bỏ ngỏ, anh trèo lên thang gác và gõ nhẹ vào cánh cửa theo hiệu lệnh đã quy định. Blanc C ra mở cửa, đã thay nhăng vội hỏi, có ai mang đến cho ta một bức thư nào không? Thưa ông không có ai mang thư đến cả, nhưng có một cái nó đến một mình. Mày nói thế là thế nào, hỏi thằng ngốc kia. Tôi muốn nói rằng khi về đến đây, mặc dù cái chìa khóa cửa nhà tôi vẫn để trong túi và không rời nó ra một phút nào, tôi thấy một bức thư để trên cái bàn trải trên bàn trong buồng ngủ của ông. Bức thư đó đâu? Tôi vẫn để nó ở nguyên chỗ cũ. Một bức thư mà vào nhà người ta theo kiểu như vậy không phải là bình thường đâu. Nếu cửa sổ mà mở hoặc chỉ hé mở thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng lần này lại hoàn toàn đóng kín ông ạ. À. Ông nên thận trọng đấy. Biết đâu chả có trò ma quỷ trong ấy. Trong lúc đó, Đa Tài Nhăng đã lao vào trong buồng vồ lấy bức thư và bóc nó ra. Đúng là của bà Bonacieux gồm mấy dòng chữ như sau. Người ta có nhiều điều cảm ơn chân thành và cần bày tỏ, cần chuyển đến cho ông. Vậy đúng 10 giờ đêm hôm nay, mời ông đến Saint Cruz, trước cửa cái phòng trên gác ở góc nhà ông Etre, C. B. Trong khi đọc bức thư ấy, Đa Nhăn cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như một nhịp điệu, vừa hành hạ vừa vút ve tâm hồn những kẻ yêu đương. Đó là bức thư thứ nhất anh nhận được đó là cuộc hẹn hò thứ nhất anh được ưng thuận trái tim anh phồng lên say sưa hạnh phúc như muốn vỡ ra trên ngưỡng cửa của cái thiên đường dưới trần gian này mà người ta gọi là tình yêu francês thấy nét mặt chủ lần lượt đỏ lên rồi lại tái đi vội hỏi thưa ông thế nào có phải là tôi đã đoán đúng có điều gì chẳng lành không mày lầm to rồi francês dẫn chứng là đây là một đồng ê quy cho mày đi uống rượu chúc sức khỏe tao xin cảm ơn ông về đồng ê quy đã cho và xin hứa sẽ làm theo lời ông dặn nhưng có đúng là những bức thư vào được trong nhà người ta khi cửa đóng kín như vậy từ trên trời rơi xuống đấy anh bạn ạ à. vậy là ông hài lòng chứ Prangse thân mến tao hiện nay là thằng đàn ông sướng nhất trên đời và tôi có thể lợi dụng hạnh phúc của ông để đi ngủ không cầu mong mọi điều tốt lành từ trên trời rơi xuống đầu ông nhưng đúng là bức thư ấy và Prangse rụt đầu lại vào trong chăn còn lại một mình D'Artagnan được đi đọc lại bức thư rồi anh hôn đi hôn lại vài chục lần mấy hàng chữ do chính bàn tay người yêu thảo. Sau cùng, anh đi nằm rồi ngủ và mơ những giấc mộng vàng. Bảy giờ sáng, anh đã trở dậy và gọi Plancé, gọi đến hai câu Plancé mới ló đầu. Vào mặt, còn đầy những nét lo âu của buổi đêm. Plancé này, tao đi ra ngoài, có thể là suốt cả ngày hôm nay, và là mày được tự do suốt cho đến bảy giờ tối, nhưng đến 7 giờ là mày phải sẵn sàng hai con ngựa. Thôi thôi, chúng ta lại đi nướng da nướng thịt rồi đây. Đem theo khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn. Đấy, tôi nói có sai đâu, lại cái bức thư đang nguyện đáng nguyện rủ ấy chứ gì. Mày cứ yên trí, thằng ngốc kia chỉ là một cuộc đi chơi giải trí thôi. Vâng, như là cuộc hành trình lý thú vừa qua ấy. Này, Plan nếu mày sợ thì tao đi một mình. Tao thích đi một mình còn hơn là đi bên cạnh một thằng cứ run như cầy xế ấy thưa ông ông chửi tôi đấy sao ờ ông cũng đã thấy tôi hành động như thế nào rồi kia mà phải nhưng tao sợ là mày đã dốc hết cả lòng can đảm của mày ra trong mật lần rồi gặp dịp là ông sẽ thấy của tôi vẫn còn chỉ có cái là tôi đề nghị ông không nên phung phí nó quá nếu ông muốn tôi có lâu dài vậy là tao tin ở mày nhé đúng đúng giờ tôi sẽ sẵn sàng chỉ có một điều là ông chỉ còn một con ngựa trong chuồng thôi có thể là lúc này chỉ có một nhưng đến chiều sẽ có bốn. Và giơ tay ra hiệu dặn dò lần cuối cùng, đã tay nhăng ra đi. Lão Bonacieux đứng ở dưới cửa, ý định của Đa ta Nhăng là đi thẳng chẳng chào hỏi, nhưng lão ta lại chủ động chạy ra đón chào một cách lễ phép và hòa nhã, làm cho Đa ta Nhăng không những phải đáp lại mà còn đứng lại tiếp chuyện lão nữa. Và lại làm sao mà không có thể chiếu chiếu cố đến người chồng của người phụ nữ mình đang yêu và đang hẹn hò mình đến Saint Cruz đã tại nhân bước lại gần với vẻ đáng yêu nhất. Câu chuyện đã tất nhiên là rơi vào vụ bắt giam lão. Lão không biết anh đã nghe lỏm được câu chuyện giữa lão và Rosefort, nên lão đã kể cho anh nghe về những sự ngược đãi của cái thằng quỷ sứ Laferma, là tên lão Fiera, và luôn luôn lão gọi là tên đau phủ của giáo chủ. Rồi lão lại dài dòng kể lẻ về ngục Pasti, những hầm tối, những chấn song sắt, những dụng cụ tra tấn đã tay nhăng bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối khi lão kết thúc anh nói thế còn bà bố nay xưa ông có biết ai bắt cóc bà nhà không vì tôi không thể quên được cái sự kiện bực mình ấy có nó tôi mới biết được hân hạnh làm quen với ông à cái đó bọn chúng có nói cho tôi biết đâu còn bà nhà tôi thì tôi um, thể sống thể chết là không biết bị ai bắt cả nhưng còn ông những ngày vừa qua ông đi đâu mà tôi chẳng thấy cả những người bạn của ông nữa chắc rằng không phải bụi đường thành phố Paris đã làm bẩn đôi ủng của ông mà Blanche phải kỳ cọ mãi ngày hôm qua. Vâng, ông đoán đúng đấy, chúng tôi vừa mới đi làm một cuộc du lịch nhỏ. Có xa đây không? Cách đây có 40 dặm, chúng tôi đưa ông Athos sẽ đến tắm nước nóng suối Forger. Các bạn tôi hiện còn ở lại đó. Còn ông, ông trở về phải không? Lão Là Bonasse làm ra vẻ rất ma lanh nói. Một thanh niên đẹp trai như ông thì người yêu chả nghỉ lâu dài, Tôi người ta phải chờ suốt cả ruột ở Paris có phải không? Thưa ông Bonacieux thân mến, thật chẳng ai giấu được ông điều gì. Xin thú thật với ông rằng tôi có được người ta đợi và lại rất sốt ruột nữa. Một đám mây nhẹ thoáng trên trán lão Bonacieux, đã tay Nhăng không kịp thấy. Và để đèn áp cho chuyến đi chứ? À, ông lại truyền đạo hay sao thế này? Đa Tài Nhăng vừa cười vừa nói Không, tôi chỉ muốn biết ông có về khuya không Ông hỏi thế để làm gì hả ông chủ nhà thân mến của tôi? Ông định thức đợi sao? Ờ không đâu, chả là từ khi tôi bị bắt và bị mất trộm, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa là tôi lại giật mình, nhất là về ban đêm. Thì ông bảo làm sao được vì tôi có phải là con nhà võ đâu. Nếu vậy xin ông chớ sợ nếu tôi về lúc 2 giờ đêm, và nếu tôi không về xin ông cũng đừng có chờ. Lần này thì mặt lá Bonacieux lại tái xanh hơn nữa, làm cho đặt thay nhăng cũng phải nhận thấy và hỏi lão làm sao Không sao đâu mà Từ ngày có biến cố xảy ra ở nhà tôi Thỉnh thoảng tôi lại bị yếu đi đột ngột Và tôi vừa cảm thấy lạnh Phải dùng mình Xin ông đừng có chú ý đến Mà để dành tâm sức và hạnh phúc của ông Vâng tôi đang sung sướng đây Chưa đâu Theo ông thì tối nay cơ mà Cảm ơn chúa Tôi sẽ Tối nay sẽ đến thôi Và có thể ông cũng sẽ rút chuột đợi tối nay như tôi Có thể tối nay bà Bonaise sẽ về tổ ấm Nhà tôi hôm nay không rảnh đâu. Là Bonaise nghiêm nghị đáp. Bà ấy phải ở lại cung điện, có việc bận. Thôi mặc ông, khi tôi sung sướng tôi muốn ai cũng được như tôi, nhưng không thể được thì phải. Nói xong, đa tay nhằng tự giã ra đi, vừa đi vừa cười vang về câu nói đùa mà anh nghĩ là chỉ có mình anh hiểu được. Anh đi thẳng đến dinh ông Trevi. Cuộc đến thăm của anh hôm vừa rồi rất ngắn, và rất ít giải thích. Anh gặp ông Trevi đang trong niềm vui sướng, vua và hoàng hậu đã rất niềm nở với ông trong buổi vũ hội còn giáo chủ thì tất nhiên là rất cao có cho nên đã phải rút lui khỏi buổi dạ hội lúc một giờ sáng còn vua và hoàng hậu ở mãi đến tận sáu giờ khi thấy đã ta nhăng đến ông thê vi đưa mắt nhìn quanh xem có thật không còn ai không ông mới hạ giọng nói bây giờ thì anh bạn trẻ kể chuyện cho tôi nghe về anh vì hiển nhiên là cuộc trở về vui sướng của anh có phần ảnh hưởng đến niềm vui sướng của đức vua đến thắng lợi của hoàng hậu với đến sự nhục nhã của giáo chủ Anh phải giữ mình cho cẩn thận đấy Tôi chẳng có gì phải sợ cả Đã tự nhiên đáp Chừng nào mà tôi còn có hạnh phúc Được hưởng sự ưu đãi của đế vương Anh hãy nghe tôi Giáo chủ không phải là người dễ dàng quên được mối hận Chừng nào mà chưa thanh toán được Với người đã gây ra mối hận đó Và người gây ra mối hận Lại là một anh chàng sứ gắt công Mà tôi biết thì phải Ngài cho rằng giáo chủ cũng biết được như ngài là tôi vừa mới ở London trở về Trời ơi, anh ở London à? Có phải là đã từ London mà anh đã có được cái viên kim cương đẹp đẽ đang lóe sáng ở ngón tay anh kia không? Hãy cẩn thận đấy đã Tài Nhân thân mến à. Món quà của kẻ thù không hay ho gì lắm đâu. Tiếng Latin quá thơ rằng Thams danau e don friends có nghĩa là phải qua chừng kẻ thù nào cho anh tặng phẩm. Viên kim cương này không phải là từ kẻ thù mà đến thưa ngài. Nó đến từ tay hoàng hậu từ tay hoàng hậu. Ồ, quả thực là một món đồ trang sức đế vương đáng giá hàng ngàn đồng piton. Qua ai hoàng hậu đưa cho anh món quà đó? Hoàng hậu tự tay đưa cho tôi. Ở đâu? Trong cái buồng kế cận với cái buồng hoàng hậu thay áo quần. Như thế nào? Đưa tay ra cho tôi hôn. Anh đã được hôn tay hoàng hậu à? Ông Tê Vì kêu lên và nhìn ra Vâng, hoàng hậu đã ban cho tôi hơn hạnh đó. Và trước mặt nhiều người chứng kiến chứ. Liều lĩnh thật, quá ư liều lĩnh. Không ạ, à, xin ngài yên lòng, không ai trông thấy cả. Rồi đã tay nhăn kẻ đầu đuôi câu chuyện. Ông Trê Vi liền kêu lên. Ôi đàn bà, đàn bà, tôi nhận ra họ ngay ở trong trí tưởng tượng lãng mạn của họ. Tất cả cái gì bí hiểm đều làm họ ưa thích. Vậy là anh đã trông thấy một cánh tay, và chỉ có thế thôi. Anh có gặp hoàng hậu cũng chả biết người nữa. Hoàng hậu có gặp anh cũng chả biết anh là ai nữa. Nhưng nhờ có viên kim cương này, anh hãy nghe tôi, anh có muốn tôi cho anh một lời khuyên không? Một lời khuyên quan trọng của tình bạn. Thế thì còn gì hân hạnh bằng? Thế này, anh đến ngay người thợ kim hoàn đầu tiên và bán viên kim cương này đi bằng bất cứ giá nào. Dù có phải là người Do Thái đi nữa, hắn cũng phải trả anh 800 pi tông. Đồng tiền nó không có tên, anh bạn trẻ. À? Còn cái nhẫn này nó có một cái tên ghê gớm, nó có thể phản lại người đeo nó. Bán cái nhẫn này à? Một cái nhẫn của hoàng hậu cho, không bao giờ tôi dám. nếu vậy nên quay mặt phải và phía trong. anh này điên thật vì người ta biết rằng một cậu bé gắt công không đời nào tìm thấy trong bộ đồ của mẹ cậu một của quý giá như thế. vậy ngài cho là tôi có điều gì đáng sợ à? anh bạn trẻ à nghĩa là một kẻ nằm trên quả mìn mà ngòi đã châm rồi cũng so sánh được với anh đấy. trời ơi, thế tôi phải làm gì nào? đã tay nhằng đã bắt đầu thấy lo ngại hỏi. phải giữ mình trong bất cứ trường hợp nào và trước mọi việc. Giáo chủ có một trí nhớ dai dẳng và một bàn tay dài. Hãy tin tôi, giáo chủ nhất định sẽ chơi cho anh một vố nào đó. Thưa, một vố như thế nào ạ? À? Ồ, tôi biết thế nào được. Ông ta lại không có trong tay hàng ngàn quỷ kế ạ. À? nhất là người ta sẽ cho bắt anh. Sao? Người ta dám bắt một nhân viên của Hoàng thượng. Trời đất ơi, người ta đã có từ cả Atos đâu. Nói tóm lại anh bạn trẻ, anh phải tin người đã từng 30 năm làm việc trong triều chớ có ngủ say trong sự an toàn của anh nếu không anh sẽ toi mạng chính tôi tôi nói với anh là anh phải coi đâu đâu cũng có kẻ thù của anh nếu người ta gây sự với anh anh phải tránh đi dù chỉ là một đứa trẻ có lên mười thôi nếu người ta tấn công anh đêm hay ngày anh phải vừa chống cự vừa rút lui mà không được lấy thế làm hổ thẹn nếu anh qua một cái cầu anh phải sờ nắn xem có thanh gỗ nào có thể làm anh sẽ hụt bước không nếu anh đi qua một cái nhà đang xây dựng anh phải nhìn lên trên xem có hòn đá nào rơi vào đầu anh không Nếu anh đi về khuya Phải chờ cho đầy tớ có vũ khí đi theo anh Nếu anh tin cẩn được người đầy tớ đó Anh phải coi chừng tất cả mọi người Cả bản thân anh Cả nhân tình anh Nhất là phải coi chừng nhân tình đấy Phải coi chừng cả nhân tình Thật nhàng đỏ mặt lên nhắc lại Tại sao phải coi chừng nhân tình nhiều hơn người khác Vì nhân tình Là một biện pháp mà giáo chủ thường hay dùng Không có thứ gì nhanh chóng Và giản tiện hơn một người đàn bà có thể bán rẻ anh lấy 10 đồng pi tông. Chứng cớ là trường hợp đại ly là đấy. Anh đã đọc thánh thư chưa? Đã thành Nhăng liên hệ đến cuộc hẹn hò mà bà Bonasơ hẹn anh tối nay, nhưng anh chẳng cả gan thật. Ý kiến của ông Vi mặt sát phụ nữ nói chung như vậy, anh cũng không hề nghi ngờ gì người mà mình yêu. Thế còn ba người bạn của anh hiện nay ra sao rồi? Ông Vi hỏi tiếp. Tôi cũng vừa định hỏi ngài có nhận được tin tức gì không? chẳng có gì cả đâu. Thưa ngài, tôi đã để họ lại trên dọc đường tortus ở Santilli với một cuộc thách đấu Army ở Kelker với một viên đạn trong vai và Atos ở Amin vì bị buộc tội làm bạc giả. Anh thấy không? Thế còn anh, làm sao mà thoát được? Thưa ngài, tôi cũng phải nói rằng thật là kỳ lạ. Với một mũi gươm vào ngực và đã đóng đinh ba tước đầu trên đường Thánh Kala như đính một con bướm vào tấm thẳng. Anh lại càng thấy chưa, The Wood là tay chân của giáo chủ, một người anh em họ với Rosopho. Thế này, anh bạn trẻ, tôi vừa chợt có một ý kiến. Xin ngài cứ dạy bảo cho. Tôi mà ở địa vị anh thì, trong khi giáo chủ đang cho truy lùng tôi ở Paris, tôi sẽ không kèn, không chống đi về con đường Picardy để thăm dò tin tức của các bạn tôi. Chứ sao nữa, họ không xứng đáng được anh quan tâm đến sao. Ngài dạy chí phảo, ngày mai tôi sẽ lên đường ngày mai tại sao lại không hôm nay thưa ngài tối nay tôi có việc bận cần ở lại paris à anh bạn trẻ ơi anh bạn trẻ lại tình ái lăng nhăng chứ gì tôi nhắc lại là anh phải thận trọng đấy là chính người đàn bà đã hại ta và chính người đàn bà sẽ còn hại ta nữa mặc dù ta là thế nào đi nữa anh hãy nghe tôi đi ngay tối nay đi thưa không thể được ạ à. đã thả nhăng kêu lên anh đã hứa rồi sao vâng ạ à. Vậy thì khác, nhưng anh phải hứa với tôi là nếu đêm nay anh không bị giết thì ngày mai anh phải ra đi ngay. Tôi xin hứa. Anh có cần tiền không? Tôi hãy còn 50 đồng piton, tôi cho là thế là đủ rồi. Thế còn các bạn chứ? Có lẽ họ cũng không thiếu đâu, khi từ giã Paris ra đi trong túi mỗi người chúng tôi có 75 piton. Trước khi anh đi, tôi có còn gặp anh không? Có lẽ cũng chẳng cần trừ phi có gì mới và đã tay chào từ biệt ông Trevi trong lòng rất cảm kích về mối thịnh tình của ông đối với quân lính anh lần lượt đi qua nhà athos porthos rồi nhà arami không có tin tức gì giá tìm được tình nhân của họ mà hỏi thì tốt nhất nhưng của porthos và của arami anh không biết còn của athos thì làm gì có nhân tình mà tìm đi qua dinh cơ của quân cận vẻ anh nhìn vào chuồng ngựa thấy ba trong số bốn con đã đến Vang rất là hoan hỷ đang chăm sóc chúng. Trông thấy chủ hắn liền nói, A à, thưa ông, gặp ông đây thật là may quá. Có gì thế Vang Ông có tin được cái lão bố xưa ấy không? Tao ấy à, chẳng tin một chút nào. Ông làm thế là đúng đấy. Tại sao vậy? Vì rằng trong khi ông nói chuyện với lão, tôi đã để ý thấy sắc mặt lão biến đổi hai ba lần. Chào ôi, ông thì còn mải mê về cái bức thư nên chẳng còn thấy gì hết. Còn tôi, vì đã thấy bức thư đó vào trong nhà một cách kỳ lạ nên tôi đã cảnh giác tôi không để sót một cử chỉ nào của lão và tôi thấy nó phản động lắm thật hả hơn nữa ngay khi ông vừa đi khuất ở góc phố thì lão đã lấy mũ khóa cửa lại rồi chạy về lối phố ngược chiều mày nói có lẽ đúng đấy tao cũng thấy lão có vẻ gian thế nào ấy nhưng mày cứ yên tâm tao chỉ trả tiền thuê nhà khi nào mọi việc đã xác minh rõ ràng thế ông thôi không đi chơi tối nay nữa chứ hoàn toàn trái lại tao càng nghi lão buôn xưa bao nhiêu tao lại càng cần phải đến cái nơi mà bức thư ban sáng đã hẹn vậy là ông đã quyết định chín giờ tối nay mày phải sẵn sàng ở đây tao sẽ đến đưa đi căn phòng trên gác đúng chín giờ tối đa tay nhăng đến doanh trại quân cận vệ thấy francé đã vũ khí sẵn sàng và con ngựa thứ tư đã tới francé có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn đã tài nhăng đeo thanh gươm và hai khẩu súng ngắn ở thắt lưng. Hai thầy trò lên ngựa và lặng lẽ ra đi. Trời túi mịt mụng, không ai non thấy hai người ra đi. Plăng đi sau cách chủ mười bước. Khi còn ở trong phố thì hai thầy trò đi trong đội hình như vậy. Nhưng khi đến con đường đã vắng và bóng tối dày đặc hơn, Plăng dần dần rút ngắn khoảng cách. Đến nỗi, khi đến khu rừng Boulogne, thì hai thầy trò đã đi ngang nhau. Đã ta nhăng nhận thấy có điều gì lạ đã xảy ra với tiên đầy tớ. Anh liền hỏi, thế nào Plancé? Ông có thấy là trong rừng cũng như trong nhà thờ ấy không? Tại sao vậy Plancé? Vì ở trong cả hai nơi ấy, người ta đều không dám nói to. Tại sao mày không dám nói to? Sợ à? Vâng, sợ bị người ta nghe thấy. Sợ bị người ta nghe thấy? Câu chuyện của chúng ta nghiêm chỉnh đấy chứ. Sợ gì? Ai chia bài Francis lại quay về cái ý nghĩ chính của mình. Ôi thưa ông, cái lão Bonacieux ấy đã có cái gì gian dảo trong cặp mắt và cái gì khó chịu trong cách như máy môi. Ai bắt mày phải nghĩ đến lão? Thưa ông, người ta nghĩ đến cái gì người ta có thể, chứ người ta không nghĩ đến cái người ta muốn. Vì mày là thằng nhát như cái ấy, ạ. Thưa ông, ta không nên lầm lẫn giữa sự nhút nhát và sự thận trọng, mà thận trọng là một đức tính. Vậy là mày đạo đức lắm phải không, Planxer? Thì ông phải chăng là một mũi súng trường Đang lấp ló đâu đây Ta có nên cúi đầu xuống không nhỉ Đã thay nhang nhớ lại lời dặn dò Của ông Trevi Anh nghĩ thầm Cái thằng quái này đến làm ta sợ mất Và anh cho người đi nước kiệu Brunse cũng làm đúng theo chủ Như hình với bóng Thưa ông Brunse hỏi Chúng ta cứ đi như thế này suốt cả đêm sao Không đâu Vì mày đã đến nơi rồi Sao Tôi đã đến Thế còn ông Ta còn đi ít bước nữa thế ông để tôi một mình ở đây à? mày sợ sao, Plancet? không ạ, à, tôi chỉ muốn lưu ý ông rằng đêm đã xuống lạnh lắm rồi, mà lạnh thì dễ làm người ta bị cảm. một tên đầy tớ mà bị cảm thì thật là điều đáng buồn, nhất là đối với một ông chủ nhanh nhẹn như ông. nếu mày sợ bị lạnh thì vào trong một cái quán mà mày trông thấy kia. sáu giờ sáng mai mày sẽ đợi tao ở ngoài cửa. thưa ông, tôi đã uống và ăn hết đồng ê quy ông cho hồi sáng nay rồi. nếu muốn chống lạnh thì chẳng còn đồng xu nào nữa thì đây nửa đồng piston nữa sáng mai nhé. Data nhăn xuống ngựa và ném dây cương vào tay Planche rồi choàng áo khoác lên vai anh rời đi rất nhanh. khi thấy bóng chủ đã khuất Planche kêu lên lạnh quá trời rồi hắn vội vã đến gõ cửa một nhà trông có vẻ là một quán rượu. còn Data Đa nhăng đang tiến vào một con đường ngang tiếp tục đi nữa tới Saint Cruz nhưng đáng lẽ đi vào bằng đường cái thì anh lại vòng đằng sau tòa nhà và tới một cái ngõ hẹp cách biệt rồi chẳng bao lâu đã thấy trước mặt cái phòng trên gác đã dặn trong thư đây là một nơi hoàn toàn vắng vẻ một dãy tường cao mà góc tường là căn phòng gác chạy suốt một bên cái ngõ hẻm ấy còn bên kia là một hàng rào ngăn một cái vượt nhỏ ở góc vườn có một cái lều tồi tàn anh đã tới chỗ hẹn vì không thấy nói đến việc khi anh có mặt thì báo hiệu như thế nào nên anh đợi không một tiếng động nào người ta có cảm giác như cách biệt với thủ đô đến hàng trăm dặm. Đa thành nhăng tựa lưng vào một cái hàng rào sau khi đã có xem xét qua. Bên kia hàng rào, cái vườn và cái lều, một màn xương tối sẫm bao phủ một khoảng không gian bao la trống rỗng và toang hoác. Trong đó, Paris đang ngủ và thỉnh thoảng lại lấp lánh một vài chấm sáng của những vì sao đêm. Nhưng đối với Đa Tà Nhăng tất cả những cảnh tượng đó đều khoác một hình ảnh tươi vui Tất cả những ý nghĩ đều kèm theo một nụ cười. Giờ hẹn sắp đến. Quả nhiên, chỉ một lát sau, lần chuông xanh Cruz đã thông thả buông xuống, mười tiếng. Mỗi một tiếng lại ngân nga êm dịu trong trái tim anh. Cặp mắt anh ngó chừng chừng vào căn gác ở góc phố, tất cả các cửa sổ đều đóng kín, trừ một cái ở gác một. Một thứ ánh sáng dịu chiếu qua cửa trong vườn trước mặt. Có lẽ đằng sau cửa sổ có ánh sáng êm dịu đó, bà xưa xinh đẹp đang đợi anh. Du Dương trong ý nghĩ đó đã thanh nhăng đợi thêm nửa giờ nữa mà không thấy suốt ruột. Cặp mắt rắn chặt vào căn phòng xinh xắn ấy mà anh chỉ nhìn thấy được một khoảng trần có những gân vàng chứng tỏ là một căn phòng lịch sử. Bầu chuông của Saint Cruz lại điểm 10 giờ rưỡi. Lần này chẳng hiểu tại sao đã thanh nhăng thấy ớn lạnh xương sống. Cũng có thể là do khí lạnh đã bắt đầu thấm vào người khiến cho anh có một cảm giác về tư tưởng như là một cảm xúc về thân thể. Rồi một ý nghĩ thoáng đến, có lẽ anh nhớ nhầm, giờ hẹn là 11 giờ thì phải. Anh bèn lại gần cửa sổ, đứng vào chỗ có ánh sáng, lấy thư ra đọc lại. Anh đã không lầm, giờ hẹn là 11, anh lại trở về vị trí cũ và bắt đầu lo lắng. 11 giờ điểm, đã thanh nhăng bắt đầu lo sợ thật sự có điều gì đã xảy ra cho bà Bonacieux? Anh vỗ tay vào nhau ba cái, dấu hiệu thông thường của những cặp tình nhân. Chẳng có ai đáp lại, cũng không có cả một tiếng vang. Anh lại nghĩ, hai người yêu đã ngủ quên đi trong khi chờ đợi. Anh lại gần cái tường tìm cách trèo lên, nhưng tường trơn tuột, không bố víu vào đâu được. Lúc này anh lại nhằm vào cái cây mà ánh sáng trong cửa sổ vẫn soi sáng một đám lá, anh nghĩ là giữa đám lá ấy có thể nhìn qua cửa vào trong buồng. Trèo cây thì dễ thôi, Đa Thanh Nhăng lại chưa đến 20 tuổi cho nên chỉ một loáng là anh đã giữa túm lá và qua tấm kính cửa sổ, anh đã có thể phóng con mắt vào trong căn phòng ấy. Đa Thanh Nhăng phải dùng bình lên, cái ánh sáng êm dịu ấy soi sáng một cảnh tượng hỗn độn đến ghê sợ, một tấm kính cửa sổ bị đập vỡ, cái cửa ra vào của căn phòng bị phá sập cái bàn ăn mà có thể đã bày một bữa ăn lịch sự đổ lăn cảnh ra những mảnh chai cốc vỡ những hoa quả bị dập nằm ngổn ngang dưới sàn tất cả đều chứng minh là ở đấy đã có một cuộc vật lộn kịch liệt và tuyệt vọng đa tài nhăng hình như còn nhận thấy ở giữa đám hỗn độn ấy có một vài mảnh quần áo và một vài vết máu dây ra các tấm rèm cửa anh vội tụt xuống đất tim đập thình thình anh muốn tìm xem còn dấu vết nào khác nữa không Ánh sáng yếu trong cửa sổ vẫn soi mờ trong đêm tối. Bây giờ anh mới nhận thấy mặt đất bị cày lên bởi những vết chân đi giày và vết chân ngựa. Lại có cả vết bánh xe ngựa nữa. Sau một hồi tìm kiếm, anh lại có nhặt được cả dây chân tường một cái găng tay của phụ nữ bị rách. Chán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim anh thắt lại vì lo âu, ư thở hồn hển. Rồi anh trở nên như người mất hồn, anh chạy dọc đường cái mà anh đã đi qua tiến đến tận bến Đỏ, và anh hỏi thăm người lái đò thì được biết vào khoảng bảy giờ tối người lái đò chở một thiếu phụ mặc áo choàng kín như không muốn để ai thấy mặt mình nhưng nhìn qua dáng điệu cũng thấy đó là một người phụ nữ trẻ và đẹp đã Thạch nhăn đoán ngay đó là bà bonacieu thế là tất cả đều quy tụ và một điều một tai họa lớn đã xảy ra Bà Thạch Nhăng vội vàng chạy nhanh quay trở về tòa nhà. nhưng có cảm giác hình như trong lúc vắng mặt anh ở đấy có điều gì mới xảy ra trong căn phòng gác và các tài liệu đang đợi anh ở đấy. Cái ngõ hẻm vẫn vắng ngắt, cái ánh sáng dịu dàng và thầm lặng vẫn chiếu qua cửa sổ. Đa Thanh Nhăng liền nghĩ ngay tới ngôi lều im lặng và tồi tàn kia, biết đâu nó đã chẳng nhìn thấy và nói lên được điều gì. Cửa hàng rào đóng chặt, anh lại nhảy qua hàng rào, mặc cho con chó xích bên trong rụa vang, anh tiến lại gần cánh cửa. Ngõ lần đầu, chẳng có ai trả lời, một sự im lặng của chết chóc bao trùm trong túp lều cũng như trong căn phòng gác. Nhưng vì túp lều đó là nguồn hy vọng cuối cùng của anh nên anh cố gắng. Chẳng bao lâu anh nghe thấy có một tiếng động nhẹ bên trong, có vẻ sợ hãi. Thế là đã thành nhăn thôi không đập nữa. Anh cất tiếng nói vừa lo âu vừa hứa hẹn, vừa sửa xét, vừa dỗ dành. Giọng nói của anh có tính chất làm an lòng những kẻ sợ hãi nhất. Sau cùng, một cánh cửa nhỏ hé mở, nhưng khi thấy nào chui gươm nào báng súng, đã đóng vội lại ngay nhưng dù có đóng lại nhanh đến đâu đã thanh nhăng cũng đã kịp nhận thấy một cái đầu của ông già anh vội nói nhân danh đức chúa trời xin ông hãy nghe tôi tôi đang đợi một người mà mãi không thấy đến có điều gì chẳng lành đã xảy ra quanh đây chăng tôi lo chết đi được đề nghị ông cho tôi biết cánh cửa tự tự mở cái đầu lúc nãy lại ló ra đã thanh nhăng liền thành thật kể lại câu chuyện của anh anh có cuộc hẹn hò như thế nào với một thiếu phụ tại căn phòng gác kia và không thấy người yêu đến anh trèo cây ra sao và anh đã nhìn thấy cảnh lộn xộn như thế nào trong căn phòng ấy. Ông già chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại tỏ dấu hiệu đúng là như vậy. Rồi khi đã ta nhang kẻ xong, ông lắc đầu ra vẻ chẳng có gì tốt lành cả. Ông định nói gì vậy? Đã ta nhang kêu lên, nhân danh chúa, xin ông giải thích cho tôi biết. Ôi thưa ông, ông già nói, xin ông đừng có hỏi tôi, vì tôi nói ra với ông những điều tôi đã trông thấy thì tai họa sẽ xảy đến cho tôi ngay. Vậy là ông có nhìn thấy điều gì phải không? Đa Thần Nhăng vừa nói vừa đưa cho ông già một đồng phí tông. Xin ông cứ nói những gì ông đã trông thấy, tôi xin thẻ danh dự sẽ không để hở một câu nào. Ông đừng ngại. Ông già thấy rõ vẻ thành thật và sự đau khổ của Đa Thần Nhăng. Ông liền ra hiệu bảo anh chú ý nghe, rồi ông kể bằng một giọng rất nhỏ. Lúc ấy vào khoảng gần 9 giờ tối, tôi nghe có tiếng động ở ngoài đường, tôi liền ghé mắt qua khe cửa, nhìn ra thì thấy có bóng người, đang tìm đường vào. Vì nhà tôi nghèo, chẳng sợ người ta cướp của, Nhưng tôi ra mở cửa thì thấy có ba người đứng cách đây vài bước. Trong bóng tối là một cỗ xe ngựa cùng với nhiều con ngựa cưỡi khác. Tôi bèn hỏi, thưa các ông, các ông muốn gì ạ? À? Chắc là anh có một cái thang chứ. Người có vẻ chỉ huy hỏi tôi, thưa ông có ạ? À? Tôi đáp, thang tôi thường dùng để hái quả, đưa cho chúng tôi mượn rồi anh phải vào trong nhà. Đây tôi cho anh một đồng quy là tiền thuê thang đấy. Anh nên nhớ là nếu anh nói hở ra một câu gì về những điều mà anh sắp được nghe thấy và trông thấy đây, vì thế nào mà anh chả nghe và chả nhìn thì anh sẽ bị khốn đấy. Sau khi đã đóng cửa hàng rào sau lưng họ, tôi liền vào nhà và đóng cửa nơi lại. Nhưng kỳ thực là tôi lén ra cửa sau, chui vào một bụi cây để xem cho thỏa chí tò mò. Ba người lại gục cố xe ngựa, mở cửa xe và đưa một người đàn ông mập và thấp, có vẻ nhiều tuổi, mặc trá hình toàn đùa đen. người đàn ông này thận trọng trèo lên cái thang áp vào cửa sổ, đến nút nhìn vào trong phòng, rồi lại thận trọng trèo xuống, rồi thì thầm với bọn kia. đúng cô ta đấy. tức thì người nói với tôi đúc trước tiến lại cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa, rồi biến vào bên trong, đồng thời hai người trèo lên thang. bỗng nhiên có những tiếng kêu thét lên trong căn phòng gác một thiếu phụ mở cửa sổ ra như toàn lao ra ngoài nhưng khi nhìn thấy hai người chị bật trở lại hai người liền lao qua cửa sổ đuổi theo chị thế là tôi không nên non thấy gì nữa nhưng tôi nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô đẩy chị phụ nữ la hét và kêu cứu nhưng chẳng bao lâu tiếng kêu đã bị bóp nghẹt ba người đàn ông lại gần cửa sổ một người vác chị phụ nữ trên vai xuống thang rồi nhét chị vào trong xe ba người đàn ông thảy lên ngựa đi kèm cỗ xe họ đi xa dần và thế là hết. Trong khi nghe nói chuyện, đa thân Nhăng bị choáng váng, anh chỉ đứng im và không nói được một câu nào, trong lòng đầy ghen tuông và bực tức. Ông già biết được tâm trạng bác tay nhăn nên nói vài câu an ủi. Thôi anh đừng buồn nữa vì điểm chủ yếu là họ đã không giết chị phụ nữ. Ông có biết gì về người chỉ huy cái tốp kẻ cướp ấy không? Bác tay nhăn hỏi. Tôi không biết người ấy. Nhưng hắn đã nói chuyện với ông. Ông có thể nhìn thấy hắn chứ? À, ông muốn hỏi tôi vài nét về nhân dạng phải không? Một người cao lớn, có vẻ quý tộc, nước da ngăm ngăm, ria mép đen, mắt đen. Đúng rồi. Đã ta nhàng kêu lên, đúng hắn rồi. Chỗ nào cũng thấy hắn, quỷ sứ thật. Thế còn tên kia, cái thằng già ấy. Cái tên này thì chẳng có gì là quý phái cả, và lại hắn không mang gươm. Những tên khác không có gì là nệ năng hắn cả. Ôi thật đáng thương hại cho chị phụ nữ, chúng đã làm gì chị không biết. Đã ta nhăn tâm thần ủ rũ Quay trở lại đường về bến đỏ Lúc thì anh không thể tin được rằng Đó là bà Bonacieux Và anh hy vọng sẽ gặp được bà trong cung điện Louvre Lúc thì anh cho là bà lăng nhăng Với một kẻ nào khác Nó ghen nên đã bắt cóc bà Anh do dự Anh buồn phiền Anh thất vọng Anh kêu lên Ôi nếu ta có các bạn ta ở đây Ít ra ta cũng còn chút hy vọng tìm lại được nàng Nhưng cũng chẳng biết bản thân các bạn ta bây giờ ra sao Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm rồi, cần phải gặp lại Plank C. Đã thành nhang liên tiếp gõ cửa những hàng quán nào có chút ánh đèn, nhưng cũng chẳng tìm được Plank C. Đến cái quán thứ sáu, đi bắt đầu nghĩ anh tìm được. Vậy thật là vu vơ, anh đã hẹn với hắn 6 giờ sáng, hắn đi thì hắn biết đâu mà tìm. Rồi lại một ý nghĩ nữa thoáng đến trong óc anh là cứ ở lại vùng lân cận nơi đã xảy ra sự kiện, biết đâu lại chẳng thu được những tin tức hay. Thế là đến cái quán thứ sáu ấy, anh dừng lại, gọi một chai rượu hảo hạng, tìm vào ngồi ở một cái bàn tối tăm nhất và quyết định ở đấy cho đến sáng. Nhưng rồi vì tuổi 20 nên anh đã gục xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến 6 giờ sáng anh chợt tỉnh dậy, vội lấy tay sờ tìm. Hạt kim cương vẫn còn ở ngón tay, túi tiền vẫn còn trong túi áo, hai khẩu súng vẫn còn dắt ở thịt lưng. Anh liền đứng lên ra thanh toán, Xong bước ra ngoài đường Thì qua đám sương mù Anh đã trông thấy Planche Tay rất hai con ngựa Đang đứng ở cửa cái quán trước mặt 25 Portos. Đáng lẽ về thẳng ngay nhà Đa Thanh Nhăng lại đến dinh ông Thuê Vi Leo nhanh lên thang gác Lần này anh quyết định kể cho ông biết hết những gì đã xảy ra Chắc chắn ông sẽ có nhiều ý kiến hay Nhất là hàng ngày ông được gặp hoàng hậu ông có thể được người cho biết một vài tin tức về cô nữ tỷ trung thành của người. Ông Tư Vi chăm chú nghe câu chuyện kể của anh thanh niên với một vẻ nghiêm nghị, chứng tỏ ông còn thấy điều gì khác ngoài câu chuyện tình. Khi đã Ta nhăng kể xong, ông liền nói, Chà, đứng xa một dặm cũng ngửi thấy giáo chủ trong tất cả vấn đề này. Nhưng làm thế nào được ạ? À? Đã thanh nhăng hỏi. Và giờ phút này thì chưa làm được gì cả ngoài việc anh phải đi khỏi Paris ngay. Như tôi đã nói với anh, càng sớm càng tốt, Tôi sẽ gặp hoàng hậu sẽ báo cáo người biết rõ chi tiết vụ mất tích của người nữ tỷ đáng thương ấy. Nó có thể là người không biết. Khi anh trở về, có thể tôi sẽ có một số tin tức hay nói cho anh biết. Anh cứ tin ở tôi. Đã tay biết rằng ông Tư Vi không hay hứa, nhưng mà khi đã hứa, ông còn làm hơn cả lời ông hứa. Thế là anh chào từ biệt vì chỉ huy xứng đáng ấy, lòng đầy biết ơn ông về quá khứ cũng như về tương lai. Còn ông Trevi Vi cũng thấy thích thú anh chàng thanh niên, đầy quả cảm và dũng cảm này. Ông siết chặt tay anh và chúc lên đường may mắn. Quyết tâm thực hiện lời dạy của ông Trevi Vi đặt tay nhăn đi thẳng về nhà để lấy đồ đạc đi đường. Về gần đến nhà, anh thấy Lão Bonacieux đứng trước cửa. Anh nhớ lại những lời nói cảnh giác của Prance hôm qua về tình hình mờ ám của Lão chủ nhà. Anh liền nhìn Lão chăm chú hơn thường lệ. Ngoài sắc mặt xanh xao ốm yếu vốn có của Lão, anh còn nhận thấy có cái gì mờ ám phản động nữa. Một tên kẻ cắp không thể có được Cái cười giống như của người lương thiện Một tên đạo đức giả Không có những giọt nước mắt giống như của người chân thực Tất cả mọi giả dối Đều là một cái mặt nạ Và đã là mặt nạ thì dù có làm khéo léo đến thế nào Chỉ cần chú ý một chút là người ta có thể nhận thấy Vậy là đã ta nhăng thấy La Bona Mang một cái mặt nạ Một cái mặt nạ bị ổi nữa Anh đã định đi thẳng không thèm nói chuyện Nhưng lão đã gọi giật anh lại Này ông bạn trẻ Hình như đêm qua béo bở lắm phải không? Bây giờ sáng rồi người ta ra đi thì ông lại bỏ về. Người ta thì chẳng ai dám trách ông thế đâu. Ông là kiểu mẫu nhất đấy. Sự thật là khi người ta có một cô vợ trẻ và đẹp, người ta chả cần phải chạy đi tìm hạnh phúc nào khác nữa cả. Có phải chính hạnh phúc chạy đến tìm ông phải không, ông Bonacieux? Lão Bonacieux mặt tái đi như xác chết, gượng cười nói, gớm, ông là một ông bạn vui tính thật, nhưng đêm qua ông chạy đi đâu thế, Hình như những con đường tắt không được tốt lắm thì phải. Đa Tài Nhăng cúi xuống nhìn thấy đôi ủng của mình phủ đầy bùn. Nhưng đồng thời anh cũng lại đưa mắt nhìn sang đôi giày và bít tất của lão chủ nhà. Thấy cũng phủ một thứ bùn giống như của mình. Cứ như là bị nhúng vào cùng một vũng bùn với ủng của mình. Thế là một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí Đa Tài Nhăng. Cái con người mập thấp có tuổi mặc bộ đồ đen, không đeo gươm, mà mấy tên đeo gươm trong nhóm bắt cóc, coi trả ra gì đúng là tên xưa này rồi. Chồng đã chỉ đạo vụ bắt cóc vợ. Đa tài nhăng muốn nhảy sổ vào tóm lấy họng thằng chồng bận tiện này, nhưng vốn là người thận trọng, anh tự nén mình được. Tuy nhiên sự phẫn nộ trong người anh thể hiện lên trên nét mặt, làm cho lão xưa phải khiếp sợ lùi lại tựa lưng vào cửa. Ai chả? Đã tài nhăng nói, ông cũng nói đùa đấy chứ. Nếu đôi ủng của tôi phải lau thì đôi giày của ông cũng phải chùi. Thế ra ông cũng đã đi ăn mảnh. Như vậy không thể tha thứ được đối với một người ở tuổi ông và hơn nữa lại có một cô vợ trẻ đẹp như bà nhà ta. Ôi lại chúa, thật là không phải thế đâu. Hôm qua tôi phải về quê để tìm hiểu về một người đầy tớ gái mà tôi muốn mướn. Đường đi đến đấy xấu lắm, nên giày của tôi mới bẩn như thế này. Tôi chưa kịp lau. Quê ông ở đâu? Ở à, xanh măng đê. Nơi ấy lại là một bằng chứng xác minh điều nghi ngờ của Đa Tây Nhăng. Đã nói xanh măng đê vì Semonde là nơi hoàn toàn đối diện với Saint Cloud. Điều tất nhiên ấy là niềm an ủi đầu tiên cho Đa -tây Nhăng, vì nếu lão Bonacieux biết vợ lão ở đâu, thì người ta cũng có thể tìm cách buộc được lão phải khai ra. Xin lỗi ông Bonacieux thân mến vì những lời tôi đã nói quá. Vì thức đêm nên tôi khát lắm, xin phép ông cho tôi vào nhà uống cốc nước. Nói xong, không cần đợi sự thỏa thuận của chủ nhà, đã tay Nhăng bước thẳng vào trong nhà, và liếc nhanh mắt nhìn vào cái giường thấy chăn nệm vẫn gấp nguyên chứng tỏ đêm qua không ai ngủ ở đấy vậy là lão Bonacieux chỉ vừa mới về tới nhà lão đã đưa vợ lão tới nơi ít ra cũng tới chạm chuyện tiếp đầu tiên cảm ơn ông, ông Bonacieux Đã thay nhang nói và uống nốt cốc nước bây giờ tôi xin phép về để lau chùi đôi ủng nếu cần tôi sẽ cho Planche xuống hầu ông đôi giày một thẻ lên đến cầu thang đã tay nhàng thấy Prang -xê đứng đợi, mặt mày thất sắc. Vừa trông thấy chủ hắn đã kêu lên. Ôi thưa chủ thưa ông, ông trả về sớm một tí mà xem. Cái gì vậy? Đa ta nhắn hỏi. Ông thử đoán xem ông khách mà tôi đã tiếp thay ông trong lúc ông vắng mặt là ai nào? Bao giờ? Cái đầy độ nửa giờ trong lúc ông ở nhà ông Thuê Vi. Ai vậy? Nói đi. Ông Cavoa. Ông đại úy cận vệ của đức ngài giáo chủ ấy à? Chính ông ta. Ông ấy đến để bắt tao à? Thưa ông, tôi cũng ngờ là thế mặc dù thái độ ông ta có vẻ rất mềm mỏng thế nghĩa là thế nào nghĩa là rất đừng mặt ông ạ à. ông ấy nói là đức ngài rất quan tâm đến ông nên phái ông ấy đến để mời ông theo ông ấy về hoàng cung thế mày đã trả lời ra sao tôi trả lời là điều ấy không thể thực hiện được vì ông không có nhà như ông ấy thấy đấy ông ấy nói sao rằng ông có về thì mời ông lại đàng hoàng nhà ông ấy ngay rồi ông ấy lại nói nhỏ bảo với chủ anh là Đức Ngài rất quan tâm đến chủ anh và tương lai sự nghiệp của chủ anh sẽ được quyết định trong cuộc tiếp kiến này. Cái bẫy này thật là vụng vẻ đối với một người như giáo chủ. Đà Tân Nhang cười nói. Tôi cũng thấy đấy là cái bẫy nên tôi đã trả lời là khi ông về ông sẽ thất vọng. Ông Cava hỏi tôi, ông ấy đi đâu? Tôi đáp, đến Tra Sang Ông Cava lại hỏi, ông ấy đi từ bao giờ? Tôi đáp, từ chiều hôm qua là ta nhẳng nói, mày thật là một người đáng quý. Thưa ông, chắc đông hiểu cho là tôi cũng đã nghĩ rằng nếu ông muốn lại thăm ông Cava, thì cũng còn kịp thì giờ chán, chỉ cần cải chính là tôi đã nói dối, khi nói là ông đã đi xa. Vậy trong trường hợp đó chỉ có tôi là nói dối thôi, trong khi tôi không phải là quý tộc, nên tôi có thể nói dối được. Mày cứ yên chí, Plancé, mày vẫn giữ được tiếng là con người trung thực, vì chỉ 15 phút nữa là chúng ta lên đường. Tôi cũng muốn định đề nghị với ông như thế. Tôi muốn biết ta sẽ đi đâu có được không? Đi ngược chiều với con đường mà mày đã nói với ông Cava và lại mày có nóng ruột muốn biết tin tức về Grimo, Muscaton và Ba Danh như tao muốn biết về các ông Atos, Portos và Rami không? Thưa ông có chứ tôi sẽ đi ngay theo lệnh ông trong lúc này không khí ở các tỉnh lỵ đối với chúng ta tốt hơn ở Paris. Vậy thì chuẩn bị hành trang mau lên. Tao sẽ đi trước, hai tay đút túi để không ai nghi ngờ gì cả. Mày sẽ đến gặp tao ở dinh cận vệ. Còn về tên chủ nhà thì mày nói đúng đấy, nó chả ma lắm. Đấy ông thấy chưa, tôi đã bảo mà, tôi xem tướng mặt là chúa lắm. Đã tài nhân đi ra một mình, anh lại tạt qua một lần nữa. Các nhà bạn anh, chưa có tin tức gì cả, chỉ có một bức thư thơm phức gửi cho Arami. Đã tài nhang liền cầm lấy. Mười phút sau, Planche đến gặp chủ ở chùa ngựa dinh cận về. Này Planche, Đã tài nhang nói, đóng yên cương cả ba con kia nữa. Thế ông cho là mỗi người chúng ta cưỡi hai con thì đi nhanh hơn à? Không phải thế, nhưng với bốn con ngựa chúng ta có thể đưa ba ông bạn chúng ta về được nếu chúng ta tìm thấy các ông ấy còn sống. Đó là một điều may mắn lớn, nhưng chúng ta không nghi ngờ lòng nhân đức của Thượng Đế. Amen. Nói xong đã tay nhăn lên ngựa, cả hai thầy trò cùng ra khỏi dinh cận về mỗi người theo một con đường khác nhau để rồi lại gặp nhau ở Saint Denis. Hai thầy trò cùng đi đến Pirefit. Phải nói rằng ban ngày Plan C can đảm hơn ban đêm. Hai thầy trò bình an vô sự đi đến Santini, rồi tiến đến quán xanh Mao Tanh, là nơi dừng lại đầu tiên trong cuộc hành trình lần trước. Chủ quán thêm một chàng thanh niên có một người hầu đi kèm, lại thêm hai con ngựa dắt theo nữa, vội vàng kính cận chạy ra đón tận ngoài cửa. Đã đi được mười một dặm rồi, đã thanh nhưng thấy là cũng cần phải nghỉ tại đây, mặc dù trong quán có tốt hay không rồi anh lại thấy hỏi thăm ngay tin tức về người lính ngựa lâm thì cũng chưa vội, cho nên anh chỉ xuống ngựa, không hỏi han gì, anh đi thẳng vào cái buồng dành riêng cho khách nào muốn được kín đáo và gọi một chai rượu ngon nhất và một bữa điểm tâm lịch sử nhất. Binh đoàn cận vệ thường là về các địa phương tuyển mộ những người khí tộc bậc nhất, vì thế đối tượng lại có đằng sau một người hầu và bốn con ngựa tuyệt đẹp, anh gây nên một dư luận xôn xao xung quanh, lão chủ quán muốn tự mình phục vụ thế vậy, đa Tài nhân liền cho gọi hai cái cốc và bắt đầu câu chuyện như sau. ông chủ quán thân mến, đa Tài nhân nói và rót đầy hai cốc rượu. tôi đã gọi rượu ngon. nếu ông đánh ông đánh lừa tôi thì ông sẽ bị phạt. vì tôi không thích uống rượu một mình nên ông phải ngồi uống với tôi. ông hãy cầm lấy cái cốc này, ta cùng uống. tao uống chúc cái gì bây giờ? à, tao uống chúc sự thịnh vượng của cái quán của ông. ngài làm cho tôi hân hạnh quá, chủ quán nói tôi xin chân thành cảm ơn. Nhưng ông không được lầm đấy, trong chén rượu của tôi có nhiều tính ích kỷ hơn ông tưởng đấy. Chỉ những quán nào tiếp khách tốt thì mới thịnh vượng thôi. Trong những quán suy đồi thì tất cả đều tan rã và khách thì bị ảnh hưởng của chủ quán. Mà tôi thì đi lại nhiều, nhất là trên quãng đường này nên tôi muốn rằng tất cả các quán đều thịnh vượng. Quả thật hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi được gặp ngài. Thì tôi đã đi qua Santini này hàng chục lần và tôi cũng đã rẽ vào đây ba bốn lần. Đây này, mới cách đây 10-12 ngày thôi, tôi đi cùng với những người bạn là lính ngựa lâm. Một trong những người đó đã xích mích với một người lạ mặt. À phải rồi, tôi nhớ rõ lắm. Có phải là ông Portos mà ngài muốn nói đến không? Đúng là ông bạn đồng hành của tôi đấy, ông chủ quán thân mến ạ. À. Có điều gì không may xảy ra cho ông ấy chăng? Nhưng ông đã biết ông ấy không thể tiếp tục đi được. Ông ấy có hứa sẽ đuổi theo chúng tôi, nhưng chẳng thấy gì cả. Ông ấy đã cho chúng tôi cái hân hạnh là ở lại đây. Sao? Ông ấy ở lại đây à? Thưa ngài vâng, trong cái quán này, chúng tôi cũng rất thắc mắc nữa. Về gì? Về những món chi tiêu của ông ấy. Thì rồi ông ấy sẽ trả tiền ông chứ sao? Ôi thưa ngài, được như thế thì phúc đức quá rồi còn gì. Đằng này chúng tôi lại phải ứng trước ra quá nhiều rồi. Và ngay buổi sáng nay, ông thầy thuốc còn bảo với tôi là nếu ông Portos không trả tiền thì ông ấy sẽ đòi tôi vì chính tôi đã đi mời ông ấy đến. Portos sẽ bị thương à? tôi chẳng biết nói thế nào với ngài về việc ấy cả. Tại sao thế? Ông phải là người biết rõ hơn ai hết chứ? Vâng, nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi thì không dám nói hết những gì tôi biết, nhất là khi người ta đã cảnh báo cáo chúng tôi là cái tai của chúng tôi sẽ phải đền tội cho cái lưỡi của chúng tôi. Thế tôi có thể đến thăm ông Portos được không? Thưa ngài tất nhiên là được ạ. Ngài cứ lên thẳng cầu thang vào gác một vùng số 1. Nhưng chỉ có cái là ngài phải xưng danh trước, vì nếu không thì sẽ nguy hiểm cho ngài đấy nguy hiểm thế nào? Ông Portos sẽ lầm ngài là người của hàng quán. Ông có thể nổi cáu và xiên cho ngài một nhát gươm hay cho ngài một viên đạm đầu. Vậy là ông đã làm gì ông ấy? Chúng tôi đã đòi tiền ông ấy. À, thảo nào, tôi hiểu rồi. Portos rất ghét điều ấy khi ông ta không được sung túc. Mà có lẽ ông ta ở vào cạnh đó thì phải. Chúng tôi cũng nghĩ như như vậy, thưa ngài. Nhưng cửa hàng chúng tôi cứ phải kết toán hàng tuần, tám ngày sau chúng tôi trình lên ông Tốt ở bản thanh toán nhưng có lẽ vì chúng tôi rơi vào lúc không may nên chúng tôi vừa mới nói lên câu đầu tiên là ông ấy đã gắt ầm lên và đuổi chúng tôi ra đúng là vì ông ấy đã đánh bạc tối hôm trước ông ấy đánh bạc à đánh với ai với một vị chúa công nào ấy người đi qua đây và rủ dê ông ta đánh một vài ván đúng như vậy đấy có lẽ ông ta thua hết đến tận con ngựa ngài à vì khi người lạ mặt chuẩn bị đi, tôi thấy tên đầy tớ của người ấy đóng yên cương vào con ngựa của ông Portos. Chúng tôi báo tin ấy cho ông Portos biết, thì ông ấy lại mắng chúng tôi là đồ bẩn tiện, dám nghi ngờ một nhà quý tộc. Mình biết là anh ta như thế mà, đã ta nhằng lẩm bẩm. Thế là chúng tôi thưa với ông Portos là chúng tôi không xứng đáng được phục vụ ông ấy nữa. Chúng tôi xin giới thiệu để ông ấy chuyển sang quán Phượng Hoàng Vàng của một người bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng ông Portos đáp rằng quán của chúng tôi là tốt hơn cả, nên không đi đâu hết. Chúng tôi không dám nài gì hơn nữa đành chỉ còn yêu cầu ông ấy trả cho chúng tôi cái buồng ông đang ở. Là cái buồng đẹp nhất quán, ông ấy sẽ lên ở tầng 3. Nhưng với đề nghị ấy cũng được câu trả lời rằng ông ấy đang đàng hoàng. Đang hàng ngày chờ đợi người thân tình của ông ấy là một bà lớn vào bậc nhất triều đình. Và cái buồng ấy vẫn chưa xứng đáng được một người như thế đến. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng thử nài thêm thì chẳng thèm đáp nửa lời ông Portos lấy khẩu súng ngắn ra đặt lên bàn rồi tuyên bố kẻ nào còn nói thêm một câu nữa về sự đổi buồng thì sẽ được một phát đạn vào đầu. Vì thế thưa ngài, từ hôm đó chẳng ai dám vào buồng ấy nữa, chỉ trừ có người hầu của ông ấy thôi. Vậy là Múc Tông cũng ở đây à? Thưa ngài vâng, năm ngày sau anh ấy trở lại. dáng điệu rất khổ sở, hình như anh ấy cũng gặp điều chẳng lành trong cuộc hành trình thì phải. Khốn khổ cho chúng tôi quá, anh ấy còn lanh lẹ hơn ông chủ, có nghĩa là để phục vụ ông chủ anh ấy đã làm đảo lộn tất cả cần gì anh ấy cứ tự do lấy chẳng thèm hỏi ai cả hình như anh ấy sợ hỏi sẽ bị từ chối vậy thực tế là đã nhiều lần tôi nhận thấy một cơ tông có một sự trung thành và một trí thông minh rất cao thưa ngài điều đó có thể là như vậy nhưng ngài cứ thử tưởng tượng trong một năm mà tôi vấp phải bốn trường hợp trung thành và thông minh như thế này thì tôi đến phá sản mất không sao đâu giữa ông sẽ thanh toán với ông chứ chủ quán thốt lên với vẻ không tin tưởng Ông ấy được một bà lớn, rất lớn, bao cho đấy. Bà sẽ không để ông ấy phải ở trong cảnh bận cùng như thế này lâu đâu. Nếu tôi có thể nói được điều tôi biết, điều tôi chắc chắn nữa. Ông chắc chắn về điều gì? Tôi nói rằng tôi biết bà lớn ấy. Làm sao ông biết được? Ôi thưa ngài, nếu tôi có thể tin được sự kiến đáo của ngài. Ông cứ nói đi, danh dự một nhà quý tộc, ông sẽ không phải hối hận vì lòng tin ấy đâu. Như là thế này, một hôm ông Portos có giao cho tôi một bức thư gửi cho bà quận chúa ấy, bảo tôi bỏ vào hòm bưu điện. Lúc đó anh Mục Tông chưa về, ông ấy thì lại không thể rời được khỏi buồng, nên phải cho chúng tôi làm nhiệm vụ ấy. Đáng lẽ bỏ vào bưu điện, tôi đã lợi dụng cơ hội có một người bồi bàn của tôi đi Paris. Tôi đã bảo anh ấy mang bức thư đó đến tận nhà bà quận chúa. Ông có biết bà quận chúa ấy là người như thế nào không? Ông, tôi chỉ được nghe ông Portos nói thôi. Đó là một bà biện lý già ở Satellite, tên là bà Cô cơ nà, đã đến 50 tuổi mà lại còn hay ghen nữa chứ. Tôi cũng đã lấy làm lạ rồi, một bà quận chúa mà lại ở phố gấu. Nhưng sao ông biết? Bởi vì khi nhận được bức thư, bà ấy nổi cơn tăm bành lên, dù ông Porthos là con người đang điếm và đổ cho ông Porthos bị một nhát gươm là vì một người đàn bà nào đó thôi. Thế ông Porthos bị một nhát gươm à? Ôi lại chúa, tôi đã nói gì vậy? Ông đã nói rằng ông Porthos bị một nhát gươm. Vâng, nhưng ông ấy đã cấm tuyệt đối không được nói đến đấy. Tại sao vậy? Thưa ngài bởi vì ông Portos đã khoe khoang khoác loác rằng ông ấy sẽ xuyên thủng địch thủ. Nhưng trái lại chính địch thủ lại đã hạ ông ấy xuống sàn. Vì ông ấy là một con người rất tự phụ trừ trường hợp đối với bà quận chúa mà ông ấy xét thấy có lợi kể hết câu chuyện về ông ấy. Còn thì ông ấy cấm tất cả mọi người không được nói là ông ấy đã bị một nhát gươm. Vậy là nhát gươm đó đã làm cho Portos không rời được cái giường. Một nhát gươm bậc thầy xin cam đoan với ngài như vậy cái hồn của ông bạn ngài phải được vít chặt vào thân người ông cũng có mặt ở đó lúc ấy à thưa ngài cũng vì tò mò mà tôi quan sát nhưng các đấu thủ không nhìn thấy thế sự việc đã xảy ra như thế nào ồ cũng ngắn thôi ạ à. hai người đứng miếng địch thủ nhứa một nhát rồi xoay ngang ra nhanh đến nỗi ông porthos vừa định đỡ thì lấy bị một mũi gươm vào ngực và ngã ngửa ra đằng sau địch thủ lập tức tì mũi gươm vào họng ông porthos Ông tuyên bố chịu thua. Địch thủ liền hỏi tên họ ông. Thấy ông là Poc Tos chứ không phải đã tay nhăng. Địch thủ liền đỡ ông ấy dậy, dìu vào quán, rồi lên ngựa đi thẳng. Vậy là cái ông địch thủ ấy muốn ông đã tay nhăng kia, có phải không? Có lẽ thế. Ông có biết ông địch thủ ấy rồi ra sao không? Thưa ngài không, tôi chưa hề biết ông ấy và từ đó cũng không thấy ông ấy đến nữa. Tốt lắm rồi, đó là tất cả những gì mà tôi muốn biết. Còn bây giờ, Ông nói ông Portos ở phòng số 1 phải không? Thưa ngài vâng, thuê buồng đẹp nhất quán. Đáng lẽ tôi đã cho thuê được hàng chục lần rồi đấy. Ông cứ yên trí. Đã thành nhằng cười nói, rồi ông Portos sẽ thanh toán với ông bằng tiền của bà quận chúa ở cô cơ nào. Ôi thưa ông, biện lý hay quận chúa, nếu bà ấy chịu mở túi tiền ra thì cũng vậy thôi. Nhưng bà ấy đã dứt khoát trả lời rằng bà ấy mệt lắm rồi về những lời khẩn cầu và những sự bộc bạch của ông Portos và bà ấy sẽ không gửi cho ông ấy một đồng xu nhỏ thế ông ấy đã nói câu trả lời ấy với ông potos chưa đời nào chúng tôi dám nói Về đồng ông potos vẫn đang mong đợi tiền của bà quận chúa của ông ấy ôi thưa ngài vâng ạ à, mới hôm qua thôi ông ấy lại viết nữa nhưng lần này thì do anh đầy tớ đi bỏ thư và ông nói rằng bà biện lý ấy vừa già lại vừa xấu phải không thưa ngài theo người nhà tôi nói thì ít ra cũng 50 tuổi rồi và chẳng đẹp đẽ gì nếu vậy ông cứ yên trí rồi bấy cũng sẽ phải mụi lòng thôi Và lại Portos có nợ ông nhiều lắm đâu thưa ngài không nhiều à mới chỉ vài chục đồng pít tông thôi ấy đời chưa kể tiền thầy thuốc ôi thế mà ông ấy chẳng có cái gì hết và sống cứ như ông hoàng nếu ông ấy bị bà tình nhân bỏ rơi thì đã có các bạn ông ấy cưu mang tôi đảm bảo với ông như vậy do đó ông chủ quán thân mến ạ à, ông đừng lo vậy yêu cầu ông cứ tiếp tục cung cấp cho ông ấy những gì cần thiết Ngài đã hứa với tôi là không nói gì về bà quận chúa và về vết thương rồi đấy nhé. Tôi đã hứa như thế rồi. Ôi, nếu không thì ông ấy đến thịt tôi mất. Ông đừng nên sợ, ông ấy không giữ tợn như nhìn về ngoài đâu. Nói xong, đã Thanh nhăng lên cầu thang. Đến đầu cầu thang anh nhìn thấy cái cửa có đánh số một to tướng. Anh gõ cửa, bên trong có tiếng mời vào. Anh đẩy cửa bước vào. Portos đang nằm và đánh bài với tông một sâu chim rẽ đang quay trên bếp lò và ở hai góc cái lò sưởi to tướng có hai cái son đang bốc lên những mùi thơm phức ăn ngào ngạt. ngoài ra trên mặt bàn bằng đá còn ngổn ngang những chai rượu trong thế bản Porthos reo lên một tiếng vui sướng một cơ tông đứng nghiêm lễ phép chào và nhường chỗ cho bạn chủ để đi thăm hai cái son trời đất ơi Porthos reo lên anh bạn của tôi đấy ư ừ. xin lỗi vì không dậy được để tiếp bạn nhưng Portoset nói thêm vừa lo lắng nhìn đã tha Anh đã biết điều gì về tôi chứ? Chưa. Chủ quán nó không nói gì à? Tôi chỉ hỏi anh rồi lên thẳng đây. Portos thở phào nhẹ nhõm. Đã ta hỏi. Vậy việc gì đã xảy ra cho anh hả Portos thân mến? Sự việc là tôi đã đâm chúng địch thủ của tôi ba nhát rồi. Trong khi tôi lao đến đấy để kết thúc đời hắn bằng nhát thứ tư thì tôi bị vấp phải hòn đá trẹo mất xương đầu gối. Thật à? Xin thề mà. Thật là may cho cái thằng ba bớp ấy, nếu không thì tôi đã cho nó hồn lìa khỏi xác rồi. Thật đấy. Thế thằng ba bớp ấy ra sao? Nó cút thẳng, chẳng nói năng gì. Nhưng bạn đã tài nhăng thân mến ơi, công việc của bạn ra sao? Đến nỗi rằng đã tài nhăng cứ tiếp tục hỏi, cái chậu xưng ấy làm bạn phải nằm liệt dương à? Phải, chỉ vì thế thôi. Và chỉ mấy hôm nữa là tôi sẽ đứng lên được thôi mà. Thế tại sao anh không bảo khiêng anh về Paris có tốt hơn không? Ở đây thì buồn chết đi được ấy chứ. Tôi cũng đã có ý định ấy, nhưng anh bạn thân mến ạ, à, xin thú thật với anh một điều. Điều gì? Nghĩa là tôi buồn chết đi được, như anh nói, và tôi lại có trong túi 75 pít tông mà anh đã chia cho. Tôi phải tìm cho gì tiêu khiển chứ. Tôi liền cho mời một tay quý tộc đi ngoang qua đây lên và cùng tôi đánh bạc. Thế là 75 đồng cứ dần dần từ túi tôi bay sang túi hắn. Ở đây chưa kể con ngựa của tôi, hắn cũng cuỗm nốt. Nhưng còn anh thì thế nào? Anh thế này thì còn mong muốn gì hơn nữa hả bạn Portos? Người ta không ai có thể có đặc ân ở khắp mọi điều được. Chắc anh bạn cũng biết câu tục ngữ, đen bạc đỏ tình. Bạn đã được quá sung sướng trong tình yêu rồi cho nên bị trả thù trong bài bạc đấy. Anh quả thật là một con người sung sướng. Anh chả đã có một bà quận chúa nào đó đang sẵn sàng đến tương trợ cho anh là gì? Đúng như thế đấy. Portos sẽ đáp vẻ tự phụ ra mặt. Nhưng anh bạn nói, vì tôi đen canh bạc nên tôi đã viết thư yêu cầu gửi cho tôi năm chục đồng lui mà tôi đang rất cần trong điều kiện hiện nay như tôi nhưng nhưng sao nhưng không thấy bà ấy trả lời gì cả có lẽ bà ấy còn bận đi thăm đồn điền thật vậy à chứ sao hôm qua tôi lại vừa gửi cho bà ấy một bức thư thứ hai thúc bách cái trước nhưng anh bạn ơi tao nói về anh đi nào tôi đã bắt đầu thắc mắc về anh rồi đấy nhưng hình như lão chủ quán đây đối xử với anh hậu hĩnh lắm thì phải Đạt Thanh Nhang vừa nói vừa chỉ mấy cái xoang đầy và những chai rượu rỗng. Ui chà, hoặc tốt Chỉ mới cách đây ba bốn ngày, cái tên láo sực ấy dám vác cái bản thanh toán lên đây. Tôi đã tống cổ cả nó lẫn bản thanh toán. Từ hôm ấy, tôi được ngự chỉ ở đây như một kẻ chiến thắng. Vì vậy, anh thế đấy, để đề phòng bị lực lượng bên ngoài tấn công, lúc nào tôi cũng vũ trang đến tận răng. Tuy vậy, Đạt Thanh Nhang vừa cười vừa nói, hình như thỉnh thoảng anh có ra ngoài đôi lúc. Và Đạt Thanh Nhăng lấy tay chỉ những cái son và những chai rượu. Không phải tôi đâu, Portos nói, cái chẹo xương chết tiệt này giữ dịt lấy tôi ở trên giường. Nhưng múc cơ tông, nó đi lang thang kiếm thức ăn vệ. Múc cơ tông, mày thấy có vệ binh đến đấy, phải tăng cường lương thực lên nhé. Này múc cơ tông, đã ta Nhang nói, anh phải giúp tôi một việc mới được. Thương việc gì ạ? À? Anh phải giúp tôi huấn luyện cho thằng Plancé, cái biệt tài của anh. Bây giờ một ngày kia cũng có thể tôi sẽ bị bao vây như thế này. Lúc đó mà nó nuôi được tôi như anh nuôi chủ anh thế này thì thật là tuyệt. Trời ơi thưa ông, có gì là khó đâu ạ. Mũi cây tông kiêm tốn đáp, chỉ cần khéo tay một chút có thế thôi. Tôi vốn sinh trường ở nông thôn và cha tôi trong những ngày gai go nhất làm thợ săn trái phép. Ngoài thế giới à, ông cụ còn làm gì? Thưa ông, cha tôi làm thêm một nghề mà tôi rất lấy làm thích. Nghề gì vậy? Thời kỳ đó là chiến tranh giữa đạo giáo và tân giáo và cha tôi thấy những người đạo giáo làm cỏ những người tân giáo và những người tân giáo làm cỏ những người đạo giáo hai bên đều nhân danh đạo cả thế là cha tôi liền có ngay một lòng tín ngưỡng hỗn hợp nghĩa là vừa tân giáo vừa đạo giáo cha tôi thường đi lang thang khẩu súng cầm tay đứng đằng sau các hàng rào hai bên đường nếu thấy một người đạo giáo đi tới thế là lòng mộ đạo tin lành của người nổi lên người liền chĩa khẩu súng vào người đạo giáo đó khi còn cách mười bước người liền mở đầu câu chuyện mà bao giờ cũng kết thúc bằng việc người kia để túi tiền lại để cứu lấy thân tất nhiên là khi gặp một người tân giáo thì lòng mộ đạo gia tô của người lại nổi lên và sự việc như trên lại diễn ra thế ông cụ kết thúc công việc ấy ra sao ôi một cách khốn khổ nhất một hôm cha tôi bị kẹt trong một con đường trống giữa hai người đạo giáo và tân giáo hai người đó đều đã bị một vố với cha tôi rồi và họ nhận ra ông cụ thế là họ hiệp lực lại tóm ông cụ và treo cổ lên cột trên cái cây, cây xong họ trở về làng khoe khoang thành tích đó trong một quán rượu mà tôi và anh tôi cũng uống ở trong đó rồi các anh làm gì đặt ta nhàng hỏi chúng tôi cứ để mặc họ nói sau đó khi ra về đi mỗi người một ngả anh tôi liền chạy đi phục kích ở con đường đi của người đạo giáo còn tôi cũng đi phục kích trên con đường đi của người tân giáo hai giờ sau xong việc chúng tôi trở về nhà gặp nhau đều thán phục ông bố đã sáng suốt dạy chúng tôi mỗi người một đạo khác nhau Vậy anh cũng có nói là trong thời kỳ gai go nhất, ông cụ làm nghề săn trái phép phải không? Vâng, chính cha tôi đã dạy cho tôi cái nghề câu và bẫy. Kết quả của cái nghề ấy là khi tôi thấy cái lão chủ quán khốn kiếp này chỉ cấp cho chúng tôi loại thịt bạc nhạc không thích hợp với hai cái dạ dày suy nhược như của hai chúng tôi, tôi liền dở cái nghề cũ ra. Vừa đi chơi trong rừng cùng hoàng thân, tôi vừa đặt những cái bẫy ở các lối hẻm và vừa nằm xuống bờ hồ, tôi vừa thả xuống đấy những dây câu vì thế cho nên nhờ trời chúng tôi chẳng thiếu thứ gì cả như ông thuê đấy chim rẽ và thỏ cá chép và cá chảy toàn những thức ăn thích hợp với những bệnh nhân thế còn rượu lão ta nhang hỏi ai cung cấp cho lão chủ quán hả nghĩa là phải và không phải tại sao phải và không phải lão ta cung cấp đúng thế nhưng lão ta không biết là lão có cái vinh dự ấy là thế cho rõ đi một cơ tông câu chuyện của anh là thú thật Thưa ông là như thế này, tình cờ trong một cuộc viễn du của tôi, tôi gặp một người Tây Ban Nha, đã đi qua rất nhiều nước, kể cả tân thế giới nữa. Thế cái tân thế giới ấy có liên quan gì đến những chai rượu để ở trên bàn kia? Xin sì ông cứ bình tĩnh đã, mọi việc đâu sẽ có đó. Người Tây Ban Nha đó có một tên đầy tớ mà ông ta đã mang theo sang Mỹ Tây Cơ. Anh đầy tớ ấy là đồng hương với tôi, do đó chúng tôi kết bạn với nhau rất nhanh, như đã quen nhau từ lâu rồi. Chúng tôi thích nhất là đi săn. Vì vậy anh bạn tôi kể cho tôi nghe, ở bên mấy thế cơ, những người thổ dân chỉ dùng dây thòng lọng mà bắt được hổ báo và bò tót. Đầu tiên tôi còn không tin con người lại có thể đạt được trình độ khéo léo là quăng một đầu dây vào chỗ nào cũng được. Nhưng rồi cứ thí nghiệm mãi tôi mới thấy câu chuyện ấy là có thật. Anh bạn tôi để một cái chai cách xa ba chục bước. Mỗi lần quăng, anh lại tóm được cái cổ chai bằng nút thòng lọng ở đầu một cái dây. Tôi rất say sưa với cái trò đó cho nên chẳng bao lâu tôi đã trở nên quăng thòng lọng rất thành thạo. Vậy là ông đã hiểu rồi chứ? Lão chủ quán có một cái hầm chứa đầy thực phẩm, mà chìa khóa thì lúc nào cũng lùng lặng ở cạnh sườn lão. Chứ có cái là cái hầm ấy có một cái cửa ở trên nóc. Bằng cái cửa ấy tôi quăng dây thòng lọng vào trong. Đấy thưa ông, cái tân thế giới nó liên quan với mấy chai rượu kia là như thế đấy. Bây giờ mời ông nếm thử rượu với chúng tôi xem có ngon không? Cảm ơn anh bạn, tôi ăn điểm tâm rồi. Nếu vậy, Pogtos nói, Bố Cơ Tông dọn thức ăn ra để chúng ta ăn. Trong khi đó thì ông có trách nhiệm kể cho ta nghe ông đã làm gì trong 10 ngày qua. Xin vui lòng. Trong khi Pactos và Mô Cơ Tông ăn điểm tâm một cách ngon miệng của những người đang lại sức và với tình bạn, nó làm gần gũi con người trong cơn hoạn nạn. Đã ta nhăn kể chuyện từ lúc Arami bị thương cho đến lúc anh sang đến London. Đến đây, anh không đả động đến những điều tâm huyết mà chỉ nói đến việc khi ở bên anh về anh có mang theo bốn con ngựa tuyệt đẹp, trong đó có con cho Porthos con là của các bạn kia. Rồi anh kết thúc câu chuyện bằng lời báo tin con ngựa ấy đã buộc ở chuồng quán trọ. Vừa lúc đó Plancé vào báo tin con ngựa nghỉ đã đủ rồi và đêm nay có thể đến ngủ ở Cremont. Đã ta nhăng như vậy là đã yên tâm về Porthos và lại sốt ruột về hai người bạn kia. Anh chia tay với Porthos để tiếp tục lên đường và hẹn cho một tuần nữa nếu Porthos còn ở đây thì lúc về sẽ đón. Bố tốt trả lời là rất có thể chỗ trẹo xương của anh chưa cho phép anh lên đường sớm được. Và lại anh còn phải ở lại đây để chờ thư trả lời của bà quận chúa của anh. Đã tận chúc thư trả lời sẽ sớm tới và mọi điều sẽ tốt đẹp. Sau khi đã thanh toán với chủ quán chi phí của anh cùng với Pang xe lên đường, lần này bớt được một con ngựa. 26. Bản luận văn của Arami Trên suốt dọc đường, Datta nhang cảm thấy trong lòng nặng trĩu một khối u buồn. Anh nghĩ đến bà Bunaise sơ trẻ và đẹp ấy, đáng lẽ đã được đền đáp lòng trung thành của anh. Nhưng chúng ta cần phải nói ngay rằng mối u buồn ấy xâm chiếm lòng chàng thanh niên, do luyến tiếc hạnh phúc của mình bị mất thì ít, mà lo sợ người yêu gặp biến cố thì nhiều. Đối với anh, không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu phụ đã là nạn nhân của cuộc trả thù của giáo chủ. Và, như người ta biết, những cuộc trả thù của giáo chủ thì thật là ghê gớm. Anh không thể hiểu nổi làm sao giáo chủ lại dành được ân cho anh được. Giá anh ở nhà thì có thể ông ca đại úy cận vệ đã cho anh biết rồi. Không có gì làm thế giờ chạy nhanh lên và con đường rút ngắn lại bằng một ý nghĩa nó xâm chiếm hết lòng mình. Cuộc sống bên ngoài giống như một giấc ngủ mà ý nghĩ đó là một giấc mơ. Dưới ảnh hưởng của nó, thời gian không còn trực mực, không gian không còn cách xa. Người ta đi được một dặm, lại đến một dặm khác. Có thế thôi, một khoảng cách đi qua, trong tâm trí chỉ còn lại một đám sương mù lờ mờ, trong đó nhòa đi hàng ngàn hình ảnh hỗn độn của cây, của núi, của rừng. Chính trong trạng thái ảo tưởng đó mà Đa Tha Nhăng với tốc độ tự nhiên của con ngựa đã vượt qua 8 dặm là khoảng cách giữa Santini và Kelker. Khi tới làng đó, anh không còn nhớ được những gì đã gặp ở dọc đường nữa. Chỉ có tới đây, trí nhớ của anh mới trở lại, bị lắc đầu và nhận ra cái quán đã để Arami lại ở đấy. Anh xuống ngựa, lần này không là một ông, mà là một bà chủ quán ra tiếp anh. Bà ta nhàng hỏi, Thưa bà, bà có thể cho tôi biết tin tức về một anh bạn mà chúng tôi đã buộc phải để ở lại đây độ 10 ngày nay không một thanh niên khoảng hai tuổi đẹp trai dịu dàng đáng yêu thêm nữa bị thương ở vai đúng rồi anh ấy vẫn còn ở đây ôi thưa bà bà làm tôi sống lại anh ấy đâu rồi arami thân mến của tôi đâu rồi tôi muốn hôn anh ta một cái thưa ông chưa chắc ông ấy đã chịu tiếp ông lúc này tại sao vậy hay ông ấy đang tiếp một người phụ nữ lạy chúa tôi ông nói cái gì vậy tội nghiệp cho ông ấy quá không Ông ấy không hề tiếp một phụ nữ nào bao giờ. Thế ông ấy đang tiếp ai vậy? Tiếp ông giám mục Didier và cha bề trên tu viện Am Miêng Trời ơi, ông ấy đau nặng lắm à? Thưa ông không, trái lại. Nhưng tiếp sau cơn bệnh, ông ấy được ơn Chúa nên đã quyết định xin thụ giáo. Đúng rồi, tôi còn khuấy đi mất. Ông ấy chỉ là lính ngự lâm tạm thời thôi. Ông cứ nhất quyết vào thăm ông ấy à? Vâng, nhất quyết. Nếu vậy, xin mời ông lên cổ thang bên phải, buồng số 5. Đã tay nhăng liền lao vào hướng đã chỉ Nhưng như vậy thì làm sao vào được phòng một vị cha cố tương lai Bà dành đứng chặn ngoài hành lang với một sự quả quyết Mà sau bao nhiêu năm chờ đợi Hắn thấy mình sắp đạt được nguyện vọng bấy lâu ôm ấp Thật vậy, bà dành đã luôn luôn ước mong Được phục vụ một người nhà thờ Hắn đã dằn lòng chờ đợi cái ngày Mà chủ hắn ném bộ quân phục đi Để khoác cái áo thầy tu vào Lần này thì hắn vui sướng tột độ Vì chủ hắn không thể làm khác được nữa sự phối hợp giữa cái đau đớn về thể xác với sự đau đớn về tinh thần đã đem lại kết quả mong muốn. Army vừa đau đớn về thể xác và tinh thần đã hướng tư tưởng mình vào tôn giáo và anh đã coi như là một sự báo trước của Thượng Đế hai cái biến cố vừa xảy ra cho anh tức là sự mất tích đột ngột của tình nhân và vết thương trên vai. Ta hiểu được ngay sự khó chịu của ba danh đến chừng nào y trông thấy mặt Đa Ta Nhăng là người chỉ muốn lôi cuốn chủ mình vào những công việc phức tạp của chân thế vì vậy ba danh quyết tâm bảo vệ cửa một cách dũng cảm hắn không dám nói với đa tay nhăng là chủ hắn đi vắng vì bà chủ quán đã để lộ rồi hắn chỉ viện cớ là không nên làm trở ngại cho một cuộc hội nghị thành kính mà chủ anh đã bắt đầu từ sáng sớm mà mãi đến tối mới kết thúc được nhưng đa tay nhăng chẳng thèm để ý đến lời diễn văn hùng biện của ba danh và cũng chẳng thèm tranh luận với hắn anh liền một tay gạt hắn ra một tay nắm lấy quả đấm cửa phòng số 5, cửa mở ra và đất tất nhăng đã lọt vào trong. Arami mặc áo choàng đen, ngồi trước một cái bàn trên để đầy những cuộn giấy và những quyển sách cỡ lớn. Bên phải anh là cha bè trên và bên trái là giám mục Didier. Các tấm rèm cửa chỉ hé mở để lọt một chút ánh sáng huyền bí vào trong phòng tạo nên một vẻ mơ mộng thanh nhàn. Tất cả những thứ đồ đạc có tính chất trần tục mà đáng lẽ người ta vào thì phải thấy ngay, nhất là buồn của một anh lính ngựa lâm trẻ tuổi, đều đã biến hết một cách thần kỳ. Và có lẽ là sự có mặt của chúng làm ông chủ nhớ cảnh trần tục là không nên. Vì vậy ba danh đã cất hết gươm, súng, quân phục, đồ thêu đồ ren tất cả các loại. Nghe thấy tiếng động do đa thanh nhăng mở cửa, Arami ngẩng đầu lên và nhận ra bạn ngay. Nhưng Đa Thanh Nhăng ngạc nhiên siết bao, thấy sự có mặt của mình không gây một cảm giác nào cho bạn có lẽ tâm trí anh ta đã thoát tục rồi. chào đa ta nhang, arami nói. hãy tin rằng tôi rất sung sướng được gặp anh. tôi cũng vậy, đa ta nhang nói. mặc dù tôi không tin chắc rằng có phải là bạn arami đang nói với tôi không. chính anh ta đấy, anh bạn ạ. À. nhưng ai đã làm anh phải nghi ngờ vậy? tôi sợ là đã vào lầm buồng. Thoạt đầu tôi tưởng đã vào phải buồn của một vị nhà thờ. rồi lại một sự lầm nữa khi thấy anh ngồi với các vị này, tôi tưởng anh ốm nặng hai người mặc áo đen hiểu được ý định của đa tây nhăng nên chừng mắt nhìn anh vẻ đe dọa nhưng đa tây nhăng chẳng chút mảy may sợ lòng có lẽ tôi làm phiền anh lắm arami thân mến ạ à, vì theo như tôi thấy đây làm tôi phải tin rằng anh đang xưng tội với các ngài đây thì phải anh mà làm phiền tôi à arami đỏ mặt lên nói trái lại anh bạn ạ à, anh cho phép tôi được sung sướng thấy anh được bình an vô sự arvi nói với hai người nhà thờ vì ông đây là bạn tôi vừa mới thoát khỏi được một cơn hiểm nghèo. Thưa ông, hai người nhà thờ nói, ông phải cảm ơn Chúa. Vâng, tôi cũng đã thực hiện, Tatiana nói, vừa nói vừa chào đáp lễ các vị nhà thờ. Anh đến đúng lúc lắm, Arami nói, mời anh tham gia vào cuộc thảo luận của chúng tôi, để vấn đề được thêm phần sáng tỏ. Đứng cha bề trên ở Miêng và Đức Giám mục Didier chúng tôi đang thảo luận về một vấn đề về thần học mà đã từ lâu chúng tôi đã thấy rất là bổ ích. Tôi rất lấy làm sung sướng được anh tham gia ý kiến. Ý kiến của một con nhà võ thì không có trọng lượng đâu. Đó là nhàng đáp, và đã bắt đầu lo vấn đề sẽ quay sang chiều hướng khác. Anh nên tin tưởng vào khoa học của các vị đây. Trái lại, Arami đáp, ý kiến của anh đối với chúng tôi sẽ rất quý. Vấn đề là thế này, cha bề trên cho rằng bản luận văn của tôi trước hết là phải độc đáo và giáo khoa. Luận văn của anh Anh làm luận văn đấy à Đúng rồi Cha bề trên đáp Đối với kỳ thi Trước khi làm lễ ban thánh sắc Thì một bản luận văn là bắt buộc Lễ ban thánh sắc Đã tài Nhăng kêu lên Và anh không thể tin được những điều Mà bà chủ quán và ba danh Đã lần lượt kêu lên Lễ ban thánh sắc Rồi Arami và hai vị nhà thờ Cùng nhau thảo luận Thỉnh thoảng lại chêm vào hàng tràng câu Latin. Suốt trong một giờ đó, Đa Tây Nhăng suốt ruột chỉ ngồi gậm móng tay, và đã bắt đầu gậm vào đến thịt. Cuối cùng, hai người mặc áo đen đứng lên chào Arami và Nhăng rồi đi ra ngoài cửa. Bà Danh vẫn đứng ngoài cửa và đã thành kính nghe từ đầu đến cuối cuộc tranh biện ấy, vội vã tiến về phía họ đỡ lấy quyển thánh kinh của giám mục và quyển kinh nhật tụng của cha bề trên rồi đi lên phía trước một cách kính cẩn để mở đường. Arami tiến chân họ đến tận chân cầu thang rồi mới quay lên với Nhăng. Anh vẫn còn đang mơ mộng. Lúc này chỉ còn một mình hai người bạn Lúc đầu họ còn giữ im lặng Một thứ im lặng không được tự nhiên Tuy nhiên phải có người đột phá Đã thành nhăng nhường phần đó cho bạn Anh thấy đấy Arami nói Tôi lại trở về những ý nghĩ cơ bản của tôi Vâng Ấn Huệ hiệu quả đã xâm chiếm anh Như cái ông lúc nãy nói Ồ Cái kế hoạch rút lui ấy đã được hình thành từ lâu rồi Và anh cũng đã từng nghe thấy rồi Phải không anh bạn có, nhưng tôi tưởng anh nói chơi thôi. Ai lại đùa với cái đó, anh bạn đã tha nhăng Trời, người ta còn đùa cả với cái chết nữa chứ. Và người ta đã nhầm đấy, đã thật nhăng ạ. Vì cái chết là cửa ngõ dẫn xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Đồng ý thôi, nhưng đề nghị chúng ta thôi không triết lý nữa. Anh còn nhiều thời gian để làm việc đó. Còn như tôi hầu như đã quên hết cái thứ tiếng Latin mà chưa bao giờ biết ấy cả. Và lại xin thú thật với anh rằng, Tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ Nên đói ghê gớm lắm Lát nữa ta sẽ ăn Anh bạn ạ à. Chỉ có điều anh nên nhớ Hôm nay là ngày thứ sáu Mà những ngày như thế này Tôi không dám ăn Và không dám nhìn thấy thịt nữa Nếu anh vui lòng chiếu cố đến bữa ăn của tôi Nó gồm toàn Có đỗ luộc và hoa quả Nhưng vì của anh Tôi sẽ cho thêm trứng Đó đã là một sự vi phạm nghiêm trọng đến luật lệ Vì trứng sẽ nở ra gà Bữa ăn như thế thì chả ngon lành gì đâu nhưng cũng chẳng hề gì tôi sẽ chịu đựng được để được ở lại với anh. Xin cảm ơn anh về sự hy sinh đó, Arami nói. Tuy vậy nó có thiệt về phần xác nhưng lại có lợi về phần hồn. Như vậy là anh đã quyết định đi theo đạo phải không, Arami? Như vậy thì các bạn chúng ta sẽ nói sao? Mọi người sẽ coi anh là kẻ đào ngũ đấy. Xin báo trước để anh biết. Tôi không đi theo đạo mà là trở về đạo. Vì nhà thờ mà tôi trốn tránh trần thế, anh cũng biết. Vì bắt buộc mà tôi phải khoác bộ quân phục ngự lâm Tôi chẳng biết gì hết Anh không biết Vì sao mà tôi từ giã tu viện à Hoàn toàn không biết Câu chuyện về tôi là thế này Và lại Thánh Kinh có nói Hãy thú tội với nhau Vậy tôi xin thú tội với anh Đã thanh nhang ạ à. Và tôi Tôi sẽ rửa tội cho anh trước Vì anh biết tôi là người tốt Xin anh chế có đùa Với các vấn đề thiêng liêng Vậy anh kể đi tôi xin nghe Tôi ở tu viện từ năm lên 9 tuổi, đến năm 20 tuổi tôi chuẩn bị để được phong trao cố. Một buổi tối, theo thường lệ tôi đến chơi nhà một người quen. Một sĩ quan nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tuông khi thấy tôi đang đọc cuốn sách Cuộc đời các vị thánh cho bà chủ nhà nghe. Anh ta cứ tự tiện vào mà chẳng báo trước gì. Đúng buổi tối hôm đó tôi đã dịch xong một chương về Judith và tôi đang ngâm đoạn thơ đó cho bà chủ nhà. Bà đang hết lời khen ngợi tôi và cúi xuống vai tôi bà đọc với tôi thái độ như vậy kẻ cũng hơi xuồng xá xin thú thật với anh và đã làm cho tên sĩ quan ấy phải bực tức hắn không nói gì nhưng khi tôi ra ngoài hắn đi theo tôi rồi nói này ông cha cố ông có thích ăn gậy không tôi không thể trả lời ông được tôi đáp vì chẳng ai dám đánh tôi cả nếu vậy thì hãy nghe tôi đây nếu ông còn quay trở lại cái nhà này nữa tôi sẽ dám đấy hiểu chưa tôi thấy hình như tôi sợ thì phải Tôi tái người đi, chân tôi muốn khuỵu xuống, tôi muốn tìm một câu trả lời mà không được. Tôi đành im lặng. Tiến sĩ quan ấy đợi câu trả lời của tôi. Thấy tôi im, anh liền cười rồi quay gót đi vào trong nhà. Tôi đi về tu viện. Tôi vốn dòng dõi quý tộc, tôi có nguồn máu nóng như anh thấy đấy. Câu chửi ấy đối với tôi thật là ghê gớm. Tôi thấy nó sụp sôi trong đáy lòng. Tôi bèn tuyên bố với các đấng bể trên của tôi rằng tôi tự thấy chưa đủ tư cách để được thụ giáo nên xin hoãn một năm. Tôi tìm đến một thầy dạy võ có tiếng ở Paris. Tôi đặt điều kiện với ông ấy là mỗi ngày dạy tôi một bài về phép đấu gươm. Và cứ như thế tôi luyện trong một năm. Thế rồi, tới ngày sinh nhật tên sĩ quan đã chửi tôi, tôi treo áo thầy tu lên, mặc bộ quần áo kỵ sĩ vào, rồi đến dự buổi khiêu vũ ở nhà hắn. Trong khi hắn đang hát và liếc mắt đưa tình với một bà, tôi liền lại gần hắn và chặn đứng bài hát lại, rồi nói, Thưa ông, tôi trở lại nhà bà ấy còn làm ông phật lòng không nếu tôi cứ thích lại thì ông có còn cho tôi ăn gậy nữa không hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi thưa ông ông muốn gì tôi tôi không được biết ông tôi là vị thầy tu nhỏ bé đọc đời sống các thánh và dịch thơ judith à tôi nhớ ra rồi nhưng ông muốn gì ở tôi nào tôi muốn ông bớt chút thì giờ ra ngoài kia chơi với tôi một lát để đến sáng mai nếu ông muốn như vậy thì thú vị hơn không đến mai mà ngay bây giờ. Nếu ông cứ cố tình, phải, tôi cố tình đấy. Nếu vậy chúng ta đi. Thưa các bà, tế sĩ qua nói, xin các bà chớ bận tâm, tôi chỉ cần ra ngoài một lát, đủ thời giờ giết ông này rồi. Tôi sẽ trở lại tiếp tục nốt bài hát đang bỏ giờ. Chúng tôi đi ra, tôi đưa hắn đến đúng cái chỗ mà một năm trước đây hắn đã chửi tôi. Trời sáng trăng rất đẹp, chúng tôi tút gươm ra và chỉ mới hiệp đầu tôi đã giết hắn chết thẳng cẳng. Khiếp thế cả Đa Tài Nhang nói, các bà không thấy hắn trở về, và người ta thấy hắn nằm ngoại phố bị một nhát gươm xuyên thủng người. Người ta đã nghĩ ngay tôi là thủ phạm vụ đó, và vấn đề ầm ĩ lên. Trong một thời gian tôi phải bỏ áo thầy tu, ở đó tôi đã quen Atos và Porthos trong các bài luyện tập đấu gươm. Hai anh liền rủ tôi khoác lính à, áo lính ngự lâm. Đức vua rất quý cha tôi, cha tôi đã hy sinh trong trận bao vây thành Aras, nên đã đồng ý nhận lời. Vậy là anh thấy rằng hôm nay tôi trở lại nhà thờ là đúng lúc chưa? Thế tại sao hôm nay mà lại không phải là hôm qua hoặc ngày mai? Hôm nay đã xảy ra cho anh vấn đề gì? Ai đã đem đến cho anh những ý nghĩ độc ác ấy? Cái vết thương này, là tài nhân thân mến ạ, à, là một lời cảnh cáo trước của Thượng Đế đấy. Vết thương này à, chào ôi, nó đã sắp khỏi rồi, và tôi tin chắc rằng hôm nay không phải nó làm cho anh đau khổ nhất đâu. Thế anh bảo là cái gì nào? Arami đỏ mặt lên hỏi anh có một vết thương lòng arami ạ à, vết thương đó còn nặng hơn thế còn đẫm máu hơn thế một vết thương do người phụ nữ gây ra cặp mắt arami vô tình ánh lên anh cố che giấu mối xúc cảm của anh anh nói thôi xin anh đừng có nói đến vấn đề ấy tôi mà lại có những chuyện tẹp nhẹp ấy hả lại có những đau đớn về tình ấy hả? vạn sự hư không nếu theo ý kiến anh thì tôi bị đau đầu vì một con nhã nhép ạ à? thôi đi xin lỗi Tôi tưởng anh nhầm cao hơn kia. Cao hơn à? Tôi là cái thá gì mà dám tham lam thế? Một tên ngự, ngự lâm quèn, nghèo nàn, tối tăm. Tôi ghét phận tôi tớ và thích cảnh bao la trên thế giới. Arami, Arami. Đã Tài nhăng kêu lên và nhìn bạn với vẻ nghi ngờ. Chỉ là hạt bụi. Tôi trả là hạt bụi. Cuộc đời đầy nhục nhã và khổ ải. Tất cả những sợi dây nối tới hạnh phúc đều lần lượt đứt dần trong bàn tay con người, nhất là những sợi dây vàng. Ôi, bạn đã thanh nhang thân mến arami nói tiếp với giọng nói cay đắng anh hãy nghe tôi nếu anh có vết thương nào thì nên giấu kín đi thầm lặng là cái vui cuối cùng của những con người đau khổ anh phải cố giữ đừng kể cho kẻ nào đó để họ dò xét những nỗi thống khổ của anh những đứa tò mò nó hút nước mắt chúng ta như những con ruồi hút máu con hươu bị thương vậy than hỡi bạn hỡi arami đã thanh nhang đến lượt thở dài anh nói như vậy đúng là câu chuyện về tôi rồi sao vâng một phụ nữ mà tôi yêu mà tôi quý vừa bị người ta dùng vũ lực bắt cóc mất tôi không hiểu nàng ở đâu người ta đưa nàng đi đâu có thể nàng đã bị cầm tù có thể đã bị giết chết nhưng ít nhất anh cũng được một sự an ủi là cô ta đã không tự ý bỏ rơi anh là mọi sự liên lạc giữa cô và anh đều bị cấm chỉ đằng này thì thì sao không có gì cả arami nói không có gì cả Vậy là anh vĩnh viễn từ biệt cuộc đời Anh quyết định như thế rồi chứ Hơn bao giờ hết Hôm nay anh còn là bạn tôi Ngày mai đối với tôi anh chỉ là một cái bóng Hay hơn thế anh không còn nữa Còn thế gian này chẳng qua chỉ là một nấm mồ mà thôi Trời đất ơi Anh nói gì mà thê thảm thế Anh bảo còn làm sao được hơn Thiên mệnh đang lôi cuốn tôi Đang nâng bổng tôi lên Tuy vậy trong khi tôi còn có mặt ở trái đất này Xin anh hãy nói cho tôi nghe Về các bạn của chúng ta đi còn tôi, Đa Tà Nhang nói, tôi muốn nói về chính anh. Nhưng chúng tôi thấy là anh chẳng còn tơ tưởng gì đến nữa. Tình yêu anh chẳng thèm, bạn hữu chỉ là những bóng hình. Thế gian một nấm mồ. Thà nồi, Arami thở dài nói, dù anh cũng sẽ thấy như thế thôi. Vậy ta không nên nói đến đấy nữa. Chúng ta đốt bức thư này đi, chắc là nó định báo tin cho anh về một con nhãi nhép nào đó đã phụ bạc anh. Bức thư nào? Arami vợ hỏi. Bức thư đã tự tới nhà anh trong lúc anh đi vắng và người ta đã trao nó cho tôi. Nhưng bức thư đó của ai gửi đến? À, chắc là của một kẻ thất tình nào, của một người hầu gái của bà Sơ Phơi cũng có thể. Chị ta buộc phải theo chủ về tour và có lẽ muốn làm dáng nên đã lấy giấy thơm và đã đóng dấu phong bì bằng chuyện quận chúa. Anh nói gì vậy? Hồi này, tôi đánh mất nó rồi. À Tên giả dạ, vờ tìm kiếm rồi lại nói tiếp. May thay thế gian này là một nấm mồ, loài người kể cả phụ nữ chỉ là những cái bóng, tình yêu là một cảm xúc mà anh chẳng thèm cái mà. Ồ, đã ta nhăng đã ta nhăng, bị kêu lên, anh làm tôi đến chết mất. À, ah, nó đây rồi. đã ta nhăng nói và rút bức thư trong túi ra. Army chồm lên và vồ lấy nó, ngấu nghiến đọc nó, mặt anh dạng dỡ hẳn lên. Sau đó anh nói như trong giấc mơ: Cảm ơn đã ta nhăng, nàng đã bị bắt, buộc tôi phải trở về tour, nàng không bội bạc nàng vẫn yêu tôi. anh bạn ơi, mời anh lại đây, Tôm hôn anh một cái, hạnh phúc đang tràn ngập trong tôi. và hai người bạn ôm nhau nhảy xung quanh tượng thánh Nhã Quy Sô Tôm, Dâm nát cả cuộn giấy bản luận văn của Arami đã rơi xuống sàn. vừa lúc đó Ba Danh bước vào, hai tay bưng hai đĩa đỗ luộc và trứng ốp lết. chạy đi thằng khốn kiếp, Arami thét vào mặt Ba Danh, chạy nhanh lên, mang tất cả các thứ này đi và mang về cho ta một con thỏ quay, một con gà thiến béo, một cái đùi cừu, và bốn chai rượu bốc gôn cổ, nghe chưa? Bà danh nhìn chủ, chẳng hiểu gì về sự thay đổi ấy cả. Buồn rầu đổ món đỗ và món trứng, rồi đổ tuột xuống sàn. 27. VỢ ATOS Bây giờ chỉ còn việc đi thăm tình hình Atos, đặt anh nhăng nói với anh chàng Arami đang hớn hở sau khi anh đã kể hết chuyện từ lúc anh rời Paris đến lúc này. Anh có tin rằng có biến cố gì đã xảy ra cho Athos không? Aramis hỏi. Athos lạnh lùng như vậy, dũng cảm như vậy, đấu gươm giỏi như vậy. Đúng là như vậy rồi, còn ai hiểu bằng tôi lòng dũng cảm và tài nghệ của Athos. Nhưng, nhưng tôi thích cho thanh gươm của tôi quật vào lưới giáo, còn hơn là đập vào những cán trổi Tôi chỉ lo Athos bị bọn gia nhân nó hành hạ, vì thế tôi muốn càng đi được sớm càng tốt tôi sẽ cố gắng đi cùng anh arami nói mặc dù tôi cảm thấy vẫn chưa đủ sức lên ngựa nếu anh còn yếu thì tôi cũng không dám nài thế bao giờ anh đi sáng sớm mai đêm nay tôi cố gắng nghỉ cho lại sức và ngày mai nếu có thể chúng ta sẽ cùng đi vậy là sáng mai nhé dù anh quá là mình động ra sắt thì cũng phải nghỉ đó. sáng hôm sau data nhang dậy đã thấy arami đứng ở cửa sổ data nhang hỏi anh nhìn gì vậy Tôi đang ngắm mấy con ngựa tuyệt đẹp ở dưới sân kia. Đi đường trường mà được cưỡi những con ngựa ấy thì ông Hoàng cũng không bằng. Nếu vậy thì anh sẽ được hưởng cái thú ấy đấy, vì một trong những con ấy là thuộc về anh. Thật vậy không? Con nào thế? Trong ba con, anh muốn chọn con nào thì chọn. Thế còn bộ yên cương sang trọng kia cũng thuộc về tôi à? Tất nhiên là thế. Anh đùa đấy à? Đã ta nhắn. Tôi không đùa nữa từ khi anh nói tiếng Pháp. Ba con ngựa tuyệt thật. Đức vua tặng anh đấy à? chắc chắn không phải là của giáo chủ rồi. Anh không nên thắc mắc, chúng từ đâu tới, mà chỉ nên nghĩ rằng một con là của anh. Cảm ơn Chúa, Arami kêu lên, cái đó làm cho tôi hết cả đau rồi. Này ba danh, lại đây ngay. Ba danh hiện ra trong khung cửa buồn sầu và ảm đạn. Đi đánh gươm, trả mũ áo và nạp đạn vào súng ngắn cho tao. Ba danh thở dài, đã thành nhăng, liền bảo hắn. Này thôi ba danh, anh cứ yên tâm, Người ta tới được cửa ngõ nhà trời bằng tất cả các điều kiện đấy Ông chủ tôi luận thuyết giỏi như thế rồi Bà danh nói nước mắt lưng trọng Ông phải trở nên giám mục hay giáo chủ mới xứng Này bà danh Làm người nhà thờ để làm gì Anh thử nghĩ mà xem không phải vì thế mà người ta khỏi ra trận Anh chả thấy là giáo chủ tham gia chiến dịch đầu tiên Tay cầm thanh mác là gì Rồi ngài à Novret de Valet nữa Ngài cũng là giáo chủ chứ gì Thưa hỏi người hầu của ngài xem anh ta buộc vết thương cho ngài ra sao than ôi ba danh thở dài nói thưa ông tôi biết thế lắm tất cả đều lộn nhào trong cái thế giới ngày nay trong khi đó ba người đều đã xuống đến sân arami bảo ba danh giữ ngựa cho tao để tao lên và arami nhảy lên ngựa với điệu bộ duyên dáng và nhẹ nhàng mọi khi nhưng vừa phi được một quãng thì anh cảm thấy đau đớn không chịu nổi anh tái người đi và loạn choạng mà tài nhăng đã chú ý từ trước vội chạy lại đỡ anh xuống ngựa rồi dìu anh về buồng. Thôi, anh hãy cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã, tôi đi một mình thôi. Thật là mình đồng ra sắt. Không, tôi có hạnh phúc, chỉ thế thôi. Nhưng trong khi chờ đợi tôi, anh sinh hoạt ra sao? Hết cả luận văn, hết cả ban phép lành chứ. Tôi sẽ làm thơ. Arami mỉm cười nói. Phải đấy, những câu thơ thơm phức mùi bức thư của cô hầu bà Sơ Vơi. Vậy thì anh dạy cả cho ba danh nó làm văn, cái đó sẽ an ủi đấy. Còn con ngựa thì hàng ngày anh cưỡi nó một lát để quen dần đi. Ồ, cái đó thì anh cứ yên trí, anh sẽ thấy tôi sẵn sàng theo anh. Hai người bạn từ biệt nhau và 10 phút sau đã tay nhắn, đã phi ngựa trên con đường đi A à Miêng. Làm thế nào để tìm được Atos và có tìm được không? Ý nghĩ đó làm xa sầm bộ mặt của Đa Thế Nhân, làm anh phải bật ra mấy tiếng thở dài và làm cho anh phải thốt ra mấy lời nguyện trả thù. Đã thay nhau đối với Atos có một tình cảm đặc biệt. Con người đó không những chiếm được của anh tình quý mến, tình bạn bè, mà hơn nữa còn chiếm được cả của anh lòng thán phục nữa. Thân hình Atos tầm thước nhưng rất chắc chắn và cân đối. Chả thế mà đã có anh vật đổ được Portos, một con người khổng lồ nổi tiếng về sức khỏe trong đám lính ngự lâm. Đầu anh với cặp mắt sắc, với cái mũi thẳng, với cái cằm vẽ như của British, có một vẻ thanh tao và duyên dáng khó tả. Giọng nói của anh thấm thía và dịu dàng. Trong con người Athos còn có cái khó tả nữa là cái tài xá giao khéo léo và tế nhị của anh. Nếu cần tổ chức một bữa ăn, Athos mà phụ trách việc đó thì không một người nào sánh kịp. Anh sắp xếp các vị khách vào đúng vị trí cấp bậc tức hiệu của họ. Anh biết hết tất cả các gia đình quý tộc trong nước, biết đến cả gia hệ và thân thuộc của họ. Các nghi thức dù tỉ mỉ đến đâu, anh cũng không lạ một điều gì. Anh biết hết cả những quyền lợi của các đại diện điền chủ. Anh biết rõ nghệ thuật đi săn bằng chó và bằng chim ưng đến nỗi. Có hôm, anh nói chuyện về nghệ thuật đó làm cho vua Louis thứ 13 phải ngạc nhiên. Cũng như tất cả các vị lãnh chúa lớn thời đó, Athos cưỡi ngựa và sử dụng vũ khí đến mức hoàn thiện. Về học lực của anh, anh có thể mỉm cười trước những câu văn ngắn gọn bằng tiếng Latin của Aramis và cũng đã hai ba lần làm các bạn anh phải ngạc nhiên vì arami để lộ ra một vài sai lầm trong văn phạm anh đã đặt lại động từ cho đúng thời gian của nó đặt lại danh từ cho đúng vị trí của nó vì vậy athos còn là một con người ưu việt ấy với bản chất tốt đẹp và sắc sảo ấy vô tình quay về cuộc sống vật chất như những ông già trở lại sự u mê về thể xác cũng như về tinh thần trong những thời gian thiếu thốn thường xảy ra luôn athos sẽ biết mất hẳn phần sáng sủa của mình đầu cúi thấp cả mắt lờ đờ lời nói nặng nề và khó nhọc atos nhìn hàng giờ một cái chai rượu và cái cốc ngockrimo là người hầu đã quen vâng lệnh chủ bằng dấu hiệu một mình atos uống rượu bằng bốn anh em và trong những lúc đó chỉ thấy anh trao mày và buồn bã một thứ buồn mênh mông sâu thẳm Nhăng như ta biết là một người có đầu óc tìm tòi và sắc sảo như thế mà cũng không lợi dụng được cơ hội nào để có nhận xét Atos không nhận được một bức thư nào bao giờ và cũng không bao giờ anh có một hành động nào mà các bạn không biết. Người ta không thể nói rằng rượu là nguyên nhân đã gây ra cho anh nỗi buồn ấy vì anh chỉ uống rượu để chống lại cái buồn và biện pháp đó chỉ làm anh ủ rú thêm. Người ta không có thể đổ tội cho vận đen của anh trong cờ bạc vì trái hẳn với Pogtos là người bao giờ cũng hát hò hay chửi rủa theo vận may rủi. Còn Atos lúc thua cũng như lúc được vẫn cứ điềm nhiên như thường ta đã, đã từng thấy anh trong một liên hoan của quân ngự lâm được liền trong canh bạc 3.000 tông rồi lại mất sạch đến tận cái đai gươm rồi lại được lại cộng thêm 100 nữa. Thế mà cặp lông mày của anh không hề nhúc nhích lên nhích sướng lấy nửa hạng. Cũng không phải giống như các bạn láng giềng nước Anh của chúng ta bị ảnh hưởng của thời tiết là xa xẩm nét mặt vì nỗi buồn đó trở nên nặng nề hơn vào những ngày đẹp đẽ trong năm. Tháng 6 và tháng 7 là những tháng ghê gớm nhất đối với Atos. Đối với hiện tại, anh không có nỗi buồn nào cả. Anh nhún vai khi người ta nói đến tương lai. vậy là điều bí mật của anh, nhưng người ta thường nói một cách lờ mờ với Data Nhan là nằm trong quá khứ. Trong những cơn say rượu bí tỉ của anh, cặp mắt anh, đôi môi anh chưa hề hé lộ một tí gì, mặc dù trước những câu hỏi khéo léo. Không khéo thì Atos chết mất rồi. Data Nhan lẩm bẩm với mình chết vì lỗi của ta ta đã lôi kéo anh vào công việc đó mà anh hoàn toàn không biết lý do không biết kết quả và như vậy anh chả mang đến một lợi ích gì cho bản thân anh thưa ông blanc đáp ấy là kể chúng ta còn nợ ông ấy đã à, cứu mạng chắc ông còn nhớ ông ấy đã hô đã ta nhăng chuồn ngay tôi bị bắt rồi và sau khi đã nhả đạn hai phát súng ngắn ông ấy đã dùng gươm khuấy động ghê gớm như thế nào người ta tưởng là có đến hai mươi người hay hơn nữa hai mươi con quỷ hung dữ. Câu nói ấy lại càng làm cho Đa Tha Nhang sốt ruột, anh lại càng ra roi thúc ngựa. Đến khoảng 11 giờ trưa, thì trấn A Miêng đã ở trước mặt. 11 giờ 30 phút, anh đã tới cửa cái quán khốn kiếp ấy. Đa Tha Nhang đã suy nghĩ đến một cuộc trả thù đối với tên chủ quán bất lương ấy. Do đó, anh đi tuột vào thẳng trong quán, mũ đội sụp xuống tận mắt, bàn tay trái đẻ vào đốc gươm, bàn tay phải quay tít cái roi ngựa kêu vun vút trong không khí chủ quán chạy ra chào đón anh quắc mắt lên hỏi mi có nhớ ta là ai không chủ quán còn đang choáng mắt vì đoàn tùy tùng bóng lộn của đa Tây nhăng vội vàng trả lời bẩm thư tướng công tôi chưa được cái hân hạnh ấy ạ à? à mi không nhận ra ta là ai hả thư tướng công không ạ à? nếu vậy chỉ cần hai câu là mi nhớ mi đã làm gì một ông quý tộc mà cách đây mười ngày mi đã vu oan là tiêu tiền giả hả? chủ quán tái người đi trước thái độ dữ sợn của đáp thanh nhăng và francês cũng đang hống hách bắt chước chủ ăn đáp giọng đầy nước mắt ôi thưa chúa công xin ngài đừng nhắc đến việc đó nữa tôi đã phải trả giá quá đắt vì cái lỗi của tôi rồi ôi khốn khổ cho tôi quá này nghe đây ông quý tộc ấy bây giờ ra sao thưa tướng công xin hãy rộng lượng nghe tôi trình bày xin mời các ngài quá bộ ngồi xuống đây cho đáp thanh nhăng mặt hầm hầm tức giận giữ tợn như một vị quan tòa nên ngồi xuống một chiếc ghế bành xê hãnh diện ngồi tựa vào sau lưng chiếc ghế chủ quán vừa run dậy vừa kể thưa tướng công câu chuyện là như thế này vì bây giờ tôi đã nhận ra tướng công rồi tướng công là người đã phóng đi khi tôi đang cãi cọ lếu láo với ông quý tộc của ngài phải chính ta đây vậy nếu mi muốn được nhẹ tội thì phải khai hết sự thật ra vâng vâng tôi xin nói hết Tôi được các nhà chức trách báo cho biết có một tên buôn bạc giả trí danh đi đến quán tôi cùng với một số đồng bọn, cải trang làm lính ngựa lâm và lính cận vệ. Nét mặt của các ngài cùng với những người hầu và những con ngựa đều được mô tả tỉ mỉ. Các nhà chức trách lại còn tiếp viện cho tôi thêm sáu người nữa. Thế là tôi phải dùng hết mọi biện pháp để tìm ra kẻ gian theo lệnh trên. Xin lỗi ngài, tôi phải làm như thế vì tôi sợ các nhà chức trách lắm. Một tiêm chủ quán bao giờ mà chả phải kính để một chính quyền địa phương. Một lần nữa ta hỏi mi Ông quý tộc ấy đâu Ông ấy ra sao Còn sống hay chết Xin ngài cứ bình tĩnh Tôi sắp nói đến đấy ạ Chắc ngài cũng đã biết Mà vì thế ngài mới phóng đi Là ông bạn của ngài chiến đấu trong tình thế tuyệt vọng Sau khi bằng hai phát súng ngắn đã hạ được hai địch thủ Ông ấy dùng gươm vừa đánh vừa rút lui ấy thế mà còn làm què được một tên nữa Đồ đao phủ Đã tài nhang hét lên Sao nữa nói nhanh đi à, tốt của ta ra sao rồi Vừa đánh vừa đùi như tôi đã thưa với ngài ông ấy thấy đằng sau lưng mình là cái cầu thang xuống hầm, mà cửa hầm thì lại mở, thế là ông ấy liền rút chìa khóa ra và nhảy phát vào bên trong, đóng cửa hầm lại. Người ta cho là như vậy đã nhốt được ông ấy ở trong đó rồi, thế là họ bỏ ra về. Phải, đã ta nhàng nói, người ta cũng chẳng muốn giết ông ấy để làm gì, chỉ cần bắt giam thôi. Đúng như vậy, thưa tướng công, ông ấy đã tự giam mình rồi, chuyện gây ra, thế mà ghê gớm quá, một người chết tại chỗ và hai người bị trọng thương chết và bị thương đều được đồng bọn của chúng mang đi và tôi không còn thấy nói gì đến bọn chúng nữa ngay chính bản thân tôi khi đã hoàn hồn rồi liền chạy đến ông thống đốc kể hết chuyện cho ông ấy nghe và xin ý kiến về việc giải quyết tù nhân nhưng ông thống đốc cứ như người mới từ trên mây rơi xuống ông ấy nói với tôi rằng ông không biết một tí gì về câu chuyện ấy cả và đã không ra một cái lệnh nào cho tôi cả rồi ông ấy còn đe tôi rằng nếu tôi còn nói ông ấy có tham gia vào vụ đó thì sẽ treo cổ tôi lên thưa ngài hình như tôi đã bắt đầu lầm kẻ muốn bắt thì đã chạy thoát nhưng còn Atos của ta người ta nhằng lại sốt ruột hét lên Atos của ta sao hả vì muốn nhanh chóng sửa chữa sai lầm đối với tù nhân tôi bèn đi lại cửa hầm định thả ông ấy ra ôi thưa ngài không phải là một con người nữa mà là một ông thiên lôi thế tôi đề nghị thả ra ông ấy liền tuyên bố đó là một cái bẫy người ta muốn gài ông và trước khi ra ông ấy phải đạt được một số điều kiện Tôi nói với ông ấy là tôi xin chấp nhận thuận ngay, vì tôi cũng chẳng giấu gì hoàn cảnh khó khăn của tôi lúc bấy giờ đã đã dám đụng vào một ông nị lính ngự lâm của hoàng thượng. Trước hết, ông ấy nói, ta muốn phải tháo trả ta người hầu của ta với đầy đủ vũ khí. Chúng tôi hối hả chấp hành ngay cái lệnh ấy. Anh ngự Grimo, anh ấy đã xưng tên ra mặc dù anh ấy không nói nhiều. Anh đi xuống hầm mặc dù vẫn còn bị thương. Ông chủ đón người hầu xong lập tức lại đóng cửa hầm lại và ra lệnh cho chúng tôi cứ việc ở lại trong quán của chúng tôi nhưng kết cục ra sao đã tần nhăng lại hét lên a tốt thưa ngài ở trong hầm ạ sao thằng khốn kiếp mi giam ông ấy ở trong hầm từ bấy đứa nay hả Đại chúa thưa ngài không ai chúng tôi mà lại giam ông ấy ở trong hầm ạ ôi dám mà làm cách nào để ông ấy ra được cho thì tôi sẽ đội ơn ngài suốt đời tôi sẽ yêu quý ngài hơn cả ông bố tôi vậy là ông ấy còn đấy ta gặp được chứ Thưa ngài tất nhiên là như thế ạ. Ông ấy đã cố tình ở lại đấy. Ngày chúng tôi phải dùng một cái xào buộc bánh mì vào đầu rồi lồn qua cửa sổ hầm vào cho ông ấy. Cả thịt nữa nếu ông ấy cần. Nhưng than ôi, bánh mì và thịt có tiêu thụ là bao. Có một lần tôi đã định cùng hai gia nhân xuống hầm. Nhưng ông ấy ngồi khùng lên. Tôi nghe thấy tiếng nạp đạn súng kêu lách cách của ông chủ và tớ. Chúng tôi hỏi ông ấy có ý định gì? Ông ấy trả lời, cả hai thầy trò ông ấy có tất cả 40 phát đạn gì? ông ấy sẽ bắn đến phát cuối cùng, chứ không chịu để cho một người nào đặt chân vào trong hầm cả. Thưa ngài, thế là tôi đi kêu uh, với ông thống đốc. Ông thống đốc trả lời tôi rằng, cho thế mới đáng kiếp. Ai bảo dám trêu vào tay các vị lãnh chúa đáng kính đến trò ở quán tôi. Đạt Nhăng không thể nín được cười về bộ mặt thiểu não của lão chủ quán. Anh hỏi, thế từ bấy đến nay, thưa ngài, từ bấy đến nay chúng tôi sống một cuộc đời buồn bã, vì ngài hiểu cho là tất cả thực phẩm của chúng tôi đều để ở trong hầm trong đó có rượu chai rượu thùng rượu bia dầu ăn và các thứ gia vị mỡ lợn và các thứ xúc xích và vì chúng tôi không xuống được đấy cho nên chúng tôi phải từ chối những khách đến ăn uống vậy là hàng ngày quán chúng tôi đều lỗ vốn bạn ngại chỉ ở một tuần lễ nữa trong hầm là chúng tôi sẽ vỡ nợ cho ai như thế mới đáng đời nhìn dáng địa của chúng tôi như thế này mà không nhận ra được là dưới thượng lưu chứ không phải là kẻ gian à vâng vâng ngài nói phải lắm nhưng kia kìa các ông ấy lại cáu lên rồi đấy chắc là có kẻ nào quấy rối các ông ấy chứ đại tá nhàng nói có lẽ thế chủ quán nói vừa mới có hai người quý tộc nước anh tới quán đây thì đã sao người anh thích uống rượu ngon mà rượu ngon thì lại ở trong hầm có lẽ vợ tôi nó đề nghị ông Atos để được thỏa mãn yêu cầu của các vị khách nước ngoài và đã bị chối như thường lệ trời ơi lại ầm ý lên rồi đến này Quả nhiên, đã thành nhàng nghe thấy một tiếng động lớn ở phía dưới hầm. Anh liền đứng lên đi theo chủ quán, và Prancé cũng vác khẩu súng trường đi theo chủ đến nơi xảy ra vấn đề. Hai nhà quý tộc người Anh đang bực tức, họ vừa mới qua một chặng đường dài đang rất đói và khát. Một người đang hét lên bằng tiếng Pháp rất sói, tuy có pha tí giọng nước ngoài. Thế này thì là một sự hài hiếp quá lắm, có tên điên nào lại dám cản trở chủ quán sử dụng rượu của chủ quán. Nếu vậy chúng ta sẽ phá cửa ra cho mà xem, và nếu nó còn quá điên, thì ta sẽ cho nó lên châu trời. Xin các ông hãy nguôi giận. Đã thầy nhàng vừa nói vừa rút hai khẩu súng ngắn ra. Các ông không giết được một người nào ở đây đâu. Được, được. Giọng nói bình tĩnh của Atos vang lên sau cánh cửa. Cứ để cho chúng vào, cái bọn ăn thịt trẻ con ấy. Chúng sẽ biết tay ta. Dù có can đảm đến đâu, hai người anh cũng nhìn nhau lưỡng lự. Người ta có thể nói trong hầm đó có một người khổng lồ trong các truyền thuyết dân gian và không một sức mạnh nào có thể phá được cửa hầm. Mọi phút im lặng trôi qua, cuối cùng hai người anh có lẽ xấu hổ vì phải rút lui. Một trong hai người còn can đảm nhất bước xuống sáu bậc thang rồi lấy chân đá vào cánh cửa làm rung cả bức tượng. Đã tận nhăng vừa nạp đạn vào xuống vừa nói. Plan C, tao phụ trách người đứng trên, còn mày nhằm vào người đứng dưới. Thế nào, các ông muốn gây sự hẳn, các ông sẽ được tỏa nguyện thôi. Trời ơi, một giọng nói của Atos kêu lên hình như tôi nghe thấy tiếng đã thành nhăng thì phải đúng đấy đã thành nhăng nói to lên chính tôi đây bạn thân mến à à thế này thì tốt Atos nói chúng ta sẽ cho bọn phá cửa biết tay hai người anh đã rút gươm cầm tay nhưng họ thấy họ bị mắc kẹt giữa hai làn đạn họ lại lưỡng lự một lúc rồi lại như lần đầu lòng tự kêu lại thắng và lại một cái đạp chân thứ hai làm rung cánh cửa Atos từ phía bên trong kêu lên cháy ra một bên đã thành nhăng tôi bắn đây này này các ông, Đa tài Nhăng thường hay nghĩ kỹ nói, các ông hãy nghĩ kỹ đi. Còn bạn Athos, hãy bình tĩnh đã, các ông dấn thân vào một nơi xấu đấy, rồi các ông sẽ đầy mình đạn cho mà xem. Tôi và người hầu của tôi sẽ tặng các ông ba phát, từ trong hầm, ra cũng từng ấy phát, rồi chúng tôi lại còn có gươm. Xin báo cáo để các ông biết trước là bạn tôi và tôi chơi gươm, không đến nỗi tồi đâu. Các ông cứ để tôi giải quyết việc ấy cho, rồi lát nữa các ông sẽ tha hồ uống. Tôi nói thật đấy, ít nhất xem có còn không đã chứ athos nhạo báng nói lão chủ quán cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng đứng lẩm bẩm thế nào có còn không à còn thôi đã thằng nhăng nói các người cứ yên chí. ông ấy chỉ có hai người uống làm sao hết được cả một hầm rượu thế nào các ông cha gươm vào vỏ thôi chứ nếu vậy ông cũng phải nhét xuống vào thắt lưng nữa vui lòng và đặt nhăng làm gương trước rồi anh quay lại ra hiệu cho Plank C bỏ súng xuống. Những người anh cũng lầu bầu cha gươm vào vỏ. Rồi sau khi được nghe câu chuyện về Atos tự ra mình, họ cũng đổ lỗi về phía chủ quán. Bây giờ xin mời các ông về chỗ. Đa Thành Nhang nói, chỉ 10 phút nữa người ta sẽ phục vụ các ông tất cả những gì các ông yêu cầu. Hai người anh chào rồi đi ra. Đa Thành Nhang bẹn nói, bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi, bạn Atos ạ, à? đề nghị bạn mở cửa ra cho tôi. Rồi người ta nghe thấy tiếng lịch kịch bên trong. Athos đang đỡ các đồ chẹn cửa ra. Một lát sau, cánh cửa rung lên. Và ta thấy xuất hiện cái đầu xanh sao của Athos. Anh đưa mắt rất nhanh dò xét xung quanh. Ta nhằng ôm lấy Athos và hôn anh thắm thiết. Sau đó, anh muốn đưa bạn ra ngoài. Nhưng thế bạn lão đảo. Anh bị thương đấy à? Bà ta hỏi. Tôi à? Ông đầu chỉ say bí tỉ mà thôi. Và chẳng có ai làm hơn được tôi. Con hô chủ quán của tôi. Tôi đã uống ít nhất, phần tôi 150 chai rượu. Xin chúa thương tôi, đó chủ quán nói. Nếu anh đầy tớ mà cũng uống chỉ bằng phân nửa của chủ, là đủ làm tôi sát nghiệp rồi. Grimo là tiền đầy tớ có lẽ đổ. Hắn không bao giờ dám dùng cùng một thứ với ta. Hắn chỉ uống thùng rượu thôi, rượu trong thùng thôi. Đây này, tôi thấy hình như hắn quên đóng nút. Các anh có nghe thấy tiếng rượu chảy không? Ta thấy nhăn, phá lên cười của lão chủ quán thì từ lạnh sống lưng chuyển sang cơn sốt nóng. Trong lúc đó, Grimo cũng xuất hiện sau lưng chủ, vai đeo súng trường, đầu run lẩy bẩy như dương thần say rượu trong những bức họa của Ruben. Đằng trước và đằng sau người hắn ướt sũng đẫm một thứ nước nhợn mà chủ quán nhận ra ngay là dầu ô lưu thượng hạng của lão. Cả đoàn bốn người ấy tiến vào chiếm lĩnh cái phòng tốt nhất của chủ quán. Trong lúc đó, vợ chồng chủ quán xách đèn lao vào trong hầm, mà lâu họ không được vào, và một cảnh tượng hãi hùng đang chờ đón họ. Ngoài các đồ chèn mà Atos dùng để chèn cửa theo đúng chiến thuật, cũng có các mẫu gỗ, tấm ván, thùng giống, người ta còn thấy la liệt mẫu của các loại răm bông đã ăn ngập trong vũng dầu ăn và rượu. Trong một góc hầm ngổn ngang, những chai rượu vỡ, có một thùng rượu mất nút đang chảy ra những giọt cuối cùng. Hình ảnh của một canh tàn phá và chết chóc, như thi sĩ thời cổ nói, tràn ngập ở đấy như trên một bãi chiến trường năm mươi xúc xích treo trên sàn bây giờ chỉ còn lại có mười thế là tiếng la hét của vợ chồng chủ quán vang lên trong hầm làm cho đã thấy nhăng phải mùi lòng còn Atos thì không hề quay đầu lại nhưng đau đớn quá rồi hóa liều đã chủ quán trong cơn tuyệt vọng với lấy một cái que nướng thịt xông lên buồng hai người bạn đang ngồi thấy chủ quán lên Atos hét lên cho ta rượu rượu à chủ quán hốt hoảng kêu lên ông đã uống của tôi đáng hơn một trăm pít tông rồi tôi đến bị phá sản vỡ nợ mất thôi. Chà ơi, Atos nói, ta không lúc nào hết khát cả. Thế mà ông lại còn đòi uống nữa kìa, ông đã đập vỡ hết cả cái chai của tôi rồi đấy. Tại các ngươi đã đẩy ta vào một cái đống, nó lăn cành ra đấy, còn gì nữa. Tất cả các dầu ăn của tôi đều hết cả. Dầu ăn là cái món đắp vào vết thương rất hào hạng. Có lẽ Grimo đã làm như thế cho vết thương của hắn do các người đã gây ra tất cả các xúc xích của tôi đều bị gặm hết. Trong hầm có rất nhiều chuột. Ông phải đèn tiền tôi tất cả các thứ đó. Lão chủ quán điên tiết kêu lên. Đồ ngốc! À, Atos quát lên như vậy và đứng dậy. Nhưng rồi anh lại ngồi phịch xuống. Anh đã kiệt sức quá rồi vì say. Đa thân nhăng phải chạy lại đỡ bạn và giơ cái roi ngựa lên. Chủ quán phải lùi lại, bếu máu khóc. Đã thân nhăng bèn nói điều đó dạy cho anh biết cách phải đối xử lễ phép như thế nào với những khách hàng mà thượng đế đã phái xuống thượng đế ngài nói quỷ sứ thì đúng hơn này anh bạn đã ta nhau nói nếu anh còn làm cho chúng tôi phải chối tai thì cả bốn chúng tôi sẽ cùng nhau ở trong cái hầm của anh để xem sự thiệt hại có lớn như anh nói không thôi thì thưa các ngài vâng ạ à, tôi xin thú nhận là tôi đã có lỗi nhưng đối với các lỗi đã có sự khoan dung các ngài là vị chúa công còn tôi chỉ là một tên chủ quán nghèo hèn các ngài thương tôi phần nào, tôi được nhờ phần ấy. À, Athos nói, nếu mi nói như vậy, mi sẽ làm cho trái tim ta phải vỡ ra và những giọt lệ sẽ chảy từ mắt xuống cũng như những giọt nước từ các thùng của mi cho mà xem. Ta không quỷ sứ như mi tưởng đâu. Lại đây, chúng ta cùng nhau bàn luận nào. Chủ quán rụt rè bước đến. Athos nói tiếp, ta nói rồi, mi cứ lại đây, chứ có sợ. Lúc ta sắp sửa thanh toán với ai, ta sẽ để lên trên mặt bàn một túi tiền Thưa ngài vâng ạ. À, cái túi đó đựng 60 bít tông. Nó đâu rồi? Gửi lại phòng lục sự tòa án ạ. À, vì người ta đã nghi là tiền giả. Vậy thì mi lấy lại cái túi đó về và giữ lại số tiền 60 bít tông ấy. Nhưng thưa tướng công, tướng công cũng biết là ông lục sự thì có bao giờ chịu nhả cái món tiền đã nắm được trong tay. Nếu là tiền giả thì còn hy vọng. Nhưng khốn thay lại là tiền thật. Mi đi mà thu xếp với hắn Ta không biết gì đến việc đó cả, nhất là ta không còn đồng xu nào dính túi. Thế nào? Đã ta nhắn nói, con ngựa cũ của ông Atos đâu? Nó ở trong chuồng, nó đáng giá bao nhiêu? Ít ra cũng 50 pít tông. Nó đáng giá 80 đấy. Thôi, mì giữ lấy nó, thế là thanh toán xong cả nhé. Sao? Atos hỏi, anh bán ngựa của tôi à? Anh bán con ngựa ba giang của tôi à? Lấy gì mà cưỡi ra trận? Cứ lên Grimo sao? Tôi mang đến một con khác rồi. Con khác? và tuyệt đẹp nữa, chủ quán kêu lên. Nếu có con khác đẹp hơn và trẻ hơn thì mi lấy con cũ đi và đem rượu ra đây cho ta. Rượu nào ạ? À? Chủ quán hoàn toàn yên tâm hỏi. Cái thứ ở trong cuối hầm sát tường ấy, hay còn lại 25 chai, tất cả những chai khá đều, đã vỡ cả vì ta đã ngã vào. Mang lên đây 6 chai. Lão chủ quán lầm bẩm một mình, gớm. Cái tay này là thiên lôi hay sao? Nếu hắn ta mà ở đây thêm 15 ngày nữa và uống đâu trả tiền đấy Giá sẽ gỡ lại được hết và bây giờ trong khi chờ đợi Atos nói hãy kể cho tôi nghe về hai người bạn kia đã thật nhăng điện kể về Pontos mà anh đã gặp như thế nào và Aramis ngồi giữa hai người ở nhà thờ ra sao khi vừa kể xong thì chủ quán mang rượu vào cùng với một cái răm bông mà may cho lão còn lại trong hầm Atos rót rượu đầy hai cốc rồi nói thế là yên trí về portos và arami rồi nhưng còn anh anh bạn của tôi đã có việc riêng tư gì xảy ra mà non bộ tịch âu sầu thế Tha nội vì tôi là người khổ sở nhất trong bọn chúng ta anh đây khổ đã thay nhanh xem nào đó khổ ra xa nào nói tôi nghe đi sau này tại sao sau này vì anh tưởng tôi say phải không anh nên nhớ là rượu vào là trí óc tôi sáng suốt hơn bao giờ hết anh cứ nói đi nào đã ta nhăn đến kể câu chuyện của anh với bà bonacieux Atos lặng nghe không hề trong mày lúc câu chuyện kết thúc anh nói tất cả cái đó đều là khổ ải khổ ải lúc nào anh cũng nói đến khổ ải anh Atos thân mến ạ à, câu đó không thích hợp với anh đâu vì anh chưa yêu bao giờ cặp mắt tẻ nhạt của Atos bỗng vụt sáng lên rồi lại tắt ngay như một tia trước đúng đấy Atos bình tĩnh nói tôi chưa hề yêu bao giờ anh thấy đấy, trái tim đã lầm vì quá rắn với chúng tôi, những trái tim dịu dàng. Trái tim dịu dàng, trái tim bị xuyên thủng. Anh nói gì thế? Tôi nói rằng tình yêu là một cuộc sổ số, kẻ nào được là được cái chết. Anh đã mất nó, như thế là sung sướng lắm đấy. Anh hãy tin tôi. Đã phải nhang thân mến. Nếu tôi có một lời khuyên để tặng anh, thì đó là cứ luôn luôn mất nhưng nàng có vẻ yêu tôi lắm. Trẻ con, không có một người đàn ông nào lại tin như anh là tình yêu mình lắm. Và không có một người đàn ông nào lại không bị tình nhân lừa dối cả. Chỉ trừ của anh, Atos thôi. Vì anh chưa có tình nhân nào. Đúng đấy. Atos nói sau một lúc im lặng. Tôi chưa hề có một người tình nào. Thôi, tao uống đi. Thế nhưng triết học như anh, xin anh dạy bảo tôi, ủng hộ tôi. Tôi cần phải biết và được an ủi. An ủi về gì? về sự đau khổ của tôi. Đau khổ của anh chỉ đáng buồn cười. Atos vừa nói vừa nhún vai. Tôi tò mò muốn biết anh sẽ nói ra sao nếu tôi kể anh nghe một câu chuyện tình. Của anh à? Hay của bạn tôi thì cũng thế thôi. Vâng, anh kể đi. Ta hãy uống đi, rồi tôi sẽ kể. Thế rồi Atos trầm tư và đã thanh nhăng thấy anh tái người đi. Anh đã say đến mức mà kẻ bình thường đã lăn ra ngủ. Còn anh, anh chỉ mơ màng mà không ngủ gì cả trạng thái nửa tịnh nửa say của anh có một cái gì đáng sợ. Anh nhất định muốn biết à? À tốt hỏi. Tôi đề nghị anh đấy. Vâng, tôi xin chiều ý anh. Một trong những người bạn của tôi, một người bạn của tôi, anh nghe rõ chứ? Không phải của tôi đâu đấy nhé. Một trong những, những, vị bá tước ở tỉnh tôi, năm 25 tuổi, yêu một cô gái 16 tuổi, đẹp như thần ái tỉnh. Trong độ tuổi ngây thơ ấy, cô có một tâm hồn nồng nhiệt. Một tâm hồn không phải phụ nữ mà thi sĩ cô không ưa thích mà cô mê say cô sống trong một thị trấn nhỏ cùng với một người anh là mục sư cả hai anh em đến nơi ấy người ta không biết từ đâu cả nhưng thấy cô gái xinh đẹp biết nhường nào thấy người anh thành kính là như vậy không ai nghĩ đến việc hỏi hai anh em từ đâu đến nói chung người ta kết luận hai người xuất thân khá giả bạn tôi là một lãnh chúa trong vùng anh có thể cắm dỗ cô cưỡng bức cô mà không ai dám làm gì vì ai dạy gì chống nhau với vị chúa của mình để binh phục hai kẻ lạ mặt thân cô thế cô. Nhưng khốn thay, Những bạn tôi lại là một người lương thiện. Anh cưới cô làm vợ. Thật là thằng ngu si dại dột rốt như con lợn. Tại sao vậy? Đã thầy nhăng hỏi. Anh ấy yêu cơ mà. Đợi tí đã, Atos nói. Anh ta đưa cô về lâu đài và cô ta trở nên một bà lớn nhất trong tỉnh. Nhưng cũng phải nói công nhận cô ấy giữ vai trò đó rất giỏi. Rồi sao nữa? Bà ta Nhang rục. Thế rồi một hôm cô ta theo chồng đi săn, Atos nói với giọng nhỏ và thanh, cô ta bị ngã ngựa và ngất đi. Bà tước lao đến cứu vợ, thấy quần áo làm cho vợ bị ngạt thở, liền lấy con dao găm rạch áo và để lộ hai vai vợ ra. Bà ta Nhang, anh thể đoán xem trên vai vợ mình bà tước thấy gì nào. Atos nói và phá lên cười. Tôi có thể biết được không? Bà ta Nhang hỏi. Một bông hoa bách nhỏ cô ta bị đóng dấu nói xong athos muốn một uống một hơi cạn cốc rượu anh cầm trong tay bà thằng nhằng kêu lên anh nói gì mà ghê gớm thế sự thật là thế đó nàng tên ấy là một con quỷ cô gái xinh đẹp ấy là một con ăn cắp thế ba tước xử trí ra sao Bà tước là một vị lãnh chúa lớn có toàn quyền trên mảnh đất của mình ông xé nốt áo vợ ra trói hai tay lại đằng sau rồi treo cổ nó lên một cành cây trời ơi anh athos một vụ giết người à? Phải, một vụ giết người không hơn. Atos nói và tái xanh như tàu lá. Nhưng người ta để cho tôi thiếu rượu đây này. Rồi Atos nắm lấy một cái cổ chai cuối cùng, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch như uống nước thượng. Rồi anh để rơi đầu và hai bàn tay. Đã thanh nhăng ngồi trước mặt anh khiếp đảm. Atos đứng lên rồi nói tiếp. Vấn đề đó làm tôi kiểng những người đàn bà đẹp, thơ mộng và yêu đương. Chúa cũng đã ban cho anh điều đó. Uống đi nào. Vậy là cô ta chết. Đã thành nhăng ấp uống hỏi. Chứ sao? Atos nói. Nhưng anh nâng cốc lên nào? Cả giam bông nữa. Ta không uống được nữa sao? Thế còn anh cô ta? Đã thành nhằng bén lẽn hỏi. Y mục sư ấy. À. Tôi đã cho đi tìm để treo cổ nó lên một thẻ. Nhưng nó đã biết trước và chuồn mất rồi. Ít nhất người ta cũng hiểu được thằng uống kiếp ấy là thế nào chứ? chắc chắn là tình nhân thứ nhất và tòng phạm của con yêu tình ấy hắn giả danh là mục sư để gả chồng cho nhân tình hắn và đảm bảo cho số phận hắn hắn cũng đã bị phanh thây xé xác thì phải trời ơi trời ơi đã thành Nhăng thốt lên và bị tê tái vì câu chuyện ghê gớm ấy anh hãy ăn miếng jam bông này đã ngon lắm Atos nói và cắt một khoanh để lên đĩa của Đa Tài Nhăng. Mình thật đen quá, nếu có bốn cá như thế này ở trong hầm thì mình đã bốc thêm được dăm trục chai nữa. Đã thành nhăng không thể chịu được câu chuyện ấy nữa đã làm cho anh phát điên lên mất. Anh vùi đầu vào bàn tay và giả tạng ngủ. Bọn thanh niên chúng không còn biết uống rượu nữa. Atos nói và nhìn bạn một cách thư hại. Thế mà tay này lại là khá nhất đấy. 28 Trở về. Đã thật nhanh bị choáng về câu chuyện kể của Atos. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đối với anh còn chưa rõ qua lối kể tâm sự nửa tỉnh nửa say ấy. Trước hết câu chuyện có được tiết lộ từ một người say rượu bí tỉ cho người nghe cũng nửa say nửa tỉnh. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trong tâm trí Đa thanh nhanh, vẫn còn hiện lên những lời nói của Atos như từ cửa miệng anh nói ra vậy. Tất cả các điều còn nghi ngờ chỉ làm cho anh thèm muốn được giải thích cho rõ ràng thêm. Do đó, anh liền đi sang phòng bạn định nối lại câu chuyện hôm qua. Nhưng anh thấy Atos tỉnh táo hơn bao giờ hết, nghĩa là kín đáo hơn tất cả mọi người. Atos sẽ bắt tay bạn xong, hiểu được lượng suy nghĩ của bạn, liền đi trước vấn đề. Đã thay nhang à, hôm qua tôi say quá, tôi biết như vậy vì hôm nay tôi thấy lưỡi tôi rất dày và mạch còn đập nhanh. Chắc là tôi đã nói nhiều điều kỳ cục lắm phải không? Nói câu đó, anh nhìn bạn trừng trừng làm bạn phải bối rối. Đã ta cái cãi, không phải như thế đâu. Nếu tôi còn nhớ thì anh chỉ nói toàn những câu chuyện bình thường thôi. Thế thì lạ thật, tôi tưởng là tôi đã kể cho anh nghe một câu chuyện bi thảm nhất. Atos nói và nhìn bạn, như muốn đọc tận trong đáy lòng bạn. Có lẽ tôi cũng đã bị say rượu nhiều hơn anh. Đã ta nhằn nói, cho nên tôi chẳng nhớ gì cả. Atos không chịu lời nói ấy, anh nói tiếp. Anh bạn thân mến à, anh không nhận thấy rằng mỗi người có một kiểu say riêng của họ vui hoặc buồn tôi tôi có kiểu say buồn và mỗi khi như thế tôi có một cái tật là kể lại tất cả những câu chuyện thảm thiết và người vú nuôi của tôi đã khắc sâu vào óc tôi đó là một thứ khuyết điểm khuyết điểm cơ bản của tôi athos nói câu đó một cách rất tự nhiên làm cho đa thiên Nhân phải hoang mang anh cố tìm ra sự thật bèn nói ồ có lẽ vì thế mà tôi còn nhớ như trong một giấc mơ chúng ta đã nói đến một người bị treo cổ athos tái người đi nhưng cố gượng cười nói đấy anh thấy chưa người chết treo thường là những cơn ác mộng của tôi đúng rồi bây giờ tôi mới nhớ ra phải con đã nọ đó là một người phụ nữ anh thấy đấy athos nói và người càng tái hơn đó là một câu chuyện của tôi về một người đàn bà tóc hung và khi tôi kể câu chuyện đó là lúc tôi say như chết đúng thế đấy câu chuyện về một người đàn bà tóc hung rất đẹp, cặp mắt xanh biếc, đúng và bị treo cổ bởi người chồng của chị ta là một lãnh chúa mà anh có quen biết. bà ta nhăn nói tiếp và nhìn chăm chạp vào Atos. Atos nhún vai như tự thương hại mình và nói: anh thấy đấy, người ta xúc phạm đến một người khi mà người ta không còn biết mình nói gì nữa. có lẽ tôi nên cai rượu đi thôi. đó là một thói hư thật xấu. rồi Atos lái câu chuyện sang hướng khác. À quên, tôi xin cảm ơn anh về con ngựa mà anh đã cho tôi. Anh thích nó chứ? Thích lắm, nhưng thật là tiếc quá. Anh nói sao? Tôi không hiểu. Câu chuyện là thế này. Sáng nay tôi dậy từ lúc 6 giờ. Anh còn ngủ say như chết. Tôi không biết làm gì cả. Tôi hãy còn đang thẫn thờ về cuộc say xưa tối qua. Tôi đi xuống buồng lớn dưới nhà. thấy một trong hai người anh hôm qua đang mặc cả mua một con ngựa. Con của ông ta đột nhiên la ra chết đêm qua, tôi liền lại gần ông ta và bảo, tôi cũng có một con ngựa muốn bán. Và rất đẹp nữa, ông ta nói, hôm qua tôi đã thấy người hầu của ông dắt. Vâng, và ông đặt giá ấy chứ? Không, nhưng tôi muốn đánh bạc nó với ông. Ta đánh gì bây giờ? Xúc xích Nói là làm, Atos tiếp tục nói, và thế là tôi mất con ngựa. Thấy đa tay nhăng có vẻ cao có, Atos nói tiếp, việc đó làm phật ý anh à. Xin thú thật, quả là có thế, D'Artagnan đáp, con ngựa đó một ngày kia phải dùng để ra trận. Đó là một vật kỷ niệm. Athos, anh lầm quá. Này anh bạn thân bến, Athos nói, anh cứ thử ở địa vị của tôi mà xem. Tôi buồn đến chết đi được, giờ lại còn danh dự nó chứ. Tôi không thích những con ngựa nước Anh. Và lại, nếu chỉ để người nào đó nhận ra ta, thì chỉ cần giữ lại cái yên là đủ. Cái yên đẹp lắm. Còn ngựa thì chúng ta thiếu gì cách để xin lỗi vì sự mất tích của nó. Con ngựa nó có bất tử đâu Cứ cho là con của tôi Nó bị sổ mũi nhức đầu hoặc đau bụng Thấy Đa Tha Nhăng vẫn còn nhăn nhó Atos nói tiếp Tôi không vui lòng thấy anh cứ thiết tha như vậy Với những con vật đó Vì tôi đã kể xong câu chuyện của tôi đâu Anh có làm gì nữa Sau khi mất con ngựa của tôi Chín trọi mười Anh thấy vân bạc ấy đấy Thế là tôi có ý định đem nốt con ngựa của anh ra chơi Nhưng anh chỉ mới có ý nghĩa thôi chứ Không, Tôi đem thực hành ngay Và thế là lại mất con ngựa của anh Con ngựa của tôi ấy à Ngựa của anh bảy trọi tám Chỉ vì có một điểm À tốt à, Anh mất trí rồi đúng thế đấy Hôm qua lúc tôi kể cho anh câu chuyện điên rồ thì đúng hơn Còn sáng nay thì tôi hoàn toàn tỉnh táo Như vậy là tôi mất hết tất cả ngựa và yên cương Thật kinh khủng quá Chưa hết đâu Tôi sẽ là một tay chê bạc cử khôi Nếu tôi không cay cú lần này Tôi lại cay cú Vậy là tôi cay cú anh còn có thể chơi gì được nữa? anh chẳng còn gì cả. còn chứ, còn chứ anh bạn ạ. chúng ta còn viên kim cương mà hôm qua tôi nhận thấy nó lóe sáng ở ngón tay anh. viên kim cương này ấy à, đã Thành nhang kêu lên và vội vàng sờ vào ngón tay. tôi là người biết của tôi đã đánh giá nó một nghìn phí. tông. đã thằng nhang sợ hãi đến muốn ngất, nghiêm giọng nói. tôi mong rằng anh không đụng chạm gì đến viên kim cương của tôi chứ. trái lại anh bạn ạ. Nhưng cũng biết rằng viên kim cương ấy trở thành nguồn cuối cùng của chúng ta. Với nó, tôi có thể gỡ lại ngựa và yên cương và thêm nữa tiền đi đường. Athos, đã ta nhang kêu lên, anh làm tôi run sợ lên đây này. Vậy là tôi nói với đối thủ bạc của tôi về viên kim cương của anh, anh ta cũng đã nhận thấy. Chứ sao, anh đeo ở tay một ngôi sao sáng chói như thế, thì ai mà chả trông thấy. Kết cục ra sao, anh nói tiếp đi. Xin thề rằng sự thản nhiên của anh làm tôi chết dần đây này. Vậy là chúng tôi chia viên kim cương ra làm 10 phần, mỗi phần 100 pít tông. Đại nhàng đã bắt đầu thấy cơn tức giận, tóm lấy tóc mình, và nhét thần Minet tóm lấy sừng Asi trong vợ Alia. <laughs> anh la lên, à, anh muốn đùa và thử thách tôi đấy phải không? Không, tôi không đùa đâu, tôi rất muốn được gặp anh. Đã 15 ngày nay tôi không nom thấy mặt mũi một con người nào cả và tôi đã phải ở trong đó nốc rượu đến đần độn đi. Đấy không phải là một lý do để anh mang viên kim cương của tôi ra đánh bạc. Anh hãy cứ nghe kết cục đây đã. Mười phần, mỗi phần một trăm tông trong mười ván không có bù lại. Đến ván thứ mười ba tôi mất hết. Ván thứ mười ba, con số mười ba đối với tôi bao giờ cũng bất hạnh. Chính vào ngày mười ba tháng bảy mà... Mẹ kiếp! Đã thả nhằng la lên và câu chuyện hôm nay làm anh quên bắn câu chuyện hôm qua. Bình tĩnh, Athos nói, tôi đã có một kế hoạch. Tay người anh ấy cũng là một tay đặc biệt. Hôm qua tôi thấy y nói chuyện với Grimo và Grimo cũng đã báo cho tôi biết hắn bị người anh dụ dỗ và làm việc cho y. Tôi bèn mang Grimo ra đánh bạc. Grimo cũng được chia làm 10 phần. Bà Tài Nhân không nín thở được, phải phì lên cười. À, lần này thì... Chính bản thân Grimo, anh nghe rõ chưa? Và với 10 phần của Grimo, không đáng giá lấy một đồng xu nhỏ ấy thế mà tôi gỡ lại được viên kim cương. Đấy, anh cứ nói rằng cây cú không phải là một đức tính nữa đi. Chuyện đấy là buồn cười. Đa Tài Nhăng cười ngặt nghẽo, nói vì đã được yên dạ. Xin anh hiểu cho là thế mình đang cơn vận đỏ, tôi lại lập tức mang viên kim cương ra chơi. Trời ơi! Đa Tài Nhăng nói và lại tái người đi. Tôi gỡ lại bộ yên cương của anh, rồi con ngựa của anh, rồi bộ yên cương của tôi, rồi con ngựa của tôi, rồi lại mất hết sau cùng tôi gỡ lại được bộ yên cương của anh và bộ yên cương của tôi, đấy chúng ta đến đấy, thế là một ván bạc tuyệt vời. Đã thanh nhăng thở phào rồi rụt rè hỏi, thế viên kim cương vẫn còn là của tôi chứ? còn nguyên vẹn anh bạn ạ. À. nhưng không ngựa thì yên cương mà làm gì? tôi có một ý kiến, từ lâu lắm anh không chơi bạc phải không? tôi không thích chơi, đừng nói thế, anh từ lâu không chơi, vậy là anh có bàn tay may mắn lắm đó. Hai tên người Anh vẫn còn ngoài kia. Tôi thấy họ vẫn tiếc hai bộ yên cương lắm đấy. Tôi lại thấy thích con ngựa của anh. Ở đây vì anh, tôi sẽ mang bộ yên cương ra đánh bạc lấy ngựa. Nhưng mất ngựa rồi, tôi lại muốn giữ bộ yên. Nếu vậy, mang viên kim cương ra mà chơi. Ồ, cái ấy thì lại khác, không đời nào, không đời nào. Thế thì quỷ thật, tôi cũng muốn đề nghị với anh mang thằng Plancet ra chơi. Nhưng cái đó đã làm rồi, sợ người anh không muốn nữa. Quả thật là tôi không muốn liều một thứ nào cả. Đáng tiếc quá, Atos lạnh lùng nói, hai người anh ấy giàu sụ, nhưng hãy cứ thử một ván xem nào, chỉ một ván thôi mà. Nếu tôi thua thì sao? Anh sẽ được. Nhưng nếu tôi thua thì sao? Thì anh chỉ mất có một bộ yên cương thôi. Thôi được, đã tài nhàng nói, thử một ván xem sao. Atos tìm thấy người anh trong chuồng ngựa đang ngắm nghĩa bộ yên cương một cách thèm thuồng. Dịp tốt quá, Atos đặt điều kiện. Hai bộ lấy một con ngựa. Người anh tính toán, hai bộ yên đáng giá 300 pi tông, liền đồng ý ngay. Đã thành nhăng tay run run ném con xúc sắc xuống và chỉ được có ba điểm. Mặt anh tái đi làm cho Atos phát sợ. Atos dặn lòng an ủi bạn. Ta đèn quá anh bạn à. Thưa ông, ông sẽ có ngựa với đầy đủ yên cương. Người anh đắc thắng, không thèm xúc sắc con bạc nữa, ném luôn nó xuống bạn mà chẳng thèm nhìn nữa vì chắc thắng rồi. Đá thành nhăng quay mặt đi để che giấu bộ mặt cao có của mình. Ô này! Atos bình tĩnh nói, cái ván này thật là đặc biệt. Tôi chỉ thấy bốn lần trong đời tôi. Hai con át! Người anh nhìn và đầy kinh ngạc. Đá thành nhăng cũng nhìn, nhưng đầy vui sướng. Vậy là ông lấy lại ngựa. Người anh nói. Tất nhiên rồi, đá thành nhăng nói. Hãy khoan đã. Atos nói, xin phép ông tôi muốn nói riêng với ông một câu với bạn tôi. Anh à, Tốt kéo bạn ra một chỗ anh nói. Anh lấy lại ngựa à? Tất nhiên rồi. Anh nghĩ lầm rồi đấy. Hai chúng ta làm gì được với một con ngựa? Chẳng lẽ tôi lại ngồi sau lưng anh? Tôi không thể làm thế được. Chẳng lẽ anh lại để tôi chạy bộ bên cạnh anh cưỡi một con ngựa sang như vậy? Nếu là tôi thì tôi chẳng do dự gì mà để lại ngựa cho hắn lấy một trăm tông. Chúng ta đang cần tiền để trở về Paris. Nhưng không ngựa thì chúng ta về thế nào được? Trên ngựa của những thằng hầu chứ sao? Chỉ cần nhìn mặt mũi chúng ta, thiên hạ cũng đủ biết chúng ta thuộc phái thượng lưu rồi. Thật là đẹp đẽ cho chúng ta quá trên những con ngựa còi bên cạnh Porthos và Arami hùng dũng trên những con ngựa chiến. Porthos, Arami. Atos nói rồi phá lên cười. Đã tay nhăng chẳng hiểu gì về tiếng cười của bạn liền hỏi. Làm sao? Thôi thôi, ta cứ tiếp tục. Vậy ý kiến của tôi là anh cứ lấy 100 piston với số tiền đó chúng ta sẽ chè chén với nhau đến tận cuối tháng chúng ta đã trải qua rất nhiều vất vả rồi, cần phải nghỉ ngơi và bồi dưỡng đôi chút chứ. Tôi mà nghỉ ngơi à? Không đâu, anh Atos ạ. À. Về phần Paris, là tôi phải đi lùng ngay người thiếu phụ đáng thương của tôi chứ. Nếu vậy, anh tưởng rằng con ngựa của anh sẽ giúp ích cho anh hơn những đồng tiền vàng à? Thôi, hãy cầm lấy một trăm piết tông đi. Đã ta nhàng thấy nếu mình cứ cưỡng lại mãi thì bạn sẽ cho là ích kỷ. Anh đồng ý nhận một trăm tông thay cho con ngựa rồi chỉ còn phải nghĩ đến việc lên đường đã thỏa thuận xong xuôi với chủ quán ngoài con ngựa cũ của Athos còn trả thêm 6 pít tông nữa D'Artagnan và Athos cưỡi ngựa của Planchet và Grimaud hai anh hầu đi bộ và đội bộ yên lên đầu dù phải cưỡi ngựa xấu như vậy hai anh em cũng đi được đến keo cơ trước người hầu từ xa họ nhận thấy Arami đang đứng tha thận ở cửa sổ hai người hò lên ê này Arami anh làm gì đấy à Atos và D'Artagnan. Tôi đang suy nghĩ về của cải trên thế gian này, sao mà cuốn gói đi nhanh thế? Con ngựa anh của tôi vừa mới đi và đã biến mất trong đám bụi mù. Là một hình ảnh sinh động về vạn vật trên thế gian này, thật là mỏng manh. Thế nghĩa là thế nào? D'Artagnan đã bắt đầu nghi ngờ về sự thực liền hỏi. Nghĩa là tôi mới làm một cuộc mua bán bị bợm. 60 đồng Louis lấy một con ngựa chỉ đi nước kiệu được năm dặm một giờ. Đa nhang và Athos cùng phá lên cười. Bạn đa Nhang thân mến, Aramis nói, xin bạn đừng giận tôi, khi cần thì chẳng có luật lệ nào cả. Và lại như vậy thì tôi cũng đã bị trừng phạt rồi, vì cái tên lái buôn ngựa ấy đã ăn cắp của tôi ít ra là 50 Louis nữa. À, còn các bạn, các bạn là những nội trợ cư thật. Các bạn, cưỡi ngựa của đầy tớ, để những con ngựa đẹp, rất tay cho nhẹ nhàng. Vừa lúc đó, một chiếc xe chở hàng đổ lại, và người ta thấy Grimo và Prancet ở trong chui ra mỗi người đội trên đầu một bộ yên ngựa. Cái xe đó trở về Paris không, nên Grimaud và Pranxe đều đỉnh được, lên đi nhờ, chỉ mất có đồ giải khát. Arami hỏi, thế kia là thế nào mà lại chỉ có yên không thôi? Thế bây giờ anh đã hiểu chưa? Atos nói, thật đúng như tôi các bạn ơi. Arami nói, tôi cũng chỉ giữ lại bộ yên, chỉ là linh tính thôi. Nào ba danh, mang bộ yên cương mới của ta ra để cạnh với những bộ của các ông đây. Thế còn các vị cha cố của anh ra sao? Ta nhàng hỏi. Hôm sau tôi có mời họ đến ăn. Arami nói, ở đây có nhiều rượu ngon, tôi đã làm cho họ một bữa say bí tỉ. Thế là vị cha cố cấm tôi không được bỏ quân phục. Và đấng cha bè trên đề nghị kết nạp cha vào lính ngự lâm. Không luận văn luận võ gì nữa cả hả? Đã tài nhằng la lên, tôi yêu cầu phải bỏ luận văn. Từ hôm đó tôi sống một cách rất thoải mái, tôi đã bắt đầu tự sáng tác một bài thơ một vần cũng khá khó đấy, nhưng thế mới có giá trị. Tôi sẽ ngâm cho các anh nghe đoạn đầu. Đã tài nhằng vốn ghét thơ, cũng như ghét tiếng Latin liền nói. Theo ý tôi thì ngoài giá trị về khó khăn, nên thêm một giá trị nữa là ngắn gọn. Như vậy là anh sẽ đạt được hai giá trị một lúc trong bài thơ của anh. Bây giờ chúng ta trở về Paris chứ các bạn. Hay quá, tôi lại sắp được gặp cái anh chàng Portos tốt bụng rồi. Mọi người nghỉ một giờ cho ngửa thở. Ami thanh toán tiền trọ rồi cho ba danh vào ngồi trong cái xe chở hàng cùng với các bạn hắn. Mọi người lên đường đi tìm Portos. và tìm thấy anh ít xanh sao hơn, ngồi ở một cái bàn và mặc dù chỉ có một mình, mà trên bàn cũng đầy một bữa ăn bằng bốn người, gồm thịt cuốn, rượu ngon và hoa quả tuyết. May quá, Portos đứng lên, đi, đón chào các bạn và nói, các bạn đến thật kịp thời, tôi vừa mới bắt đầu xong. Ô, oh, anh ta nhàng nói, có phải lại mục cơ tông quang thòng lọng mà vớ được những của quý này không? Tôi đang ăn lại sức, Bọc nói, không có cái gì làm yếu người ta bằng bệnh trẹo xương. Anh đã bị trẹo xương bao giờ chưa, Atos? Chưa bao giờ cả. Chỉ có điều tôi nhớ, rằng trong một cuộc ẩu đả của chúng tôi trước đây ở phố Peru, tôi có bị một nhát gươm vào ngực, mà 15-18 ngày sau cũng có ảnh hưởng đúng như thế này. Nhưng bữa ăn này không phải để chỉ một mình anh, phải không, Bọc Không. Bác Tốt nói, tôi đã bốn người quý tộc quanh vùng đây nữa, nhưng họ vừa báo tin là họ không đến được. Vậy xin mời các bạn thay cho họ. Sau khi đã ngồi vào bàn ăn được 10 phút, Atos nói, các bạn có biết ta ăn gì đây không? Tôi ăn thịt bò rán mỡ, đã thành nhận đớp. Tôi ăn những miếng than cừu, Bác Tốt nói. Còn tôi, một miếng lườn gà, Arami nói. Các bạn lầm hết, Atos nói. Các bạn đang ăn thịt ngựa đấy. Làm gì có? Đã ta nhận nói. Thịt ngựa à? Arami nhăn mặt có vẻ ghê tởm nói. Chỉ có Pactos là không nói gì cả. Đúng là ngựa đấy. Có phải là chúng ta chén thịt ngựa không, Pactos? Có khi lại cả yên cương nữa ấy. Không, các bạn ạ, à, nói. Tôi giữ lại bộ yên. Theo tôi thì chúng ta thật xứng với nhau. Arami nói. Cứ như là dặn trước nhau vậy. Biết làm thế nào được, Pactos nói. Con ngựa đó là làm cho các vị khách của tôi phải xấu hổ. Tôi không muốn để họ phải chịu phận hèn. Thế bà quận chúa của bạn vẫn còn ở đồn điền chứ? Đa ta nhàng hỏi. Vẫn còn ở đấy. Hoặc tốt đáp. Thế rồi ngài thống đốc tỉnh dậy. Tức là người khách mà tôi mời ăn bữa này đã tỏ ra rất mê con ngựa ấy đến nỗi tôi phải cho ông ấy. Cho? Đa ta nhàng kêu lên. Ồ phải cho, dùng chữ ấy. Hoặc tốt nói. Vì rằng dù nó đáng giá một 150 đồng lưu mà cái thằng keo bẩn ấy chỉ đưa cho tôi có 80. Không yên chứ, Army hỏi. Phải, không yên. Các bạn đã nhận thấy chưa? Atos nói, lại chính Portos bán được giá hời hơn tất cả bọn chúng ta. Thế là mọi người đều hoan hô bằng một chàng tiếng cười làm Portos ngơ ngác chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng sau khi đã được giải thích nguyên nhân, thì chính anh ta lại là người cười to hơn cả theo thượng lệ. Vậy là chúng ta đều đã có vốn cả rồi đấy nhỉ? Bà nói. Tôi thì không. Atos nói. Đến chỗ Arami tôi thấy rượu Tây Ban Nha ngon quá. Tôi đã lấy 60 chai chất lên cái xe chở hàng giao cho Grimo. Thế là tôi đã cạn cả tiền. Còn tôi. Arami nói. Tôi đã đem cúng tất cả vào nhà thờ Didier và nhà tu Amien rồi. Và tôi đã đặt họ tổ chức cho chúng ta một buổi lễ cầu phúc. Còn tôi. Vọc Tốt nói. Các anh tưởng cái chỗ chẹo xương của tôi không tốn kém à? Đó là sự kẻ vết thương của mút cơ tông Làm bắt buộc tôi phải mời thầy thuốc đến hai lần một ngày Thầy thuốc là còn bắt tôi trả tiền thăm bệnh gấp đôi Lấy cớ là cái thằng mút cơ tông ngu si ấy bị một viên đạn vào một nơi mà thông thường người ta chỉ chìa ra cho thầy thuốc Do đó tôi dặn hắn là không được để bị thương vào chỗ đó nữa Thôi thôi Atos nói và trao đổi một nụ cười với đất Thanh Tôi thấy là anh đã xử sự một cách rất hào hiệp với người hầu. Thật là một ông chủ tốt. Tóm lại, Phọc Tốt nói, sau khi thanh toán xong, tôi còn 30 EQ. Và tôi, khoảng 100 piton. Adami nói, tôi 25 piton. Đạt Tà nói, vậy tổng cộng chúng ta có tất cả 475 đồng livre. Atos tính như Archimedes nói. Tới Paris chúng ta còn 400. Atos nói, cộng với 4 bộ yên cương. Thế là còn ngựa công tác của chúng ta thì sao? Adami hỏi, thế này. Bốn con ngựa của đại tớ ta lấy ra hai cho chủ mà chúng ta sẽ rút thăm với số tiền bốn trăm chúng ta lấy ra một nửa cho một trong những người có ngựa rồi chúng ta vét túi còn bao nhiêu đưa cho ta đã ta nhăng là người à đang may tay đem đi làm một canh bạc thế thôi thôi chén đi các bạn... hoặc tốt nói ông thì nguội mất cả rồi bốn người bạn bây giờ thì yên chí về tương lai cùng nhau ăn uống vui vẻ về đến paris Nhăng nhận được một bức thư của ông Trevi báo tin Đức vua đã chấp thuận đơn xin gia nhập lính ngựa lâm của anh. Đó là điều mơ ước lớn nhất của Datanyang. Tất nhiên là trừ lòng mong muốn tìm được bà xưa cho nên anh vui sướng chạy đến khoe với các bạn mà anh vừa mới từ biệt cách đây nửa giờ. Anh thấy các bạn anh đang buồn giàu và bận rộn. Anh đang, họ đang tụ họp tại nhà Atos. Đó là điều họ thường làm khi có một vấn đề gì khá quan trọng. Ông Tư vừa báo cho họ biết Đức Vua đã quyết định đến mùng 1 tháng 5 này sẽ mở chiến dịch. Họ phải chuẩn bị đồ quân dụng. Bốn nhà triết học đang nhìn nhau hoảng hốt. Ông Tư không bao giờ đùa với điều gì thuộc quân luật. Bộ đồ quân dụng ấy các anh tính xem hết bao nhiêu tiền? Đã nhà hỏi. Chúng tôi đã tính toán rồi. Arami nói. Hạ tiện ra mỗi người phải mất 15.000 livre. Cấp 4 lần lên. Vị chi 60.000 livres. Còn tôi, D'Artagnan nói, hình như mỗi người chỉ cần một nghìn livre là đủ, tất nhiên là không phải theo kiểu keo kiệt, mà là theo kiểu biện lý. Câu biện lý như đánh thức Portos. Này Portos nói, tôi có một ý kiến. Thế là khá lắm rồi, Athos lạnh lùng nói, còn tôi thì chưa có một cái bóng nào. Nhưng các bạn ạ, à, được gia nhập hàng ngũ chúng ta, đã thân đang sướng như điên kia. Một nghìn livre, tôi xin tuyên bố là chỉ một mình tôi cũng phải hai nghìn bốn lần hai là tám. Army nói, vậy là phải có tám nghìn cho bộ đồ quân dụng của chúng ta, trong đó chúng ta đã có bốn bộ yên rồi. Athos đợi cho ra thêm nhanh, đi cảm ơn ông Trivi về, và đóng cửa lại mới nói, cộng với viên kim cương đang sáng lóe ở ngón tay đã ta nhăn kia. 29. Cuộc đi săn đồ dân dụng Người bận lo nghĩ nhất trong bốn anh em chắc chắn là Đa thay nhang rồi. Mặc dù anh là lính cận vệ, trang bị đơn giản hơn lính ngự lâm, những ông chúa, nhưng chú lính người gác công của chúng ta lại là con người biết lo xa và gần như hà tiện. Ngoài ra, anh lại còn phải lo đến vấn đề bà Bonacieux mà anh chưa thâu lượng được một chút tin tức gì. Ông Trevi đã nói với Hoàng hậu, Hoàng hậu không biết thiếu phụ ấy ở đâu và có hứa sẽ cho đi tìm. Nhưng lời hứa đó rất là mơ hồ, không thể làm yên lòng đa tài nhang được. Atos thì không ra khỏi nhà, anh quyết định không đi một bước nào để kiếm đồ quân dụng. Chúng ta còn 15 ngày nữa, Atos nói với các bạn. Nếu trong 15 ngày đó mà tôi không tìm thấy gì, hãy nói cho đúng hơn, không có gì đến tìm tôi, vì tôi là một người ngoan đạo, không thể tự bắn bẻ óc bằng một phát súng. Tôi sẽ đi kiếm chuyện với bốn tên lính cận vệ của giáo chủ, hoặc tám tên anh. Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi gặp được tên mà nó giết được tôi. Điều đó có thể xảy ra cho tôi lắm với số lượng đông đảo đó. Người ta sẽ nói là tôi hy sinh vì đức vua. Như vậy là tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà không cần phải sắm đồ quân dụng. Portos tiếp tục đi dạo. Hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa lắc đầu từ trên xuống dưới và tự nói. Ta theo đuổi ý kiến của ta. Arami có vẻ lo lắng nhưng không nói gì cả. Qua các chi tiết đó, ta có thể thấy được cảnh tiêu điều trong bốn anh em. Những người đầy tớ cũng phải chia sẻ nỗi sâu thảm với chủ. Một cơ tông chế tạo những lương thực vỏ cứng ba danh không rời nhà thờ nữa Brancé nhìn những con ruồi bay và grimo mà tại sự cuộn bách chung không thể phá vỡ được sự câm lặng do chủ bắt buộc chỉ thở dài náo ruột đến đá cũng phải độc lòng ba người bạn vì như chúng tôi nói Atos thề không đi đâu cả để sắm quân dụng. Ba người hàng ngày dậy thật sớm và về nhà thật muộn. Họ đi lang thang khắp phố phường, cúi nhìn xuống hai bên đường xem có kẻ nào đánh rơi túi tiền. Người ta nói họ đi theo những dấu vết, vì đi đến chỗ nào họ cũng chú ý. Khi họ gặp nhau, họ chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt thê thảm, như muốn nói, cậu có tìm thấy gì không? Tuy nhiên, vì Portos là người đầu tiên có ý kiến, mà anh cố tình theo đuổi nó, anh là người đầu tiên thực hành. Anh quả một con người thực tế. Một hôm, đã thanh nhang gặp anh đang đi đến nhà thờ xanh lêu, bèn cố tình theo dõi. Sau khi đã vuốt dâu mép và kéo thẳng tà áo, bước vào nhà thờ. Đã thân nhăn thận trọng né mình, nên Portos không thấy mình đang bị theo dõi. Portos đứng tựa lưng vào cái cột. Hôm ấy đúng vào ngày thuyết giáo, nên nhà thờ rất đông. Portos nhân cơ hội đó liếc nhìn các bà. Nhờ có sự chăm sóc của mỗi cơ tông, nên cái mẽ ngoài không thể tiết lộ cái cảnh thê thảm bên trong. Và Portos vẫn là Portos đẹp trai đã thấy nhăng nhận thấy trên một cái ghế dài gần cái cột mà Porthos đứng dựa lưng một bà đứng tuổi hơi vàng vàng hơi khô khan nhưng cứng cỏi và oai nghiêm dưới cái mũ đèn cặp mắt Porthos lấn lút nhìn người đàn bà ấy rồi lại bay bướm ra xa vào trong rào đường về phần người đàn bà ấy cũng thỉnh thoảng đỏ mặt lên và liếc mắt nhanh như trước nhìn anh chàng Porthos hay thay lòng đổi dạ kia và lập tức cặp mắt Porthos lại bay bướm một cách hung hăng Rõ ràng đó là một cách chiêu thức. Bà đội mũ đen, thì thấy bà cắn môi đến chảy máu, ngại gãi đầu mũi và cựa quậy một cách thất vọng trên chiếc ghế. Thế thế bóc thuốc lại, Vút riêng mép lên, cái thằng tà áo lần nữa và ra hiệu với một người đàn bà đẹp ở cạnh chỗ đồng ca. Bà này không những đẹp mà lại có vẻ cao quý nữa, vì đằng sau bà còn một em bé da đen theo hầu để mang cái gối nhung đỏ mà bà đang quỷ lên, và một người nữ tỳ bưng một cái cặp trong đệ quyển Thánh Kinh. Bà đội mũ đen theo dõi qua tất cả các khía cạnh của cái nhìn Portos và nhận ra cặp mắt của anh chàng dừng lại nơi người đàn bà có cái gối nhung đỏ và hai người hầu theo sau. Trong lúc Portos lại càng dở trò chặt chẽ hơn, anh nháy mắt, những ngón tay để trên môi, những nụ cười giết người quả thật là đang giết bà đội mũ đen. Vì vậy, theo kiểu nhận tội, bà vỗ ngực và thốt ra một tiếng hừm mạnh. Đến nỗi tất cả mọi người Cả bà có cái gối nhung đỏ Đều quay về phía ấy Proctus lờ tít đi Anh hiểu Nhưng giả tàng điếc Bà có cái gối nhung đỏ Gây một ảnh hưởng rất lớn Đối với bà đội mũ nhung đen Vì bà ta rất đẹp Sau đó trở thành tình địch đáng gờm của bà kia Một ảnh hưởng rất lớn đối với Proctus Vì anh thấy đẹp hơn bà mũ đen nhiều Một ảnh hưởng rất lớn đối với ta Nhăng, Vì anh đã nhận ra Là thiếu phụ ở thành mưng mà con người mặt xẻo đã gọi là Milady. Bà ta nhăn không rời mắt, bà có cái gối đỏ, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi Portos mà anh thấy rất thú vị. Anh đoán hình như bà nội mũ đen là bà biện lý phố gấu, mà nhà thờ xanh lêu ở gần phố ấy nên lại càng thấy đúng hơn. Thế là anh luận đoán rằng Portos đang tìm cách trả thù cuộc thất bại ở Santini mà bà biện lý đã tỏ ra rất ngon cố với cái túi tiện. Nhưng ở giữa tất cả những cái đó, D'Artagnan không thấy một bộ mặt nào hưởng ứng những trò ve vãn của Portos. Thật chỉ là ảo tưởng và hão huyền. Nhưng đối với một tình yêu thật sự, một sự ghen tuông không giả dối thì là đích thực rồi, chứ không có ảo tưởng hão huyền gì cả. Buổi thuyết giáo kết thúc, bà biện lý tiến đến chỗ để nước thánh. Portos đã tiến đến đấy trước và đáng lẽ chỉ nhúng một ngón tay thì anh lại vụt cả bàn tay vào bà biện lý mỉm cười tưởng porthos làm như vậy là vì mình nhưng liền sau đó bà đã bị vỡ mộng một cách cay đắng khi bà ta đến cách porthos còn độ ba bước thì anh lại quay mặt đi mắt nhìn không chớp vào bà có cái gối đỏ cũng vừa tiến đến lúc bà có cái gối đỏ đến cạnh porthos porthos liền nhấc ra khỏi bình nước thánh bàn tay của mình đang có nước chảy ròng ròng bà thiếu phụ xinh đẹp ấy liền giơ bàn tay nõn nả của mình vuốt lên bàn tay to lớn của Portos và mỉm cười làm dấu thánh, rồi đi ra khỏi nhà thờ. Như vậy là quá lắm đối với bà biệt lý rồi, bà không còn nghi ngờ gì nữa là Porthos và bà kia ve vãn nhau. Nếu bà là một bà lớn thì bà đã ngất đi rồi, nhưng chỉ mới là bà biệt lý nên bà đành phải nói một câu hàn học với Porthos như sau. Ê, thế nào ông Porthos, ông không giúp tôi lấy nước thánh à? Nghe thấy câu ấy, Porthos giả vờ giật mình như cảnh thức của một người ngủ đã đến một trăm năm. Anh kêu lên, thưa thưa bà, bà đấy à? Ông có Cucerna à, nhà ta dạo này có khỏe không? Ông nhà vẫn keo kiệt như xưa đấy chứ? Ông biết mắt tôi để vào đâu mà chẳng ngon thấy bà suốt trong hai giờ giảng đạo. Tôi ở cách ông có hai bước thôi ông ạ, à, nhưng mắt ông còn mãi để vào cái bà đẹp đẽ mà ông đã cho nước thánh. Portos ra vẻ bối rối nói, thế ra bà đã nhận thấy chỉ có mắt mù mới không thấy thôi. Vâng, Portos vẻ hoại nói, đấy là một bà quận chúa mà tôi rất khó gặp, vì chồng bà ta rất hay ghen, và bà đã báo cho tôi biết hôm nay bà có đến đây chỉ để nhìn thấy tôi thôi trong cái nhà thờ nhỏ bé này. Ông Portos, ông có vui lòng đưa cánh tay đây cho tôi vịn không? Chỉ 5 phút thôi, tôi muốn nói chuyện với ông. Portos tự nháy mắt với mình như một tay chơi thế cá đã cắn câu. Anh nói, thưa bà không dám ạ. À. Trong khi đó, đã Thành Nhân chuyển sang đi theo Milady. Đi đưa mắt nhìn Portos và trông thấy cái nháy mắt đắc thắng đó ở vào cái thời buổi phong nhã đó. Đã Thành nhanh rất dễ hiểu cái nháy mắt ấy. Anh nghĩ thầm, thế là đã có một người tìm được cách sắm đồ quân dụng rồi. Portos đưa tay cho nhà bà biệt lý vịn. Họ đi đến hàng rào nhà thờ xanh Mạc Loa, một nơi rất vắng vẻ. Ban ngày người ta chỉ thấy có ăn mày và trẻ con chơi. Khi thấy chắc chắn là đã xa hẳn những kẻ tò mò. Bà biện lý liền nói, Ôi ông Portus, vì như ông đã thắng lắm thì phải. Thưa bà tôi, sao vậy ạ? Thì những dấu hiệu vừa rồi, và nước thánh, dễ bà ấy là công chúa chắc, nên mới có hai người theo hầu. Bà nhầm rồi đấy, Portus đáp, mới chỉ là bảo quận chúa thôi thế còn người liên lạc đợi ngoài cửa thế còn cỗ xe ngựa và người xà ích ngồi ở trên Bọc tốt thì chẳng nom thấy người liên lạc cũng như cỗ xe ngựa chỉ có cặp mắt ghen tuông của người đàn bà mới nhìn thấy hết tất cả Bọc tốt lại lấy làm tiếc đã không nhìn thấy thế trước để tâng bốc lên là công chúa bà bệnh lý thợ dài nói ôi ông là con cưng của những người đẹp nhưng xin bà hiểu cho rằng với một thân hình đẹp đẽ mà trời phú cho tôi tôi chẳng thiếu gì cảnh giàu sang phú quý bà biện lý liền ngước mắt lên trời mà kêu lên rằng trời ơi bọn đàn ông các người sao mà chóng quên thế không chóng bằng các bà đâu vì tôi thưa bà tôi đã là nạn nhân của bà khi tôi bị thương sắp chết tôi thấy mình bị thầy thuốc bỏ rơi tôi con cháu có một gia đình danh giá tôi đã tin vào tình bạn của bà tôi suýt nữa bỏ mạng trước hết là vì vết thương sau là vì đói trong một cái quán tồi tàn ở Santini. Thế mà bà đã không thèm trả lời. Chỉ một lần thôi, những bức thư nóng bỏng của tôi đã viết cho bà. Bà bệnh lý liền giải quyết việc đó theo kiểu các bà lớn thời bấy giờ. Bà nói thì thầm. Thưa ông Portos, số phận nó là như thế đấy. Tôi đã vì bà mà hy sinh bà Bà Tước, bà nephro. Tôi biết. Nam Tước Phu Nhân, tôi xin ông đừng hành hạ tôi nữa. Bà Quận Chúa, xin ông hãy rộng lượng. Bà nói đúng, thưa bà, thì tôi sẽ không nói hết đâu. Nhưng đó là vì chồng tôi không muốn nghe thấy câu cho vay. Thưa bà cô cơ nà, bà nên nhớ rằng bức thư đầu tiên bà viết cho tôi, tôi còn nhớ như in trong óc. Bà bể lý thốt lên một tiếng, rồi nói, nhưng cũng là tại số tiền ông muốn, ông mượn nó lớn quá. Tôi chỉ cần biên thư cho bà quận chúa, tôi không muốn nêu danh ra đây, phải tôi biết thế nào là tai tiếng cho một người phụ nữ, nhưng tôi biết rằng tôi chỉ cần biên thư là bà ta sẽ gửi cho tôi ngay một nghìn lị rưỡi. Bà Biện Lý dọa một giọt nước mắt và nói, Thưa ông Portos, tôi xin thề là ông trừng phạt tôi như thế là đau đớn cho tôi lắm rồi, và nếu sau này ông lại gặp phải một cảnh ngộ như thế nữa, xin cứ tin ở tôi. Portos làm ra vẻ phẫn nộ nói, Thôi đi bà, ta đừng nên nói đến tiền bạc nữa, nó nhục nhã thế nào ấy. Như vậy là ông không yêu tôi nữa rồi. Bà Biện Lý nói, một cách chậm chạp và buồn rầu. Porthos giữ một sự im lặng oai nghiêm. Bà biện lý nói tiếp. Ông trả lời tôi thế nào? Than ôi, tôi hiểu rồi. Bà hãy nên nhớ đến điều sỉ nhục mà bà đã tặng tôi, nó còn nằm ở đây này. Porthos nói và ấn mạnh vào trái tim mình. Tôi sẽ xin sửa, hỡi ông Porthos thân mến. Vào lại tôi đã đề nghị bà điều gì? Porthos nói tiếp với một cái nhún vai đầy vẻ chất phác. Cho vay có thế thôi dù sao tôi cũng không phải là con người không biết suy nghĩ tôi biết là bà không giàu bà cuộc cơ nạ và chồng bà bắt buộc phải bóc lột từng đồng ê quy những người kiện cáo nhau nghèo khó ôi nếu bà là bá tước âu tước hay quận chúa thì sẽ khác bà sẽ không thể tha thứ được bà biện lý bị chạm tự ái bà lời nói thưa ông Portos, xin không biết cho là cái kết bạc của tôi dù chỉ là một người biện lý quèn cũng có thể còn đầy hơn cái bọn đàn bà thối thây của ông đây lại là một điều sỉ nhục thứ hai đối với tôi. Pactos vừa nói vừa gỡ tay ra khỏi tay bà biện lý. Nghĩ rằng nếu bà giàu thì sự từ chối của bà không tha thứ được nữa. Bà biện lý thấy mình đã đi quá đà liền nói chữa. Khi tôi nói giàu không nên hiểu lệch câu ấy. Thực tế là tôi không giàu mà chỉ dễ chịu thôi. Thưa bà tôi đề nghị chúng ta không nên nói đến đấy nữa. Bà đã không nhìn nhận tôi. Tất cả tình cảm giữa chúng ta đều tan vỡ hết. Ông là một con người bội bạc. Vâng, xin mời bà cứ than ván nữa đi. Đi mà theo quận chúa xinh đẹp của ông, tôi không giữ nữa. Thôi, bà ấy không đến nỗi còn như tôi tưởng đâu. Phải. Thôi thì một lần cuối cùng nữa vậy. Ông Portos, ông có còn yêu tôi nữa không? Hà Nội thưa bà, Portos nói bằng một giọng sầu thảm nhất. Khi mà chúng tôi sắp bước vào một chiến dịch, một chiến dịch mà linh cảm của tôi đã cho tôi biết trước là tôi sẽ chết. Ôi, xin ông đừng nói những điều như thế nữa. Bà bệnh lý nước nào nói. Một cái gì đó đã nói cho tôi như thế. Pothos nói tiếp, càng vẻ sầu thảm hơn. Ông cứ nói ngay là ông có một mối tình mới thì hơn. Không đâu, tôi thức tình nói với bà đấy. Không một vật gì mới làm tôi động lòng được. Và tôi còn cảm thấy ở đấy, ở tận đáy lòng tôi một cái gì nó nói về bà. Nhưng chỉ trong 15 ngày nữa, như bà đã biết hoặc chưa biết, cái chiến dịch ác liệt ấy sẽ mở, tôi sẽ phải bận tâm ghê gớm. Về bộ đồ quân dụng của tôi, rồi tôi lại còn phải làm một cuộc hành trình về gia đình tôi ở tận cuối cái xứ Brotan nhà ấy để thu xếp một món tiền cần thiết cho chuyến đi của tôi. Portos nhận thấy rõ tình yêu và tính keo kiệt đang đấu tranh lần chót với nhau. Y liền bồi tiếp. Và vì bà quận chúa mà bà vừa thấy đấy cũng có những điền trang ở cạnh điền trang của tôi. Chúng tôi sẽ cùng đi với nhau cho một cuộc hành trình xa mà được đi đôi với nhau thì xa cũng hóa gần bà nhỉ. Thế ông không có bạn bè nào ở Paris à, ông Portos? Tôi tưởng là có. Portos là đáp với giọng sầu thảm. Nhưng tôi đã lầm. Ông có đấy, bà Bình Lý nói với một vẻ phấn khởi. Đảm bà cũng phải ngạc nhiên. Ông có đấy. Ngày mai, ông cứ lại đằng nhà tôi. Tôi sẽ xưng là anh em họ với tôi. Và từ đi uh, đến, Ông có nhiều việc kiện cáo ở Paris mà chưa có biện lý. Ông nhớ kỹ chưa? Kỹ lắm rồi bà. Ông sẽ đến vào bữa cơm trưa nhé. Tốt lắm. Ông phải mạnh dạn trước mặt chồng tôi. Lão ta đã 73 tuổi rồi, nhưng còn xảo quyệt lắm. 73 tuổi? Cái tuổi đẹp đẽ quá nhỉ? Cái tuổi cao niên thì đúng hơn, ông Portos à. Vì thế chưa biết chừng tôi quá bộ lúc nào. Bà biện lý vừa nói vừa nhìn Portos một cái nhìn đầy ý nghĩa. Cũng may mà bạn đăng ký kết hôn của chúng tôi đã quy định của cải để lại hết cho người còn sống. Tất cả chứ? Tất cả. Bà là một người thận trọng đấy. Bà cô cơ ạ. Bọc vừa nói vừa dịu dàng bắt tay bà biệt lý. Vậy là đôi ta lại làm lành với nhau rồi nhé. Anh thân yêu. Bà biệt lý nũng nịu nói. Đến suốt đời, em yêu mến ạ. À. Portos cũng đáp lại với giọng như thế. 30. Miladi Đã thật nhân bí mật đi theo Miladi, anh trông thấy ả lên xe và nghe thấy ả ra lệnh đánh xe đến phố Saint Germain. Thế là đi bộ mà theo cỗ xe hai ngựa kéo là điều vô lý. Đã thay nhanh liền quay về phố Peru. Đến phố uh, Sung Sen, anh thấy Prancé đang đứng trước một cửa hiệu bánh ngọt ngắm nghĩa quầy bán có vẻ thèm thuồng. Anh liền gọi hắn lại và sai đi đóng hai con ngựa ở chuồng ngựa dinh ông Trevi, rồi rét đến tìm anh ở nhà Atos. Ông Trevi đã cho phép Đa được toàn quyền sử dụng chuồng ngựa của ông. Brancé vâng lệnh đi về phía phố chuồng bộ câu già, còn Đa Nhăng đi về phố Peru. Atos có nhà, đang buồn giàu nhấm nháp chai rượu Tây Ban Nha mà anh mang ở Picardy về. Anh ra hiệu cho Grimo lấy thêm cốc đã thân nhăng bèn kể cho Atos nghe tất cả những gì vừa xảy ra giữa Porthos và bà biệt lý và có thể bạn anh lúc này đang trên đường sắm sửa quân phục. Nghe xong, Atos nói, Còn tôi, tôi cứ yên chí phụ nữ không phải là người sắm quân dụng cho tôi. Tuy nhiên, đẹp trai lịch sử cao thượng như anh, chẳng một công chúa hoàng hậu nào trốn tránh được những nét đáng yêu của anh. Đại tài Nhăng còn trẻ con làm sao? Atos nhún vài đáp. Và anh lại ra hiệu cho Grimo mang thêm chai rượu nữa. Vừa lúc đó, Prangse thò đầu vào cánh cửa báo tin hai con ngựa đã sẵn sàng. Ngựa nào thế? tốt hỏi. Hai con mà ngài Trevi cho tôi mượn để đi chơi ra phố Saint-Germain. Anh đến phố Saint-Germain làm gì? Atos lại hỏi. Thế là đã ta nhăng lại kể câu chuyện gặp gỡ ở nhà thờ. Mà anh đã tìm thấy người thiếu phụ đứng nói chuyện ở mông với người có sẹo ở Thái Dương, một người mà anh phải bận tâm đến suốt đời. Atos liền nhún vai một cách khinh bỉ như anh thương cảm đến sự yếu đuối của con người, rồi anh nói như thế có nghĩa là anh đã mê chị này như anh đã từng yêu bà bonacieux Tôi à đã thanh nhang cái không đâu, tôi chỉ tò mò muốn biết điều bí mật của chị ta thôi. Không hiểu tại sao đối với người phụ nữ này, mặc dù chúng tôi chưa hề quen biết nhau, mà tôi lại có một linh cảm là chị ấy sẽ có một ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Thực tế là anh nói có lý tôi chưa thấy một người phụ nữ nào đáng để ta đi tìm khi người đó bị mất tích. Bà Bona xưa bị mất tích, mặc xác bà ta, bà ta tự tìm lấy mình. Không, Atossa à, à, anh lầm rồi. Tôi yêu nàng công tăng của tôi hơn bao giờ hết. Và nếu như tôi biết nàng hiện nay ở đâu, dù là tận cùng trái đất, tôi cũng sẽ đến cứu nàng thoát khỏi tay kẻ thù. Nhưng tôi không biết nàng ở đâu cả. Tất cả mọi lùng kiếm của tôi đều đã vô ích. Bây giờ tôi cũng phải tiêu khiển một chút chứ. Và anh cứ việc đi mà tiêu khiển với Milady. Tôi thành khẩn chúc anh được vui vẻ. Hay thế này, anh Athos, đáng lẽ anh tự giam mình ở đây như trong tù, anh lên ngựa đi ra phố Saint Germain với tôi, có lẽ hay hơn. Anh bạn thân mến, tôi chỉ gửi con ngựa của tôi thôi, nếu không tôi đi bộ. Còn tôi, đã thành nhăng, nếu là người khác đã tự ái, chỉ mỉm cười, nói. Còn tôi, tôi không dám tự hào bằng anh, tôi cưỡi con ngựa mà tôi gặp. Thôi xin chào anh. Nhăng và Planche nhảy lên ngựa lên đường đi xanh sắc manh. Trên suốt dọc đường đi, điều mà Atos đã nói với anh về bà Bonai xưa lại trở lại tâm trí anh. Mặc dù Nhăng không phải là con người đa sầu đa cảm, nhưng bà chủ nhà xinh đẹp của anh đã có một tình cảm chân thành trong trái tim anh. Như anh đã nói, anh sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để tìm người yêu. Nhưng quả đất thì tròn, biết đâu là tận cùng. Trong khi chờ đợi, anh muốn tìm hiểu xem Milady là ai. Milady đã nói chuyện với người mặc áo măng tô đen, vậy à phải biết ăn Và lại trong ý nghĩ của Ata nhăng, thì chính người mặc áo măng tô đen đã bắt cóc bà Bonacieux lần thứ hai như hắn đã bắt cóc lần thứ nhất. Vậy là Ata nhăng chỉ nói dối có một nửa, cứ nói rằng anh đi tìm Milady, đồng thời cũng là đi tìm công tăng Vừa suy nghĩ như vậy, vừa thỉnh thoảng thúc vào bụng ngựa, Ata nhăng đã đi tới xanh choáng anh anh vừa đi qua cái lâu đài mà 10 năm về sau Louis thứ 14 sinh ở đấy. Anh đi qua một phố rất vắng vẻ, nhìn ngang nhìn ngựa để tìm xem có dấu vết của Milady không. Thì anh bỗng nhận thấy ở tầng dưới một ngôi nhà khá đẹp, có một bộ mặt khá quen thuộc. Bộ mặt đó đang đi dạo chơi ở một miếng đất có trộm hoa. Blanche nhận ra trước tiên, liền thưa với Đa Thưa ông, ông có nhận ra tên kia không? Không, nhưng chắc chắn không phải là lần đầu tiên ta thấy nó, thế mà tôi nhận ra đấy, nó chính là lui banh đầy tớ của bá tước The Wood, người mà ông đã đóng đinh xuống đất ở Calais để lấy giấy tờ sang Anh đấy. à, phải rồi, ta nhớ ra rồi. liệu nó có còn nhận ra mày không? đã một tháng nay rồi còn gì. thưa ông có lẽ không, vì lúc đó nó đang bị hoảng hồn nên chẳng nhớ được nét mặt của tôi đâu. vậy mày ra tán chuyện với nó, tìm hiểu xem chủ nó sống chết ra sao. Vâng xuống ngựa đi thẳng đến chỗ lui bánh Quả nhiên nó không nhận ra, và thế là hai đứa tán chuyện với nhau, cười nói như pháo gian. Trong khi đó đã tay nhàng thúc ngựa vào một trong cái ngõ, đi vòng quanh một ngôi nhà, rồi trở lại đứng sau một cái hàng rào quan sát hai đứa tẩy đầy tớ nói chuyện. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng xe ngựa đi đến, rồi một chiếc xe tới đỗ trước mặt anh. Anh nhận ra là chiếc xe của Melody, nhưng không thể nhầm được vì thấy có Milady ngồi bên trong. Đã tay nhăng cúi đầu xuống cổ ngựa để dễ nhìn và không bị người ta nhìn thấy mình. Milady thò đầu ra cửa xe và ra lệnh cho một người hầu gái. Chị này là một cô gái cũng xinh đẹp, chạc 20 tuổi, nhanh nhẹn và vui tươi. Đúng là người hầu của một bà lớn. Chị nhảy xuống xe và đi vào ngôi nhà mà Đa Thái Nhăng đã nhìn thấy là Louis Banh. Đa Thái Nhăng đưa mắt theo dõi thấy chị hầu tiến đến ngôi nhà ấy nhưng tình cờ có một lệnh bên trong gọi Libanh vào. Thành thử chỉ còn một mình Plancé đứng đó, đã ngơ ngác nhìn tứ phía xem chủ mình ở đâu. Chị hầu gái lại gần Plancé mà chị tưởng là Libanh, đưa cho hắn một mảnh giấy và nói: anh mang cái này cho chủ anh. Cho chủ tôi à? Plancé ngạc nhiên hỏi. Phải, cần lắm đấy. Cầm lấy, nhanh lên nào. Nói xong, chị ta chạy về cố xe ngựa, trèo lên bậc lên xuống và cố xe chuyển bánh. Đoàn lật đi lật lại, lại mạnh giấy rồi quen với cách vâng lệnh thụ động liền chạy một mạch tới Đa Thanh Nhăng. Đa Thanh Nhăng cũng đã non thấy hết và đang đi lại trước mặt hắn. Đoàn liền đưa mạnh giấy lên và nói Thưa ông cái này là của ông. Của tao. Mà có chắc không? Chắc chứ ạ. À, đứa hầu gái nói với tôi mang về cho chủ anh. Tôi không có người chủ nào khác ngoài ông. Còn bé khấu đáo đẻ ông ạ. À. Đa Thanh Nhăng liền mở thư ra đọc mấy hàng chữ sau. Một người quan tâm đến ông, không thể nói hết được, muốn biết hôm nào ông có điều kiện cùng đi chơi trong rừng. Ngày mai ở khách sạn tấm thảm vàng, một người hầu mặc quần áo đen và đỏ đợi thư trả lời của ông. Ồ, thế này thì lạ thật. Hình như Milady và ta cùng quan tâm đến sức khỏe của một người. Này Blanche, sức khỏe của ngài ở Đầu thế nào? Ngài ấy không chết à? Không ạ, à, sức khỏe của ông ấy đúng là bị bốn nhát gươm của người và hiện nay ông ấy còn yếu vì mất quá nhiều máu. Như tôi đã biết, Lui Banh không nhận được ra tôi nên nó đã kể hết cho tôi câu chuyện của chúng ta. Tốt lắm, Blanche. Mày là vua của những người hậu. Bây giờ lên ngựa, ta đi theo cỗ xe. Năm phút sau, hai thầy trò đã thay nhăng đã gặp nó đang đỗ ở bên lề đường. Một người kỵ sĩ quần áo rất sang trọng đang đứng nói chuyện ở cửa xe. Câu chuyện giữa Melody và người kỵ sĩ rất sôi nổi đến nỗi Đa Tây Nhăng dừng ngựa ở bên kia cỗ xe mà không ai biết ngoài người hầu gái. Câu chuyện nói bằng tiếng Anh là thứ tiếng mà Đa Tây Nhăng chẳng hiểu gì cả. Nhưng nghe giọng nói anh có thể đoán được là thiếu phụ rất cao kịch. À đã kết thúc một câu nói và một cái đập tay rất mạnh làm cho cái quạt đang cầm ở trong tay bị tan ra từng mảnh. Người kỵ sĩ thốt ra một tiếng cười như càng làm điên tiết Milady. Đa Tây thấy lúc này là lúc có thể can thiệp vào được. Anh lại gần cái cửa xe bên kia hạ mũ ra và nói một cách rất lễ phép. Thưa bà, xin phép bà để tôi được giúp bà. Tôi thấy hình như ông kỳ sĩ kia làm bà phải tức giận. Xin bà chỉ cần nói một câu để tôi có nhiệm vụ cho ông kia một bài học về phép lịch sự. Vừa nghe thấy tiếng đó, Melody vội quay đầu lại ngạc nhiên nhìn người thanh niên. Khi anh nói xong, à mới nói bằng tiếng Pháp rất sõi. Thưa ông, tôi sẽ rất sung sướng được ông che chở nếu như ông kia không phải là anh tôi. Nếu vậy thì xin lỗi bà, đã nhang nói xin bà hiểu cho là tôi không biết điều đó người kỵ sĩ mà milady gọi bằng anh liền cúi đầu xuống nhìn qua cửa sổ xe và kêu lên cái tiền dại ruột kia đã định can thiệp và cái gì thế hả sao nó không xéo đi cho được việc có anh dại ruột thì đúng hơn đã thanh nhang cũng cúi xuống cổ ngựa nhìn qua cửa xe nói ta chỉ muốn xéo vì ta thích đứng ở đây người kỵ sĩ nói vài câu bằng tiếng anh với em gái đã thanh nhang liền nói xen vào Tôi nói với anh bằng tiếng Pháp, vậy tôi yêu cầu anh trả lời tôi cũng bằng một thứ tiếng đó. Anh là anh bà đây. Được, nhưng may quá, lại không phải là anh tôi. Người ta tưởng rằng Milady cũng như mọi phụ nữ bình thường sẽ can thiệp để ngăn ngay khỏi xảy ra một cuộc ẩu đả. Nhưng trái lại, à ném mình vào trong nệm xe và lạnh lùng hô người xả ích. Về khách sạn. Cô hộp gái xinh đẹp đưa cặp mắt lo lắng nhìn ra tay nhăn mà vẻ mặt của anh đã tác động đến cô. Cỗ xe tiến lên thành ra hai người đứng trước mặt nhau. Người kỵ sĩ định cho ngựa đi theo cỗ xe, nhưng Đa Thanh Nhăng đã nhận ra đó là người anh ở A Miêng đã được bạc con ngựa của Atos và suýt nữa được cải viên kim cương của anh. Cơn giận của anh lại tăng lên, anh liền chộp lấy dây cương và giữ người đó lại rồi nói Tưởng là ai? Lại hóa ra ông. Thế thì đúng là ông dại dột hơn tôi rồi vì ông như quên mất là chúng ta đã từng suýt nữa có chuyện ẩu đả với nhau. À, ông đấy à, vậy là ông vẫn cứ phải chơi món này hay món khác à? Vâng, cái đó làm tôi nhớ lại một mối thù cần phải trả. Chúng ta sẽ thấy ông múa gươm có khó bằng múa con bài không? Ông cũng thấy là tôi không mang gươm. Ông có dám tấn công một người không mang vũ khí không? Tôi mong rằng ở nhà ông cũng có chứ. Mà là tôi có hai thanh đây, ông chọn lấy một. Không cần thiết, ở nhà tôi có đề đủ cả nếu vậy mời ông về nhà và chọn lấy hai thanh dài nhất và chiều nay đến tìm tôi ở đâu nào đằng sau đức sông bua đó là một nơi rất đẹp cho những cuộc chơi như tôi đề nghị với ông vậy mấy giờ nào sáu giờ chắc ông cũng có một vài người bạn nữa chứ tôi còn ba người bạn cũng rất vui lòng tham gia với tôi ba đã thật nhăng reo lên thì thì tốt quá cũng vừa đúng với tôi bây giờ xin ông cho biết ông là ai người anh hỏi tôi là đa nhăng quý tộc xứ gắt công đang phục vụ cho đơn vị cận vệ liên đội ngài s còn ông tôi là nam tước the winter nếu vậy thưa ngài nam tước tôi xin sẵn sàng hầu ngài Nói xong, đã thúc ngựa quay về Paris. Trong những dịp như thế, anh thường về thẳng nhà Athos. Anh thấy Athos đang nằm trên giường, như anh đã nói, đang đợi đồ quân dụng nó đến tìm anh. Đã kể hết câu chuyện vừa xảy ra cho Athos nghe trừ chuyện bức thư gửi cho Đậu Watch. Atos lấy làm thú vị vì sắp được trọi gươm với người Anh. Chúng ta đã nói đó là điều anh mơ ước. Họ cho mời Portos và Arami đến, kể cho họ nghe tình hình. 31. Người Anh và Người Pháp Đúng giờ mọi người ra đi cùng với bốn đầy tớ, họ đến đằng sau luxembourg trong một khu vườn bỏ hoang cho lũ dê athos cho tiền người chăn dê để người ấy đi chỗ khác rồi bố trí những người hầu canh gác một lát sau một nhóm người lặng lẽ tiến đến khu đó rồi đi lại gần những người lính ngự lâm và như thường lệ cuộc giới thiệu bắt đầu những người anh toàn là có tức vị cao những cái tên kỳ dị của các đối thủ làm họ không những ngạc nhiên mà còn nghi ngờ nữa nam tước muitzer nói với những cái tên đó chúng tôi không hiểu các ông là ai cả. Chúng tôi không đấu với những người có tên như thế. Chỉ là tên của những người chăn cừu mà thôi. Như vậy Nam Tước cho là những cái tên giả. Atos hỏi. Vì vậy chúng tôi muốn biết những cái tên thật. Các ông đã chơi những ván bạc với chúng tôi mà không cần biết đến những tên thật. Atos nói. Và cũng với những cái tên đó các ông đã được của chúng tôi hai con ngựa. Đúng như vậy. Nhưng như thế chúng tôi chỉ liều có đồng tiền Lần này chúng tôi liều cái mạng của chúng tôi. Đánh bạc thì người ta đánh với tất cả mọi người. Còn đấu gươm thì phải đấu với những người ngang hàng. Đúng đấy. Atos nói xong liền kéo người đối thủ riêng ra một chỗ, rồi nói nhỏ tên thật của mình. Atos và Arami cũng làm như vậy. Vậy đã đủ chưa? Atos nói với địch thủ của mình. Ông đã thấy tước vị của tôi khá lớn để đấu với ông chưa? Thưa ông đùa, người anh cúi đầu nói. Và bây giờ, ông có muốn tôi nói với một điều không? Điều gì ạ? Ông không nên nài tôi phải nói tên thật ra về ông thì tốt hơn. Vì sao ạ? Vì người ta đã tưởng tôi chết rồi. Tôi có những lý do để muốn người ta không biết tôi còn sống. Cho nên tôi bắt buộc sẽ phải giết ông để điều bí mật của tôi không bị tiết lộ ra. Người anh nhìn Atos tưởng anh ta nói đùa. Nhưng Atos không đùa thế nào. Anh hô to với các bạn và các địch thủ. Thôi nào, chúng ta xong cả rồi chứ. Vâng, lời đáp bằng tiếng Pháp và tiếng Anh lẫn lộn. Vậy ta bắt đầu. Lập tức, tám thanh gươm lóe lên dưới ánh nắng ban chiều và cuộc chiến đấu bắt đầu một cách kịch liệt của những con người hai lần kẻ thù. Atos, đối với một chiến Pháp bình tĩnh và quy củ như trong phòng tập luyện. Atos đã rút kinh nghiệm, quá chủ quan ở Santilli. Anh đấu rất thận trọng và khéo léo. Army, vì còn phải viết cho xong khúc thứ ba của bài thơ, anh đấu một cách rất khẩn trương. Atos là người đầu tiên hạ được địch thủ của mình chỉ bằng một nhát như anh đã báo trước lưỡi gươm đã xuyên qua tim kẻ địch Portus là người thứ hai hạ được kẻ địch nằm lăn trên bãi cỏ với một nhát gươm vào đùi địch thủ liền nộp gươm xin hàng và được Portus dìu ra xe Army dồn ép đối thủ mạnh mẽ quá đến nỗi sau mấy chục bước một hứng hắn liền ùa té chạy dưới những tiếng chế nhạo của bọn đầy tớ còn bà tay anh chỉ đấu với một Chiến pháp hoàn toàn phòng ngự Rồi đến khi thấy đối thủ đã quá mệt mỏi Anh liền vung kiếm một cách rất mạnh Làm văng gươm của đối thủ ra xa Nam tước Quister Thế mình đã bị mất vũ khí Liền rùi lại đằng sau mấy bước Như ông bị trượt chân Và ngã ngửa ra Đã thay nhăng nhảy trồm lên một bước Tì lưỡi gươm vào cổ họng Nam tước rồi nói Tính mạng ông đã ở trong tay tôi Tôi có thể giết chết ông ngay Nhưng vì tình đối với em gái ông Tôi tha cho ông Datanyang vui sướng đến cực độ anh đã thực hiện được chương trình dự kiến từ trước anh nở một nụ cười rạng rỡ nam tước winter cảm động trước tấm lòng độ lượng của Datanyang, liền ôm lấy anh và hết lời khen ngợi mấy anh bạn lính ngự lâm đối thủ của portos đã được dìu vào ngồi trong xe của Arami đã chuồn thẳng cảnh rồi chỉ còn giải quyết có đối thủ của Atos. khi portos và Arami cởi áo cho nạn nhân nằm dưới đất với hy vọng vết thương không đến nỗi chết người thì một túi tiền to tướng rơi từ thắt lưng người đó ra. Đa tay Nhăng liền nhặt lấy và đưa cho nam tước Winter. À, tôi lấy cái này làm gì? Winter nói. Ông mang về trả cho gia đình người ta. Đa tay Nhăng nói. Gia đình người ta cần gì cái của này? Họ được thừa hưởng hàng năm 15.000 livre lợi tức rồi. Ông nghĩ ông giữ lại cho đầy tớ đi. Đa tay Nhăng nhét túi tiền vào túi. Nam tước nói tiếp. Và bây giờ, thương bạn trẻ của tôi, Xin phép ông được gọi ông bằng cái tên ấy. Xin mời ông tối nay đến nhà để tôi được đích thân cảm ơn ông. Và lại, em tôi quen nhiều người thần thế trong chiều. May ra có thể có ích cho ông chăng? Đa Thành Nhăng lặng người đi. Vì quá sung sướng, anh chỉ mong có thế lên nhận lời ngay. Vừa lúc ấy, Atos lại gần Đa Thành Nhăng, hỏi nhỏ. Anh cầm túi tiền ấy làm gì? Để trả cho anh. Trả cho tôi vì sao? Thì anh đã giết hắn mà. Chính lợi phẩm đấy chứ sao? tôi thừa tự một kẻ thù anh cho tôi là hạng người nào đó là điều lệ trong chiến tranh tại sao ta lại không áp dụng nó trong cuộc đấu gươm ngay cả trên bãi chiến trường không đời nào tôi làm như vậy portos so vai lên Army thì tỏ vẻ tán thành Atos. nếu vậy ta đem cho bọn đầy tớ ta nhanh nói như ý kiến của nam tước winter phải Atos nói cho bọn đầy tớ nhưng không phải bọn của chúng ta mà là bọn đầy tớ anh ấy Atos cầm lấy túi tiền ném vào tay người anh xe và nói, Cho anh và các bạn anh. Phong thái cao thượng ấy trong một con người đang hoàn toàn túng bấn, làm cho mọi người, ngay cả Portos cũng phải xúc động. Vì lòng rộng lượng kiểu Pháp ấy gây được rất nhiều cảm tình trong bọn người Anh. Tất nhiên, đàn loại trừ các ngài Grimo, Blanche, Mucatong và Ba Danh. Năm tiếp Winter, trước khi từ biệt Đa thân Nhân, đã cho anh địa chỉ của em. Bà ta ở quảng trường Hoàng đế, một nơi sang trọng nhất thời đó, số nhà 6. Và lại ông cũng hứa là sẽ đến đón anh đi. Đã thành nhăng cho địa chỉ ở nhà Atos. Cuộc giới thiệu ấy với Melody làm cho Datanyan rất quan tâm đến. Anh nhớ lời cách thức kỳ dị mà người thiếu phụ ấy đã can thiệp vào đời anh như thế nào. Theo ý kiến anh thì đó là một nhân vật của giáo chủ, nhưng anh cảm thấy mình bị người phụ nữ ấy lôi cuốn không thể cưỡng lại được do một tình cảm mà anh không thể hiểu nổi anh chỉ lo sợ có một điều là milady sẽ nhận ra anh là người ở mông và ở hải cảng nước anh như vậy sẽ biết anh là người của ông thuê vi là người đã chiến hiến dâng cả thể xác và linh hồn cho vua và từ đó anh sẽ mất một số lợi điểm trong cuộc đua tài với milady mà anh biết là ngang sức còn mối quan hệ mà ám ban đầu giữa milady và The Wood, anh cũng chả để ý đến mặc dù là hắn trẻ đẹp giàu có và có nhiều tín nhiệm với giáo chủ khi người ta ở tuổi 20 và nhất là sinh trưởng ở Tắc Bơ là thế đấy. Đã thấy bắt đầu bằng sự đi về nhà để trang điểm cho thật diện, rồi lại trở lại nhà Atos và kể cho anh nghe hết theo thượng lệ. Atos nghe chương trình của Đa Tài nhanh rồi lắc đầu căn dặn anh phải thận trọng với một vẻ chua chát. Sao? Anh vừa mới mất một người đàn bà mà anh lại là ngoan. Chuyên dáng hoàn hảo. Thế là bây giờ anh lại chạy theo một người khác. Đã thành nhằng cảm thấy sự đúng đắn của lời trách móc ấy, anh liền trả lời. Tôi yêu Bonacia bằng trái tim, còn tôi yêu Melody bằng khối óc. Tôi đến nhà ả à chủ yếu là để tìm hiểu về vai trò của ả à trong chiều. Vai trò của ả? À? Mẹ kiếp. Qua những lời anh nói với tôi thì có gì là khó đoán ra đâu. Đó là một ả à đặc phái viên nào đó của giáo chủ, một mụ mộ đàn bà đang tìm cách lôi kéo anh vào một cái bẫy để anh gửi xác anh trong đó. Trời ạ! Atos, anh nhìn mọi việc một cách đen tối quá đấy. Bạn thân mến, tôi nghi ngờ vào đàn bà lắm. Anh bảo làm sao khác được, tôi đã phải trả giá, một cái giá quá đắt rồi, nhất là đàn bà tóc hung. Anh nói là Milady tóc hung phải không? Một bộ tóc hung đẹp nhất trần gian. Ôi, đã tài nhăng, đáng thương quá. Atos nói, xin anh hãy nghe tôi, tôi muốn sáng tỏ vấn đề. Rồi sau khi đã biết rõ điều muốn biết, vì sẽ chuồn thẳng anh cứ việc đi mà làm sáng tỏ, Arthur nói một cách lãnh đạm. Năm tước Winter đến đúng giờ, nhưng Arthur đã giữ ý lui vào buồng trong, nên ông chỉ thấy một mình đã ta nhanh bèn đưa anh đi. Một cỗ xe ngựa sang trọng đã dưới đường do hai con ngựa kéo đẹp, và chỉ một lát sau đã tới quảng trường có tên Hoàng đế. Melody Claridge đón tiếp đã ta nhanh rất duyên dáng à, ở trong một biệt thự lộng lẫy và mặc dù phần lớn những người anh đều bị đuổi về nước do chiến tranh milady vẫn chi tiêu những món tiền lớn cho biệt thự điều đó chứng tỏ vấn đề đuổi những người anh về nước không liên quan gì đến ả cả nam tước giới thiệu đã tay nhanh với ả như sau tôi là một chàng trai chàng thấy nên quý tộc đã nấn tính mạng tôi trong tay thế mà không thèm lợi dụng để trả thù một mối thù hai lần vì tôi đã thoá mạ chàng và tôi lại là một người anh nữa xin em hãy vì tình anh em mà cảm ơn chàng. Milady hơi cau mày lại một đám mây rất nhẹ lướt qua chán ả, à, và một nụ cười rất lạ lùng xuất hiện trên cặp môi. Đã Thành nhăng bắt gặp được ba cái ấy anh cảm thấy như bị dùng mình. Milady liền nói với anh bằng một giọng rất êm dịu trái hẳn với những triệu chứng khó chịu mà đã thanh nhăng đã bắt gặp. Xin chào ông bắt đầu từ ngày hôm nay ông là người có quyền nhận được sự biết ơn vĩnh viễn của chúng tôi nam tước quay lại kể hết cuộc đấu gươm không bỏ sót một chi tiết milady hết sức chăm chú nghe nhưng người ta có thể dễ dàng thấy mặc dù ả cố gắng che giấu vẻ không thích thú nghe câu chuyện đó máu bốc lên mặt và chân ả ngọ nguậy liên tục dưới chiếc áo dài nam tước winter không nhận thấy gì cả rồi khi đã kể chuyện xong ông lại gần cái bàn trên có bày một mâm rượu tây ban nha ông rót đầy hai cốc và mời ta thay nhăng. Anh hiểu là nếu từ chối chạm cốc sẽ làm cho người anh phật lòng. Anh lại gần bàn và cầm lấy cốc rượu. Tuy vậy, mặt anh vẫn không rời milady. Và qua một tấm gương, anh nhận thấy có một sự thay đổi trên bộ mặt ấy. Lúc này milady tưởng không ai nhìn thấy mình, cho nên trên diện mạo ả à xuất hiện một vẻ gì như là dữ tợn. Hai hàm răng cắn chặt lấy chiếc khăn tay. Lúc ấy, cô hầu gái xinh đẹp bước vào nói một vài câu tiếng Anh với nam tước. Nam Tước liền đứng lên, xin lỗi Đa thanh nhăng, để ra đi vì có việc bận, đồng thời lại còn ủy nhiệm cho cô em xin lỗi hộ nữa. Đa thanh nhăng bắt tay Nam Tước rồi lại gần chỗ Mira đi. Nét mặt người phụ nữ ấy có một sự thay đổi dễ dàng, một cách lạ lùng, đã trở lại với những nét duyên dáng. Chỉ có một vết đỏ, dài rác trên chiếc khăn tay chứng tỏ ả à đã cắn vào môi, đến chảy máu. Cặp môi của ả à thật là tuyệt trần, người ta bảo đó là san hô. Câu chuyện đã bắt đầu vui vẻ. Milady có vẻ đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh. À nói, nam tước Winter không phải là anh ruột mà là anh chồng. À đã lấy người con trai út trong gia đình. Chồng à đã chết và để lại cho à một đứa con trai. Em bé đó sẽ là người thừa kế độc nhất của nam tước. Nếu nam tước Winter không lấy vợ. Tất cả cái đó làm cho Nhăng cảm thấy một bức màn che phủ một điều gì mà anh chưa phân biệt được. Sau nửa giờ nói chuyện, Bác Thanh Nhăng phải công nhận Milady là đồng bào với anh vì ả à nói tiếng Pháp thuần túy và lịch sử đúng của người Pháp. Bác Thanh Nhăng tung ra hàng trà những câu hào hoa phong nhã và những lời hứa hẹn tận tình đối với những người sốc nổi của anh chàng thanh niên sư các công ấy. Milady chỉ đáp lại bằng những nụ cười rộng rãi. Giờ từ biệt đã đến, Bác Thanh Nhăng chào Milady và ra khỏi phòng khách. Anh là người đàn ông sung sướng nhất trên đời. Trên cầu thang, anh lại gặp cô hầu gái. Cô khẽ đụng vào người anh. Cô liền đỏ mặt lên xin lỗi bằng một giọng rất ngọt ngào. Hôm sau Đa Tây Nhăng lại trở lại. Đã được tiếp nồng hậu hơn hôm qua. Nam Tước không có đấy. Milady tiếp anh suốt cả buổi tối hôm đó. À, có vẻ rất quan tâm đến anh. Hỏi han về gia đình, về bạn bè. Và đã có bao giờ anh muốn vào phục vụ đức ngài giáo chủ. Datanyang tuy mới 20 tuổi, nhưng là một thanh niên rất thận trọng như chúng ta đã biết. Anh liền nghĩ đến những điều còn nghi ngờ về Milady. Anh rất thán phục Đức Ngài, nói rằng anh đã vào làm việc phục vụ Đức Ngài rồi. Nếu như anh gặp được ông Cavoy, chứ không phải ông Trevi. Milady liền chuyển hướng câu chuyện một cách rất tự nhiên và hỏi Datanyang một cách rất vô tình rằng anh đã sang Anh lần nào chưa? Datanyang đáp anh đã được ông Trevi phái sang đấy tậu ngựa và anh chỉ mang về được có bốn con làm mẫu. Trong quá trình câu chuyện, Melody đã đôi ba lần cắn môi, đã gặp phải một tay gắt công đóng kịch rất khéo. Cũng cùng với giờ ngày hôm qua, đã thần nhăng ra về, đến ngoài hành lang anh lại gặp Kathy, cô hầu gái xinh đẹp. Cô nhìn anh với cặp mắt đầy khoan dung, rất rõ thấy, nhưng đã thần nhăng còn mãi nghĩ về cô chủ, thiết gì đến cô hầu. Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, Đa Thanh nhăng đều đến và mỗi lần đi đều tỏ ra thắm thiết hơn và cứ mỗi lần đến như thế lại cũng đều gặp cô hầu hoặc trong hành lang hoặc trên cầu thang hoặc ở phòng ngoài nhưng như chúng tôi đã nói đa Thanh nhăng đều không để ý đến lòng tha thiết của ketty đáng thương ấy.